Mật mã Tây Tạng, Trác Mộc Cường 3. Tập 21. Lạt Ma Á là như biệt tai làm ngơ, tiếp tục nói, Cực Nam Miếu hay còn gọi là Tuyết Sơn Thủy Tinh Miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của đàn thành, chia làm ba tầng thượng, trung, hạ. Tầng thượng là pháp khí châu bảo các, tầng trung là kinh điển các, tầng hạ là điện đường thờ Phật, trên mái và tường ngoài của các tầng lần lượt được chạm vẽ bốn vòng luân hồi đồ, đi quanh chùa một vòng tổng cộng có 108 băng tinh pháp luân, cao 3 trượng, nặng 9.900 cân. Nếu có thể dùng sức người đẩy pháp luân này một vòng, thì bằng như xoay chuyển pháp luân bình thường 1.000 lần, đạt được chính pháp thân, người xoay chuyển cả 108 pháp luân, có thể khiến chúng sinh trong lục đạo luân hồi thảy đều hưởng an lạc. Mọi người không sao hiểu nổi, không dám tin chắc những gì họ nhìn thấy rốt cuộc là thực hay là ảo. Ba tang tháo găng tay, dảo chân bước ra bờ hồ quỳ xuống, vốc lên một vốc nước, chất dịch trắng sữa ong ánh dập dành trong bàn tay anh ta, không ngờ lại cảm thấy hơi ấm ấm trên tay. Ký ức từ thủa thiếu thời cùng cảm giác như được ở trong lòng mẹ làm toàn thân ba tang rung lên, bất giác thất thanh thốt lên, không, đây không phải là thật. Đường mẫn mơ màng như người say rượu, gương mặt nhỏ nhắn ửng lên hai quầng hồng, khẽ dựa người vào chắc một cường ba thì thào, đây là thật phải không? Đây là thật phải không? Anh cường ba, không phải chúng ta đang nằm mơ đấy chứ? lần đầu tiên ánh mắt chắc Mộc Cường ba không tập trung toàn bộ sự chú ý lên đường mẫn mà chỉ đờ đấn quan sát tất cả mọi thứ trong tòa thủy tinh cung. Tất thảy đều mê man huyền ảo đến vậy, tất thảy mọi thứ ở đây đều đẹp đến độ tưởng chừng như chúng không nên là vật sở hữu của chốn nhân gian, con người dù có nằm mơ cũng không thể mơ thấy cảnh quan nào như vậy được. Gã hơi ngỡ ngàng đáp lời, không, anh cũng không biết, chắc không phải đang nằm mơ đâu. Em đã bao giờ mơ thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhường này hay chưa? Có lẽ đội trưởng Hồ Dương biết nhiều hơn một chút, gã liền hướng ánh mắt về phía anh chàng dâu sồm ấy. Đội trưởng Hồ Dương cũng đang đắm chìm trong cơn mê muội, không ngờ bên trong thủy tinh cung lại có hồ nước. Anh đã làm công tác khảo sát khoa học trên sông băng cả nửa đời người, nhưng cảnh sắc đẹp đẽ như này thì đây cũng mới là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng. Khi ánh mắt anh vừa bắt gặp thủy tinh cung, anh đã biết, kể từ giờ phút này trở đi, trong những ký ức không thể xóa nhòa của đời mình, ngoài kỳ quan trong động băng ở khả khả Tây Lý ra, Nay đã lại có thêm một hồ nước bên dưới sông băng này nữa. Mặc dù đây là chỗ sâu nhất của hình lập phương băng, nhưng lại không hề thiếu ánh sáng, thậm chí ngẩng đầu lên còn có thể trông thấy sao mai đang lặn lấp ló nơi chân trời nữa, tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì bên trong khối lập phương ấy rỗng ruột, bên trên mái vòm thủy tinh cung còn vô số những khoảng hở lớn, chúng giống như những bọt khí, làm ánh sáng có thể xuyên thấu qua khối lập phương băng, mang ánh mặt trời xuống tận nơi sâu thẳm nhất bên trong khối băng khổng lồ chỉ có điều khi ấy, bức tranh của chốn tiên giới ấy sẽ như thế nào thì không ai có thể tưởng tượng tiếp được nữa. Khá nhiều bọt khí còn có nước ở bên trong, nhưng không phải màu trắng sữa mà là màu xanh nước biển, bởi thế mà khi mọi người đứng trong thủy tinh cung, bước chân lên cầu băng, ngước nhìn những giải lụa nước màu xanh lam lưu chuyển trên đỉnh đầu, xung quanh lại có sương mù bảng làng, cảm giác thật đúng như đang ở bên trong thủy tinh long cung nơi đáy biển sâu vậy. Cương lạc phía trước chạy loanh quanh một vòng, không thấy có người đi theo, lại quanh ngược trở về xem, nó cứ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào đám người bọn Trác Mộc Cường ba. Cương Nhật Phổ bạc đi phía sau cũng thầm thở dài nghĩ, ôi, người từ thế giới bên ngoài. Chỉ nhìn thấy những cảnh tượng ở đây mà đã kích động đến thế rồi hay sao? Vậy thì, tiếp sau đây, mọi người, sẽ còn như thế nào chứ? Anh nghĩ ngợi dây lát, đột nhiên gọi Cương Lạp lại gần, thấp giọng thì thào nói mấy câu vào tai nó. Cương Lạp nhìn Cương Nhật Phổ bạc với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Mặc dù mê luyến, dẫu rằng không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng Lữ Cánh Nam vẫn dần được lòng, cô nuối tiếc nhắc mọi người, đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Cô hiểu rõ, đại tự nhiên không bao giờ tiếc phô bày vẻ đẹp của mình, chỉ đợi những người có tâm đi tìm kiếm phát hiện mà thôi. Có điều lần này bọn họ chỉ là những khách qua đường vội vã băng qua trốn đây, thực không dám ảo vọng chiếm hữu mãi mãi vẻ đẹp tuyệt thế này. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, đi thôi, nếu khu vực rừng tháp băng mà bị sương mù che phủ thì chúng ta không đi qua được đâu. Cứ coi đây như là một trong vài khoảnh khắc tuyệt mỹ nhất trong đời mọi người mà lưu giữ trong ký ức, vậy cũng là đủ lắm rồi. Vòng qua hồ nước, Cương Lạp lại dẫn mọi người đi vào một thông đạo băng khác, những khe nứt bên dưới tầng băng lại một lần nữa từ nhỏ hóa thành to. Con đường này không ngờ còn khó đi hơn cả đoạn đường họ đi qua lúc nãy. Cương Lạp cũng phải giữ tốc độ cực nhanh mới có thể chạy trên mép vách băng mà không rơi xuống dưới. Càng khiến người ta khó hiểu hơn là, vách băng ở đây rõ ràng khác hẳn với đoạn đường vừa nãy bỗng dưng trở nên rắn vô cùng, đầu mũi khoan của dây móc bắn vào vách băng mà không thể bám chặt, sợi dây móc rơi ra thì liền ngay bên dưới chính là vực sâu vạn trường. Mới được vài bước, dây móc của Trương Lập đã bị giật ra khỏi vách băng, người đi phía trước là Ba Tăng thì đã đu mình sang một điểm đặt chân khác, cũng may là có nhạc dương ở phía sau vươn tay ra chụp lấy anh chàng. Nhạc dương một tay giữ sợi dây móc, một tay nắm tay Trương Lập, đứng nghiêng ngả trên vách băng, hiểm nỗi hai người đều đeo găng tay, sức nặng thân thể cộng với chiếc ba lô to trên lưng Trương Lập khiến anh chàng không ngừng trượt xuống dưới. Nhạc Dương khó nhọc nắm chặt lấy tay Trương Lập, nhưng cũng không thể ngăn được đà trượt đó, vột hoảng hốt cuống cuồng kêu toán lên, chú Cương Nhật phổ bạc, mau, mau giúp một tay đi. Cương Nhật phổ bạc không ngờ lại nở một nụ cười lạnh lùng, đáp, con đường này là do các cậu tự chọn, các cậu phải biết rằng sống chết xưa nay đều chỉ quyết định trong một cái nháy mắt mà thôi. Nhạc Dương dối rít, chú Cương Nhật phổ bạc, chú, chú, Cương Nhật Phổ Bạc lại nói, muốn biết chân tướng sự thật thì không thể sợ hãi cái chết, các cậu nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Những đồng bạn bên cạnh mình, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc tiếp sau đây là sẽ vĩnh viễn rời xa chúng ta, giống như là lúc này vậy. Găng tay Trương Lập tuột ra, cả người lập tức lơ lửng, chỉ kịp kêu một tiếng, Nhạc Dương. Nhạc Dương cũng hét lên, "Không, ủa, Trương Lập tuột khỏi bàn tay anh, nhưng không rơi xuống dưới nhanh như trong tưởng tượng, mà là mà là cứ lơ lửng trên không trung, tựa như một ảo thuật gia đang biểu diễn. Trương Lập nhắm tịt hai mắt lại, cứ đứng bẩn thần ra mất một chốc, bên tai không nghe thấy tiếng gió rít, dưới chân cũng không có cảm giác hững xuống, liền mở mắt ra nhìn thử, thấy Nhạc Dương ở ngay bên trên mình, khoảng cách giữa hai người vẫn thế. Lúc này, những người đi phía trước nghe thấy tiếng Nhạc Dương hét đều ngoảnh đầu lại, vừa hay cũng trông thấy màn Trương Lập đứng lơ lửng giữa không trung ấy. Trương Lập biết rõ mình đã dẫm lên thứ gì đó, chỉ có điều, thứ này. Trong suốt, nhớ lại trải nghiệm đi trên cầu băng ở Khả khá Tây Lý, anh liền cúi khom người xuống, gõ nhẹ mấy cái, giữa hư không quả nhiên có một tầng ván. Trương Lập nói, là băng, tầng băng ở khe nứt này rất dày. Nhưng mà, lại hoàn toàn trong suốt, thật khó tin quá, sao lại hình thành được thế nhỉ? Cương Nhật Phổ Bạc cười ha hả, nhảy xuống bên dưới, nói với Trương Lập, nhớ cho kỹ, đây là con đường mọi người đã chọn. Bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng không thể hối hận chú cương nhật phổ bạc, chú sớm đã biết sẽ như thế này rồi đúng không, làm tôi sợ chết đi được. Nhạc dương vẫn còn chưa hết dùng mình thốt lên, đoạn cũng nhảy xuống theo. Đường mẫn cũng định xuống xem, nhưng đội trưởng Hồ Dương ngăn lại, đừng vội, chỉ e tầng băng ấy không chịu được sức nặng của nhiều người thế đâu. Cương nhật phổ bạc lắc đầu, không cần lo lắng, năm xưa còn có cả mấy trăm người đi qua trên này. Rốt cuộc tầng băng này dày bao nhiêu, mọi người cứ lấy đèn pin soi thử là biết ngay thôi nhạc dương bật đèn lên, chùm sáng chiết xạ một cách rõ ràng bên trong tầng băng, kinh thật, độ dày này ít nhất cũng phải 2 mét trở lên. Nhưng nó lại trong suốt như một tấm gương pha lê, đứng bên trên căn bản không thể nhìn ra. Nhạc dương lè lưỡi nói, sao mà thế được nhỉ? Cương Nhật Phổ bạc lắc đầu, không biết, từ khi tổ tiên tôi phát hiện ra nơi này thì đã như vậy rồi. Đội trưởng Hồ Dương nói, đây tuyệt đối không thể là tầng băng thiên nhiên, độ thuần của băng thiên nhiên không thể cao thế này được, trông cứ như một khối pha lê không nhiễm một chút tạp chất nào vậy trác mộc cường ba nói a quả đây chính là bí mật trong dòng sông băng đồng thời cũng chính là con đường duy nhất để lên núi phải không cương nhật phổ bạc lắc đầu không bí mật mà tổ tiên tôi gìn giữ ở phía trước các cậu sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi hy vọng lần này mọi người đừng kích động đến rơi nước mắt nữa thì tốt hơn ngưng lại giây lát đoạn anh ta lại tiếp lời không phải tôi dẫn đường mà là mọi người tự phát hiện đấy nhé đi trên mặt băng cực dày ấy, lại có cả móng vuốt chuyên dụng, vốn lẽ phải đi hết sức vững vàng ổn định, nhưng mọi người ai nấy đều hết sức dè dặt cẩn thận, không phải vì lý do nào khác, mà chính là vì nó quá trong suốt, thoạt nhìn chẳng khác nào bước đi trên hư không, ai mà biết được bước tiếp theo liệu có hụt chân rơi xuống vực sâu thăm thẳm hay không. Vòng qua mấy chỗ ngoặt, cương lạp liền thả bước chậm lại, không chạy nhảy tung tăng nữa, nhìn tư thế như rồng bay hổ bước của nó, phảng phất toát lên một vẻ gì đó thành kính cương nhật phổ bạc cũng thôi không cười nữa ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc khiến bọn trác mộc cường ba đều lấy làm nghi hoặc phía đằng trước kia rốt cuộc là gì vậy đi thêm mấy bước nữa cương lạp đột nhiên không tiến lên theo đường thẳng mà chuyển sang đi hình chữ chi chư đội trưởng hồ dương đi phía sau không hiểu chuyện gì nên cứ đi thẳng chỉ nghe bốp một tiếng cứ như đã đập phải một thứ gì đó kế đó lại nghe đội trưởng hồ dương kêu ối một tay xoa chán Tay kia giơ lên khoảng không phía trước sờ mó gì đó, bộ dạng hết sức tức cười. Một bức tường, giống hệt như tầng băng dưới chân họ đang đứng, trước mặt đội trưởng Hồ Dương là một bức tường băng trong suốt, nếu không nhìn cho thật kỹ thì cực khó phát hiện ra. Cương Nhật phổ bạc phía sau nói, đây là mê cung băng. Mọi người cẩn thận, đi sát theo sau cương lạp, nếu đi lạc vào đường rẽ, tầng băng dưới chân có thể sẽ đột nhiên biến thành vực sâu không đáy đó. Mê cung băng băng hà. Giáo sư Phương Tân giật thoát mình, nếu không có cương lạp đi trước dẫn đường, e rằng bọn họ khó mà đi qua nổi mê cung băng này, máy tính cũng không giúp được gì, bởi tầng băng ở đây hoàn toàn trong suốt, ống kính máy quay căn bản không thể phân biệt được đâu là tường băng, đâu là không khí. Không hiểu ai đã nghĩ ra trò này nữa, rốt cuộc là người nào mà lại đi xây một tòa mê cung băng ở chỗ này. Mọi người lần mò theo những bức tường băng gần như hoàn toàn vô hình ấy, theo sau cương lạp tiến lên phía trước. Lúc qua chỗ rẽ, Nhạc Dương lấy tay đo thử độ dày của bức tường băng, ước chừng khoảng 50 cm, cứ thế lần mò đi tiếp, chỉ thấy mặt băng trơn nhẵn như gương, phẳng như đao cắt, hình thái này tuyệt đối không thể là sản phẩm của giới tự nhiên được, cộng thêm với đường đi phức tạp của mê cung, cơ hồ có thể khẳng định chắc chắn đây là do con người tạo ra rồi. Nơi này ở sâu trong lòng sông băng, đừng nói là người bình thường, cho dù các nhà thám hiểm cũng không dám đi sâu vào trong các khe nứt, tại sao lại có tường nhân tạo, cớ sao còn phải xây mê cung làm gì nữa. Phía sau mê cung này, rốt cuộc là ẩn giấu điều gì? Nghĩ đến lời cương Nhật phổ bạc vừa nhắc nhở khi nãy, Nhạc Dương không sao kìm nén nổi cơn sóng lòng trào dâng lên cuồn cuộn. Đi được mấy vòng, đội trưởng Hồ Dương đã nhìn ra được chút manh mối, e là đây không phải mê cung đâu, mà có lẽ để ngăn cách gió lạnh bên trong lòng sông băng này. Trước cửa các ngôi nhà bằng băng của người Eskimo cũng có tường băng dạng gấp khúc chắn lại, chính là để ngăn gió lạnh đó đi theo cương lạp chỉ một loáng đã ra khỏi được mê cung băng khi cương lạp ngẩng đầu nhìn lên phía trên tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng ngửa cổ nhìn lên theo sương mù vẫn chưa hoàn toàn che phủ dòng sông băng rộng lớn này vầng dương mới nhú đã chiếu xuống ánh mặt trời không ngờ lại chiếu xuyên qua cả bề mặt sông băng thẳng tới chỗ bọn trác mộc cường ba đang đứng lúc này họ mới biết thì ra cả khu vực này đã bị khoét sống đỉnh vòm kia kéo thẳng lên sát bề mặt sông băng bên trên ánh mặt trời chiết xả qua tầng băng lập tức biến thành bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Phần dương dâng lên cao, bảy sắc cầu vồng ấy chiếu xuống đến đây lại hóa thành những dáng mây lưu chuyển, tựa như những giải lụa màu quấn hờ xung quanh tầng pha lê trong suốt, phơi bảy dáng mạo vốn có của nơi đây ra trước mắt bọn Trác Mộc Cường Ba. Ở trung tâm mê cung băng này, đồng thời cũng là trung tâm sông băng, không ngờ lại có một tòa cung điện được xây dựng hoàn toàn bằng băng đá. Tầng mái rực rỡ bảy màu ấy, những trụ băng cao đến hai ba chục mét ấy, những hoa văn được ghép bởi những ký hiệu thần bí trên tường, những bậc cấp bằng băng, hành lang điêu khắc cũng bằng băng, lúc này, cùng với vầng dương đang nhú, tất cả đều phát ra những quầng sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc. Trong mắt bọn Trác Mộc Cường Ba, đây hoàn toàn là một tòa cung điện chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ, một tòa thủy tinh cung chân chính. Nếu như nói hồ nước trong lòng sông băng khi nãy là vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng, vậy thì thứ mà họ nhìn thấy lúc này đây, lại là một kỳ tích khác trong lịch sử kiến trúc của nhân loại người xưa đã đục giống cả lòng sông băng, rồi dùng băng ấy xây nên một tòa cung điện khổng lồ. Không biết là người nào xây, xây vào thời nào, mà chỉ thấy cả tòa cung điện toát lên sự thánh khiết trang nghiêm, sừng sững lặng đứng giữa núi tuyết, dưới lòng sông băng, đợi chờ những người đến chứng kiến kỳ tích. Giờ đây, những nhân chứng ấy đã đến rồi, người nào người nấy thảy đều chấn động sen lẫn kinh hãi, hoàn toàn đắm chìm trong niềm kinh ngạc mừng vui bất ngờ ấy. Trong lòng mỗi người trong đội leo núi đều ngập tràn những ngỡ ngàng, mừng vui và cả hoang mang nữa. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, cảm giác có phải là đang đợi ta chăng? Sự chờ đợi lặng lẽ ấy, phải chăng đã quá ngàn vạn năm? Có phải chúng ta đang thấy cung điện của thần thánh hay không? Cửa lớn của tòa băng cung nguy nga hùng vĩ này đã cao hơn 10 mét, trông như nơi ở của người khổng lồ, đứng trước cánh cửa ấy, cảm giác mong đợi nó mở ra liền bất giác nảy sinh. Mẫn mẫn nắm chặt vạt áo gã, kích động đến độ nước mắt lá trá tuôn rơi, không thốt nổi một lời. Đội trưởng Hồ Dương nghĩ thầm, là nền văn minh nào đã tạo dựng nên tòa cung điện này. Nó được xây ngay bên trên vực sâu thăm thẳm, ẩn giữ dòng sông băng vạn năm, chỉ riêng việc chọn địa điểm để xây dựng tòa cung điện này đã là một ý tưởng thiên tài rồi. Chỗ đội trưởng Hồ Dương đang đứng lúc này, cúi xuống có thể thấy vực sâu muôn trượng tăm tối bên dưới, ngẩng lên là quầng sáng rực rỡ mới dâng lên, cảm giác như thể đã tách lìa khỏi trần thế, đầu óc thanh thoát thư thái lạ thường. Trương Lập trầm tư, vừa có vẻ hư vô xa xăm của vườn treo Babylon, lại có khí phách anh hùng của vạn lý trường thành, thêm cả sự trang nhã cao quý của điện Pantheon, mà ta lại chỉ có thể dùng chữ kỳ tích để hình dung nó thôi, thì thật yếu ớt quá đi mất. Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bụng bảo giả, kết cấu này, có lẽ là cung điện của tạng truyền Phật giáo rồi. Cả tòa cung điện băng được bao bọc trong một vòng cung cột trụ, tượng trưng cho thiết phi sơn một, bốn phía đều có cửa, lấy hướng đông làm chính phương, cung điện chia làm ba tầng, mỗi tầng mỗi khác, phân biệt rõ ràng, Hình thành nên một cảnh quan kỳ dị dưới ánh sáng cầu vồng, trên cung điện có cung điện, trong lầu các lại có lầu các. Nhạc dương chăn trở, di tích huy hoàng nhường này, cơ hồ sức người không thể làm nổi, rốt cuộc là những người nào đã xây dựng nên nó vậy. Và lại, bảo tàng bên trong điện đường này sớm đã bị vét sạch chân rồi, có phải do tổ tiên của chú ấy làm không? Không, nhìn dạng thức ấy cũng gần như sức người không thể thực hiện được đâu. Ngay bên trong cửa là một hàng năm cái bệ, chính giữa là tu di tỏa, dưới ánh mặt trời băng liên hoa tạo, băng như tỏa, băng mã tỏa, băng khổng thức tỏa, băng sư tử tỏa, tất cả đều sống động như thật, thật xứng với bốn chữ quỷ phủ thần công. Chỉ có điều những tượng Phật trên bệ băng rực rỡ bảy màu ấy đều đã biến mất không tâm tích. Trên những khám thờ băng, khung băng, giá băng ở tầng 2, các điển tịch kinh văn pháp khí vốn phải được đặt ở đó cũng đều biến mất sạch trơn. Chỉ cần nhìn kích cỡ bệ tượng Phật và cả những giá sách bằng băng kia nữa, cũng có thể khẳng định những tượng Phật ấy nhất định không nhỏ, số lượng kinh văn chắn chắn không phải ít. Tất cả đều đã bị người ta mang đi rồi hay sao? Hay là tan chảy rồi, mục nát thành cho bụi rồi, điều này thì nhạc dương không sao biết được. Lạt ma á la ngắm nhìn kết cấu ba tầng của tòa cung điện, mỗi tầng sau khi được những dáng mây rực rỡ bảy màu trang hoàng, tạo hình dạng thức đều có điểm khác biệt, tầng dưới cùng là kết cấu kiểu Tây Tạng. Tầng giữa là kết cấu kiểu chùa miếu kiểu Hán, tầng trên cùng lại là tạo hình của chùa triền Ấn Độ Cổ. Trong lòng ông chợt trào dâng lên một niềm khích động, đây là, đây là kết cấu tam dạng tự điển hình mà, tòa băng cung này có lẽ được khởi công xây dựng vào thời kỳ đầu của Vương Triều Thổ Phồn, thời kỳ tạng Vương Tùng Tán can bố trị vì, băng cung, băng cung. Lẽ nào, nghĩ tới đây, cánh tay ông chợt run lên nhẹ nhẹ. Những người khác đều đắm chìm trong sắc màu tựa như mộng ảo ấy, cơ hồ quên hết mọi sự trên đời. Nhìn phản ứng của họ, cương nhật phổ bạc cũng chợt nhớ lại lần đầu tiên khi ông nội đưa mình đến nơi này. Ông nội giang rộng hai tay, Đứng bên dưới đài sen khổng lồ kia, lớn tiếng nói, "Nhìn đi, nhìn chúng đi, chúng lặng lẽ đứng ở chỗ này đã có mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm rồi, đây là kho báu Tuyết Sơn chi thần ban tặng cho gia tộc chúng ta." Cương Nhật Phổ Bạc, "Ông muốn cháu phải thề, đây là lời thề mà mỗi người biết được bí mật này trong gia tộc chúng ta đều phải tuyên thệ." Nhìn tòa băng cung tựa như cung điện của các thần trước mắt, Lư Cánh Nam lẩm bẩm, "Đây chính là con đường duy nhất để lên núi rồi, phải không?" Cương Nhật Phổ Bạc cao giọng nói, Đúng thế, đây chính là bí mật mà tổ tiên tôi phát hiện được và bảo vệ bao đời nay, cũng chính là con đường duy nhất để vượt Đại Băng Xuyên. Không ai biết được tòa cung điện này do ai xây, xây lên từ thời nào, tổ tiên chúng tôi chỉ cảm thán trước sự tinh diệu tuyệt trần của nó mà cho rằng đây là lễ vật trời cao ban tặng cho gia tộc chúng tôi, thế nên gia tộc phải đời đời bảo vệ. Chắc phải xây được cả trăm, cả ngàn năm rồi nhỉ. Nhạc Dương nhìn tòa cung điện hùng vĩ nguy nga, đột nhiên quay sang hỏi đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ không phải anh nói là sông băng lưu động cơ mà. Sao tòa cung điện này lại giữ được trong lòng sông băng lâu như thế chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói, "Ừm, trước tiên là bởi kết cấu kiến trúc của nó, cậu chú ý thấy không, những trụ cột này đều hơi nghiêng vào giữa, thêm vào đó cung điện cũng sử dụng mô thức đáy lớn đỉnh nhỏ, cả tòa cung điện tựa như một kim tự tháp trong lòng sông băng, khi sông băng xảy ra những biến hình rất nhỏ, cả tòa kim tự tháp này sẽ di động theo chứ không bị phá vỡ. Thứ nữa là loại hình của sông băng khi sông băng bám vào sườn núi tuyết, trọng lực tự thân sẽ khiến nó chậm chậm lưu động như là thạch hoa quả vậy. Thế nhưng nếu lưng chừng ngọn núi tuyết ấy lại bị sông băng xâm thực hay thiên nhiên hình thành một chỗ chúng hình cái thìa, vậy thì sông băng sẽ thành miếng thạch hoa quả bên trong thìa. Chỉ cần hình dạng cái thìa đó không biến đổi thì phần đáy sông băng cũng sẽ không lưu động. Rất rõ ràng, trước mắt chúng ta chính là hình thái sông băng thứ hai. Điều này cũng giải thích tại sao trong lòng sông băng lại bảo tồn được một tòa cung điện trên nghìn năm tuổi như thế còn có nguyên nhân thứ ba nữa giáo sư phương tân bổ sung thứ băng xây nên tòa cung điện này ông cầm cái đục băng dùng hết sức lực toàn thân gõ lên mặt tường chỉ thấy cái đục băng chuyên dụng bị hất vang ra trên tường không hề có lấy một vệt xước giáo sư phương tân nói thấy chưa băng này không thể là băng thành hình tự nhiên bên trong sông băng được cổ nhân xây dựng nên cung điện này đã cho thêm một số vật chất khác vào trong băng khiến những bức tường này thoạt nhìn thì trong suốt còn hơn pha lê thực ra cứng hơn cả sắt thép có phải vậy không hả anh Cương Nhật Phổ Bạc? Ừm, tổ tiên chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Cương Nhật Phổ Bạc bước lên trước, trên vách bằng ánh sáng nhiều màu rực rỡ như ngọc lưu ly, li, bên cạnh là một hàng pháp luân bằng băng cao chừng 3 trượng 2, mặt bên pháp luân đều có ký hiệu ung um trọng, có điều, chỗ thần kỳ của tòa băng cung này không chỉ nằm ở bản thân kiến trúc. Không hiểu anh ta đã chạm vào chỗ nào, những pháp luân cao đến hơn 3 trượng kia đã từ từ chuyển động. Ùm, um, ùm, um, theo chuyển động chậm dần của pháp luân cả toàn băng cung bỗng phát ra âm thanh của mãng đồng, một loại khí cụ của Phật giáo dùng trong các nghi lễ, cái đó lại có tiếng đanh vang, nghe như trũng trẻ, rồi cả tiếng trống tùng 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 cũng vang lên. Những âm thanh ấy tựa hồ hòa vào trong gió, như gần mà lại như xa, phiêu phiêu vô định, chừng như ở nơi xa xăm nào đó đang tiến hành một trường pháp sự của Phật gia hay nghi lễ của bản giáo vậy. Hòa theo tiếng nhạc lễ tôn giáo đến từ chốn hư không ấy, bốn cánh cửa băng cung cũng đồng loạt mở ra. Không chỉ có vậy, cả phía bên trong tòa băng cung cũng xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, đất bằng từ từ dâng cao, hình thành những bậc thang lên sống, một số bệ tượng Phật chìm xuống, để những bệ khác lớn hơn lại nhô lên. Lúc này tòa băng cung trông hệt như bên trong một công xưởng chế tác bằng băng vậy, vô số máy móc hoạt động liên tiếp không ngừng, phát ra đủ thứ âm thanh của các loại nhạc khí, đồng thời điều chỉnh biến hóa cả dáng mạo bên ngoài. Một có các tên gọi khác là Thiết Luân Vi Sơn, Luân Vi Sơn, Kim Cương Sơn, Kim Cương Vi Sơn. Trong thế giới quan Phật giáo, Tu Di Sơn là trung tâm, có 8 núi 8 biển vây quanh, ngoài cùng là ngọn núi bằng sắt thép, gọi là Thiết Phi Sơn, tức là ngọn núi vây bọc cả 4 biển xung quanh Tu Di Sơn. Hai trượng Trung Hoa bằng 3,33 mét. Khi tất cả hoàn thành, một tòa cung điện còn huy hoàng hơn, hùng vĩ hơn sừng sướng hiện lên trước mắt mọi người. Nếu nói tòa băng cung khi nãy họ thấy đã có thể coi là kỳ tích của kiến trúc nhân loại, Vậy thì giờ khắc này đây, điều họ trông thấy chỉ có thể là kỳ tích của hãng phim hoạt hình DreamWorks sáng tạo ra mà thôi. Giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấy choáng váng mặt mày, trí tuệ của con người quả là vô cùng vô tận, riêng những biến hóa trước mắt đây thôi cũng đã khiến ông không sao tưởng tượng nổi rồi. Còn nhạc dương chỉ có thể khẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ôi trà. Ôi trà, ôi trà, ôi trà tòa băng cung lập tức phóng đại tiếng kêu của nhạc dương lên mấy lần, vô số tiếng vọng cùng lúc vang lên. Cương Nhật phổ bạc vội kéo nhạc dương sang một bên, cảnh cáo anh chàng, chỗ cậu đứng vừa hay lại chính là vị trí hồi âm ở cửa đông nam, ở trong đây thì nói năng nhỏ nhẹ thôi. Kỳ thực, tòa cung điện nghìn năm tuổi này đã sắp không trụ được nữa rồi. Cửa lớn vừa mở, Cương Lập liền tung tăng chạy vọt vào trong, nhảy tót lên trên liên hoa bảo tọa, chỗ ấy rõ ràng là nơi nó thích nằm nhất. Ở trên đài cao, ánh dương rực rỡ, quần sáng bảy sắc tựa như ánh đèn sân khấu chiếu lên thân thể nó làm bộ lông trắng bạc cũng ánh lên nhiều màu sắc rực rỡ. Mọi người đều mang theo một tâm trạng thành kính cất bước tiến vào tòa cung điện thần thánh, khi đến gần những bước điêu khắc thần kỳ từ băng tuyết hơn nữa, ánh sáng rực rỡ bảy màu khiến người ta dâng trào một thứ cảm giác không chân thực. Sắc màu trong mộng ảo, cung điện trong mộng ảo, tất cả đều chỉ như một giấc mộng. Ngước nhìn những màu sắc mê ảo, nghe tiếng phản âm vẳng đến từ chốn xa vời, mọi người đứng đối mặt với tường băng, trước mắt không ngờ lại xuất hiện ảo ảnh. Trác Mộc Cường ba thấy mình và em gái đang ngồi trên bãi cỏ xanh nô đùa vui vẻ, đội trưởng Hồ Dương thấy mình đang nắm chặt hai tay vợ lúc cô sắp sinh nở, giáo sư Phương Tân nhìn lại khoảnh khắc con trai mình lên máy bay rời khỏi đất nước, Trương Lập thấy mình và mẹ và cả một bóng hình cao lớn mơ hồ cùng dựa vào nhau đầy hạnh phúc, Nhạc Dương thấy cô chú mình đang hết nước hết cái dỗ dành khuyên nhủ một thằng bé không chịu ăn cơm, Ba Tang thì trông thấy những đồng đội năm xưa đang chỉnh đốn lại đội ngũ để xuất phát. Ai nấy đều cười đùa vui vẻ, đường mẫn thì thấy con thuyền cá nhỏ neo bên bờ biển và cô bé mái tóc đấm hơi sương cùng với cậu bé trai đang ngồi ở đầu thuyền đẩy mái chèo còn lữ cánh nam thì thấy tòa cung điện thâm nghiêm sừng sững, cùng những trưởng lão uy nghiêm và cả bức tranh của người đàn ông trẻ tuổi ấy nữa, duy chỉ lạt ma á la lòng sáng như gương, không hề bị ảo giác quấy nhiễu. Tiếng nhạc trời tiêu tán, ánh dương cũng dần bị sương mù ngăn trở, quần sáng bảy màu từ từ khuất đi, chỉ để lại một vòng những tác phẩm điêu khắc bằng băng long lanh rực rỡ mọi người bấy giờ mới sực tỉnh khỏi ảo giác. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhìn lại những thời khắc khó quên nhất trong cuộc đời mình, tâm trạng kích động vô cùng. Lúc này lại nghe thấy một chàng tiếng u u u chói tai, nhạc dương liền hỏi, em mờ thanh gì thế? Cương Nhật Phổ bạc ngẩng đầu, nhìn đỉnh vòng nói, tôi đã nói rồi mà, và cung điện này sẽ sập bất cứ lúc nào mà. Lạt ma á la nghe mà tim như thất lại, vội hỏi, sao lại thế? Chẳng phải nó đã sừng sướng đứng đây cả ngàn năm qua rồi sao? Cương Nhật Phổ bạc gượng cười đáp, đúng vậy, tuy rằng cổ nhân đã thêm vào trong băng một số vật chất đặc thù, khiến nó trở nên kiên cố bền vững, nhưng dù sao thì cũng chỉ là băng đá, giờ cả dòng sông băng này đều sắp tan chảy ra rồi, làm sao chúng tồn tại một mình được. Anh ta chỉ vào hàng trụ băng phía bên ngoài nói tiếp, vẫn nhớ hồi tôi còn nhỏ, những cột trụ này phải to gấp đôi bây giờ, nhưng hiện tại thì chúng đã không thể nào chống đỡ được dòng sông băng trên đỉnh nữa rồi, Âm thanh vừa nãy chính là do chúng và dòng sông băng bên trên nghiêng lệch va chạm phát ra. Còn cả những khe băng, mới rồi chúng ta đi qua đó, trước đây tất cả đều có một tầng băng phủ lên bên trên, chỉ có điều giờ đã tan hết cả rồi, đặc biệt là khoảng gần 20 năm nay, sông băng tan chảy rất ghê gớm. Nghe nói, khi tổ tiên chúng tôi phát hiện ra tòa băng cung này, sông băng còn vươn xuống dưới núi mấy chục dặm, lối vào của cung điện kéo dài ra tận bên ngoài sông băng, có đường lớn, thông được cả xe ngựa còn giờ thì tất cả chúng đều đã cùng biến mất với dòng sông băng rồi. Than thở một hồi, cương nhật phổ bạc chợt lớn tiếng gọi, cương lạp, xuống đây, đã bảo mày không được lên trên ấy cơ mà. Chỉ thấy cương lạp cuộn tròn mình trên đài sen, miệng cắn lấy đuôi, chốc chốc lại dừng lại nhìn xuống mặt băng, dùng lưỡi sửa sang bộ lông trắng toát của mình, tựa hồ đang rất hân thưởng nhan sắc của mình vậy. Lữ cánh nam nói, tòa cung điện này hùng vĩ kỳ lạ, song không phải là nơi chúng ta dừng chân, tiếp tục đi thôi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, qua bậc cấp này đi thẳng về phía trước, là có thể đi ra từ cửa chính Tây, con đường này có thể xuyên qua sông băng. Tôi chỉ biết đến đây thôi, đường phía sau như thế nào thì không thể giúp mọi người được nữa. Lạt Ma Á la lại nói, đợi, đợi thêm một chút nữa đi, để tôi ngắm thêm một chút nữa. Lữ Cánh Nam lấy làm khó hiểu, Đại sư Á la. Lạt Ma Á la nói, nếu tôi đoán không lầm, nơi đây chính là một trong tứ phương miếu cực nam miếu đó. Gì cơ, gì hả, đại sư nói gì vậy? Mấy tiếng kêu kinh hãi cùng thốt lên. Lạt ma á la như bị tai làm ngơ, tiếp tục nói, cực nam miếu hay còn gọi là tuyết sơn thủy tinh miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của đàn thành, chia làm ba tầng thượng, trung, hạ. Tầng thượng là pháp khí châu bảo các, tầng trung là kinh điển các, tầng hạ là điện đường thờ tượng Phật, trên mái và tường ngoài của các tầng lần lượt được chạm vẽ bốn vòng luân hồi đồ, đi quanh chùa một vòng, tổng cộng có 108 băng tinh pháp luân, cao ba trượng, nặng 9.900 cân. Nếu có thể dùng sức người đẩy pháp luân này một vòng, thì bằng như xoay chuyển pháp luân bình thường một nghìn lần, đạt được chính pháp thân, người xoay chuyển cả 108 pháp luân, có thể khiến chúng sinh trong lục đạo luân hồi thảy đều hưởng an lạc. Cực Nam Miếu, nơi đây chính là cực Nam Miếu, chắc một cường ba hoang mang nhìn quanh quất, tòa cung điện vượt ngoài sức tưởng tượng của con người này, rốt cuộc còn tàng ẩn bí mật gì nữa. Gã hỏi, tại sao, Tại sao lại hoàn toàn khác với những gì tôi và cha tôi biết vậy?" Lạt Ma Á La nói, Tứ Phương Miếu vốn là những nơi cực kỳ bí mật, sau khi xây dựng, người đời chỉ biết đến tên chúng, chứ không hề biết bốn công trình này nằm ở nơi đâu. Hơn nữa, Tứ Phương Miếu này không chỉ tượng trưng cho sự giàu có của vương triều thổ phồn, mà còn đại diện cho trình độ kiến trúc cao nhất của cả vương triều, có thể nói, năm xưa việc xây dựng Tứ Phương Miếu này còn gian nan khó khăn hơn cả xây dựng Bố Đạt La Cung nữa. Về sau trải qua chiến loạn liên nguyên, lại càng không thể tra lại được, người đời sau nhớ lại chuyện xưa, có kẻ thì dựa vào niên đại của cổ miếu mà suy đoán ra tứ phương miếu, có người lại dựa vào quy mô kiến trúc và giá trị lịch sử để làm căn cứ đoán định. Vì vậy, tứ phương miếu liền có rất nhiều tên và địa chỉ khác nhau, nhưng trong số đó có thể nói rằng không có một ngôi tứ phương miếu thực sự nào. Chớ quên rằng, tứ phương miếu là bốn ngôi trấn biên miếu được Tạng Vương Tùng Tán can bố xây dựng sau khi thống nhất Cao Nguyên, chúng không ở khu vực trung tâm Cao Nguyên, mà là ở biên giới thổ phồn năm đó muốn tìm tứ phương miếu, trước tiên phải làm rõ xem biên giới thổ phồn vào thời tùng tán can bố là ở đâu, mà vấn đề này thì chỉ e các học giả chuyên gia ngày nay rất khó mà vạch ra chính xác được. Trương Lập liền lên tiếng, nói như vậy thì, trước mắt chúng ta đây chính là ngôi cực nam miếu bị dọn đi sạch sẽ ư. Nơi này núi cao đường hiểm, làm sao họ chuyển được tượng Phật và bao nhiêu vật báu tới đây nhỉ, rồi sau đó làm sao lại chuyển đi được nữa. Nhạc Dương bước lên bậc cấp bằng băng, nếu nói đây chính là cực nam miếu, Vậy thì vết tích con đường chúng ta phát hiện chỗ lưng chừng núi không phải cổ đạo đường phiên rồi, mà chắc là con đường xưa dẫn thẳng đến cực Nam Miếu, chẳng phải chú Cương Nhật Phổ Bạc vừa nói, ngày xưa có cả đường lớn thông được xe ngựa hay sao? Chắc là thời thượng cổ có một con đường cho xe ngựa đi thẳng tới chỗ này, chỉ là giờ đây ngọn núi cũng đã thay hình đổi dạng, vậy nên chúng ta mới không tìm thấy con đường đó mà thôi. À, phải rồi, cực Nam Miếu này có lẽ là do đạo quân ánh sáng canh giữ thì phải. Ở đây dường như không có tăng xá, chẳng trách ở lưng chừng núi lại thấy nhiều nham động như thế. Giáo sư Phương Tân gật đầu, vậy thì cũng giải thích được tại sao huyện Đạt. Mã lại được gọi là Ngao Châu, năm xưa có một cánh thuộc đạo quân ánh sáng chấn thủ ở đây, tất nhiên là họ sẽ dẫn theo chiến Ngao đến, những con chó Ngao dũng mãnh nhất, trung thành bảo vệ chủ nhân nhất, đó chính là hậu duệ của chiến Ngao mà. Trác Mộc Cường Ba nói, còn cả lũ sói kia nữa, chúng có thể nghe hiểu lang tiêu, e là cũng chính vì nguyên nhân này chúng là những con sói người qua ba để lại. Trương Lập nói, khả năng này chắc không lớn lắm chứ, cả nghìn năm trôi qua rồi, lẽ nào chúng nó vẫn nhớ được. Trác Mộc Cường ba nói, cậu không hiểu rồi, tri thức của loài sói đều là truyền thừa trong gia tộc, chỉ cần bầy đàn nhà chúng không bị giết sạch, chúng sẽ đem những tri thức mình học được truyền hết cho các đời sau, đời sau nữa. Lữ Cánh Nam nói, vậy thì, sử sách chép rằng, những châu báu hồi môn và các tượng Phật của Văn Thành công chúa xuất hiện lần cuối trước mặt người đời chính là ở huyện Đạt Mã, rốt cuộc là do đạo quân ánh sáng mang từ nơi khác đến đây, hay là mang báu vật trong cực nam miếu chuyển đến một nơi nào khác? Nhạc Dương tiến thêm một bước nữa, vậy tấm bản đồ trong tay chúng ta thì sao, rốt cuộc là nó dẫn chúng ta đến Bạc Ba La hay là chỉ đến toàn cực nam miếu này? Chắc không phải cực nam miếu đâu, Lư Cánh Nam lắc đầu nói, cần làm cho rõ trình tự lịch sử. Trước tiên là đạo quân ánh sáng mang hết châu báu tượng Phật trong cực Nam miếu đi, rồi sau đó mới xây dựng Bạc Ba La thần miếu. Bạc Ba La xây xong, chiến loạn kết thúc, sứ giả mới trở lại Tây Tạng, mang theo truyền thuyết về Bạc Ba La thần miếu, đồng thời để lại tấm bản đồ này. Khi ấy, sứ giả hiển nhiên biết rõ cực Nam miếu đã bị vơ vét sạch trơn, tại sao còn vẽ một bức bản đồ đưa chúng ta tới đây làm gì nữa? Vì vậy, suy luận của các chuyên gia có khả năng lớn hơn. Phía sau những ngọn núi này còn một khe núi khác, giống như thôn nạp lạp vậy, bạc ba la, được ẩn giấu chính trong nơi đó. Đi bên trong tòa băng cung biến hóa khôn lường này cứ như thể đang xuyên qua hành lang không gian vậy, nhạc dương và trương lập cầm đèn pin chiếu dọi khắp phía, trầm trồ suýt xoa trước sự biến ảo của ánh sáng cũng như kết cấu điêu khắc băng. Giáo sư Phương Tân thì chán nản nhìn màn hình máy tính, tòa thủy tinh cung mà ống kính máy quay ghi lại, chỉ là một đám màu sắc lốm đốm loang lổ, không thể nào ghi lại được hết toàn bộ kỳ quan kiến trúc này được. Bậc thang băng vừa dài vừa trơn, Đường mẫn thắc mắc, tại sao phải xây bậc thang cao thế này nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương nói, "Cô bé con, đây chính là chỗ tinh diệu trong kỹ nghệ kiến trúc của người xưa đấy. Những bậc thang này một là có thể tôn lên vẻ uy nghiêm và trang trọng cho tượng Phật, hai là để những tín đồ đến chiều bái tượng Phật có lòng thành trong tâm, không trải khó khăn, làm sao đắc được chân kinh." Cô nhìn đi, đến cả những đôn băng bên cạnh bậc cấp cũng rất được chú ý, thử nghĩ mà xem, khi đặt pháp khí lên những đôn băng này, thoạt nhìn không phải như đang lơ lửng trên không hay sao? Nhạc Dương chợt lên tiếng, đội trưởng Hồ, hình như không phải thoạt nhìn giống như đang lơ lửng đâu, anh nhìn kia kìa, kia không phải đang lơ lửng thì là gì. Mọi người đưa mắt nhìn, chỗ ánh đèn của Nhạc Dương trỏ tới, một đài sen băng đường kính độ 2 mét đang lơ lửng trên không trung, từ từ chuyển động. Trương Lập há hốc mồm thốt lên, đây, đây, động lực ở đâu ra vậy? Cương Nhật Phổ Bạc liền giải thích cho mọi người, gió, là sức gió. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết người xưa đã làm rất nhiều thứ bên ngoài sông băng để dẫn cuồng phong trên núi tuyết vào bên trong, chuyển hóa và tích trữ chúng lại. Nâng những pho tượng Phật khổng lồ, mở cửa lớn băng cung, chuyển động băng pháp luân, tất cả đều là nhờ vào sức gió. Chẳng những vậy, ở đây vốn có rất nhiều cơ quan khác, tổ tiên chúng tôi đã phải tốn rất nhiều sinh mạng mới làm rõ được nguồn gốc và tác dụng của những chốt lấy ấy. Trương Lập lấy làm kỳ quái nói, chú Cương Nhật phổ bạc, gia tộc chú không phải rất lợi hại hay sao, những cơ quan ấy theo lý mà nói cương nhật phổ bạc lắc đầu cậu không biết những người thiết kế cơ quan ấy lợi hại thế nào đâu có thể nói mỗi cơ quan đều là do thiên tài thiết kế ra tạm chưa nói chuyện gì khác chỉ riêng chất liệu thôi nghe các bậc tiền bối kể lại ám khí ở trong đây toàn bộ đều làm bằng băng mắt thường căn bản không thể phát hiện ra được nhiều vị tổ tiên nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã anh gượng cười một tiếng đoạn nói tiếp nếu đúng như vị pháp sư này nói tòa cực nam miếu này chính là nơi đạo quân ánh sáng chấn thủ, vậy thì có thể chết bởi cơ quan của đạo quân ánh sáng chính thống tôi nghĩ những bậc tổ tiên ấy cũng có thể nhắm mắt được rồi. Giáo sư Phương Tân nói, vậy chẳng phải nơi này rất nguy hiểm hay sao? Cương Nhật Phổ bạc cười cười, nói ngắn gọn, yên tâm đi, trước ảnh hưởng của thiên nhiên, những cơ quan ấy đều đã bị phá hủy từ lâu rồi. Mọi người đều hiểu rõ Cương Nhật Phổ bạc nói thế nghĩa là gì. Đường mẫn lầm bẩm vẫn là con người thôi. Lúc này, Nhạc Dương và Trương Lập lại phát hiện ra một chỗ kỳ quái nữa, phía trước một bảo tọa, lại có một tấm gương băng to tướng, còn cao hơn cả Trương Lập. Bước lại gần, mới phát hiện bên trong tấm gương băng ấy còn một tấm gương tròn nhỏ nữa, khoảng cách giữa hai mặt gương tầm khoảng gần 50cm, không biết là để làm gì. Đang tò mò, đột nhiên trong gương xuất hiện một con thú lớn hung dữ, cái miệng to như chậu máu, dẫu một phát nuốt chừng cả ba Nhạc Dương cũng không nề hà gì, làm anh chàng sợ giật bắn mình, cuống cuồng giật lùi về sau con thú khổng lồ ấy lại từ phía sau tấm gương chui ra nhạc dương giờ mới nhìn rõ nào có quái thú gì đâu chứ rõ rành rành là cương lạp cương lạp mắt cong như vầng nguyệt cười khục khục mấy tiếng nhạc dương chiếu đèn pin vào nói cương lạp mày là đồ hư đốn cương lạp lại rụt đầu vào phía sau tấm gương băng liên tức khác biến thành một con thú khổng lồ nhe nanh múa vuốt dọa nhạc dương giáo sư phương tân nói ừm um, người xưa đã lợi dụng một cách hoàn hảo tính chất phản xạ và chiết xạ của ánh sáng chỉ cần đặt giữa hai tấm gương một bức tượng Phật nhỏ, nhìn từ phía chính diện sẽ là một pho tượng khổng lồ cao đến mấy trượng. Trí tuệ của cổ nhân thật đáng kinh ngạc đó. Đội trưởng Hồ Dương nói với Cương Nhật Phổ Bạc, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là kết tinh của trí tuệ nhân loại mà, lẽ ra phải để toàn thế giới biết đến. Cương Nhật Phổ Bạc, tại sao anh không báo với nhà nước chứ? Tại sao các người phải chôn giấu bí mật này? Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi lại nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, thở dài, trong gia tộc chúng tôi, bất cứ người nào biết đến nơi này đều phải thề độc, lời nguyền ấy vô cùng đáng sợ, mọi người không thể hiểu nổi đâu. Tóm lại, bất cứ thành viên nào trong gia tộc, nếu dẫn hoặc nói cho người nào đó không phải thành viên trong gia tộc về bí mật này, y sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong đời mình. Đội trưởng Hồ Dương khuyên giải, anh không nên tin vào những lời thề như thế. Đủ rồi, Cương Nhật Phổ bạc nghiêm giọng nói, mười mấy năm trước Tôi cũng từng nghĩ thế, vậy nên Lạp Chân đã dẫn đội khảo sát khoa học của nhà nước vào Đại Tuyết Sơn, vậy nên tôi đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình. Giọng Cương Nhật Phổ Bạc bỗng trở nên nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, "A quả, chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh, không ai ở đây có thể trách anh được." Đường Mẫn cũng uất nói, "Chẳng trách chú Cương Nhật Phổ Bạc nói thế nào cũng không chịu thừa nhận là chú ấy dẫn chúng ta đến đây, chú ấy yêu vợ quá mà." Nói đoạn, cô lại ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba nét mặt đan sen nhiều cảm xúc phức tạp. Trong chính điện có 5 chiếc bệ thấp, Trác Mộc Cường ba lúc này đang quan sát con mãng xà có đôi cánh quấn chặt lấy chiếc tu di tọa ở chính giữa, con mãng xà này toàn thân đầy vảy, thân thể vừa hay quấn tròn một vòng xung quanh chiếc tọa tượng trưng cho thế giới tu di, trông sống động như thật, phảng phất như đang từ từ chuyển động. Cô Can, Trác Mộc Cường ba bật thốt lên thành tiếng. Gì hả, cậu nói con rắn này ấy hả? Cương Nhật Phổ Bạc nói, không, đây có lẽ là con rắn biết bay trong tín ngưỡng bản giáo. đồng thời trong Ấn Độ giáo, nó lại tượng trưng cho sự đản sinh vũ trụ. cậu nhìn mà xem, con rắn này có phải, chắc là sau khi văn thành công chúa mang hình ảnh con rồng ở Trung Nguyên dẫn nhập vào Tây Tạng, hình dáng nó mới có sự thay đổi như vậy. mọi người cũng trông thấy rồi đấy. tòa băng cung này không chỉ là kết cấu dạng thức của tạng truyền Phật giáo, đồng thời còn gìn giữ rất nhiều thứ của bản giáo, chứng tỏ rằng giai đoạn đầu khi Tạng vương tùng tán can bố tiến hành cải cách tôn giáo tín ngưỡng hoàn toàn không phải làm kiểu đuổi tận giết tuyệt, mà là từ từ tiến hành cải cách. Trương Lập ở bên cạnh nói, Nhạc Dương, lại đây mà xem, băng ở chỗ này khác với những chỗ khác. Nhạc Dương lại nhìn, chỉ thấy tầng băng ở chỗ bảo tỏa ấy ánh lên một sắc vàng óng ánh, chiếu đèn pin vào, lại càng rực lên ánh kim quang rực rỡ, anh chàng liền buột miệng thốt lên, chắc không phải là vàng đấy chứ. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, chính là vàng đấy, cậu chưa học về hoạt động khuếch tán của các phân tử à? Khi tượng Phật vàng đặt trên bệ băng một thời gian dài, phân tử vàng và phân tử băng sẽ thẩm thấu lẫn nhau, để lại trên mặt băng sắc vàng nhàn nhạt, nhạt. Đợi chút đã, nhạc dương cậu đừng cử động, hướng ánh đèn qua đây. Trương Lập nắm chặt cánh tay cầm đèn chiếu của nhạc dương, tròn mắt lên quan sát kỹ lưỡng vách băng phía sau chiếc bệ. Đoạn nói: Giáo sư, ông xem trong mặt băng này hình như có người thì phải. Chỉ khi nào nhạc dương chiếu như vậy thì mới có, khẽ động đậy là biến mất luôn. Giáo sư Phương Tân vừa nhìn liền thích thú reo lên, giỏi thật, đây có lẽ là hiện tượng tương tự như hình ảnh laser lập thể vậy. Trương Lập lấy làm ngạc nhiên thốt, hình ảnh laser lập thể, ở đây. Chẳng lẽ người xưa cũng có kỹ thuật này sao? Không, không, giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, không phải vậy, kỹ thuật tạo dựng hình ảnh laser lập thể là thông qua hiện tượng nhiễu xả ánh sáng thay đổi sự sắp xếp của những phân tử cực nhỏ bé. Lưu giữ hình ảnh lên phương tiện truyền dẫn nào đó, đây là một quá trình vô cùng phức tạp, nhưng chất băng thuần như ở đây hoàn toàn có thể làm vật truyền dẫn, đồng thời lớp phân tử vàng trên bề mặt bảo tỏa chính là các vi hạt, nếu đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu vào làm biến động vị trí của chúng, thì có thể tạo ra sự trùng hợp, in hình ảnh vào trong tầng băng. Đây không phải kỹ thuật của cổ nhân, mà là hiện tượng quang học ngẫu nhiên xảy ra trong thế giới tự nhiên, cũng giống như là hải thị thần lâu vậy, hết sức hiếm thấy. Dịch đèn chiếu xuống thấp chút nữa, chậm chậm thôi, nói không chừng, chúng ta sẽ thấy ảnh tượng lập thể của nơi này mấy trăm năm trước hoặc thậm chí là mấy nghìn năm trước đó. Khi hình ảnh trong tầng băng dần dần hiện rõ, quả nhiên trông hệt như hình ảnh laser lập thể vậy. Nhưng nhạc dương chỉ thấy cổ tay đau nhói lên, vội hét toáng, anh làm cái trò gì vậy, cổ tay tôi sắp gãy lìa ra rồi. Trương lập bóp chặt cổ tay nhạc dương, chỉ vào bóng người trong tầng băng nói, đây là, đây là, đây là, đây là mưu sát. Giáo sư Phương Tân cũng hoàn toàn thẫn thờ, hình ảnh lập thể trong tầng băng tổng cộng có ba người hiện tượng quang học ấy khiến cả nét mặt mỗi người cũng giữ lại hoàn toàn thật khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông mắt ba góc quần áo rách dưới nằm dưới đất trên mặt có một vết sẹo đáng sợ nhìn có vẻ như người này được hai người còn lại cứu đưa đến tòa băng cung này trong hình ảnh lập thể đó y đang trợn mắt cười điên cuồng một tay chống người lên tay kia thì nhanh chóng đâm thứ gì đó vào lưng người phụ nữ đứng trước mình bên trong trang phục leo núi của người phụ nữ ấy là cổ áo kiểu dân tộc tạc Cô xoay lưng về phía tên hung thủ, đang lục lọi gì đó trong túi áo đựng đồ cấp cứu, nét mặt đầy vẻ lo lắng quan thiết, rõ ràng trong khoảnh khắc bị lưu hình ảnh vào tầng băng này, cô vẫn chưa hề có cảm giác đau đớn. Bên cạnh cô gái là một thành viên khác trong đội leo núi, chiều cao, nét mặt trông cũng có mấy nét rông giống Trương Lập, trên trang phục còn in cả quốc kỳ Trung Quốc, anh ta đang vươn tay chộp lấy cổ tay tên hung thủ, miệng hơi mở ra, tựa như đang hét lên cảnh báo. Nhìn y phục và ba lô trên lưng ba người này, có thể thấy thời gian của hình ảnh lập thể này cách hiện tại không xa lắm nhạc dương tựa như sực nhớ ra điều gì đó anh run run giọng cất tiếng chú chú cương nhật phổ bạc cương nhật phổ bạc ngoảnh đầu lại thấy ba người bọn nhạc dương đang ngây ngẩn ra nhìn vào vách băng liền nghi hoặc bước lên thêm mấy bước nữa đã trông thấy trong bức vách như có sự lạ gì anh liền dừng bước đứng thẫn thờ ra khoảng hai giây rồi lại bước lên mấy bước nữa sắc mặt bắt đầu biến đổi thêm một hai bước nữa tay chân liền lạnh toát run lên bần bật rồi bất chợt lao vút tới như mũi tên, tưởng chừng như không ai có thể ngăn cản nổi. Cương Nhật Phổ bạc lao thẳng tới trước vách băng, cổ họng hét lên, lạp chân. Chỉ gọi được một cái tên ấy, rồi không sao thốt lên nổi thêm tiếng nào nữa. Không ngờ quả nhiên lại là vậy, nhạc dương nghe thấy tiếng Cương Nhật Phổ bạc gầm thét, đột nhiên thấy trong tim mình đau thắt lại mà không hiểu vì sao. Nếu chẳng phải Trương Lập vẫn nắm chặt cánh tay, suýt chút nữa anh đã không giữ vững được ngọn đèn chiếu kia rồi. Còn Trương Lập thì cũng như bị ma nhập, cứ bấu chặt cổ tay nhạc dương đờ ra bất động bàn tay run rẩy của cương nhật phổ bạc mò mẫm trên bức tường băng nét mặt lạp chân sao mà rõ ràng đến thế tựa hồ như ở ngay trước mắt cô vẫn xinh đẹp vẫn vui tươi lúc nào cô cũng chỉ nghĩ cho người khác cái tên ở phía sau kia hắn muốn giết em đó ánh mắt ác độc ấy làm trái tim cương nhật phổ bạc nhỏ em mờ áo đột nhiên anh ta cũng không còn phân biệt được đâu là ảo giác đâu là sự thật nữa anh muốn lao vào cứu lạp chân muốn cản tên xấu xa tàn bạo đó lại anh dơ cao nắm đấm, ra sức đấm mạnh vào mặt băng, anh phải phá vỡ chướng ngại vật này, để có thể đến bên lạc chân một lần nữa. Bức tường băng đó đã gần ngàn năm không tan chảy, cứng còn hơn sắt thép bê tông, đầu nắm tay làm sao có thể đập vỡ cho nổi. Sau mấy cú đấm, trên mặt băng đã tóe ra mấy bông hoa máu, bọn trác mộc cường ba nhìn thấy mà thảy đều kinh hoàng biến sắc, duy chỉ có cương nhật phổ bạc là hoàn toàn không cảm giác gì, cứ vùng nắm tay đấm lên, một đấm, rồi lại một đấm nữa giáng thẳng xuống bức tường băng anh ta phải phá vỡ chướng ngại chắn đường này anh ta phải cứu lạp chân ra khỏi nơi đây trác mộc cường ba sông lên ngăn chặn cương nhật phổ bạc lại nói a quả vô dụng thôi a quả anh đừng tự làm tổn thương mình nữa chị lạp chân sẽ đau lòng lắm đấy nhạc dương chiếu đèn ra chỗ khác đi cổ tay nhạc dương đang bị trương lập giữ chặt ở đó anh cũng không làm gì được nữa cậu bỏ tôi ra lạp chân ở bên trong kia kìa cậu bỏ tôi ra cương nhật phổ bạc ra sức vùng vẫy rồi đột nhiên khóc giống lên, khóc như một đứa trẻ, bị thương mà yếu ớt, bất lực cô đơn mà tính nghịch. bao nhiêu ngày đêm chờ ngóng, bao nhiêu nhớ nhung sầu thảm, tất cả đều hóa thành nước mắt trào tuôn ra như suối trong một khoảnh khắc này. Cương Lạp tiến lại gần, dịu dàng liếm nước mắt cho Cương Nhật phổ bạc, thấy mặn mặn, nó ngoảnh đầu lại nhìn, bên trong tầng băng kia là nữ chủ nhân mà mình chưa từng gặp mặt hay sao? Không phải họ đang cứu gã đàn ông kia hay sao? Tên kia làm gì với nữ chủ nhân vậy? Nó có thể đọc hiểu lòng người, nhưng lại không sao hiểu nổi, quan hệ giữa người với người cớ sao phức tạp đến thế. Cương Nhật Phổ bạc mệt mỏi dựa người lên bức tường băng, chiếc mũ lông cáo rơi xuống đất, tựa như một người bệnh nặng chỉ còn thoi thóp hơi thở, hai mắt trống rỗng thẫn thờ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, mấy người bọn Trác Mộc Cường ba cũng không nghĩ ra được chủ ý gì, đành nhau nhau khuyên giải Cương Nhật Phổ bạc, Nhạc Dương cũng thấp giọng khuyên, "Chú à, chớ nên." Lời còn chưa nói dứt, Cương Nhật Phổ bạc đã bất ngờ nổi trận lôi đình, anh ta nhảy dựng lên, lao vút tới bên cạnh bể tường, tóm chặt lấy cổ áo nhạc dương, nhấc bổng anh chàng lên. Tại sao cậu lại chiếu đèn loạn xạ lên như thế? Cương Nhật Phổ bạc lại nghiến răng ken két, cơ mặt giật giật, gào lên như nát gan xé phổi, tại sao cậu lại gọi tên tôi? 17 năm rồi, 17 năm chờ đợi, một mình trên núi tuyết cô liêu, anh ta vẫn tin tưởng và kiên trì, giờ đây, hy vọng 17 năm ấy đã vỡ vụn. Tất cả lửa giận anh ta dồn hết cả vào nhạc dương. Nhạc Dương cũng im lặng không lên tiếng, để mặc cho cương nhật phổ bạc lắc qua lắc lại rũ rượi. Nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt, tựa như con sói bị thương trên trốn thảo nguyên hoang dã phẫn nộ gào rú lên với trời xanh thăm thẳm, Nhạc Dương có thể hiểu được, bởi anh cũng từng mất người thân. Trong lúc bị rung lắc ấy, anh đột nhiên nhận ra, mái tóc xám bạc của cương nhật phổ bạc không ngờ cứ rơi chóc xuống từng mảng lớn, trong chốc lát đã già đi mấy chục tuổi, ngọn lửa sinh mệnh đang nhanh chóng lụi tàn, Bình, Cương Nhật Phổ Bạc ép mạnh nhạc Dương lên vách tường băng. Trác Mộc Cường ba vội lớn tiếng can ngăn, "A à quả." Cương Nhật Phổ Bạc giật mình sực tỉnh, buông nhạc Dương ra, mặt hướng về phía vách băng, khẽ nói, "Xin lỗi." Nhạc Dương lắc đầu, "Tôi không sao, chú Cương Nhật Phổ Bạc, tôi hiểu được tình cảm của chú, chú." Cương Nhật Phổ Bạc xua mạnh tay, "Các người đi đi, để tôi yên tĩnh ở đây một mình." Đi qua tòa băng cung này là ra khỏi sông băng lớn rồi con đường tôi biết cũng chỉ đến đây mà thôi không giúp gì hơn được nữa đâu chú cương nhật phổ bạc đi đi lúc này ba tang chợt lên tiếng tôi biết tên hung thủ đó cương nhật phổ bạc tựa như không nghe thấy ngược lại chỉ có trương lập kích động kêu lên anh nói gì anh ba tang anh biết tên hung thủ đó thật à hắn là ai hắn ở đâu ba tang nhìn cương nhật phổ bạc nói hắn tên là tây mễ cũng giống như tôi là một con nhện trương lập vội nói Tôi nhớ chẳng phải anh Ba Tang đã nói là, cả đội nhện xanh cùng anh vào núi tuyết, chỉ có mình anh là sống sót trở ra thôi mà. Dứt lời, liền thấy nhạc dương ở bên cạnh náy mắt lia lịa. Ba Tang nói, ừm, um, lần cuối cùng đó, đích thực là chỉ có một mình tôi sống sót trở về, nhưng tên đó, hắn không tham gia vào lần đó. Trương Lập ngây ra nhìn sắc mặt Ba Tang vẫn lạnh lùng hờ hững như thế, không thể nhận ra chút gì khác lạ. Nhưng ai ngờ được, trong đầu Ba Tang lúc này đang trào dâng cuộn sóng. Tây Mễ, là mày, rốt cuộc mày đã làm gì rồi? Đội trưởng, tôi, tôi, tôi cũng chỉ là hết cách. Là mày đã dẫn chúng đến đây, chúng tao đã bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không làm vậy, tôi, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Muốn tao giúp mày, được thôi, hãy tìm giúp tao một người. Nếu hắn chết rồi, thì đào xương cốt hắn lên đây, giao cho tao, tao muốn đích thân xử lý. Xin lỗi, Trương Lập, con người này chỉ có thể do tôi đích thân xử lý mà thôi. Ba tang thầm nhủ trong lòng. Trương Lập lại tiếp tục truy vấn, vậy giờ hắn ở đâu? Ba tang gượng cười, nói, mười mấy năm rồi, tôi làm sao biết được. Cương Nhật Phổ bạc lặng lẽ nghe, uể oải cất tiếng, được rồi, mọi người không cần nói nữa, đi đi, đi hết đi. Thấy Cương Nhật Phổ bạc lại đuổi khách lần nữa, bọn chắc Mộc Cường ba đều hiểu rõ lúc này lòng anh ta đã nguội lạnh như nắm cho tàn, lưu lại đây chi bằng để anh ta được yên tĩnh một mình ánh sáng phía trên sông băng ảm đạm dần, rõ ràng sương mù đã bắt đầu phủ xuống, thời gian cũng không đợi người, vậy là tất cả đành chào tạm biệt cương nhật phổ bạc, tiếp tục lên đường. Trác Mộc Cường ba nâng cầm cương lạp lên, dặn dò, chăm sóc anh ấy tốt vào, rồi tao sẽ quay lại. Cương lạp cứ lưu luyến không rời, nuốt nước mắt gật đầu, quay lại lặng lẽ nằm bên tay cương nhật phổ bạc, cứ ngước lên nhìn theo bóng lưng xa dần của Trác Mộc Cường ba. Sau khi khuất bóng cương nhật phổ bạc, Trương Lập lại hỏi tiếp, anh nói thật không đấy. Anh Ba Tang, tên nhện xanh ấy. Ba Tang sầm nét mặt xuống gật đầu. Nhạc Dương nói, "Cường Ba thiếu gia, chú Cương Nhật Phổ bạc liệu có xảy ra chuyện gì không?" Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, "Không, không đâu, tôi biết Cương Nhật Phổ bạc mà, anh ấy là người rất lý tính, tuy rằng rất thương nhớ chị Lạp Chân, nhưng trước nay anh ấy vẫn luôn sống kiên cường lạc quan. Huống hồ anh ấy còn có Cương Lạp nữa, Cương Lạp sẽ chăm sóc cho anh ấy." Rời khỏi Thủy Tinh Cung, chịu ảnh hưởng của tâm trạng Cương Nhật Phổ bạc, cả đoàn người đều lặng lẽ không nói không rằng đường đã dễ đi hơn trước nhưng cảnh quan kỳ dị bên dưới khe băng nứt càng lúc càng thêm xấu xí rời khỏi thủy tinh cung ấm áp hơi lạnh lại bắt đầu từ từ ập tới những cơn gió luồn lách khắp mọi nơi men theo những khe nứt tràn xuống mới đầu còn chỉ làm giữ xung quanh mọi người nhưng càng đi đến gần khu vực nứt gãy chính các khe nứt trở thành những con giã thú hung ác khiến mọi người đều có cảm giác tựa như vừa mới ra khỏi thiên đường đã đột nhiên rơi thẳng xuống địa ngục a à tỷ vậy thì thoảng lại có một luồng gió ập tới tựa như bóng u linh, mang theo cảm giác như lạnh mà chẳng phải lạnh nhưng khiến ra người ta căng lên, lướt qua bên cạnh từng người một, có lúc gió sẽ đi luôn, có lúc gió lại luẩn quẩn một lúc, dùng thân thể lạnh lẽo của mình xoa lên gương mặt để hở của các thành viên trong đoàn, hồi lâu sau mới lưu luyến rời đi. Gió ma sát vào các trụ băng phát ra những âm thanh như quỷ khóc sói gào, tựa như tiếng ai oán thê lương, lại tựa như vong hồn oan khuất, khiến người ta nghe mà không khỏi sởn hết da gà. Bọn họ đi giữa những trụ băng, bên cạnh là đủ các kỳ thạch quái thú tạc từ băng đá nhe nanh nhe vuốt dữ tợn, các mỏm băng lơ lửng trên đầu, thế tựa ngàn cân treo sợi tóc có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi khi có gió thổi qua là mặt băng lại rơi xuống là tả, thậm chí còn có cả những cục băng lớn nữa, tuy mọi người đã đội mũ an toàn, nhưng có ai dám bảo đảm rằng lần sau thứ rơi xuống đầu không phải là những tảng băng khổng lồ dài đến mười mấy mét, dày hàng mấy mét kia chứ. Trương Lập phụ trách mặt an toàn trên cao, đột nhiên nhỏ giọng nói bên trên kia hình như có thứ gì đó anh giờ ống nhòm lên đột nhiên há miệng hít sâu một hơi hồi lâu sau cũng không nói được tiếng nào nhạc dương thấy thế vội hỏi sao thế nhìn thấy cái gì rồi mọi người ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh đầu bị băng che tuyết phủ các khe nứt tựa như đường chỉ kết thành một tấm lưới trải ra xung quanh trong các khe nứt ấy có thể lờ mờ trông thấy những điểm đen lấm tấm như hạt vừng trương lập hạ kính ống nhòm xuống định thần lại sau cú vỗ của nhạc dương sắc mặt tỏ vẻ hết sức kinh hãi là người tôi nhìn thấy một người bị kẹt trong khe nứt ấy không biết là sống hay chết nữa nhạc dương đón lấy ống nhòm chỉ liếc nhìn một cái anh chàng cũng không thốt lên nổi lời nào lúc đưa ống nhòm vào tay trác mộc cường ba chỉ nói một câu duy nhất chết rồi xác chết trông đáng sợ quá trác mộc cường ba giờ ống nhòm lên trời đất gã nhìn thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh thân thể bị cố định trong băng tư thế của anh ta trông như một chiến sĩ bị thương kéo lê đôi chân tàn phế, dùng đôi tay dạp mình bỏ sấp trong chiến hào. Anh ta mở trợn chừng hai mắt, răng nghiến chặt, mỗi sợi tóc đều dựng đứng lên, không muốn rũ xuống, nhưng đôi mắt trống rỗng không chút thần thái kia đã nói lên một điều hết sức rõ ràng, anh ta sớm đã mất đi sự sống, chẳng qua chỉ là băng tuyết đã cố định nét mặt anh ta ở khoảnh khắc trước khi chết mà thôi. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, anh ta vẫn cứ dùng nét mặt ấy mà kể cho người đời biết mình đã chiến đấu như thế nào chiếc ống nhòm từ từ chuyển động không chỉ có một xác chết ấy lại thêm một cái nữa một cái nữa càng lúc càng nhiều xác chết xuất hiện mỗi cái xác đều làm thần kinh trác mộc cường ba chấn động mạnh mẽ trong những xác chết ấy có cả người trung quốc người nước ngoài họ mặc trang phục leo núi các màu vàng tím mỗi gương mặt đều là những biểu cảm khắc cốt ghi xương có tuyệt vọng có bớt khuất có phẫn nộ có thương tâm nhưng bọn họ đều có chung một đặc trưng tất cả đều trợn to đôi mắt sông băng tựa hồ đang chụp lại từng tấm ảnh lịch sử, lưu giữ một cách hoàn mỹ những khoảnh khắc trước khi chết của mỗi người. Nhìn nét mặt họ, dường như vẫn còn nghe được tiếng họ nguyền rủa, từng trận gió âm vi vu thổi, thật chẳng khác nào vong linh của những người đã chết ấy đang lướt đi, tiếng gió gào thét thê thiết, khiến lòng người cũng không khỏi khiếp hãi. Tổng cộng Trác Mộc Cường ba phát hiện 6 cái xác, tư thế vô cùng kỳ quặc, có nằm ngang, có bỏ bám, có treo ngược, có nằm úp sấp, còn nét mặt trước khi chết của những con người ấy thì gã thật không sao dùng ngôn ngữ mà hình dung nổi. Đó tuyệt đối là một cảnh tượng khiến người ta cả đời cũng khó có thể nào quên. Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, tất cả những người này đều là những kẻ thất bại đã lựa chọn con đường đi trên bề mặt sông băng. Có lẽ họ còn những đồng bạn khác nữa, song kể cả những người ấy cũng chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình rơi xuống khe nứt, hoang mang luống cuống không biết phải làm sao. Xem ra những người này không hề chết ngay lập tức mà bị kẹt trong khe nứt sâu mấy chục thậm chí là cả trăm mét, họ quấy đạp vùng vẫy nhưng không thể nào nhúc nhích được. Họ thét gào mà không có hồi âm, sau rốt, họ cũng sức cùng lực kiệt, thân thể bị cái lạnh làm cho tê liệt, mất hết tri giác, mất cả ý thức. Vậy là xác chết họ đã hóa thành những bước điêu khắc tuyệt vọng, tiếng thét gào của họ hóa thành mũi nhọn của cơn gió thốc kinh hồn. Trác một Cường ba thầm kinh hãi, nếu vừa nãy họ không chọn đi con đường bên dưới sông băng mà vượt qua từ bên trên khe nứt, thì trong những đồng đội này của gã, rất có khả năng rằng cũng có người sẽ phải ở lại đây trở thành tác phẩm nghệ thuật của dòng sông băng, đến cả linh hồn cũng bị cầm cố bên trong thế giới đầy băng tuyết này. Gã từng nghe đội trưởng Hồ Dương nói, cả dòng sông băng khổng lồ này trước nay vẫn chầm chập dịch chuyển, những kẻ bất hạnh xảy chân rơi xuống khe nứt, thi thể sẽ di động cùng với sông băng, thường là phải một hai chục năm sau hoặc lâu hơn nữa mới dịch chuyển ra khỏi sông băng và được phát hiện bởi thế, trong dãy Himalaya vẫn còn ẩn giấu vô số di cốt của những người mạo hiểm. Vậy còn những người này thì sao? Những người bị kẹt giữa dòng sông băng này, họ đã ở đây bao nhiêu năm tháng rồi? 10 năm, 20 năm, sợ rằng dù cả trăm năm nữa, họ cũng không thể nào nhìn lại được ánh mặt trời, mãi mãi chỉ có thể là món đồ chơi của dòng sông băng vĩ đại. Đường mẫn trông thấy chắc một cường ba cứ mãi không chịu hạ ống nhòm xuống, liền đưa tay ra định rằng lấy. Chắc một cường ba cẩn thận né khỏi đường mẫn, thấp giọng thì thầm, mẫn mẫn, đừng xem. Nói đoạn gã liền đưa luôn ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Vẻ mặt của đội trưởng Hồ Dương và mọi người trước tiên là chấn động kinh ngạc, sau đó thì ngẩn người ra, cánh tay cầm ống nhòm không tự chủ được mà run lên nhẹ nhẹ, chắc một cường ba kẻ vắn tắt những gì mình nhìn thấy cho đường mẫn, đồng thời giải thích tại sao gã lại không để cô xem, a à, là anh ấy. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên kêu lên khe khẽ, không sao giữ vững nổi chiếc ống nhòm, cả cánh tay cũng mệt mỏi rũ xuống, khóe mắt thấp thoáng ánh lệ. Anh lập tức đưa tay lên lau khô, bằng không nước mắt ắt sẽ đông cứng thành băng trên mặt. Bọn Trác Mộc Cường ba đều hiểu rõ trong lòng, gặp phải bạn cũ năm xưa của mình trong tình trạng này, dù là ai cũng tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Họ thì thào an ủi Hồ Dương, chiếc ống nhòm lại lần lượt chuyển đến tay những người khác, mỗi người xem xong đều cúi gằm mặt xuống, tựa như đang tham gia một lễ truy điệu trọng thể, tâm trạng nặng nề ngập trong nỗi bi thương. Bất kể là người nước nào, vẻ mặt chung của tất cả đều khiến người ta phải dùng mình run sợ. Đội trưởng Hồ Dương thấp giọng kể, mười mấy năm trước, anh ấy còn ra vẻ thần bí nói với tôi rằng sắp đi tham gia một hoạt động cực kỳ quan trọng, kết quả là chỉ thấy đi mà không thấy về. Bao nhiêu năm nay, mỗi năm tôi đều dành một khoảng thời gian đến nhà anh ấy, nói với vợ con anh ấy rằng, anh vẫn, vẫn. Nhạc Dương nói, tại sao đồng đội của anh ấy lại không mang tin tức về nhỉ? Lẽ nào anh ấy tới đây một mình? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói, lần đó, toàn bộ bọn họ đều không trở về. Không gian chìm trong trầm lặng. Đi thôi, đây không phải là nơi chúng ta nên dừng lại. Lữ cánh nam không thể không làm tròn chức trách sĩ quan chỉ huy của mình, ở nơi thân thể những người đi trước ngã xuống, bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước. Nhân lúc không ai để ý, ba tang len lén đưa tay lên dụi khóe mắt, nối bi thiết trong lòng đội trưởng Hồ Dương dành cho chiến hữu đã làm anh ta nhớ đến những đồng đội năm xưa của mình. Chẳng ngờ, đi tiếp nữa vẫn còn những xác chết lửng lơ, dưới ảnh hưởng vận động của sông băng, có những cái xác đã rời khỏi khe nứt, đầu trúc xuống đất, chân trồng lên trời treo ngược phía trên đầu cả bọn trác mộc cường ba, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Những gương mặt tuyệt vọng ấy còn làm nội tâm các thành viên trong đội dung động hơn cả lũ mặt quỷ mặt ma dữ tợn gấp mấy phần. Bên trái có hai vách băng đổ sập đè lên nhau, cái đầu của những xác chết treo ngược bên trong gần như ngang với tầm mắt mọi người, có thể phân biệt rõ quốc kỳ và ký hiệu trên trang phục họ mặc. Trác Mộc Cường Ba nhận ra có người Nga, người Anh, người Mỹ, còn một cái xác không có ký hiệu gì, nhưng dựa vào vị trí anh ta rơi xuống và trang phục, thiết bị, có thể suy đoán người này đã rơi xuống khe nước từ rất lâu về trước. Lúc Ba Tang đi ngang qua cái xác ấy, đã bị vẻ mặt ung dung hứng hờ của người đó thu hút, bất giác lại nhìn thêm một lần nữa. Đó là một người trung niên tóc vàng có gương mặt kiên nghị, thân thể thẳng băng, hai mắt chỉ hơi mở, dưới lớp y phục mỏng manh hiện lên những đường nét rắn chắc găng tay của xác chết đã hoàn toàn bị bào rách, hai bàn tay trần lộ hẳn ra ngoài, máu thịt bầy nhầy, nhìn có vẻ như người này đang gắng sức trèo lên băng nham, ngón trỏ tay phải và mép lòng bàn tay có vết chai rất dày. Xuất phát từ sự mẫn cảm nghề nghiệp, bà tang biết rằng đây là bàn tay sử dụng súng. Nhìn lại trang phục người ấy, hoàn toàn là đồ bình thường của dân tạng thời xưa, nằm giữa bao nhiêu thi thể mặc trang phục leo núi bỗng nhiên trở nên hết sức nổi bật, nhưng chiếc ba lô đeo sau lưng anh ta thì lại rất đặc biệt, tuy đã có thay đổi một chút, nhưng đại thể vẫn không thoát ly khỏi dáng mạo của chiếc ba lô quân dụng. Ba tang lại gần thi thể đóng băng đã lộ hẳn ra ngoài ấy, khẽ chạm nhẹ, một chiếc huy chương chữ thập liền rơi ra ngoài, lúc này thì cả bọn chắc mộc cường ba cũng để ý rồi. Đức quốc xã, Nhạc Dương không nén được mà thốt lên thành tiếng, rất rõ ràng, tấm huy chương đó là vật đeo sát bên người, chỉ vì xác chết bị treo ngược nên mới rơi xuống, những trang phục khác của người này đều là đồ cải trang rất có khả năng đây chính là một trong những thành viên được Hitler đặc phái đến Tây Tạng tìm kiếm bạc ba la thần miếu năm xưa. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 30 Liên tưởng đến những sử liệu lữ cánh nam từng nhắc đến, phát hiện trọng đại này rất có khả năng sẽ mang đến cho họ những đầu mối trọng đại. Các thành viên trong đội không còn e ngại điều gì nữa, Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương và Trác Mộc Cường ba cùng hợp sức, đục vách băng kéo cái xác đã bị đóng đá ra ngoài, lục soát hết một lượt từ đầu tới chân. Bên trong y phục không có thứ gì để chứng minh thân phận, chỉ tìm thấy một bao thuốc lá có ghi chữ R6, một cái bật lửa hình dáng như viên đạn, trong ba lô có rất ít thứ cần thiết khi leo núi, chỉ có một món vũ khí quân dụng đã lỗi thời. Trương Lập nhấc khẩu súng đó lên, nói, ô, FG-42, vũ khí chuyên dụng của lính dù đặc chủng Đức Quốc xã FJ, đường kính 7,92 dặm mm mét, nặng 4,5 kg, 20 viên đạn chế băng, tốc độ đạn 762 m trên giây, tốc độ bắn 750 phát trên dây xạ trình 550 m, giờ chỉ còn chưa đến 1000 khẩu thôi. Mọi người biết không, đây là vũ khí đầu tiên quân Đức chế tạo bằng hợp kim magie trong thời kỳ thế chiến thứ hai, vì thiếu nguyên liệu nên tổng cộng chỉ sản xuất có 7000 khẩu. Đội trưởng Hồ Dương thì cầm bao thuốc lá lên, lật qua lật lại xem xét, đưa lên mũi người người, nét mặt lấy làm quái dị. Rất đáng tiếc, trên người tên lính quốc xã này ngoài tấm huy chương tượng trưng cho sự quang vinh của đế quốc gia, thì không tìm thấy vật gì có giá trị nữa. Mặc dù như vậy, mọi người vẫn cảm thấy nhận được một sự cổ vũ lớn lao, ít nhất điều này cũng chứng tỏ con đường họ đi là chính xác, đội đặc phái của quân Đức cũng từng đi qua nơi đây. Chỉ có giáo sư Phương Tân là ngấm ngầm lo lắng, phải biết rằng, tất cả những người đi tìm bạc ba la thần miếu phía trước kia, đều là những kẻ thất bại, không có ngoại lệ, con đường này, rốt cuộc là đúng hay không đúng ông thực không dám nghĩ sâu hơn lạt ma á la nói chúng ta lỡ mất nhiều thời gian quá rồi đi tiếp thôi lữ cánh nam cũng bảo cứ để xác chết này ở đó chúng ta đi thôi nhạc dương cứ lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn thêm lượt nữa vốn tưởng rằng đã phát hiện ra người có thể cung cấp đầu mối quan trọng không ngờ lại chẳng thu hoạch được gì đang nghĩ ngợi anh chợt nghe đội trưởng hồ dương hỏi có ai biết tiếng nước không mọi người đưa mắt nhìn nhau không ai biết tiếng nước cả chỉ thấy đội trưởng Hồ Dương chỉ vào mặt trong của bao thuốc, nói, ở đây có viết chữ, bằng tiếng Đức. Quả nhiên, vách trong bao thuốc có viết mấy hàng chữ nghiêng ngả bằng bút chì. Ba Tăng nói, tôi biết rồi, khi đội đặc phái nhận được chỉ lệnh lâm thời từ cấp trên, để không phạm sai lầm, các binh sĩ thường ghi mệnh lệnh đó lại trên những vật dụng tùy thân của mình. Nhạc Dương chắt lưới, tiếc là chúng ta không ai biết tiếng Đức cả, đành mang về nghiên cứu vậy. Nói đoạn, anh cẩn thận cất bao thuốc ấy đi đến được khe nước chính số lượng xác chết cũng dần ít đi đi được cả trăm bước mới ngẫu nhiên phát hiện một cái nhưng những xác chết này còn khủng khiếp đáng sợ hơn gấp bội phần đa số đều bị mất tay cụt chân nếu không thì lồng ngực vỡ nát ruột lòi ra ngoài tựa hồ như bị thứ gì đó cắn xé tan nát ra vậy bỗng nhiên có một cái xác từ trên khe nước lỏng ra trượt xuống mấy mét nhưng hai chân vẫn kẹt lại trong khe nước nên người không rơi xuống đất được cái đầu vừa hay chắn đúng trước mặt đường mẫn Bộ mặt đáng sợ ấy trông tựa như quả bí đỏ bị đập bẹp rúm, mắt mũi miệng đều chẹt dí lại một chỗ, máu thịt bầy nhảy đóng thành băng, từng mảng từng mảng máu băng dính liền nhau, trông như tấm thủy tinh công nghiệp bị đập vỡ. Đường mẫn hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chắc một cường ba phải lấy thân thể chắn trước mặt mới hộ tống được cô đi vòng qua xác chết. Tuy vậy, mọi người đều băn khoăn suy đoán, không hiểu rốt cuộc là thứ gì đã khiến gương mặt ấy trở thành ra như vậy. Ở nơi đây, sông băng đã dùng sự thực không thể phủ nhận để nói với những kẻ mạo hiểm này nơi đây chính là tử vong tây phong đới cuối cùng bầu trời phía trước cũng rộng mở bọn họ đã ra khỏi khu vực bên dưới khe nứt trước mắt họ là những trụ băng đã đổ sập liên nguyên trải dài thành một con dốc màu trắng toát dưới ánh sáng mịt mờ những tháp băng liền kề liên tiếp tựa như một khu mộ màu trắng trải ra ngút tầm mắt những mộ phần che phủ trong màn sương nhàn nhạt, nhạt gió núi xe sắt khí lạnh ghê hồn khiến người ta không khỏi hoài nghi nơi đây chính là rừng tháp băng được mệnh danh là một trong những kỳ cảnh của núi tuyết đó hay sao? Tuy nói là rừng tháp băng lúc này trông vừa hoang lương vừa lạnh lẽo, thực chẳng khác nào trốn mồ hoang mã vắng trong các tiểu thuyết thần quái, nhưng mọi người đều cảm thấy nơi đây tốt hơn bên dưới lòng sông băng kia rất nhiều, ít nhất thì cũng không có mối nguy hiểm lửng lơ treo trên đỉnh đầu. Nhưng mọi người đi trong khu vực tháp băng chưa được bao xa, chắc một cường ba và ba tang đã gần như cùng lúc dừng bước, rồi lại đồng thanh kêu lên khe khẽ, đợi chút đã. Những người đi trước cũng dừng lại, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa mắt nhìn nhau, đều đọc ra được hai chữ nguy hiểm trên gương mặt đối phương. Ba Tang đã luyện được phản ứng cực kỳ mẫn tiệp trong vô số lần kinh qua sinh tử tồn vong, còn Trác Mộc Cường Ba, cơ hồ từ khi sinh ra gã đã có thứ ý thức bản năng này, tiềm thức của cả hai người đều đang không ngừng nhắc nhở họ. Phía trước có nguy hiểm. Nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang, Lữ Cánh Nam liền tập trung mọi người lại. Trác Mộc Cường Ba nói, có thứ gì đó ở gần chúng ta tôi chỉ cảm nhận được, nhưng không phát hiện ra nó ở đâu. Ba Tăng cũng nói gần giống như vậy, tâm trạng vốn đã căng thẳng của mọi người tức khắc lại càng thêm căng thẳng, đường mẫn vội ôm chặt lấy cánh tay chắc mộc cường ba. Ba bề bốn bên chỉ nghe thấy tiếng gió rít cuồng loạn, những cái bóng quái thú dị dạng do rừng tháp băng hình thành nên mờ mờ ảo ảo, thực giả khó phân, hơi thở của từng người ngưng thành một quầng khói trắng xung quanh thân thể, càng lúc càng nồng đậm hơn, màn sương núi xa xa cơ hồ như một con quái thú khổng lồ đang từ từ nuốt trọn cả khu rừng tháp băng này vào bụng. Nhưng xung quanh đây lại chẳng có chút động tính gì, mọi người nghiêng tai lắng nghe, cả tiếng gió như cũng nhỏ đi rất nhiều, những tháp băng trong màn sương mù phía xa giống con quái thú được hồi sinh, nhúc nhích tiến về phía họ bằng một phương thức cực kỳ quái dị. Song khi định thần nhìn kỹ, lại không hề có chút động tĩnh nào. Lắng nghe kỹ hơn, chỉ có tiếng mặt băng chóc ra rơi xuống, tiếng gió rít lên từng cơn, ngoài ra thì chỉ còn tiếng thở của chính bản thân họ. Cứ như vậy chừng hơn một phút, nhưng quãng thời gian ấy sao mà dài đằng đắng, lúc trượt xuống khe nứt và đi nhanh qua rừng tháp băng thì không ai làm sao, còn lúc này người nào người nấy cũng đều đổ mồ hôi lấm tấm. Mẫn mẫn thấp giọng hỏi, thật sự là có thứ gì đó à? Có phải chúng ta tự mình dọa mình hay không? Đột nhiên mặt đất dưới chân khẽ chấn động, đỉnh tháp băng bên cạnh họ rung lên một chập, vô số mặt băng rơi xuống là tả, tựa như vừa có thứ gì đó chạy qua ở ngay phía trước. Ba tang trừng mắt lên nhìn đường mẫn, kế đó nói, hình như là đi rồi, chúng ta qua đó xem sao. Đoàn người tiếp tục tiến lên, khi tới chỗ mà đáng lẽ phải đến đó từ một phút trước, chỉ thấy dưới đất còn để lại một hàng dấu chân, trông rất giống chân người, nhưng lớn hơn rất nhiều. Trác Mộc Cường ba thử đặt chân vào trong đó, không ngờ dấu chân ấy còn to gấp đôi bàn chân gã, khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người hơn nữa, ít ra cũng phải bằng năm bước của bọn trác mộc cường ba. Đường Mẫn đứng sau cùng, thò đầu lên, vừa nhìn thấy dấu chân ấy sắc mặt liền tái mét đi, trông hệt như màu sắc của những tháp băng xung quanh vậy. đội trưởng Hồ Dương ngượng cười nói, xem ra chúng ta cũng thật may mắn đó. đội khảo sát khoa học tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được người tuyết, không ngờ lại để chúng ta đụng phải rồi. giáo sư Phương Tân lẩm bẩm nói, tại sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? trác mộc cường ba lập tức liên tưởng đến những cái xác chết thiếu tay thiếu chân kia kinh hoàng thốt lên tìm thức ăn dòng sông băng này chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ vô số xác chết của những nhà thám hiểm kia đều được giữ cho đông lạnh ở đây tất cả đều là món ngon cho nó đường mẫn nghe thế liền khe khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi nhạc dương nói có thể để lại vết chân mờ mờ trên tầng đất đông cứng rắn này chứng tỏ thể trọng và thể hình của nó hết sức đáng sợ cũng may là dường như nó ý thức được sự uy hiếp từ phía đám người chúng ta, không hề có ý định xem chúng ta như thức ăn của nó. Đội trưởng Hồ Dương nhắc nhở, đây có thể là lãnh địa của nó, chúng ta mau mau đi thôi. Giờ vẫn còn chưa biết là có bao nhiêu con nữa, hy vọng là chỉ có một thôi. Lữ cánh nam thấy sương mù trên núi mỗi lúc một giây, liền nôn nóng thúc giục, nhanh lên, sương mù sắp lan xuống rồi, nếu sương che phủ rừng tháp băng này thì chúng ta không tìm được phương hướng gì nữa đâu đã có vết xe đổ của kẻ đi trước, các thành viên trong đội đều đề cao cảnh giác, mấy người đi vòng ngoài như ba tang, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đề phòng, cứ thế cho đến khi cả đội bình an đến bên dưới một dốc băng. Dốc băng này cao đến 100 trượng, trông như một tảng format khổng lồ bị người ta cắt lẹm đi, nhìn từ xa, thoạt giống như một sườn dốc nghiêng nghiêng, giờ lại gần nhìn kỹ mới thấy, nó quả đúng là một cái dốc nghiêng, nhưng là nghiêng vào. Bên trong, phía trên lớn, phía dưới nhỏ dốc băng gần như thẳng đứng lại nghiêng vào bên trong như vậy, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy khiếp sợ trong lòng. Bọn Trác Mộc Cường ba trượt xuống một dốc băng ở chỗ lưng chừng núi để xuyên qua sông băng, giờ tự nhiên là phải leo lên một dốc băng khác ở khu bên trên. Đứng dưới vách băng sừng sững, ngước lên nhìn đỉnh núi cao, chỉ thấy khối mù mờ mịt không thấy đỉnh núi đâu, nếu ví cái dốc băng này như miếng format thông thường, vậy thì đám Trác Mộc Cường ba đứng bên dưới chẳng bằng con kiến nữa. Trong quy phạm leo núi của bất cứ quốc gia nào, leo bám dốc băng luôn được liệt vào đẳng cấp cao nhớ cấp 7, chỉ những người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Cho dù là người leo núi chuyên nghiệp đã từng leo qua 14 ngọn núi cao trên 8.000 mét khắp thế giới, vẫn không ai dám coi nhẹ môn leo bám dốc băng này. Vậy mà đám người này không cần nghĩ ngợi gì đã lựa chọn con đường này. Tuy nhiên đối với họ, cách này ít nhất cũng an toàn hơn nhiều so với nhảy qua nhảy lại bên trên những khe băng nước chẳng chịt kia. Hàn băng ngàn năm còn cứng rắn hơn sắt thép, Đục băng đâm vào chỉ để lại một lỗ khuyết nông chẹt, phải mấy người liên tiếp đục vào nhiều lần mới cố định được một mũi đinh thép vào trong vách băng dựng ngược ấy. Vấn đề then chốt là, cả dốc băng này tựa như một mặt kính hay tấm thép phẳng, đến cả một kẽ hở hay một cái rãnh cũng không có, căn bản không thể tìm được điểm bám tay để vận lực như các kiểu leo bám thông thường khác, mà chỉ có thể đục băng đóng chốt thép vào thôi. Thông thường, khi các vận động viên leo vách băng đều dùng đục băng từng bước từng bước tạo ra điểm an toàn giống như xây dựng sản đạo lửng lơ bên vách núi vậy, trước tiên phải đục lỗ, rồi chôn cọc, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có khi leo cả ngày cũng không lên được vách băng cao trăm mét, mà dốc băng họ phải leo lên ở đây, lại cao đến hơn 300 mét. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi, nói, không ngờ lại như thế này, muốn leo lên trên cũng khó lắm đấy. Nhạc Dương nói, nếu được giống như trong tiểu thuyết anh hùng xạ điêu thì phải chặt chân cừu xuống, nhân lúc máu còn chưa đông cứng lại, dính chặt nó lên vách băng, vậy thì dễ hơn rất nhiều rồi. Lữ cánh nam nói, không cần lo, chúng ta có cách leo của mình, chuẩn bị xong hết chưa? Đại sư Á La, lạt ma Á La gật gật đầu, ông đeo vuốt sắt vào, bên ngoài găng tay lại đeo thêm một bao sắt kỳ quái, những vòng sắt hình bầu dục lồng qua bốn ngón tay, rồi xếp vào ở giữa lòng bàn tay, không hề ảnh hưởng đến động tác nắm tay xòe tay. Chỉ thấy lạt ma Á La vùng cổ tay lên, sợi dây móc bắn vút ra, ghim vào một điểm ở độ cao 15 mét trên dốc băng. Ông kéo thử, cảm giác có thể chịu được lực, hai tay thay nhau, cứ thế kéo sợi dây cáp chỉ to bằng mấy sợi tóc chập lại mà leo lên trên. Đội trưởng Hồ Dương liên tiếp thốt, lợi hại, lợi hại. Nhạc Dương cười cười bảo, thế này thì có đáng gì chứ, đội trưởng Hồ còn chưa nhìn thấy thực lực chân chính của đại sư đấy thôi. Đang nói chuyện, Lạt Ma Á La đã sắp leo lên đến chỗ dây móc bắn vào, đột nhiên thấy tay hụt hắng, thân thể liền rơi ngược trở xuống mấy người đứng bên dưới thảy đều kinh hãi. Nói thì chậm, thực tế diễn ra cực nhanh, khi lạt ma á la cách mặt đất chỉ còn chưa đầy 5 mét, thân thể ông liền hơi xứng lại giữa không chung, hai tay giang rộng, hai chân đạp mạnh, bùng một tiếng, cánh rơi tức khắc trải rộng, thân thể lướt qua khoảng không như loài sóc bay, áp mình sát mặt đất chưa thêm khoảng mấy chục mét nữa, vị sư già mới đảo mình lộn một vòng, thu cánh rơi lại, đứng vững vàng trên nền đất đông cứng. Lữ cánh nam vội chạy đến, hỏi, chuyện gì vậy? Lạt ma á la đáp, quả nhiên chất băng rất cứng, dây móc không đủ chịu lực, bị trượt ra. Ông thu lại sợi dây móc vừa bắn ra, giơ đầu móc lên xem, rồi lại nói, găm vào chưa đầy 15cm, chẳng trách lại bị tuột ra. Lữ cánh nam nhìn dây móc trong tay lạt ma á la, đoạn nói, dùng hai dây. Lạt ma á la gật đầu, lại đeo lên tay phỉa thêm một hộp dây móc nữa, hai tay cùng vung lên, kế đó chập lại hai sợi dây cáp mảnh vào nhau, quấn một vòng quanh cái bọc tay cứng bên ngoài, rồi lại leo lên một lần nữa, lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây móc bắn vào. Sau khi dùng móng vuốt bập vào dốc băng, cố định thân hình, Lạt Ma Á la rút một tay ra, lấy chiếc bật lửa, mở mức cao nhất, lưới lửa phun ra, cả băng cứng nghìn năm cũng không chịu nổi làn sóng nhiệt, nhanh chóng tan chảy ra, thành một hõm nhỏ. Đợi khi cái hõm sâu khoảng 20cm, Lạt Ma Á la tắt bật lửa, nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại, nhanh chóng nhét vào một tấm chặt, thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm ba chiếc đục băng nữa. Cái hõm trên dốc băng nhanh chóng đông kết, lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Một sợi dây thừng quấn quanh tấm trận và mấy cái đục băng, lạt ma á là kéo thử, đoạn dùng sức đạp lên mỏm băng chìa ra ấy để thử khả năng chịu lực, cái đó vẫy tay ra hiệu thành công với những người bên dưới, rồi ném sợi thừng xuống. Vậy là, lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ 15 độ âm, lạt ma á là dùng tốc độ nhanh nhất thành công tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng. Kế đó, Lạt Ma Á là giẫm cả hai chân lên mỏng băng, tay kéo chặt dây thừng, toàn thân dùn lạ trông như cái lò xo so nén hết cỡ. Chỉ thấy ông vận lực nhảy mạnh, đồng thời giang rộng hai tay, cả người lập tức như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa mười mấy mét, ngắm chuẩn vị trí, dây móc ở hai tay lại bắn vút lên dốc băng. Trác Mộc Cường Ba ở bên dưới nhìn chỉ còn biết ngưỡng mộ, loại kỹ thuật đảo người bay lượn này, trong cả quá trình tập huấn, ngoài lạt ma á la ra, không có người thứ hai nào thực hiện được. Điểm tựa an toàn thứ hai đã nhanh chóng được cố định, các thành viên bên dưới cũng bắt đầu bận rộn, cố định dây thừng, lắp đặt các thiết bị leo trèo, đeo móng vuốt bám băng, dây an toàn, chuẩn bị bắt đầu leo lên. Đã có sơi thừng chính từ bên trên thả xuống làm điểm tựa, việc leo trèo cũng không còn quá đối khó khăn nữa, chỉ cần dùng móng vuốt bập vào vách băng trợ lực, cái đó bám vào dây thừng chính leo lên, đến điểm đặt chân thì dùng một cái móc để tăng thêm hệ số an toàn, cứ như vậy, Lạt Ma Á là đi trước mở đường, các thành viên khác trong đội ở phía sau khó nhọc leo bám trên mặt băng mà tiến lên. Mơ kinh, kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ thốt lên, bọn chúng bắt đầu leo lên dốc băng rồi, quả nhiên là chúng đã vượt qua được. Thật không tin nổi, thật không tin nổi, thiết quân, tìm mấy thằng kha khá vào, đi theo tao. Mắc vội sốt sáng nói, ông chủ, để tôi đi cho. Mơ lừ mắt nhìn hắn, nói, mày ở lại đây, quan sát thật kỹ động tính của chúng nó cho tao, có tình hình gì phải lập tức báo cáo. Tao phải đi xem xem bọn chúng làm sao mà vượt qua được sông băng ấy. Hừ, làm được điều mà tao không làm được hả, cũng khá đấy. Thiết quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng đến, tôi dẫn theo bọn Ivan và Derek. Dù trực tiếp đụng đầu với chúng bên dưới sông băng thì cũng đủ đối phó rồi. Makin mỉm cười, gật đầu nói, tốt lắm, đi thôi. Cương Nhật phổ bạc dựa người vào vách băng miệng lẩm bẩm kể lại những tao ngộ của mình trong suốt 17 năm qua, lúc thì cười tươi vui vẻ, lúc lại khóc lóc thảm thương, cơ hồ như đã hoàn toàn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và hồi ức, không hề phát giác ra có một toán người khác đã đến gần sát khu vực khe băng. Đúng chỗ này rồi, Merkin nhìn khe nứt khổng lồ dưới chân, nói vào máy bộ đàm, mắc, chỗ mày sao rồi? Chúng đã ra khỏi sông băng chưa? Vâng, ông chủ, bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng thẳng đứng, tôi nhìn thấy rất rõ. Nghe đây, mắc, sau khi chúng tao xuống dưới đó, liên lạc có thể bị đứt đoạn. Vậy, vậy tôi phải làm sao? Ông chủ, quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động, nếu để lộ hành tung, mày tự biết hậu quả thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn chắc mộc cường ba ấy cho tử tế vào, lúc tao quay lại, mày mà nói bọn chúng biến mất rồi thì, hừ. Cương lạp dạp mình bên cạnh cương nhật phổ bạc, lặng lẽ nghe anh kể những chuyện ngày xưa thủa trước, đột nhiên, hai tai nó dựng đứng lên. Con chó thông minh ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận thấy trong bầu không khí ngập tràn một thứ mùi bất an, nó khịt khịt một tiếng, khẽ giật giật vạt áo chủ nhân để nhắc nhở. Cương Nhật Phổ Bạc hoàn toàn không để ý, vẫn cứ lẩm bẩm một mình, đắm chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cương Lạp thấy không ổn, liền dứt khoát đứng dậy, nhảy xuống khỏi bệ băng, lặng lẽ chạy thẳng ra cửa phía đông, chỉ thấy chưa đầy 5 phút sau nó đã nhanh chóng chạy trở về, lần này thì không sủa lớn, mà một mực lôi giật vạt áo Cương Nhật Phổ Bạc cương nhật phổ bạc bị cương lạp kéo giật đi chừng nửa bước mới nhận ra liền ngượng cười xoa đầu con chó yêu được rồi cương lạp để tao yên tĩnh một chút nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong băng kia đi cô ấy là vợ tao đấy đừng kéo tao nữa mày muốn nói gì thật không dám tin vào mắt mình nữa không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này đột nhiên có người đứng ở vị trí hồi âm chỗ cửa chính cất tiếng nói âm thanh vang vọng lập tức lan đi khắp tòa băng cung cương nhật phổ bạc giờ mới giật mình sực tỉnh kinh ngạc hỏi, sao lại có người tìm được đến đây nhỉ? Cương Lạp, có phải vừa nãy mày phát hiện ra họ không? Có bao nhiêu người? Cương Lạp khẽ sủa lên 8 tiếng, Cương Nhật Phổ bạc nhíu mày, 8 người cơ à, lẽ nào còn một đội leo núi khác tình cờ lọt vào đây? Cương Lạp lắc lắc đầu, phát ra mấy tiếng vừa thấp trầm, vừa sợ hãi. Có uy hiếp à, Cương Nhật Phổ bạc lập tức cảnh giác, rốt cuộc là người nào nhỉ? Đi, chúng ta ra xem sao. Merkin bỏ mắt kính chống đạn và mặt nạ thở xuống, cả chiếc mũ trùm đầu trong bộ trang phục chuyên dụng cũng bỏ ra phía sau cổ áo, trận mắt há hốc miệng nhìn những bậc thang cao ngất đó, nói với thiết quân, thấy chưa hả, đây chính là nơi tấm bản đồ chỉ cho chúng để đi xuyên qua sông băng, đây chính là kỳ thích mà đám mật tu giả kia từng sáng tạo ra, nơi mà chúng ta muốn kiếm tìm, ắt còn huy hoàng hơn chỗ này một nghìn lần. Chẳng trách bao nhiêu năm nay không có người nào vượt qua được sông băng này, thì ra là phải đi vòng xuống bên dưới đi thôi, vào trong xem thế nào. Bên trên bậc cấp, Cương Nhật Phổ Bạc thấp giọng bảo Cương Lạp là người nước ngoài, không hiểu chúng đang nói gì. Sao chúng lại có vũ khí nhỉ? Đi, báo với Cường Ba, bọn họ bị người khác theo dõi rồi. Cương Lạp ngước nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, chỉ nghe chủ nhân nó thúc giục, đừng lo cho tao, tao tự có cách, đi mau. Cương Lạp ngạc nhiên nhìn chủ nhân một lần nữa, lờ mờ cảm giác được dường như Cương Nhật Phổ Bạc đã hạ quyết tâm gì đó, nét mặt này trước đây nó chưa từng thấy bao giờ, nó không thể hiểu nổi, đành ngoảnh đầu nhìn lại mấy lượt nữa, rồi nghiến răng quay đi. Cương Nhật Phổ bạc nhìn cái bóng lướt như gió của Cương Lạp, lấy làm áy náy tự nhủ, Cương Lạp, con gái của ta, đi vào núi tuyết đi, ở đó mới có thể tự do chạy nhảy, tha thứ cho ta nhé. Treo lên dốc băng, là có một vạt nắng rải xuống sau lưng mọi người, cuối cùng vầng dương cũng dâng lên khỏi cao nguyên tuyết, rừng tháp băng dưới ánh mặt trời tức khắc trở nên biến ảo, trắng tinh khiết như mây, nhẵn mịn như cát, các tác phẩm điêu khắc của băng tuyết đều trở nên thiêng liêng thánh khiết. Có kim tự tháp tuyết, quảng hàn băng cung, chùa cổ lầu chuông, cũng có cả trụ ngọc cuồn cuộn, bạch đà bái nguyệt, kiếm chỉ trời cao, trăm ngàn tư thế, thật sự kỳ diệu vô ngần. Ánh sáng lành lạnh chảy xuống, dải núi như con rắn bạc khổng lồ uốn khúc liên miên mấy dặm, màn sương trên đỉnh núi cũng buông xuống như một tấm sa mỏng, làm cả khu vực rừng tháp băng ấy trở nên hiền hòa dịu dàng hẳn lên. Đồng thời ngọn gió tây lạnh buốt cũng thể hiện vẻ uy nghiêm của nó, Phía trước đá chạy cát bay mù mịt đầy trời, gió táp vào mặt như những trận roi quất xuống. Các thành viên trong đội leo núi đều đeo mặt nạ bảo vệ, mũ lông, kính chắn gió, cổ áo và mặt nạ trùm đầu có thể nối liền lại, bên ngoài mặt nạ trùm đầu là hộp sắt chống đạn nối với ống dưỡng khí và thiết bị liên lạc, thoạt nhìn trông như một phi công quân đội vậy. Họ không gỡ vuốt băng ra, mà đâm ngập luôn vào tầng đất đông cứng, phải vũ trang nguyên bộ như vậy mới chống đỡ nổi với cơn gió được một lúc. Họ còn dùng dây an toàn nối tất cả lại với nhau đứng thành thế trận hình mũi rùi trước hướng gió, cho những người đứng phía sau bắt tay đào đất đóng cọc. Những bước điêu khắc trong thủy tinh cung hiện lên đủ các hình thái đa dạng đến khó tưởng tượng nổi dưới ánh đèn, đến cả đám người thô lỗ không biết thưởng thức nghệ thuật này cũng không sao kìm nén nổi tiếng suýt xoa thán phục. Merkin cười lạnh lùng khinh miệt, hừ, chẳng qua chỉ còn lại cái thứ vỏ không mà thôi, có gì đáng phải ngạc nhiên đâu chứ. Những thứ từng đặt trên giá trên bệ kia kìa, đó mới là những thứ thực sự đáng tiền rắc rắc, em mờ thanh từ phía trên vọng xuống. Thiết quân nói, xem ra nơi này chỉ được một hai tháng nữa thôi, phần đỉnh đã xuất hiện vết nứt rồi. Lúc đi tới chỗ tường băng cương nhật phổ bạc vừa dựa lưng, Merkin nhìn thấy chiếc đèn chiếu cương nhật phổ bạc để lại, chợt giật thoát mình, ánh mắt như độc xà lướt sang hai phía trái phải, tức khắc phát hiện ở phía xa có bóng đen thấp thoáng. Còn có người ở đây, Merkin giơ tay trái lên, đột nhiên ra ám hiệu, đám lính nháo nhác đằng sau tức khắc chia làm hai người một tổ tản ra xung quanh, Tòa băng cung này tuy lớn, nhưng hầu như trong suốt, không tiện náu mình, trong chốc lát cương nhật phổ bạc đã bị phát hiện và bao vây. Chỉ thấy anh ta không hề biến sắc, chậm rãi hỏi, các người là ai? Merkin bước ra khỏi đám thuộc hạ, dùng tiếng tạng đáp, ông anh này, chúng tôi là người của Hiệp hội Leo Núi Quốc tế, nhìn thần sắc anh đau buồn như vậy, có phải là đang ở đây tiến đưa người thân gì không? Hiệp hội Leo Núi, cương nhật phổ bạc nhìn đám súng ống trong tay đối phương, khịt khịt mũi đầy khinh bỉ, có điều, nhìn gã đàn ông tóc vàng biết nói tiếng tạng kia, anh ta cũng đoán được, hắn chính là thủ lĩnh của đám người vũ trang này. Merkin nói, à, cái này ấy à, khu vực này có quá nhiều dã thú, vì lý do an toàn, chính phủ quý quốc đã cấp cho chúng tôi giấy phép mang súng đặc biệt, toàn bộ đều hợp pháp cả. À, ông anh này, con đường này là do anh phát hiện phải không? Có thể cho chúng tôi biết, nơi đây do ai xây dựng không? Đằng sau nó thông đi đâu thế? Tại sao anh? Merkin vừa hỏi vừa quan sát nét mặt đối phương, đột nhiên sực tỉnh ngộ, không xong. Hắn đang cố ý chỉ hoãn chúng ta, cương nhật phổ bạc vừa thấy sắc mặt Merkin biến đổi, cánh tay liền tức khắc phung lên, dây móc bắn ra, bập vào bức tường băng sau lưng Merkin, thân thể anh ta cũng theo đó lướt đi, cùng lúc rút luôn thanh đao bên hông bổ thẳng đến chỗ Merkin. Merkin cũng không ngờ cương nhật phổ bạc lại hoàn toàn để lộ bản thân ra trước bao họng súng mà xông thẳng tới trước mặt mình như thế, hiểm nỗi trong tay y lại không có súng, vội hét gọi, thiết quân. Thật không ngờ, thiết quân xưa nay bắn súng như thần lại chậm mất một khoảnh khắc, lưỡi đao của cương nhật phổ bạc mang theo tiếng rít gió rợn người chỉ trong chớp mắt nữa là bổ thẳng xuống đầu mất kinh. Chỉ nghe tạch tạch hai tiếng, một gã cao lớn bên cạnh đã nổ súng. Cương nhật phổ bạc chúng hai phát đạn vào ngực, thanh đao mang theo nỗi uất hận vút khỏi tay, phát ra một tiếng vù tốc độ cực nhanh, đường đao cực kỳ quái dị, khí thế thực sự khiến người ta phải kinh tâm động phách. Cương nhật phổ bạc sớm đã tính toán từ trước, bản thân mình sẽ trúng đạn mà chết cú ném ấy hàm chứa sức mạnh toàn thân của anh ta khoảng cách lại gần như thế gã tóc vàng ấy không chết thì át cũng trọng thương thật không ngờ ở khoảng cách gần như thế thân thể mất vẫn nghiêng đi một cách quái dị đồng thời có tay hóp bụng lại tránh khỏi một đau ấy trước khi ngã xuống cương nhật phổ bạc đã kịp nhìn thấy thân pháp kỳ dị của đối phương anh gần như không dám tin vào mắt mình nữa không ngờ gã người nước ngoài này lại có thân thủ cao như vậy chỉ đành thở dài một tiếng hơi thở trong ngực tắc nghẽn ngã gục xuống đất, trong lòng thầm nhủ, cường ba à, các cậu dây phải đám người nào thế? Anh không giúp được cậu nữa rồi, tự mình phải cẩn thận nhé. Lạp chân, 17 năm nay khiến em phải chịu khổ nhiều rồi, anh đến với em đây. Mắc kinh hằn học lừa mắt với thiết quân, nếu một đao vừa rồi chém chúng mục tiêu, chắc chắn y sẽ bị hớt bay mất nửa cái đầu chứ chẳng chơi, trong lòng vẫn còn ngấm ngầm kinh hãi, thằng này sớm đã có ý liều chết rồi, chẳng lẽ hắn đã bị kích động gì đó trước lúc chết vẫn muốn chém ta một phát, có phải là muốn giúp bọn trác mộc cường ba hay không? Hơn nữa hắn không hề có trang bị leo núi, vậy hiển nhiên là người quen thuộc địa hình vùng này rồi, thế thì kẻ đi báo tin kia là người nào nữa? Bọn chúng không thể dùng tay không mà leo lên dốc băng dựng đứng kia được, chắc là không đuổi kịp bọn trác mộc cường ba đâu. Nghĩ tới đây, Mắc Kinh hờ hững nói, tiếp tục tiến lên, tìm tên đã chạy thoát kia về cho tao. Đoạn y vỗ vỗ lên vai gã cao lớn đứng bên cạnh vừa nổ súng cứu mình, cười cười bảo, làm tốt lắm, Ivan. Kế đó lại ghé miệng sát tai Ivan thì thầm mấy câu gì đó, Ivan trợn tròn mắt lên. Merkin khẽ gật đầu, rồi lại mỉm cười ngoảnh đi, nói với thiết quân đứng gần đó, thiết quân, mày đi theo tao cũng được 5 năm rồi nhỉ. Thiết quân đáp, 4 năm 11 tháng rồi, ông chủ. Vừa nãy, sao lại thất thủ thế? Merkin vẫn ôn tồn hòa hoãn hỏi. Tôi xin lỗi, ông chủ. Không sao, không sao cả, Merkin vỗ vỗ lên vai thiết quân, cùng y bước tiếp. Bỗng nghe đoành một tiếng, thiết quân ngoảnh đầu lại, họng súng của Ivan đang bốc khói, lúc này y mới cảm thấy đau nhói lên. Giọng Merkin cũng chợt biến thành lạnh lẽo như băng, tao nghe nói, công an đại lục khi nằm vùng làm nội gián thường không nỡ nhẫn tâm giết chết người vô tội. Thiết quân trầm chậm gục xuống, Merkin nhìn trầm trầm vào cặp mắt y, nói tiếp, mày theo tao sắp được 5 năm rồi, nhưng tao chưa thấy mày giết chết một người nào cả. Thiết Quân giấy rựa nói: "Ông chủ, tôi không." McKin cúi người xuống, nói với giọng hết sức ôn hòa: "Tao biết, có lẽ mày không phải là công an đại lục, nhưng mà, hành vi của mày đã khiến tao nghi ngờ rồi." Dứt lời, y đứng dậy, cao giọng nói với những tên còn lại: "Chúng mày cũng nghe cả đây, muốn tiền, muốn đàn bà thì làm cho tốt vào, ở bên ngoài muốn chơi sao thì chơi. Nhưng có một điểm chúng mày phải nhớ kỹ, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn đừng bao giờ làm chuyện gì khiến tao nghi ngờ." Ivan từ giờ mày phải để ý trông nom bọn này cho tử tế vào ivan cười rộ lên vâng thưa ông chủ cương lạp chạy như cơn gió đang lao đi vun vút giữa con đường hẹp trong lòng sông băng thì chợt nghe tiếng súng theo gió vẳng đến nó đã từng thấy bọn săn trộm biết rất rõ âm thanh ấy có nghĩa gì trong lòng chợt trầm xuống đột nhiên có cảm giác như trong đời mình đã vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó cương lạp dừng phát lại móng vuốt cào cào trên mặt băng để lại mấy vết dài nó xoay tròn tại chỗ hay vòng thật nhanh vừa nhìn con đường ra khỏi sông băng lớn, vừa nhìn về phía có âm thanh vọng tới. Sau hai vòng xoay, Cương Lạp liền không chút do so dự quay đầu lại, nhằm hướng băng cung chạy ngược trở về. Trên đất đông cứng vô cùng, muốn ghim một mũi đinh chốt xuống cũng tốn khá nhiều thời gian, nhưng chỉ cần có cột chống đầu tiên, việc tiến lên phía trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước mắt, điều duy nhất khiến mọi người trong đội lo lắng là, họ đã tốn quá nhiều thời gian bên dưới sông băng, để đến giờ sương mù mờ mịt, tầm nhìn đang không ngừng bị rút ngắn lại. Trác Mộc Cường ba buộc chặt dây an toàn, nhìn cát bay đá chạy phía trước, bất giác thở hắt ra một tiếng, thật không hổ là gió cấp 18. Cậu nói cái gì? Đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên quay đầu, hỏi lại, gió cấp 18? Vâng, sao vậy? Có vấn đề gì à? Trác Mộc Cường ba đem những lời chú La Ba từng nói với gã nhắc lại một lượt. Trong mắt đội trưởng Hồ Dương thoáng lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía trước nói, xem ra chúng ta đánh giá thấp uy lực của Tử Vong Tây Phong đấy rồi ở dưới chân núi đo thì chẳng qua chỉ khoảng 20 m trên dây, tôi cứ ngỡ là Tây Phong đới cũng không thể vượt quá 30 m trên dây được. Nếu đạt cấp 18 thì... Trương Lập Nôn nóng hỏi, là bao nhiêu mét trên dây thế? Ba Tang giải thích, hiện nay, thang phân cấp tốc độ gió chỉ có 12 cấp, tốc độ gió vượt quá 30 m trên dây thì được liệt vào cấp 12 rồi, cấp 18 là tính theo một cách chia khác phải không? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu đáp, đúng vậy, vì hiện nay gió lớn xuất hiện rất ít, nên trên cấp 12 không còn phân loại gì nữa. Còn về những loại có sức phá hoại lớn như gió bão, gió thốc và vòi rồng thì đều dùng vận tốc để trực tiếp biểu thị. Cấp 18 ấy là một cách phân loại từng được sử dụng trong một thời kỳ trước đây, giờ đã không còn dùng nữa. Người ta phân loại các cơn gió từ cấp 12 trở lên, cách này trước đây chuyên dùng làm đơn vị ghi chép trong quá trình giám chắc lực phá hoại của các cơn bão và vòi rồng. Cấp 18 có nghĩa là tốc độ gió đến 95 m trên dây trở lên. Phải biết là tốc độ gió cao nhất trên đỉnh cho mưa ma cũng chỉ khoảng trên dưới 90 m trên giây, đến cả ở Nam Cực thì tốc độ gió cao nhất cũng không quá 100 m trên giây. Các cậu có biết sức phá hoại của cơn gió có vận tốc 100 m trên giây là thế nào không? Năm 1999, nước Mỹ từng gặp phải một trận vòi rồng đáng sợ, vận tốc gió ở trung tâm vòi rồng ước chừng khoảng trên 100 m trên giây, trận gió ấy đã được gọi là lưỡi hái tử thần đấy. Trên mặt đất, chỗ nào gồ ghề nổi lên, nhất loạt đều bị cạo chõ phẳng tắp. Tới đây, anh ngượng cười khó nhọc tiếp lời, không ai có thể leo núi tuyết trong điều kiện vận tốc gió vượt quá 30 mét trên dây cả. Lữ cánh nam nghe thế, liền ra lệnh, ra cố thêm một chốt sắt nữa, buộc chặt bằng hai dây thừng. Dứt lời, lại quay sang bảo đội trưởng Hồ Dương, chắc là không đến nỗi kinh khủng như thời của chú La Ba đâu. Thời tiết lúc này cũng tương đối dễ chịu, tốc độ gió có lẽ vẫn nằm trong phạm vi chúng ta chịu đựng được. Trương Lập, đo thử xem sao. Trương Lập lấy chiếc máy đo tốc độ sách tay ra, Lắp bên ngoài chiếc mũ ra và kính chắn gió, xoay về phía hướng gió, rồi nói, tốc độ gió ngoài rìa, 27m trên dây. Lữ cánh nam nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương, vẫn đi được chứ. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, đành liều một phen thôi, chỗ này vẫn chưa chính thức đi vào giải gió Tây, mới chỉ ở ngoài rìa thôi. Nhạc Dương mỉm cười, chẳng sao đâu, chúng ta đeo ba lô nặng lắm mà, coi như có cái mỏ neo rồi. Cơn gió đưa đến mùi hương quen thuộc. Cùng với cái mùi mà Cương Lạp đã biết từ 15 năm nay ấy, còn pha lẫn cả mùi tanh tanh của máu nữa. Hai thứ mùi này hòa lẫn vào nhau, khiến trái tim Cương Lạp như thắt lại. Nó rỗi thẳng thân mình như con báo săn, gồm chân chạy như phát cuồng, chỉ mong có thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Không ai biết Cương Lạp cảm nhận được điều gì, hoặc giả nó đang nghĩ gì, bộ lông màu ngân bạch ấy dần dần biến thành sắc lam của bầu trời sau cơn mưa lớn, đôi mắt đỏ lượng lên. Nó vẫn không ngừng tăng tốc hóa thành một tia sáng xanh, lướt đi trên mặt băng, chân không chạm đất, chỉ để lại trên con đường băng ấy một cái bóng màu lam nhàn nhạt, nhạt. Bọn người của Merkin vẫn chưa ra khỏi băng cung, cho thấy một trận gió lao ập tới, kèm theo đó là một cái bóng màu lam đột nhiên xuất hiện giữa hư không, lao vút qua đầu cả bọn. Cả đám còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đã thấy bóng lam lấp lóa, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái, cái gì vậy? Merkin giật mình kinh hãi. Câu trả lời của Ivan càng làm y giờ khóc dở cười, hình như có thứ gì đó vừa bay qua. Merkin thoáng nghĩ ngợi, rồi ra lệnh, quay lại xem sao. Cương nhật phổ bạc nhòi người trên mặt băng, đã sắp đến gần bức tường băng có hình ảnh của lạp chân kia, phía sau anh là một vệt máu kéo dài. Anh nghiến chặt răng, tiếp tục bò lại gần bức tường. Cương nhật phổ bạc hiểu rất rõ, hai phát đạn ấy, một phát xuyên qua phổi, mỗi lần thở ra hít vào đều phun ra bọt máu, phát còn lại đã bắn vỡ gan, máu chảy ồ ạt như suối. Nhưng tim anh vẫn đang đập, ý thức vẫn còn chưa mơ hồ, bởi thế anh vẫn tiếp tục nhích người lên phía trước, cho dù chỉ có thể lại gần cái bóng của lạp chân, gần thêm một cm nữa cũng được. Cương Nhật Phổ Bạc đã mất máu quá nhiều, đến nỗi khi bên tai văng lên tiếng kêu ư. Ư, anh còn ngỡ rằng mình gặp phải ảo giác, cho đến khi đầu lưỡi ấm áp của Cương Lạp liếm lên mặt, anh mới dám khẳng định, đó là Cương Lạp, Cương Lạp đã trở lại rồi. Tiếng kêu lo lắng, buồn thương, liên hồi mà ngắt đoạn ấy. Cương Nhật Phổ bạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy lệ nhỏ ra trong mắt Cương Lạp, Cương Lạp đang khóc, kể từ khi chắc một cường ba ra đi lần đó, anh chưa từng nghe thấy nó khóc thương tâm như vậy bao giờ. Cương Nhật Phổ bạc muốn giơ tay lên vuốt ve con chó yêu, nhưng anh đã không còn chút sức lực nào nữa, đành yếu ớt mắng nó, con bé ngốc này, không phải ta bảo con. Đến gặp, Cương ba sao, sao còn quay lại? Cương Lạp nhìn vệt máu kéo dài trên mặt băng, bất an đi lại bên canh cương nhật phổ bạc, có lúc nó lại dí mũi hít hít người 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 chủ nhân, hoặc liếm lên mặt anh, kế đó lại đi xung quanh một cách bất an, quả thực không biết nên làm thế nào mới ổn. Cương nhật phổ bạc nhìn bộ lông ánh sắc lam xinh đẹp ấy, trong khoảnh khắc, bao nhiêu tháng ngày ở bên cương lạp đều hiện về trong tâm thức. Sữa bò, mày không thích à, sữa dê, vẫn không thích, vậy thì chỉ còn nước khoáng thôi, ấy, sữa người không có đâu, đừng cao quần áo tao nữa, không có sữa người đâu con nhỏ hư đốn này sao lại tè ở đây hả tổ tông của tao ơi đây là cái áo da tao thích nhất đấy mày muốn có nệm thì cũng đâu cần phải xé nát nó thành từng mảnh thế này chứ hả tao bảo này mày là chó cơ mà chó cũng sốt được hả bệnh viện ở xa đây lắm ôi trời ơi mày thật là muốn lấy mạng tao mà đây là thảo dược mày hái về cho tao đấy hả học ở đâu thế hôm nay tao không được khỏe cương lạp đến làng nạp lạp gọi giúp tao cuối cùng Cương Nhật Phổ Bạc cũng mỉm cười nhắm mắt, Cương Lạp nằm dài bên cạnh anh, nhìn nụ cười của chủ nhân, lè lưỡi thở hổn hển. Cương Lạp biết, Cương Nhật Phổ Bạc có cái gì đó khác với thường ngày, rốt cuộc là khác gì chứ nhỉ? Nó thử tìm hiểu, có phải chủ nhân đang ngủ không? Không, không giống như đang ngủ, chủ nhân không phát ra tiếng thở quen thuộc ấy nữa, trái tim vẫn đập đều đặn kia cũng không có vẻ gì là đang đập, đôi tay ấm áp kia vẫn thường vuốt ve nó, đang dần dần trở nên lạnh toát như băng. Cương lạp rụi rụi đầu nó vào đầu cương nhật phổ bạc, lấy móng vuốt cào cào lên quần áo anh. Nếu là bình thường, cương nhật phổ bạc sớm đã cười phá lên mà bảo nó, hôm nay trời đẹp quá nhỉ, cương lạp, chúng ta đi chạy bộ thôi. Nhưng sao lúc này, cương nhật phổ bạc chẳng có phản ứng gì vậy. Cương lạp cắn cắn cổ áo cương nhật phổ bạc, kéo anh ra chỗ bức tường băng, nó muốn anh ngồi lên, muốn anh đứng lên. Tại sao chủ nhân lại không nói gì nữa vậy? Cương lạp càng lúc càng cuống hơn, miệng không ngừng rên ư ư chủ nhân không nói gì nữa, chủ nhân bị sao vậy? Bị sao vậy? Cương Lạp ngẩng đầu lên nhìn tòa băng cung rộng lớn, cung điện trống rỗng thanh thang, trái tim Cương Lạp cũng trống rỗng. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nhớ đến hành động kinh người của Lạt Ma Á La khi nãy, liền giơ một cánh tay ra thử thăm dò thế gió, gió dường như đã yếu đi thêm chút nữa. Nhưng Hồ Dương biết rất rõ, ở khu vực Tây Phong đới cồn loạn này, tình huống như vậy xuất hiện là bởi đang có một luồng khí lưu mãnh liệt dần dần hình thành, sự lớn mạnh của nó làm suy yếu đi thế gió Tây mạnh mẽ, một khi đã thành hình, nó tuyệt đối sẽ không đơn giản như gió Tây chết người này. Đó gọi là gió giao cạo, thậm chí còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân nam cực vốn đã được mệnh danh là thứ gió đáng sợ nhất, đen tối nhất trần đời. Ha, con chó chết tiệt, đột nhiên, một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía bên kia tòa băng cung. Một người khác cất tiếng, màu lông này trông cũng quái ra phết đấy. Là bọn chúng, cương lạp đứng phát dậy là bọn chúng đã khiến cương nhật phổ bạc thành ra như thế này. Lông lá toàn thân nó đều dựng đứng lên, móng vuốt cào mạnh xuống mặt băng, phát ra những âm thanh ken két chói tai, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám bảy người mặc đồ trắng kia. Ivan nói, tôi còn tưởng là cái gì nữa chứ. Makin cười phá lên, chẳng lẽ hắn phái con chó này đi đưa tin cho bọn trác mộc cường ba hay sao? Ha ha, thật là tức cười, dù cho nó có đuổi kịp được bọn kia thì cũng biết nói cái gì chứ. Ha ha Vậy giờ làm sao đây, ông chủ? Mặc sắc nó, chúng ta đi thôi, trở lại xem bọn chắc mộc cường ba đi tới đâu rồi. Merkin hờ hững nói, lời còn chưa dứt, đột nhiên y cảm thấy có gì đó không ổn lắm, đưa mắt nhìn chỗ cương nhật phổ bạc ngã xuống, không ngờ cái bóng màu xanh lam kia đã biến mất. Y thầm nhủ, lẽ nào vừa nãy mình hoa mắt, ở đó rõ ràng có một con chó cơ mà. Không chỉ Merkin, trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn phần tử vũ trang đi theo y đều ngỡ rằng mình đã gặp phải ảo giác. Nhưng liền sau đó, chúng bỗng nghe một tiếng hét kinh hoàng, một tên trong bọn đá ôm cổ họng ngã gục xuống đất, ạc à, ạc à, kêu lên thảm thiết, nhưng không còn âm thanh nào nữa, chỉ có bọt máu không ngừng trào ra. Ánh lam lại lóe lên lần nữa, thêm một tên khác rú lên đau đớn, mắt của tao. Mắt của tao, máu tươi dỉ ra qua các cái ngón tay bịt trên mặt hắn. Merkin giờ mới ý thức được sự tình bất ổn, cái bóng xanh lam kia. Merkin lẩm bẩm nói, chó gì thế này, tốc độ nhanh thật đột nhiên y thấy trước mặt tối sầm trong lòng biết có thứ gì đó đang lao tới vội giật lùi về phía sau mở mắt nhìn cho rõ chỉ thấy một cặp mắt đỏ rực như máu và hàm răng ghê người những chiếc răng sắc nhọn chỉ còn cách cổ họng mớkin chưa đầy 10 cm làn da cũng đã cảm nhận được hơi nong tỏa ra từ bộ răng khủng khiếp ấy phản ứng của mớkin cũng cực kỳ nhanh nhẹn y ngả cầm ra phía ngoài kế đó tung một cú đấm móc tay phải cũng thuận thế giật mạnh không ngờ y nhanh cương lặp còn nhanh hơn móng vuốt bập lên cánh tay phải mớkin bật thân hình chuyển hướng lao về phía một tên khác đứng bên cạnh y. Nắm đấm của Merkin bị răng chó cào trách chảy máu, còn tay kia thì chẳng chạm được đến một sợi lông cương lạp, trong lòng lấy làm kinh hãi, với thân thủ của ta, không ngờ lại không đấu được với một con súc sinh. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh Merkin đã kinh hoàng kêu toáng lên ẩm ý, chỉ thấy tia sáng màu lam kia mượn lực trên cánh tay Merkin không đủ, không thể trực tiếp cắn vào cổ họng hắn. Cương lạp đang nổi cơn lôi đình, chộp được đâu là cắn đấy, ngắm thẳng vào giữa hai đùi hắn, đấp mạnh một cú, giật tung cả bộ trang phục bảo hộ. Merkin cuống cuồng quát ầm lên, nổ súng, mau nổ súng, bắn hạ nó cho tao. Cái bóng xanh lam lướt đi lướt lại cực nhanh giữa bọn phỉ đồ và các bước điêu khắc bằng băng, đến đi như gió, không để lại hình thích gì, động tác chẳng khác nào loài yêu tinh quỷ mị, nhanh hơn điện chấp, trở thành cơn ác mộng trong mắt bọn phỉ đồ mang súng này. Merkin chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nhặt vũ khí của kẻ bị thương dưới đất lên, xoay người một cái, viên đạn lóe lên một đường cong trên không trung. Đạn bắn đan chen dày đặc, làm mặt băng bắn lên tung tóe, nhưng cái bóng xanh lam kia lần nào cũng thoát ra khỏi lưới đạn mù mịt trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy nó trồm lên nhảy xuống mấy cái, vậy là lại có thêm một tên ôm mắt kêu giống lên, rồi nhanh chóng tắt tiếng vì đã tự mình lao đầu vào họng súng của đồng bọn, dính liền mấy phát đạn. Tốc độ và phương pháp chiến đấu quái dị của cương lạp khiến bọn mất kinh buộc phải dựa lưng vào nhau, hướng họng súng ra bên ngoài cẩn thận dè dặt như vậy, không ngờ chỉ đối phó với một con chó, đến bản thân bọn chúng cũng không dám tin rằng đây là sự thật nữa. Hải Lam Thú, con thần ngao chạy nhanh như gió trong truyền thuyết, đang đốt cháy sinh mệnh mình chạy với tốc độ nhanh nhất, để bảo vệ thứ mà nó muốn bảo vệ. Cái bóng Lam xẹt qua xẹt lại mấy lượt, rồi biến mất sau bệ tượng bằng băng, bọn mất kim lại càng thêm cẩn thận hơn. Ivan thở hồng hộc nói, con bà nó, chạy nhanh thật, lẽ nào là một con chó điên? Chó điên hả, Merkin không hề nghĩ vậy, biết dùng móng vuốt sắc bén đâm vào mắt kẻ địch, biết cắn cổ họng, biết mượn lực bật lên, còn có thể xoay chuyển thân hình trên không trung, đây rốt cuộc là con chó kiểu gì vậy? Càng đáng sợ hơn nữa là bộ lông màu xanh lam quái dị của nó, khi chạy với tốc độ cao gần như hòa lẫn với màu sắc của băng ở xung quanh, chỉ hơi không chú tâm một chút là mất dấu nó ngay lập tức. Có thể nói, đây là một con chó chiến đấu đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, tương đối đáng sợ. Merkin đi khắp thế giới, có thể cho là đã nhìn thấy vô số giống chó đặc trùng, nhưng cũng chưa từng gặp phải con thú chiến đấu nào đáng sợ như này. Đáng sợ đến mức, khiến bản thân y cũng dâng lên cảm giác kính nể và khiếp hãi. Chẳng lẽ không phải chó điên, nhưng nó cứ lao vào tấn công chúng ta như điên vậy, hay là rút lui ra xa một chút nữa? Ivan cũng hơi khiếp sợ. Không, mơ tựa như sự hiểu ra điều gì đó, nói, con chó này khác với những con chó thông thường chúng ta vẫn thấy, nó biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cũng biết chúng ta đã làm những gì, nó đến tìm chúng ta báo thù đấy. Dù mày có chạy tới đâu, nó cũng quyết không buông tha đâu. Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào lại bị một con súc sinh làm cho khốn đốn ở trong này à? Ivan sắp mất kiểm soát đến nơi, bàn tay cầm súng đã bắt đầu run rẩy. Merkin chợt cười gần lạnh lẽo, nếu là như vậy, y đột nhiên thấp giọng thì thầm nói với Ivan mấy câu. Như vậy được không? Ivan kinh ngạc hỏi. Merkin cương quyết hạ lệnh, cứ làm đi. Ivan chĩa họng súng vào thi thể cương nhật phổ bạc đang nằm dưới đất, bắn hai phát, không thấy phản ứng gì, đang lúc y lẩy cò lần nữa, bóng xanh lam kia lại hiện ra, không ngờ đã chắn lấy loạt đạn thứ hai. Oác, một tiếng kêu bi thảm vang lên, bóng xanh lam ấy chợt dừng lại, máu tươi lập tức túa ra trên bộ lông thuần một màu lam nhàn nhạt, nhạt, toàn thân cương lạp run lên, vùng bụng phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm vào mấy người bọn Mekin. Bắn chúng rồi, trên gương mặt Ivan nở ra một nụ cười tàn khốc, đang chuẩn bị dương súng bắn tiếp, đột nhiên thấy cổ mình mát rượi, ngoảnh đầu lại nhìn, vừa hay trông thấy một cục băng to bằng nắm tay sượt qua tóc của Merkin. Merkin vội nhảy giật lùi, ngẩng đầu lên nhìn, kinh hãi kêu, không xong. Nơi này sắp sập rồi, mau rút lui, rút lui. Thì ra, mái vòm mỏng manh của băng cung đã bị bọn Merkin bắn loạn xạ làm nứt ra một mảng lớn, cột trụ chống đỡ băng cung cũng xuất hiện vết giạt, cả tòa cung điện lung lay lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Bọn Merkin không để ý cương lạp, vội xoay người tháo lui, hai tên chạy chậm nhất cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết vang dội. Merkin ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy bọn chúng đã bị một tảng băng lớn trên đỉnh đầu rơi xuống, chặt ngang người đứt thành hai đoạn. Chạy ra khỏi cửa lớn băng cung, thấy bên trong vẫn có vô số tảng băng rơi xuống, Merkin quay sang nhìn Ivan đứng cạnh, tám người đi vào, không ngờ chỉ có hai người thoát ra, thật đúng là một cơn ác mộng. Y nói với Ivan, đi thôi, quay trở lại, xem thử bọn Trác Mộc Cường ba đi tới đâu rồi. Bên trong băng cung, những tảng băng rơi xuống vỡ vụn làm mấy mặt băng bắn. Tung tóe mù mịt, những tinh thể băng lấp lánh ấy tựa như những hạt mưa, những bông tuyết lả tả, cương lạp thấp giọng rên ư ử, run rẩy bò lại chỗ cương nhật phổ bạc, sắc lam trên thân thể nó dần biến mất theo lượng máu xối ra mỗi lúc một nhiều, chỉ loáng cái đã trở lại màu ngân bạch như tuyết, những chỗ bị máu tươi nhuôm thắm trông tựa như đóa mai đỏ nở rộ trên vùng đất tuyết. Đau quá, phải lúc bình thường, Chủ nhân sớm đã tới ôm lấy mình, khẽ vuốt ve bộ lông cho mình rồi, tại sao, tại sao, chủ nhân Cương Nhật Phổ Bạc lại không để ý đến mình nữa? Cương Lạp cố nhịn cơn đau dữ dội, trở lại bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, hít hít người người, liếm láp lên mặt chủ nhân. Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc không nói câu nào, thế nhưng, chỉ cần được ở bên cạnh anh, Cương Lạp đã cảm thấy không còn đau đớn nữa rồi. Lạnh quá, Cương Lạp vùng vẫy bò lết lên người Cương Nhật Phổ Bạc, phục xuống, cuộn mình trong lòng chủ nhân. Bờ ngực cương nhật phổ bạc lúc nào cũng ấm áp như thế, tôi mệt quá, chủ nhân. Cương lạp ngước nhìn cương nhật phổ bạc đầy tình cảm, rồi từ từ thiếp đi, dường như nó lại mơ thấy, con chó nhỏ trắng trẻo xinh xắn đang được cương nhật phổ bạc dơ cao. Ha, thật đáng nhớ, cảm giác được chủ nhân nâng trên lòng bàn tay, trở về thôi, trở về nơi mà từ đó chúng ta đã đến. Một mảng tường băng khổng lồ rơi xuống, không lệch không nghiêng, vừa hay biết kín nơi yên nghỉ của họ. Một, cột chặt điểm cố định, Đoàn người buộc dây quanh mình thành một chuỗi, bắt đầu khó nhọc tiến vào khu vực gió tây hoành hành. Vì gió thổi từ phía sau lên phía trước, nên mọi người đều đi kiểu giật lùi, hai chân chói thẳng về phía sau, cơ thể và mặt đất dưới chân gần như tạo thành một góc 30 độ, nếu không giữ chặt sợi dây thường chính, cả người sẽ lập tức bị thổi bay tung lên. Giờ thì họ đã tin rằng người dân sống ở dưới chân núi không bịa chuyện rồi. Cứ đi được một đoạn, lại phải tìm chỗ chôn có cố định để phòng lực kéo khủng khiếp sẽ giật tung cái chốt xác lên khỏi tầng đất đông hoặc giả sẽ kéo đứt sợi thường chính nối liền cả đoàn với nhau. Cứ thế, đi được chừng 200 bước về phía trước, bọn chắc mộc cường ba dần tiến vào khu vực trung tâm của giải gió Tây. Cát đá bay mù mịt khắp trời, chốc chốc lại đập lên mũ bảo hiểm, phát ra những âm thanh chát chúa, mọi người đều phải gồng căng hết cơ bắp mới chống chọi được sức gió mãnh liệt của Tây phong đới. Qua lớp quần áo dày cộp, ai nấy đều vẫn cảm nhận được, có một bức tường không ngừng đẩy mình tiến lên phía trước, sức người căn bản không thể nào kháng cự nổi. Càng đáng sợ hơn nữa là, chốc chốc lại có tảng đá to như cái cối say bay vụt qua, một mặt phải kháng cự cơn gió thốc ghê hồn, mặt khác lại phải né tránh những tảng đá bay như đạn pháo, cả đoàn bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Cũng may giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương sớm đã kiến nghị, để Nhạc Dương là người có khả năng quan sát tốt nhất phụ trách đoạn hậu, Trường Lập và Ba Tăng chia nhau chú ý hai bên trái phải, chắc một cường ba cao nhất thì để ý phía trước. Ngoài khoảng cách 50 mét đều đã bị sương mù che phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, những tảng đá lớn kia nói đến là đến, nếu bị đập phải. Thật là chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta phải dùng mình rồi. Đột nhiên phía bên trái có tiếng rít lên, nhạc dương nó, hướng 5 giờ. Cả đoàn lập tức cúi dạp xuống, dùng móng vuốt bấm chặt vào tầng đất đông cứng, tay bám chặt sợi thừng, thân thể và mặt đất gần như thành một đường thẳng. Chỉ nghe một tiếng vù, tảng đá to bằng quả bóng lướt qua phía trên, cái đó bên phải lại có một tảng đá to bằng cái bàn máy tính bị gió thổi cho lăn lông lốc về phía trước tảng đá to bằng quả bóng đập phải tảng đá to bằng cái bàn máy tính lập tức vỡ vụn tung tóe những vụn đá nhỏ hóa thành một đám bột bay vù đi nhìn cảnh tượng ấy trương lập tức khác hiểu ra bộ mặt trông như quả bí đỏ bị đập bẹp rúm kia hình thành như thế nào người đó chắc chắn đã chết ngay tại chỗ liền ngay sau đó bị gió tây hất văng lên không trung cuối cùng mới rơi xuống khe băng thấy tảng đá đã lăn qua nhạc dương lại nói thông qua đi đội trưởng hồ dương thúc giục chỉ có đoạn này là gian nan nhất thôi cần phải nhanh chóng vượt qua mới được. Trương Lập đột nhiên cảm thấy có ai đó đám mình, kinh hãi thốt lên, làm gì đấy. Quay đầu lại nhìn, không hiểu vì sao vuốt bám băng của Mẫn Mẫn đã bị trượt khỏi mặt đất đông cứng, thân thể bay là là, hai tay bám chặt vào sợi dây thừng, còn chân thì dẫy đạp lung tung, không sao dẫm xuống mặt đất được nữa, miệng liên tiếp kêu lên, bị trượt, bị trượt. Trương Lập giật mình kinh hãi, đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, hai chân tựa như bị nhấc bổng lên, bị trượt kế đó là chắc một cường ba những người khác vội nhổ người cao lên một chút để móng vuốt bập xuống chắc hơn bị trượt bị trượt bị trượt cả đoàn người tựa như một hàng chiếc định buộc trên cùng một sợi dây một chiếc đinh bị gió nhổ bật lên khỏi mặt đất dưới tác động của hiệu ứng domino những chiếc đinh khác cũng lần lượt bị nhổ bật lên từng chiếc từng chiếc một cho đến khi nhạc dương đứng cuối cùng cũng bị gió thổi bốc lên cả đội leo núi đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất trông như cái đuôi của con dã thú nào đó đang phe phẩy phất phơ trong gió. Điều đội trưởng Hồ Dương lo lắng nhất, cuối cùng đã xảy ra rồi. Cơn gió Tây dường như phát hiện ra một món đồ chơi tân kỳ, càng thêm hứng khởi ra sức thổi mạnh, cả bọn trác mộc cường ba tựa như những con diều trong gió, nối thành một chuỗi, tuy đã mặc quần áo dày sụ, nhưng mặt mũi và tứ chi vẫn bị gió thổi cho biến hình đổi dạng hết cả. Mũi đinh chốt bằng thép ở gần họ nhất đang dần bị nhấc bật lên khỏi tầng đất đông, từng chút từng chút một trác mộc cường ba là người chịu lực lớn nhất những người phía trước không nắm chắc dây thừng cuối cùng đều bị trượt lại dồn đống ở chỗ gã nếu trác mộc cường ba cũng bị tuột tay tất cả bọn họ sẽ bị hất văng lên không trung gã nghiến chặt răng dùng hai chân kẹp chặt đầu dây thừng vận hết sức lực toàn thân cuối cùng cũng xoay người được một vòng quấn chặt được sợi thừng vào eo hông rồi gã vẫn chưa dám lơi tay lại tiếp tục quấn sợi thừng chính ấy lên hai tay để phòng bị trượt ra nhạc dương thì thử bò trở lại điểm đã đóng chốt cố định nhưng mấy lần đều không thành công cứ bỏ ngược gió được vài mét, lực ở đầu ngón tay hơi yếu đi một chút là lập tức bị gió thổi bật ngược trở về vị trí cũ, có lúc còn bị thổi ngược ra xa hơn. Đội trưởng Hồ Dương lòng nóng như lửa đốt, tình trạng này càng kéo dài lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Lạt ma á là cũng lực bất tòng tâm, uổng cho một thân võ nghệ cao cường, nhưng ở giải gió tây này thì chẳng thể thi triển được. Nhạc Dương đã thất bại đến lần thứ bảy, nhưng khoảng cách đến điểm chốt cố định đã mỗi lúc một gần hơn. Bởi lữ cánh nam ở sau lưng anh cũng đang nhích từng chút một về phía chốt cố định, mỗi lần nhạc dương bị gió thổi bạt về, lữ cánh nam đều dùng hai vai mình đỡ lấy móng vuốt bám băng của nhạc dương, rốt cuộc cũng đẩy được anh lại gần điểm chốt hơn một chút. Giáo sư Phương Tân ở phía sau lữ cánh nam cũng đang chậm chậm nhích lên trước, hy vọng có thể trở thành điểm tựa cho lữ cánh nam, nhưng ông lại không thể bỏ nhanh được như cô. Lạt ma á la thì dịch chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc ông đã áp sát được vị trí của ba tang. Như vậy sợi thường như con rồng được chia thành ba đoạn, Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương là đầu rồng, giáo sư Phương Tân, đội trưởng Hồ Dương, Ba Tang và Lạt Ma Á La là thân rồng, còn chắc một cường ba trận đà giật lùi của Trương Lập, đường mẫn ở phía trước, trở thành đuôi rồng. Bên bờ sông băng, Merkin dẫn theo Ivan trở lại chỗ bọn Mark đang ẩn nấp. Tuy Mark lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao chỉ có ông chủ và Ivan trở lại, nhưng hắn hiểu rất rõ đây không phải là lúc để hỏi han, liền dứt khoát đưa ống nhòm lên tiếp tục quan sát, đợi ông chủ đến hỏi mình. Quả nhiên, Merkin vừa trông thấy Mark đã hỏi ngay, chúng vượt qua được chưa? Mark vội đưa ống nhòm cho Merkin, cung kính nói, còn thảm hại hơn cả chúng ta khi đó, bọn chúng bị treo dây hết cả rồi. Merkin đón lấy chiếc ống nhòm hồng ngoại, quan sát tình hình trong màn xương mờ mịt, bọn chắc mộc cường ba trông giống như một chuỗi đèn lồng đang lắc qua lắc lại trong cơn gió dữ. Y đưa trả ống nhòm cho Mark, hờ hững hỏi, mày thấy thế nào? Mark cười tít mắt đáp, lần này thì không có khả năng đâu. Ông chủ, ông thử nghĩ xem, vận tốc gió ở khu vực mà chúng phải băng qua lần này còn nhanh hơn khi chúng ta tới đây nhiều lần, mà thời tiết hôm ấy có thể nói là trăm năm hiếm gặp ở vùng núi này. Hơn nữa, sương mù hôm nay còn dày đặc hơn hôm đó nữa, tôi không biết chúng sẽ dựa vào cái gì để tìm ra lối vào nhỉ. Mắc hừ nhẹ một tiếng, không có khả năng, tao nói cho mày biết, chẳng có cái gì là không có khả năng cả. Mắc thầm giật thoát mình, không biết mình đã nói sai chỗ nào, vội vàng vâng vâng dạ dạ, gật đầu dối rít. Chắc Mộc cường ba cảm thấy một cách rõ rệt rằng đầu ngón tay mình đang sưng phồng tê dại, đó là do bị sợi thừng quấn quá chặt, máu ở bàn tay không thể tuần hoàn gây ra. Gã hiểu rất rõ, bị sung huyết kéo dài, cộng thêm môi trường nhiệt độ thấp, đôi tay này của gã rất có thể sẽ bị hoại tử mà hỏng mất. Nhưng gã không thể lơi tay, cũng giống như lần đó cùng trương lập bám vào một sợi dây treo lửng lơ trên cầu băng vậy, chỉ cần gã buông tay, cả đội ắt sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhạc Dương càng áp sát mặt đất, càng lại gần điểm đóng chốt, trở lực của cơn gió tây trước mặt càng lớn, đã nhích cái chốt khoảng 2 mét, nhưng tới đây thì không thể nhích thêm dù chỉ một phân nữa. Nhìn cái chốt tựa như vươn tay là với tới được, nhưng vẫn không thể chạm đến, Nhạc Dương nghiến đến tưởng như vỡ cả răng ra, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như của loài dã thú, song vẫn không sao tiến lên được chút nào. Lữ cánh nam cũng phải chịu đựng cảm giác đau đớn vô cùng, móng vuốt gắn ở chân nhạc dương đã xuyên qua lớp y phục trên vai cô, đâm thẳng vào da thịt. Giải gió tây đè nặng áp lực lên nhạc dương, đồng thời lại dùng một phương thức còn đau đớn hơn bội phần chuyển hóa phần nào sang thân thể cô, nhưng lữ cánh nam cũng không thể lùi bước. Lúc này, điều mọi người có thể làm, dường như chỉ có thầm cầu nguyện, khẩn cầu cơn gió tây quái ác này yếu đi một chút, cho dù chỉ một chút chút thôi cũng được. Nhưng trên thực tế, chẳng những vậy cơn gió còn có xu hướng càng lúc càng mạnh hơn. Hả? Mắc nhận lại chiếc ống nhòm, không kìm nổi mà phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Merkin vội hỏi, sao rồi? Chúng bám xuống đất được chưa? Hay là bị thổi bay rồi? Chiếc ống nhòm trở lại tay Merkin, mắc chỉ lên đống tuyết động, xun xoe nói, ông chủ, ông xem đi. Merkin giờ ống nhòm lên quan sát, ở phía trước chuỗi đèn lồng, cách một quãng không xa lắm, còn một cái bóng mơ hồ màu đỏ, so với chuỗi đèn lồng thì to hơn rất nhiều. Merkin bất giác cười khổ nói, người Trung Quốc có câu tục ngữ rằng, nhà rột lại gặp mưa rào, đám người này. Đám người này đúng là lắm tai lắm nạn thật. Một tình cảm của Hà Mã dành cho loài chó quả là lớn. Cái chết của Cương Lập còn bi tráng hơn cả cái chết của một số thành viên trong đội của Trác Mộc Cường ba sau này. Thời gian lúc này không thể dùng lẽ thường để phán đoán, mới chỉ trôi qua mười mấy phút, nhưng Trác Mộc Cường ba cảm giác như thể đã trải qua vô số tiếng đồng hồ rồi vậy. Gã vẫn đang gắng ngượng cầm cự, trường lập đỡ đường mẫn, quả thực đã không còn hơi sức để chống chọi nữa, thế nên cũng bị giật lùi lại, ba người đều dựa cả vào một mình Trác Mộc Cường ba căng da cầm cự. Bên tai có tiếng sấm ỉ um, Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại, một tảng đá khổng lồ đang lăn nghiêng về phía bọn gã. Đột nhiên trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ, tảng đá ấy quá lớn, đến nỗi gió mạnh cũng không thể bốc nó lên khỏi mặt đất, nếu như có thể áp sát vào. Nhạc Dương căng hết cơ bắp, tập trung sức mạnh chuẩn bị xông lên vượt qua 2 mét cuối cùng kia. Chỉ thấy anh chàng hít sâu một hơi, bàn tay đột nhiên siết lại, túm chắc lấy sợi dây thừng, nhích từng chút từng chút một lên phía trước. Lữ cánh nam cũng nghiến răng theo sát phía sau nhạc dương, nhạc dương tiến lên được một nấc, cô cũng bỏ lên theo một nấc, dùng vai mình đẩy vào móng vuốt gắn dưới chân nhạc dương, lấy xương thịt mà ngăn cản đà lui của anh. Mới tiến lên được chưa đầy nửa mét, nhạc dương đã cảm thấy sức lực hoàn toàn cạn kiệt, đôi tay không tự chủ được mà run lên dữ dội, như không còn chịu để cho bản thân điều khiển nữa. Lữ cánh nam cũng cảm thấy sức nặng của đôi vuốt băng trên vai mình tăng lên rõ rệt, như thể chúng đã đâm vào đến tận xương cốt. Cô phải cắn răng chịu đựng mới không thốt lên thành tiếng. Đúng lúc ấy, nhạc dương chợt cảm giác thế gió phía trước hơi yếu đi, còn đang ngạc nhiên, bỗng lại phát hiện ra cả sợi dây thường đang từ từ hạ xuống, dần dần rời khỏi khu vực gió thổi ác liệt nhất. Thì ra, chắc Mộc Cường ba cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, khi tảng đá lớn kia di động đến phía sau lưng, gã đột nhiên trượt đi, thân thể đập mạnh vào tảng đá nhất thời chắc mộc cường ba cảm giác như thể xương cốt toàn thân đều vỡ vụn ra, nhưng cuối cùng gã cũng bám được vào tảng đá lớn, ngay sau đó sợi thừng bị giật tung lên, gã liền đập mạnh đầu xuống, dùng chán đè sợi thừng lên mặt tảng đá, rồi lấy răng cắn chặt. Vậy là, cả người chắc mộc cường ba tựa như con thần lằn, xòe rộng ra thành hình chữ đại dính chặt lên tảng đá lớn ấy, dây thừng thòng từ trên chán xuống dưới bụng. Trương Lập và Đường Mẫn cũng theo đó đè lên, áp lực của ba người cuối cùng cũng có thể đè chặt sợi dây thừng lên trên tảng đá ấy tảng đá lại tiếp tục lăn cả con rồng người này cuối cùng cũng từ từ hạ xuống chuyện tiên hiệp rời khỏi khu vực gió mạnh nhất áp lực phía trước giảm đi nhiều nhạc dương tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được anh vận hết sức lực nhau lên đột phá được khoảng cách mét dưới cuối cùng tưởng chừng như không thể vượt qua kia bám chặt lấy chốt thép an toàn trên mặt đất nhạc dương chạm chân được xuống đất coi như đã có thêm một điểm cố định trên không trung bớt đi một con diều bù trên bù dưới cuối cùng các thành viên còn lại cũng lẫn lần lượt đáp được xuống mặt đất cảm giác bay trên không trung so với bị sóng lớn vùi dập quăng quật thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không hề kém. Trải qua thử thách như thể bị ném vào trong cái lồng giặt vừa rồi, người nào người nấy sắc mặt tái mét, bụng đau như dao cắt, ngực tức như búa bổ. Trở về với mặt đất, áp lực nơi bụng và ngực giảm đi, bao nhiêu thứ uế tạp trong bụng tức khắc trào ngược ra ngoài, cuối cùng khi không còn gì để nôn ọe nữa, mọi người đành bám chặt lấy dây thừng, miệng nhiều xuống từng giọt nước trong chỉ thoáng chốc đã đóng thành băng, chỉ còn lại luồng khí trắng vẫn không ngừng phả ra nơi miệng mỗi người bàn tay nhạc dương vì dùng sức quá độ nên hãy còn tê dần run rẩy tuy vẫn nắm chặt được sợi dây thường chính nhưng đó hoàn toàn chỉ là hành vi vô thức có điều người thực sự cảm thấy cánh tay không thuộc về mình nữa phải là trác mộc cường ba từ lúc buông sợi dây để nhào ra ôm lấy tảng đá khổng lồ kia gã đã có cảm giác đại não mất đi quyền chi phối cánh tay thậm chí dù chỉ nhúc nhích một ngón tay thôi cũng không thể trương lập nôn hết nước đắng trong miệng ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay trông thấy đội trưởng Hồ Dương đứng thẳng, đối mặt với hướng gió đang ập tới, dâu tóc sồm soàm, trông như con sư tử được đang bảo vệ cả bầy, trong khi những người khác đa phần vẫn đang khom lưng xuống nôn ọe. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhìn thấy Trương Lập, liền nói, kỳ lạ thật, dường như gió yếu đi rồi. Trương Lập giờ mới nhận ra, quả nhiên, dẫu rằng sức lực của mình đã bị tiêu hao đến 7-8 phần, lúc này lại chỉ bám một tay vào dây thường chính, vậy mà lại không bị gió thổi cho đến nỗi phất phơ bay qua bay lại như lúc nãy. Cũng có nghĩa là, tốc độ gió thực sự đã giảm đi nhiều rồi. Lẽ nào, hôm nay giải gió Tây này lại khai ân với họ? Trương lập thầm nhủ mình may mắn, đột nhiên phía sau bỗng vang lên tiếng bịch bịch, ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy chắc một cường ba không nắm chắc được dây thừng, bị gió thổi ngã lăn xuống đất, đang lăn ra xa. Mặc dù dây thừng vẫn lồng qua dây an toàn, nhưng đoạn cuối lại không thắt nút, cứ tiếp tục như thế này, rất có thể chắc mộc cường ba sẽ bị gió thổi cho rời hẳn khỏi dây thường chính, cuối cùng không biết sẽ bay tới chỗ nào nữa. Trương Lập hoảng hốt kêu lên, cường ba thiếu ra, rồi vội vàng vươn tay ra chụp lấy, nhưng đã không chụp được, bản thân lại suýt chút nữa cũng bị gió hất ngã. Lúc này, Lạt Ma Á là ở phía trước thấy thế, liền giơ một tay ra thử sức gió, cảm giác mình có thể vượt qua được, liền vung đao lên chặt đứt móc nối giữa dây thừng và dây an toàn, điều chỉnh nhịp thở, rồi đột nhiên xoay người một cái, vòng qua đường mẫn ở sau lưng, kế đó móng vuốt băng khẽ điểm xuống nền đất, lại xoay chuyển một vòng theo hướng ngược lại, vòng qua trương lập. Thân thể lạt ma á la xoay chuyển với tốc độ cực cao trong cơn gió dữ, thoát trái thoát phải, trông chẳng khác nào con quay, mặc cho gió thổi, thân mình đung qua đưa lại, song ông không ngã xuống, mà vẫn tiếp tục nhanh chóng tiến lại gần chác mộc cường ba. Chỉ trong chớp mắt, lạt ma á la đã chộp được chác mộc cường ba, móng vuốt vội đập mạnh, thân thể ghim chặt xuống nền đất sau lưng Trác Mộc Cường Ba như một mũi đinh. Đồng thời ông lại với tay tóm lấy sợi dây thừng quấn vào hông. Khi ấy, đà lui của Trác Mộc Cường Ba mới dừng lại. Trác Mộc Cường Ba bất lực nhìn hai cánh tay mình, gắng ngượng cử động hai vai, cười khổ nói không hiểu tại sao, đột nhiên không cử động nổi nữa. Lạt Ma Á là một tay giữ chặt dây thừng, một tay bóp vào cánh tay Trác Mộc Cường Ba, vuốt lên vuốt xuống một lượt, nghiêm mặt nói bị thiết vào lâu quá rồi cậu nhất định phải cử động cánh tay cho máu được lưu thông, bằng không sẽ hoại tử mất. Đầu bên kia, đội trưởng Hồ Dương thấy chắc Mộc Cường Ba đã tạm thời không còn nguy hiểm, cũng nói, không xong, không phải gió yếu đi đâu, mà là đang biến hướng đấy. Đi nhanh lên, chỉ có cơ hội này nữa thôi, nhanh, nhanh lên, hướng gió mà thay đổi thì tình hình càng tệ hại hơn nữa đấy. Nhạc Dương nghe thế, lại càng thêm căng thẳng, vội hỏi, sao? Sao lại biến hướng được? Đội trưởng Hồ Dương gắt lên, không còn thời gian giải thích đâu mau rời khỏi đây thôi lữ cánh nam nói dùng đại lực thích băng bộ không thể để bị trượt nữa nhất định phải cố định chắc chắn điểm an toàn đi động tác nhanh lên nào đoàn người gần như áp sát xuống mặt đất để bò lên phía trước hứng lấy cơn gió tây lạnh thấu xương lao vào giữa đám cát bay đá chạy như rừng súng mưa đạn nhọc nhằn nhích từng chút một cũng không biết đã bò như thế được bao lâu trong tiếng thét gào điên loạn của trận cuồng phong màn sương mù mê ảo dần dâng lên tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chưa đầy 30 mét. Lúc này nếu có tảng đá lớn nào bay đến thì lại càng khó né tránh hơn. Bất đầu, phía trước xuất hiện một tảng nham thạch lớn, cao chừng 5-6 mét, đứng vững như bản thạch giữa trận cuồng phong ghê rợn. Mẫn mẫn mừng rỡ reo lên, nhìn xem, nhìn xem, bên kia có tảng đá lớn, chúng ta có thể qua đó tránh gió tạm. Tâm trạng ấy, thật chẳng khác nào người ôm ván gỗ lênh đênh trôi giạt trên mặt biển mấy ngày liền đột nhiên trông thấy một hòn đảo hoang vậy mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm nếu nấp được sau lưng tảng đá ấy ít nhất thì cũng có thể khôi phục được phần nào thể lực khi chỉ còn cách tảng đá ấy chừng chưa đầy năm chục mét trác mộc cường ba chợt nhắc nhở lạt ma á la đang ở phía trước dẫn đường hình như không ổn tôi có cảm giác không ổn lắm lạt ma á la phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn vừa nghe trác mộc cường ba nói thế ngay lập tức đã liên tưởng đến chuyện tuyết yêu bắt người trong sương mù mà người dân tộc tạng dưới chân núi đã kể tức thì liền không nói hai lời rút đao vận hết sức ném về phía tảng đá lớn ấy. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của ông, tảng đá vốn vững vàng chắc chắn kia đột nhiên dựng phát lên, thân hình lại cao thêm một khoảng nữa, phát ra những tiếng thét gào khiến người ta sởn hết cả gai ốc, rồi lần tít ra xa, xa, tiếng bước chân sầm sập trong gió khiến mặt đất rung lên bần bật một. Lữ cánh nam khẽ lắc đầu, không thể tưởng tượng được người tuyết trong truyền thuyết lại là con thú khổng lồ có huyết thống lân cận với loài người, rất có khả năng chúng còn có cả trí tuệ nữa. Ví như khi nãy nó trồm hốm trong xương ngủ đợi con người tự chui đầu vào dọ, một khi đến quá gần, vì thể lực và hình thể khác biệt quá lớn, bắt cả bọn sẽ chẳng có lấy cả cơ hội trả đòn. Một đối thủ như vậy quả thật đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nói, đi theo nó. Nhạc Dương kinh hãi kêu lên, đội trưởng Hồ, không phải anh muốn bắt về một con đấy chứ? Đội trưởng Hồ Dương liền quát, đồ ngu, đến cả tuyết yêu cũng không thể chống lại vận tốc gió đến cực hạn ở giải gió Tây này bọn chúng thường sinh sống ở quanh đây, nhất định là rất quen đường thuộc lối, phải đi theo chúng mới may ra còn có cơ hội sống sót trở về. Hừ, biến tình thế bất lợi thành ưu thế rồi, không ngờ còn biết theo dấu tuyết yêu tìm lối thoát nữa, xem ra hai năm huấn luyện đặc biệt của chúng cũng không uổng phí đâu. Merkin nói với vẻ tán thưởng. Ivan nói, vô dụng thôi, chúng bám vào dây thừng như thế, không thể nào đuổi kịp tuyết yêu được, lại không dám nổ súng vì như vậy sẽ dẫn đến tuyết lở đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Gió ở giải gió Tây ấy dường như lại bắt đầu cuồng loạn lên thì phải. Maxun xoe nói với Merkin, ông chủ, chúng ta cũng phải tìm nơi nào đó náu thân đi, bằng không hướng gió biến đổi, cả chúng ta cũng có nguy cơ bị thổi bay đi đó. Merkin gật đầu, ba người liền rời xa khỏi khu vực giải gió Tây. Merkin ngoảnh đầu lại nhìn một vùng xương tuyết mịt mờ, thầm nhủ, đừng làm ta thất vọng đấy, cường ba thiếu ra. Sải bước theo hướng tuyết yêu chạy trốn, quả nhiên gió Tây có vẻ như đã yếu dần, vận tốc gió giảm đi, tốc độ tiến lên của cả đoàn cũng theo đó mà tăng lên. Chắc một cường ba vẫn làm động tác gập vào rũi ra để khôi phục cánh tay, có vẻ như đang từ từ tìm lại được cảm giác sở hữu đôi tay. Nhưng thân hình to lớn như trái núi của tuyết yêu lại đã dần trở nên mờ nhạt trong xương mịt mùng, đội trưởng Hồ Dương hết sức lo lắng. Nếu lỡ để mất cái mốc chỉ đường di động này, bọn họ ắt sẽ vĩnh viễn lạc lối ở chốn tử vong tây phong đới này mất. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nhớ đến hành động kinh người của lạt ma Á La khi nãy, liền giơ một cánh tay ra thử thăm dò thế gió gió dường như đã yếu đi thêm chút nữa nhưng hồ dương biết rất rõ ở khu vực tây phong đới cồn loạn này tình huống như vậy xuất hiện là bởi đang có một luồng khí lưu mãnh liệt hơn dần dần hình thành sự lớn mạnh của nó làm suy yếu đi thế gió tây mạnh mẽ một khi đã thành hình nó tuyệt đối sẽ không đơn giản như gió tây chết người này đó gọi là gió giao cạo thậm chí còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân nam cực vốn đã được mệnh danh là thứ gió đáng sợ nhất đen tối nhất trần đời Đội trưởng Hồ Dương vừa gượng chống lại cơn gió, cố tiến lên phía trước, vừa nói với mọi người, cứ tiếp tục thế này, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mất dấu tuyết yêu mất. Một cơn gió còn bạo liệt hơn đang hình thành, nếu trước lúc đó chúng ta không tìm được nơi nào ẩn tránh thì không ai có thể sống sót đâu. Đành phải mạo hiểm thôi. Nhạc Dương nói, anh nói đi, phải làm thế nào? Đội trưởng Hồ Dương đáp, bây giờ gió đã không thể nào thổi thuốc chúng ta lên khỏi mặt đất nữa, nhân lúc này, không cần dây thừng nữa, chỉ cần dùng dây an toàn nối từng người lại với nhau, mượn lực đẩy của gió Tây mà đi cho nhanh. Mọi người im bặt trong mấy giây ngắn ngủi, ý kiến của đội trưởng Hồ Dương quả thực quá ư mạo hiểm. Không kéo căng dây thường nối với chốt an toàn, chỉ dựa vào sức mấy người tiến lên, nếu như chuyện bị gió thổi thốc lên như vừa nãy lại xảy ra, hậu quả sẽ là tất cả đều chết giáo chứ chẳng chơi. Hơn nữa, kiến nghị này được xây dựng trên cơ sở bọn họ nhất định phải tìm ra được một chỗ hóm núi để tránh gió, nếu như không tìm được, dù có liều mạng băng qua được tử vong Tây Phong đới đi nữa, vậy thì làm sao trở về được đây? Đội trưởng Hồ Dương cuống lên, dối giết hỏi, mọi người nói gì đi chứ, có lẽ chúng ta chỉ có khoảng 1-2 phút thời gian thôi, không thể trần trừ được đâu. Lần đầu tiên mọi người thấy lưu cánh nam cắn chặt môi dưới, nhưng đây là quyết định can hệ đến tính mạng của toàn đội, cô đưa mắt nhìn lạt ma á la. Vị lạt ma già cũng đang nhíu chặt hai hàng lông mày lại, ông hiểu rõ động tác vừa nãy của mình, đó chẳng qua là khoảnh khắc thực lực bùng phát lên lúc Lâm Nguy, đến cả lưỡi cánh nam cũng không thể thực hiện nổi. Nhạc Dương đặt cánh tay lên con dao săn, chỉ cần lưỡi cánh nam hạ lệnh một tiếng, anh sẽ lập tức chặt đứt dây thừng, cả đám người sẽ được đẩy lao thẳng vào giải gió tây không phương không hướng gì phía trước mặt. Chỉ trong 5 giây đồng hồ, thời gian và không gian tựa như bị đông kết lại, họ lại phải chơi trò tung đồng xu với tử thần thêm một lần nữa, sống, chết mỗi bên chỉ chiếm 50% cơ hội. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lữ cánh nam cũng quyết đoán hạ lệnh, chặt dây. Chỉ nghe nhạc dương kêu lên, chặt dây. Mọi người lập tức cảm thấy lực kéo mạnh mẽ giúp họ kháng cự lại gió tây bỗng nhiên nhẹ bẫng, tất cả đều không tự chủ được mà để cơn gió đẩy lao nhanh về phía trước. Gió tây, dùng nốt chút hơi thở cuối cùng của mình, thổi cho đám người núi liền thành một hàng dài này loạn trà loạn choạc, bước được bước không, hệt như đàn vịt được lùa về chuồng vậy. Trông bọn họ rất giống những tuyển thủ tham gia một trò chơi tập thể, bị buộc chặt cả vào với nhau, bất cứ người nào không thể giữ cho bước chân đồng bộ với mọi người là cả đội liền có nguy cơ ngã nhào. Nếu ví chuyện bám dây thường tiến lên khi nãy là ngồi trên con thuyền buồm dập dành trong con sóng dữ, thì lúc này họ tựa như ngồi trên một cái bẻ gỗ đã gãy cột buồm, không thể điều khiển phương hướng, chỉ dành để gió mặc sức thao túng. Hoặc giả hy vọng sẽ ở ngay trước mắt, hoặc cũng có thể là cái chết, nhưng lúc này thì chẳng còn ai nghĩ ngợi đến những điều ấy nữa, người nào người nấy đều chỉ biết chạy và chạy, dốc hết sức ra mà chạy chỉ khi nào theo kịp tốc độ của gió, hình dáng mới do bản thân họ khống chế. Giờ cũng không thể phán đoán xem sương mù đã đến nồng độ nào, càng tệ hại hơn nữa là, thân thể con tuyết yêu kia cuối cùng cũng đã biến mất trong màn sương minh mông, không thể tìm lại được nữa. Không biết họ đã chạy được bao lâu, đến cuối cùng, đó cơ hồ đã trở thành một hành động trốn chạy theo bản năng, bản thân họ cũng không thể phân biệt được, rốt cuộc là gió đẩy họ chạy hay là họ tự huồng chân chạy nữa. Tầng đất đông cứng dưới chân dần chuyển sang lớp băng phủ, rồi thành thảm tuyết, tuyết mỗi lúc một giây, rồi thành từng giải như máng ngựa, mọi người cứ bước sâu bước nông, vừa chạy vừa lăn vừa bò, những tiếng kêu bịch bịch vang lên không ngớt. Phịch, lạt ma á la ngã xuống nền đất tuyết, xoay người tránh đà lao tới của Trác Mộc Cường ba ở phía sau, tay ông dơ lên cao trông như bức tượng nữ thần tự do bên Mỹ, khàn giọng hét lên, chúng ta đã thoát rồi. Trác Mộc Cường ba ngẩng mặt lên khỏi đống tuyết, không buồn gạt tuyết dính trên mặt đi, chỉ thấy phía trước, trong đống tuyết trông như cái nấm khổng lồ đó, tựa như có một vết nứt chính giữa cái nấm xuất hiện một đường rãnh cái rãnh ấy vừa hay lại có thể kéo thẳng lên đỉnh núi trương lập phía sau lưng gã cũng bổ nhào một cái lao thẳng vào đống tuyết dày anh hiểu rằng lần này họ lại thắng trong canh bạc với tử thần ít nhất ở nơi này cũng không thấy có gió nữa tử vong tây phong đới đối với họ đã trở thành một danh từ của thời quá khứ lữ cánh nam nhìn đội trưởng hồ dương với ánh mắt cảm kích đội trưởng hồ dương đứng trong đống tuyết ngập tới đầu gối nhìn chắc Mộc Cường ba dùng ánh mắt nhắc lại với gã rằng trong hoàn cảnh chúng ta nếu cậu không nghĩ ra những chuyện sẽ xảy đến tiếp theo thì chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi đó là phải trả giá bằng tính mạng của chính cậu giáo sư Phương Tân ngồi bên cạnh Nhạc Dương nghỉ ngơi giây lát tuy đều đội mũ trùm nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét cười trong mắt ông Nhạc Dương nói chắc là tuyết yêu biến mất ở gần đâu đây thôi mấy người chúng ta đúng là phải cảm ơn nó đã dẫn đường đi mới được đội trưởng Hồ Dương nhìn xuống chân không ngừng lắc đầu. Đất đông cứng, tuy trong khu vực gió Tây đã xuất hiện tầng nham thạch hở, nhưng gần lên đến đỉnh núi, dưới chân họ không ngờ lại biến thành tầng đất đông. Đội trưởng Hồ Dương đã leo vô số ngọn núi tuyết, xưa nay chưa từng thấy ở đâu có tầng đất đông gần đỉnh núi như thế này cả. Phải biết rằng, với nhiệt độ thấp tuyệt đối quanh năm cộng với sức gió đáng sợ của đỉnh núi tuyết, tầng đất đông nào cũng sẽ bị nứt toác, bị gió thổi bay đi. Trên đỉnh núi tuyết, ngoài tuyết ra thì chỉ còn tầng nham thạch cứng mà thôi không khoa học nào có thể giải thích nổi tại sao tầng đất đông lại xuất hiện ở khu vực cao như thế này cả. Thế nhưng, nó lại vẫn cứ xuất hiện ở đây. Đội trưởng Hồ Dương đưa mắt nhìn theo vết nứt, duy chỉ có chỗ miệng khe nứt bên đống tuyết ấy là lộ ra tầng nham thạch màu đen tuyền như gang thép. Lữ cánh nam cổ vũ mọi người, nào, các chàng trai trẻ. Các vị lão gia, đừng dừng lại, cố gắng lên, cố vượt qua 200 mét cuối cùng này đi nào. Chúng ta sắp lên tới đỉnh núi rồi. Đội trưởng Hồ Dương cũng phản ứng, mau đứng lên, không muốn chết thì. Lữ cánh nam kiên quyết chỉ lên đỉnh núi, cả đoàn người lại bắt đầu khó nhọc chậm chạp leo lên phía trên. Bên dưới khe nứt là tầng đất đông, hai bên vách tựa như tường cao dựng đứng chắn gió lại, đoạn cuối cùng khi sắp lên đến đỉnh núi phải là lộ trình khó khăn nguy hiểm nhất, nhưng ở núi tuyết tư tất kiệt mạc này, ngược lại thành ra đoạn đường an toàn thoải mái nhất. Được nửa đường, tai nghe của lữ cánh nam bất chợt xuất hiện những tạp âm lẹt xẹt, chi tiết rất nhỏ này không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của cô. Lữ cánh nam vội lập tức hỏi ngay, đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ, tín hiệu điện tử bị nhiễu, phía anh có phản ứng gì không? Giọng đội trưởng Hồ Dương pha lẫn với một số tạp âm truyền tới, hả? Cô nói cái gì? Hình như, cô nghe, gì à? Lữ cánh nam vội nói, mọi người, nghe thấy tôi nói gì không? Hệ thống liên lạc của mọi người thế nào rồi? Bên tai vang lên toàn là các tạp âm hỗn loạn, quan, tôi nhiễu, nghĩ, Lữ cánh nam bỏ mũ trùm đầu, giật ống dưỡng khí ra, khẽ thở hồn hền, không khí trên đỉnh núi quả thực quá lạnh. Giáo sư Phương Tân cũng sớm đã cởi bỏ mũ trùm đầu, nói, tôi biết tình huống này, đây là phản ứng từ trường mạnh. Có thể là đỉnh núi này tàng chứa một nguồn năng lượng từ trường khổng lồ, từ thạch thiên nhiên có thể ngăn chặn mọi tín hiệu điện tử, tình hình cũng giống như lúc chúng ta ở trong đảo huyền không tự vậy. Ánh mắt lữ cánh nam thoáng hiện lên một tia bất an. Nếu trên đỉnh núi này không thể sử dụng các thiết bị điện tử, chẳng khác nào họ đã mất đi con mắt, biết dựa vào thứ gì để tìm kiếm lối vào sơn cốc kia đây. Khi họ leo lên được đỉnh núi tuyết thì đã chậm mất một bước, sương mù mờ mịt đã che phủ kín đặc cả vùng núi xung quanh. Dõi mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng đều chỉ là một vùng trắng mờ đục, nếu không phải đã dùng dây an toàn nối nhau lại, và trước mắt vẫn còn lờ mờ nhìn thấy được mấy bóng người, chỉ sợ bọn chắc một cường ba đã đi tản ra từ lúc nào không biết rồi. Các máy móc lấy ra, dù điều chỉnh thế nào cũng không có chút phản ứng gì. Mà nguyên nhân sâu xa nhất khiến chậm trễ, đương nhiên chính là bởi họ đã lãng phí quá nhiều thời gian ở bên dưới. Đội trưởng Hồ Dương thò đầu ra nhìn một lúc, rồi vội rụt vào hít oxy, nói với giọng đầy tiếc nuối, toàn bộ các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, vậy là coi như đã chặt đứt tứ chi ngũ quan của chúng ta rồi còn gì. Tình huống này quả là đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta, không ngờ trong dãy Himalaya lại có một ngọn núi từ thạch, đây. Đây đích thực là do chúng ta đã sơ suất trong khâu chuẩn bị rồi giờ đây cả đoàn bọn trác mộc cường ba đang xếp thành hàng một trên mặt tuyết nghiêng nghiêng hai bên là tuyết chất đống cao ngất khe hẹp ở giữa chỉ đủ cho hai ba người đi qua bên ngoài khe nước đó gió tây vẫn hoành hành cuồng loạn giáo sư phương tân nói thế này không phải là cách nếu không tìm thấy lối vào sân cốc chúng ta sẽ bị vây khốn ở đây đến chết mất đội trưởng hồ dương nói hay là thế này cứ tìm kiếm men triển núi theo phương ngang nếu thực sự không tìm được thì chúng ta xuống núi ở phía bên kia vậy trương lập nói thế chẳng phải là đã vượt qua biên giới rồi à ba tang lạnh lùng đáp ở đây là khu vực không người lấy đâu ra biên với chẳng giới hồi trước anh ta và đồng bọn toàn băng núi vượt đèo để qua biên giới nên cũng không lấy gì làm lạ lạt ma á la lo lắng nói gió tây ở triền núi so với bên dưới khu vực động tuyết này thì chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ hơn đâu muốn dịch chuyển theo phương ngang trên triền núi khó lắm đấy giờ ở dưới chân chúng ta là một lớp tuyết dày chứ không phải tầng đất đông cứng đến cả một điểm cố định cũng không thể nào có nổi ấy chứ. Trương Lập thở dài, vấn đề vẫn là do không thể sử dụng được máy móc. Ha, nếu chúng ta có thiết bị đo đạc không cần dùng đến điện tử thì tốt quá rồi. Có điều, trong xã hội hiện đại này, gần như đã không còn thứ thiết bị thám chắc nào không ứng dụng hai nguyên lý điện và từ ấy nữa rồi. Đường Mẫn nói, nhưng cứ ở mãi trong ổ tuyết này cũng không phải cách hay, dưỡng khí của chúng ta không còn bao lâu nữa đâu. Lại còn vấn đề chỗ ăn chỗ ngủ nữa, không phải là chuyện nhỏ đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, đó vẫn không phải vấn đề mà tôi lo lắng nhất. Đụn tuyết này thoạt nhìn có vẻ chắc chắn, kỳ thực rất dễ sụp xuống, nếu chúng ta ở đây lâu quá, tuyết ở hai bên đổ ập xuống thì cả bọn sẽ bị vùi chôn bên dưới đấy. Lạt ma á la nói, tầm nhìn quá thấp, gió cũng lớn nữa, dù là lên triển núi trinh sát thôi, nhưng nếu tất cả cùng đi thì cũng chỉ tăng thêm phần nguy hiểm mà thôi. Tôi đề nghị, tôi, Cường Ba Thiếu Gia, Ba tang và đội trưởng Hồ Dương, Bốn chúng tôi sẽ lên đấy xem sao." Nhạc Dương nói, "Tại sao chúng tôi đi lại thêm phần nguy hiểm?" Trương Lập cũng nói, "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được sự nguy hiểm mà đại sư nói, nhưng tại sao cả giáo quan cũng không thể đi?" Đường Mẫn thì thắc mắc, "Đã tới đây rồi, cứ như vậy rút lui, chẳng phải sẽ uổng bao công sức trước đây ư?" Gần như người nào cũng lên tiếng, lối đi nhỏ hẹp lại dẫn âm tốt, làm Trác Mộc Cường ba nghe mà nhức hết cả đầu. "Gã không kìm được, gắt lên, đừng hồn nữa!" mọi người yên lặng chút xem nào giọng gã không lớn lắm nhưng trong lời nói lại toát lên một vẻ uy nghiêm tự nhiên đúng khoảnh khắc ấy không ngờ tất cả đều im lặng ngước nhìn về phía trác mộc cường ba thể hình trong như ngọn núi ấy của gã khiến tâm thần mỗi người đều chấn định lại phần nào trác mộc cường ba điềm đạm nói thảo luận chẳng đưa đến kết quả gì đâu chúng ta nghe đội trưởng hồ dương nói xem đội trưởng hồ dương khẽ gật đầu kiến nghị của pháp sư á la rất đáng thử xem Giờ mạo hiểm xông lên cũng không phải là cách hay, kiên quyết rút lui cũng không phải lựa chọn hàng đầu, tốt nhất là mấy người lên trước thăm dò. Nếu quả thực không thể tìm được, vậy thì chỉ còn cách đánh chống thu quân thôi. Lạt Ma Á là giải thích với mọi người, tôi nghĩ thế này, đội trưởng Hồ Dương rất có kinh nghiệm ở vùng địa cực, Ba Tăng thì đã có trải nghiệm tương tự tình huống này rồi, thể hình của cường Ba Thiếu ra có ưu thế nhất định khi chống chọi lại cuồng phong, còn tôi, tôi nghĩ mình vẫn còn năng lực hoạt động được trong khu vực có gió mạnh. Không phải tôi nói những người còn lại không làm được, mà chỉ là tập trung ưu thế của từng người lại, hòng đạt tới hiệu quả cao nhất thôi. Đội trưởng Hồ Dương tiếp lời, hơn nữa, có mọi người làm mốc đánh dấu và biển chỉ hướng cho chúng tôi quay lại, tỷ lệ thành công lại được nâng cao đáng kể. Nếu không còn ý kiến nào khác thì cứ quyết định như vậy đi. Đưa các công cụ đây, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát. Đường Mẫn nắm chặt bàn tay Trác Mộc Cường Ba, nói, cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đáp, yên tâm, đội trưởng Hồ Dương đã thành tinh rồi, không có anh ấy, chúng ta làm sao đến được chỗ này. Có anh ấy hiểm hộ cho anh, dẫu có gặp phải tuyết yêu, bọn anh cũng có thể bắt một hai con đem về ấy chứ. Bốn người mang theo chốt thép, đục băng, dây thừng, bỏ hết các trang bị vô dụng như đồ điện tử và máy ảnh, bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh đỉnh núi. Vừa mới thò đầu ra khỏi khe nứt, gió tây đã thổi ập tới như dao cắt. Trong cơn gió cuồng bạo ấy, phạm vi thăm dò của bốn người không thể quá lớn, kế hoạch của họ chỉ là đi sang hai bên trái phải, mỗi bên chừng 200 mét. Thế nhưng, giờ thì tầm nhìn chỉ còn chưa đầy 5 mét, trong màn sương mù minh mang mờ mịt này, thử hỏi còn có thể quan trắc ra được cái gì nữa chứ? Bốn người men theo triển núi đi về phía tây bắc chừng 200 mét, rồi lại đi về phía đông nam chừng 200 mét, ba tang bỏ mặt nạ dưỡng khí xuống nói, không được, đã đến khu vực rìa của tầng tuyết phủ rồi, trên cái tán nấm này, ngoài cái khe mà chúng ta đi lúc nãy, không còn thông đạo nào khác nữa, trên đây căn bản là không có đường. Đụn tuyết này trông như cái ô có đỉnh xòe ra hình chữ đinh, đinh, dù là hướng nào, cũng phải thả dây thừng leo thẳng xuống. Còn nữa, giờ tôi đang nghi ngờ, rốt cuộc chúng ta đã lên đến đỉnh núi hay chưa đây? Trác Mộc Cường ba dương mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trắng toát một vùng. Lạt ma á là cũng lộ ra ánh mắt hoang mang, trong sương mù dày đặc như thế này, không ai biết được rốt cuộc họ đã lên đến đỉnh núi hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, tạm gác chuyện ấy lại đã, chúng ta thử buông thừng xuống xem sao rồi tính sau. Trác Mộc Cường ba lo lắng nói, phạm vi lớn như vậy, chúng ta nên buông thừng xuống ở chỗ nào đây? Đội trưởng Hồ Dương nói, tìm mấy điểm đóng chốt an toàn, thử hết một lượt. Độ cao lớn nhất là 100 mét, gió ở đây lớn quá, khoảng cách xa quá thì nguy cơ bị đứt dây rất cao. Trong độn tuyết ấy, hộ tìm được 7 điểm để thử buông dây, lần lượt thử hết, nhưng không có điểm nào có thể thả dây xuống được chạm đáy bốn phía đều minh mang, trên không thể tới trời, dưới không tới đất, trước sau trái phải thảy đều không thấy vách núi. Bốn người đành quay trở lại, lúc này tầm nhìn lại càng thấp hơn nữa, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì, đội trưởng Hồ Dương nói, so sánh với bản đồ vệ tinh và phân tích của máy tính, thì tấm bản đồ kia đích thực là chỉ hướng đến khu vực xung quanh mỏm núi này, hơn nữa tuyết yêu cũng biến mất ở quanh quẩn đâu đây thôi, chỉ tiếc là lên núi có đường mà xuống núi lại không có lối, rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? trác mộc cường ba nêu ý kiến hay là chúng ta thử thêm mấy lần nữa đội trưởng hồ dương lắc đầu không được dây thường bị mài mòn ghê quá hơn nữa cậu xem xem với tình hình thời tiết thế này có thử thêm mấy lần cũng vô dụng thôi ba tam nói liệu có phải vì tuyết dày quá không chúng ta đổi chỗ ra triền núi thử xem sao đội trưởng hồ dương và hai người khác đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu nói có thể thử xem sao đi thôi chúng ta trở về báo tin cho mọi người khi rời khỏi đụn tuyết, ánh mắt ba tang bỗng trở nên minh mang, cảm giác này sao mà quen thuộc, bị bao vây trong màn sương tuyết lạnh lẽo, không nhìn thấy đường phía trước, bên tai chỉ nghe tiếng gió, cơn gió phẫn nộ thét gào. Đột nhiên trong óc anh ta lóe lên một hình ảnh, là gì vậy? Năm xưa dường như cũng như thế này, đúng rồi, là ở một đoạn triền núi nào đó, đột nhiên lăn xuống, dường như đúng là vậy. Lại dường như không phải vậy, rốt cuộc là thế nào đây? Bàn tay ba tang thọc vào trong mũ đội đầu, ra sức vẩy vò mái tóc chỉ ngắn chừng đốt ngón tay. Trở lại chỗ cũ, nói rõ tình hình với mọi người xong, cả đoàn lại đi xuống mép bên dưới đụn tuyết, tuy rằng gió tây rất cuồng loạn, nhưng thế gió bên dưới đụn tuyết không đủ để tạo thành sự uy hiếp lớn. Nhưng quãng đường vòng từ khe nước đến triển núi, lại là đoạn đường mà mọi người vừa đi vừa nơm nớp âu lo nhất. Gió lạnh thổi quét qua, mọi người loạn choáng bước đi trong tuyết, mỗi bước đều ngập sâu vào nền đất tuyết phủ, chỗ nông nhất cũng ngập đến tận thắt lưng có thể nói là mỗi bước đi mỗi gian nan. Mọi người vịn chắc lấy nhau, chỉ sợ có ai bất cẩn rơi xuống khe nứt nào đó, thì kết cục cũng chẳng khác nào bị ngã xuống khe băng. Đi trong vùng tuyết phủ này, không ai dám nói lớn tiếng, trên đầu là băng tích ngàn năm, chỉ tùy tiện ập xuống một mảng nhỏ thôi cũng đủ khiến bọn họ chết hết ở chốn đây rồi. Gió ở đây không cuồng loạn như ở Tây Phong Đới, băng tuyết cũng không hiểm trở bằng khu vực khe băng nứt, nhưng lại là quãng đường mà bọn Trác Mộc Cường ba nơm nấp sợ, bước đi cẩn thận dè dặt nhất ngoại trừ đụn tuyết khổng lồ trên đỉnh đầu, trong đám sương mù mờ mịt kia, ai biết được phía trước mặt mình có đột nhiên xuất hiện con quái thú to đến giận cả người kia hay không. Mọi người nói ít lạ thường, chỉ lặng lẽ lần tay lên vách bên của đụn tuyết để tiến về phía trước, tay kia nắm chặt lại thành nắm đấm gác lên vai người đi trước, bên trong giữ chặt sợi dây an toàn đảm bảo cho tính mạng của mình. Lộ trình không dài, nhưng thời gian trùng trình ở đây lại là nhiều nhất, bởi vì Nguy cơ bốn bề, nguy cơ bốn bề, trước tiên ấy là cơn gió cuồng loạn thốc vào mặt. Chốc chốc gió lại men theo mép dưới đụn tuyết thổi tạt qua, rất bất chừng, không biết tới lúc nào nữa. Để kháng cự lại gió Tây, tất cả thành viên trong đội phải xếp thành thế trận, các thứ đục băng, rùi băng, quốc chim. Đều phải lấy ra dùng, cứ mỗi lần gió Tây quét qua như thế, cả đám chắc mộc cường ba đều mệt nhoài đến sức cùng lực kiệt. Tiếp đó là đống tuyết ngàn cân lơ lửng trên đỉnh đầu kia, chỉ riêng về kích cỡ thôi cũng lớn hơn những khối băng ở khu phía dưới cả trăm lần rồi, lại chi chít những vết nứt nẻ, chẳng hiểu sẽ sụp xuống lúc nào, cái áp lực vô hình mà đám người phía dưới phải chịu đựng đó lại càng khủng khiếp hơn nữa nhất là mỗi khi có gió thổi qua khiến đụn tuyết bên trên dập rình đung đưa. Ngoài ra, ở mép dưới hướng ra bên ngoài của đụn tuyết còn la liệt rất nhiều những gò tuyết trắng trông tựa tựa như ở rừng thắp băng, nhưng hơi thấp hơn, thoạt nhìn giống vô số chiếc bánh bao khổng lồ bầy trên mặt đất. Đội trưởng Hồ Dương kinh hoàng cảnh cáo với những người còn lại, đó là gò đông trướng, là loại gò phình lên do sự sai biệt nhiệt độ của tầng đất đông cứng, so ra thì chẳng khác nào những trái bom hẹn giờ bên trong nén đầy khí cao áp, có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào. Đó chính là kỳ quan tự nhiên mang tính phá hoại kinh khủng, được mệnh danh là núi lửa băng, không chỉ có vậy, trong màn sương tuyết mịt mờ không thể nhìn thấy gì sau lưng đoàn người leo núi, vẫn còn lửng lơ một mối uy hiếp bí ẩn hơn, đáng sợ hơn bội phần. Dựa vào sự mẫn cảm đặc biệt hơn người với mối hiểm nguy của mình, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang thi thoảng lại kêu mọi người dừng lại, tập trung toàn bộ tinh thần để phòng mối nguy không thể nhìn thấy ở phía sau đó, có lúc thì mấy phút, có lúc đến mười mấy phút, tới khi hơi thở mọi người bắt đầu rối loạn, tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh toát đầm đìa, hai người họ mới bảo có thể tiếp tục tiến lên được rồi. Tuy rằng không trực tiếp đối mặt với những quan ải sinh tử, nhưng tiến lên phía trước bên dưới đụn tuyết cùng với bốn mối nguy hiểm rình rập như thế, muốn đi nhanh thực sự là một điều bất khả mọi người đều nắm chặt sợi thừng trong tay lặng lẽ bước đi lạt ma á la và giáo sư phương tân bắt đầu dự cảm thấy thất bại đang gần kề những người khác cũng bị một bầu không khí băng lạnh bao phủ vừa đi được vài bước nhạc dương vừa cất tiếng kỳ thực thì đội trưởng hồ dương đột nhiên thấp giọng hô khẽ cẩn thận đồng thời nghiêng người ngã xuống lăn ra phía ngoài những thành viên khác trong đoàn không kịp nghĩ ngợi gì cũng đổ người lăn theo vừa rời khỏi vị trí đó một đụn tuyết cao ngang đầu người từ trên cao ập xuống dấy lên một màn mù trắng toát trên mặt đất. Đội trưởng Hồ Dương thở vào một tiếng, được rồi, sau này nói chuyện thì cẩn thận một chút, sóng âm chấn động có thể gây ra sạt lở bất cứ lúc nào đấy. Nhạc Dương liền bịt chặt miệng mình lại. Không biết đã đi được bao lâu, bầu trời phía trước bắt đầu rộng mở, sương mù cũng sáng dần lên. Đội trưởng Hồ Dương thở ra khe khẽ, nói, vòng ra đến triển núi rồi. Toàn thể thành viên trong đội giờ mới thở phào nhẹ nhóm, nhưng tim thì vẫn còn đập thình thịch liên hồi, ở đoạn trên triền núi cũng không có đường lấy máy đo ra vẫn toàn tạp âm hỗn loạn số má điện tử thì nhảy liên hồi kỳ trận căn bản không thể sử dụng nổi giáo sư phương tân thở dài nói xem ra toàn bộ khu núi này đã bị từ trường bao vây rồi đúng là một tấm bình phong thiên nhiên nếu không có nó chị e bạc ba la thần miếu sớm đã bị người ta phát hiện ra rồi lạt ma á la nói không chỉ vậy còn có cả màn xương và giải gió tây khủng khiếp kia nữa chẳng trách đã có bao nhiêu kẻ mạo hiểm đều thất bại ở chỗ này, muốn, ông đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa, nhưng ai cũng hiểu rằng, Lạt Ma Á là muốn nói, muốn tìm được lối vào thần miếu trong hoàn cảnh này là điều tuyệt đối không thể làm được. Các đội viên hết sức lo lắng, Trác Mộc Cường Ba là người lo lắng nhất, bọn họ đều cho rằng, liều mạng thập tử nhất sinh mới giành được tấm bản đồ, lần này hy vọng tìm thấy thần miếu là lớn nhất rồi, thế nhưng, hiện thực tàn khốc đã đập tan giấc mơ tốt đẹp của họ như bóng bóng xà phòng. Ở nơi này, không máy móc nào có thể sử dụng nổi, Thị lực lại chỉ giới hạn trong tầm 1-2 mét Treo lên triển núi Gió Tây sẽ đẩy ngược họ trở về Lại còn cả loài thú khổng lồ nấp trong màn sương tuyết kia Thi thoảng ẩn hiện bắt người đi ăn sống nuốt tươi nữa Riêng nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta phải lạnh hết cả người rồi Chỉ có giáo sư Phương Tân Mối lo trong lòng đã trở thành hiện thực Tâm trạng tự nhiên là phức tạp hơn nhiều Nhưng giờ đây Điều ông nghĩ nhiều hơn cả chính là làm sao để trở về Gió Tây đã đẩy họ một mạch tới chỗ đụn tuyết này Muốn trở lại sẽ khó khăn hơn lúc lên đây bội phần. Lữ Cánh Nam nói, chúng ta vòng qua bên kia xem sao, giờ chỉ hy vọng có thể phát hiện được gì đó ở phía bên kia thôi. Lạt Ma Á là vẫn là người đi đầu toàn đội, vừa mới bám theo lên được chỗ mỏm núi, đột nhiên thấy thân thể lửng lơ giữa tầng không, ông vội bám chắc lấy dây thừng, mấy người phía sau cùng hợp lực kéo Lạt Ma trở lại. Chỉ thấy Lạt Ma Á la biến sắc nói, có phải chúng ta đã ra khỏi đụn tuyết rồi không? Sao cảm giác vẫn đang ở vùng rìa đụn tuyết? thế mà vừa qua đỉnh dốc đã không thấy đường rồi, lẽ nào cả giải triền núi này đều là vách dựng đứng hình chữ đinh đinh hay sao? Đội trưởng Hồ Dương nói, không thể nào, chúng ta từ bên dưới leo lên từng bước từng bước cơ mà, triền núi không thể hình chữ đinh được. Có điều, vách dựng đứng hình chữ liễu le thì rất có khả năng xuất hiện. Lạt Ma Á La nói, hay là để tôi xuống dưới xem thế nào? Dây thừng được cố định chắc chắn rồi thả xuống, Lạt Ma Á La cải dây an toàn, trượt theo sợi dây thừng leo xuống chỉ thoáng cái, bóng ông đã biến mất trong màn sương mù dày đặc. Thời gian dần trôi, quả tim mọi người lửng lơ treo mỗi lúc một cao, đúng lúc nhạc dương gần như không thể nhẫn nại nổi nữa. Định ra kéo dây thường thử liên lạc với lạt ma á la thì pháp sư đã leo lên, chụp mặt nạ hít dưỡng khí một lúc mới hồi phục được. Nhìn bóng hình lạt ma á la hiện ra trong màn sương mù mờ mịt, ba tăng chợt giật thoát mình, tay phải không tự chủ được mà rung lên một chặp, lần mò đến vị trí khẩu súng một cách vô thức, đáng tiếc, lúc này anh ta lại không mang súng bên mình mọi người đều vây xung quanh Lạt Ma Á La, không ai để ý đến hành động kỳ lạ ấy của Ba Tăng cả. Lạt Ma Á La khôi phục phần nào thể lực, lắc đầu lia luyện nói, không được, sâu không thấy đáy, tôi trượt xuống tầm 100 mét mà vẫn chưa chạm tới vật thể nào cả. Bốn phía đều là sương mù trắng toát, chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi đã bắn dây móc ra cả bốn phía xung quanh, nhưng cũng không chạm phải bất cứ thứ gì. Đội trưởng Hồ Dương lặp lại những điều Lạt Ma Á La vừa nói, trượt xuống 100 mét, trong phạm vi không gian 20 chục mét không có vách núi, cũng có nghĩa là triền núi này có dạng đứt gãy nghiêng về một phương, phía bên kia triền dốc hoàn toàn hụt và hồng, chẳng những vậy, độ nghiêng này còn rất lớn nữa. Lữ cánh nam nói, không sai, điều này rất hợp với suy luận theo chiều hướng mạnh dạn của một số chuyên gia. Các chuyên gia cho rằng, gần đây có một khu vực hõm xuống ở trên triền núi, đó rất có khả năng chính là nơi bạc ba la thần miếu được xây dựng. Nói đoạn, cô dơ hai ngón tay lên thành hình chữ V ngược, cái đó lại tách ra một khoảng, nhìn vào phía tay phải nói, đây là núi Tư Tất Kiệt Mạc ở phía Trung Quốc. Rồi lại nhìn sang tay trái bảo, đây là phía Nepal. Cuối cùng, cô hướng ánh mắt vào phía khoảng trống giữa hai ngón tay, đây chính là chỗ núi tuyết bị nứt ra mà các chuyên gia suy đoán, bên dưới chính là nơi bạc Ba La Thần Miếu được xây dựng. Trương Lập Như sực hiểu ra chuyện gì đó, nói, không ngờ lại là vậy. Tạm không nói đến chuyện cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể lên đỉnh từ phía biên giới Trung Quốc mà cho dù có lên được đỉnh ở phía Nepal đi chăng nữa, cũng chỉ có thể trở về theo hướng Nepal mà thôi, bởi vì đây căn bản không phải một đỉnh núi, mà là hai, ở giữa có một khoảng đứt gãy không thể vượt qua được. Nhạc Dương cũng vỗ tay đánh đét một tiếng, ở đây một năm bốn mùa đều là sương mù mờ mịt, cộng thêm từ trường mạnh làm nhiễu loạn tất cả các thiết bị điện tử, có hai tầng bảo vệ thiên nhiên này, dù là ảnh chụp vệ tinh hay quan sát ở cự ly gần thì cũng không thể thấy được diện mạo của khe hở khổng lồ này được. Chẳng trách, chẳng trách đã hơn trăm năm rồi, mà không có người nào tìm được bạc ba la thần miếu. Sương mù như thế này, dù thần miếu có ở ngay trước mặt cũng chẳng trông thấy ấy chứ. Giáo sư Phương Tân nói, dù biết được thì đã sao chứ. Vấn đề của chúng ta hiện nay là, làm sao tìm được nơi duy nhất có thể đi xuống kia, rốt cuộc lối vào ở đâu chứ. Đội trưởng Hồ Dương ủ rũ nói, mấu chốt lúc này là chúng ta không tìm được lối vào kia. Bản đồ cũng chỉ chủ thích một phạm vi ước chừng, chỉ hướng đỉnh ngọn núi có đụn tuyết và các đỉnh núi vệ tinh xung quanh, nhưng chúng tôi đã thử 7 lần trên đỉnh đụn tuyết rồi, mỗi lần đều trượt xuống cả trăm mét hoặc hơn, không lần nào là chạm tới mặt núi cả. Mà quan trọng nhất là màn sương mù ở đây lớn quá, chúng ta đã đến chế một bước, đi đường vòng lên triển núi này đã là cách trong lúc không còn cách nào khác rồi. Chúng tôi hy vọng tìm thấy mép của khe nước kia, nhưng giờ xem ra, khe nước này có lẽ còn lớn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu nữa, từ phạm vi bị sương mù bao phủ này mà tính, chỉ sợ đường kính của nó phải trên ba chục cây số vuông chứ chẳng chơi đâu. Tất cả đều nhìn vào biển sương mù minh mang thở dài bất lực, thử buông dây trượt xuống trong phạm vi lớn như thế này có khác gì đáy bể mò kim đâu chứ. Phải cần bao nhiêu thời gian mới hoàn thành, huống hồ, họ đã chọn một ngày thời tiết đẹp nhất trên dạng núi này rồi, nếu đổi sang một thời gian khác, chỉ riêng thứ gió giao cạo vận tốc trên 100 m trên dây kia cũng đủ để tàn sát tất cả mọi sự sống ở khu vực này rồi. Giáo sư Phương Tân đột nhiên lên tiếng hỏi, Ba Tang, anh thử xem có nhớ lại được điều gì trong hoàn cảnh này không? Chẳng hạn như hồi đó bọn anh bị lăn xuống ở chỗ nào? Tình hình xung quanh như thế nào? Ba Tang cười gượng nói, tình hình lúc đó quả thực là rất giống bây giờ, nhưng mọi người thử nhìn xung quanh mà xem, có ai cho tôi biết được địa hình xung quanh đây như thế nào hay không? Tất cả chỉ biết lắc đầu, ngoài xa 2 mét, hình dáng một người chỉ là cái bóng mờ mờ nhàn nhạt, nhạt, đừng nói gì đến cả một giải núi tuyết hòa lẫn với sương mù thành một mảng minh mang khẽ cắn chặt răng lại, ba tang nói, hay là để tôi thử xuống một lần, xem xem có nhớ lại được điều gì đó không. Cả đoàn người lại tiếp tục men theo triển núi đi về phía đông nam chừng mấy trăm mét nữa, chọn một điểm để buông dây, bắt đầu lắp đặt các thiết bị, chuẩn bị thả ba tang xuống dưới. Một chỗ này có đôi chút khó hiểu, hàm lượng oxy trong không khí hiện nay không đủ để tồn tại những loài động vật lớn như ở các kỳ thuộc đại trung sinh, đặc biệt trong môi trường không khí loãng trên núi tuyết một người như tác giả hà mã chắc không đưa ra những tình thiết quá vô lý hẳn phải có một giả thiết hợp lý nào đó mà ông chưa nói rõ ra treo mình lơ lửng giữa không trung sương mù trắng toát trôi qua bên cạnh như nước phía trước là một vùng trắng mê ảo trong màn xương tựa hồ như có ảo ảnh lại cơ hồ chẳng có thứ gì ba tang giật phăng mũ đội đầu bình tĩnh hít thở nồng độ oxy ở đây rất thấp nhưng anh ta có cảm giác đầu óc mình tỉnh táo chưa từng thấy sự thay đổi bất ngờ giữa ấm áp và lạnh buốt khiến bộ não anh giữ được ở trạng thái cảnh giác cao độ nhất trong sương mù kia rốt cuộc là có thứ gì ba tang cố gắng nhớ lại anh ta nhớ lại những đồng đội cũ rất nhiều người đang khó nhọc tiến lên phía trước ở một nơi khá giống với tây phong đới không thế gió và tốc độ gió tuyệt đối không mạnh mẽ như lần này nhưng màn sương mù mê ảo ở xung quanh thì rất tương đồng không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả Trước mắt chỉ có sương mù và tuyết trắng, cũng không nghe thấy gì cả, bên tai chỉ có tiếng gió thét gào. Người đầu tiên ngã xuống kia là ai? Lúc ấy, dường như còn có thể sử dụng các thiết bị thông tin. Họ đã dùng thiết bị thông tin gì? Không đúng, dường như có người nhảy xuống theo, phải xuống dưới rồi mới liên lạc được. Rốt cuộc lúc đó họ đã lăn bao nhiêu lâu mới dừng lại? Thứ cuối cùng họ nhìn thấy là, màu xanh, cả một vùng xanh mút mắt tựa trốn thiên đường, là cỏ hay là cây, ba tang cũng không phân biệt nổi đây là bức tranh cuối cùng anh ta có thể lục lọi tìm kiếm trong ký ức của mình. Ba Tang còn nghe Trương Lập kể, khi họ tìm thấy anh ta lần đầu tiên, anh ta đã nói với Trác Mộc Cường Ba, nơi đó có đồng cờ, có linh dương Tây Tạng, còn có cả những loài thực vật khủng khiếp và nhiều thứ gì đó khác nữa. Thế nhưng lúc này, anh ta hoàn toàn không nhớ nổi thứ gì nữa, chỉ nhớ rằng bác sĩ đã nói, vì quá gắng sức muốn nhớ lại, thành thử ra đã chìm sâu hơn nữa vào trạng thái đóng kín, đến cả những ký ức có liên quan cũng bị phong tỏa luôn rồi tốt nhất anh không nên cố gắng nhớ lại đoạn trải nghiệm ấy nữa, làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, tình huống tệ nhất là. Anh có thể đột tử. Ba tang thở dài một tiếng, dùng dây móc bắn ra bốn phía xung quanh một lần, nhưng lần nào cũng rơi vào khoảng không. Trên núi này hoàn toàn là một mỏm núi nhô ra lơ lửng, thử mãi không có ích gì, anh ta đành leo lên trở lại. Trong lúc ba tang trượt xuống, đường mẫn ở bên trên kiến nghị, nếu... Nếu khe nước này đủ rộng, không phải chúng ta có thể mạo hiểm nhảy dù xuống sao? Trương Lập và Nhạc Dương đều cảm thấy cách này có vẻ khả thi, cùng phát ra một tiếng ưm. Không được, đội trưởng Hồ Dương phản đối ngay lập tức, gió bên dưới kia như thế nào, phía dưới kia rốt cuộc là gì, bên dưới kia rốt cuộc có gì, tất cả chúng ta đều không biết, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, nếu dù bị treo lửng lơ giữa không chung thì phải làm sao. Nếu nhảy dù xuống trước mặt tuyết yêu, thì phải làm thế nào? Hơn nữa, còn có tấm chắn thiên nhiên này nữa, sợ rằng một khi xuống đến bên dưới, Chúng ta sẽ mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài, vậy thì xuống dưới đó xong liệu có thể đi ra không? Bên dưới kia có điều kiện và không gian để sinh tồn hay không? Những yếu tố chưa biết thật quá nhiều, cho dù mạo hiểm thì cũng không thể mạo hiểm cái kiểu không nắm chắc một chút nào như thế được. Nhạc Dương nói, trừ phi lắp đặt thiết bị phát xạ laser ở điểm rơi an toàn, trực tiếp dùng vệ tinh trong vũ trụ định vị, như vậy thì mới nhảy dù được. Giáo sư Phương Tân bổ sung thêm, còn một điểm nữa, hy vọng mọi người sẽ để ý Trước chúng ta đã có vô số người đến đây rồi. Tôi tin rằng trong đó có không ít người mạo hiểm nhảy xuống dưới, nhưng bọn họ đều không thành công. Cũng có nghĩa là những người xuống bên dưới đó, không một ai có thể trở ra cả. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, không đúng, thầy giáo nói vậy không đúng rồi, Ba Tang đã ra khỏi đó, Đường Thỏ cũng đã ra khỏi nơi đó, chỉ là bọn họ một người thì đã mất đi ký ức, người còn lại thì phát điên rồi mà thôi. Vấn đề là không biết bọn họ đã xuống từ chỗ nào rốt cuộc có phải là nơi này hay không thì vẫn chưa thể xác định được. Đúng lúc này, ba tang đã bám dây thừng leo lên. Chính vào khoảnh khắc anh ta leo lên triền núi, từng hình ảnh, không, nên nói là một dạng hồi ức, một dạng hồi ức bị vùi sâu chôn chặt bỗng nhiên xuất hiện trong óc anh ta, bên tai ba tang vẳng lên những âm thanh hư ảo, nghe thấy có người nói bằng tiếng Nepal, chạy nhanh lên. Đừng có quay đầu, đừng quay đầu lại, chúng đến rồi, đến rồi, đừng quay đầu lại, đừng dừng lại, ngoài ra, trong những âm thanh ấy còn pha tạp rất nhiều tiếng rú gào, tiếng thét, tiếng giống, những âm thanh đau đớn như thể không muốn sống ấy, nếu như buộc phải hình dung, vậy thì, đó chính là âm thanh mà bọn Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy trong động chuột ở khả khả Tây Lý, chính là thứ âm thanh ấy. Ba Tam nhớ lại rồi, người hét lên đó là đội trưởng, người đội trưởng từng khiến anh ta khâm phục nhất, kính sợ nhất, đó là lần đầu tiên anh ta nghe thấy đội trưởng phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng đến thế, tựa hồ như cả thế giới này sắp diệt vong đến nơi rồi vậy anh ta ngoảnh đầu lại, đúng thế, lúc đó anh ta đã ngoảnh đầu lại nhìn, bởi vì tiếng thét thê thảm của đội trưởng, giọng đội trưởng đã hoàn toàn biến đổi. Đó cũng là lần đầu tiên Ba Tang không tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng, anh ta đã ngoảnh đầu lại. Ba Tang nhìn thấy một đám sương mù đỏ, khắp nơi đâu cũng chỉ thấy sương mù đỏ, tuyết đỏ như máu, cảnh tượng ấy lẽ ra chỉ nên có ở chốn địa ngục A Tì mà thôi. Trước mắt Ba Tang đột nhiên xuất hiện một cái bóng mơ hồ, hệt như lạt ma á la vừa nãy vậy, đột nhiên xuất hiện trong màn sương mờ mịt trước tiên là cái đầu mờ nhạt, cái đó là thân hình, một, rồi lại thêm một nữa, bọn chúng dường như đang truy đuổi. Bản thân anh ta thì đang bỏ chạy chối chết, trong tay có súng, trên người mặc áo chống đạn, eo hông còn dắt những vũ khí nổ có uy lực kinh hồn, thế nhưng ba tang chỉ nghĩ đến chạy, chạy, chạy. Người trước mắt đó là ai? Không, bộ xương trắng phía trước đó là ai? Cũng không đúng, người ấy vẫn còn đang sống, chỉ còn lại một đống xương trắng, nhưng anh ta vẫn còn sống hai con người vẫn đang chuyển động bên trong hốc mắt chỉ có điều da mặt anh ta đã bị bóc đi hết nội tạng cơ thịt cũng đã bị ăn hết rồi nhưng não bộ thì nhất định vẫn còn hoạt động tựa hồ như còn muốn biểu đạt điều gì đó ngón tay chỉ về một hướng ánh mắt cũng nhìn về hướng đó dưới chân là tuyết bị máu nhuộm đỏ xương trắng như tuyết người này là ai sao mà quen thuộc đến thế đó là đội trưởng đấy sao người đàn ông mà anh ta khâm phục nhất kính sợ nhất đó hay sao Người khiến ba tang có cảm giác gió chính là người mạnh nhất thế gian này đấy hay sao? Người đàn ông mà mới mấy giây trước vẫn còn kêu hét bảo anh ta đừng quay đầu, chớ có ngoảnh nhìn, chỉ chạy về phía trước đó hay sao? Lẽ nào anh ta đã chạy một vòng trong màn sương mù rồi? Đội nhện xanh, đội quân tác chiến đặc trùng đủ thực lực để ngạo thị cả giới quân sự, khiến các nước trên thế giới đều phải xem trọng đây sao? Thứ họ đang trải qua không phải là chiến tranh nữa, mà là một trận đồ sát. Những bộ xương trắng bên cạnh đây, tất cả đều là đồng đội của mình hay sao? Vừa nãy, chính họ đã kêu gào thảm thiết đấy hay sao? Máu, máu đã nhuộm đỏ nền tuyết, đã nhuộm đỏ cả sương mù, không khí anh ta hít vào phổi cũng toàn máu của đồng đội mình. Gió vẫn thét gào trong màn sương mù, dường như có thứ gì đó xuất hiện, bọn chúng đã bao vây anh ta lại, số lượng ấy, rốt cuộc chúng là thứ gì? Bóng hình đó sao mà mơ hồ, xong lại khiến người ta phải run lên. Mọi người nhận ra từ lúc trở lại triền núi, ba tang đột nhiên ôm chặt lấy đầu hai tay không ngờ còn cào rách cả da đầu, răng cắn chặt đến nỗi phát ra những tiếng ken két giận người, từ gót chân lên tới ngọn tóc, toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run lên bần bật. Trương Lập, Nhạc Dương thấy tình hình đó, vội kéo ba tang xuống khỏi triền dốc. Lần trước trong đảo huyền không tự, thứ dây leo biết nhu động ấy chẳng qua chỉ khiến anh ta cuống lên, còn lần này thì tình trạng rõ ràng là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đội trưởng Hồ Dương nhìn thần sắc thống khổ hiện lên trên gương mặt ba tang, lữ cánh nam đang ở bên cạnh giúp anh ta bình tĩnh trở lại không sao đâu không nhớ ra thì không cần phải nghĩ nữa không sao đâu tất cả vẫn còn nằm trong tầm khống chế anh không sao cả những người xung quanh anh cũng đều không sao cả không có chuyện gì xảy ra hết những thứ anh trông thấy nghe thấy tất cả đều chỉ là ảo giác mau tỉnh lại đi tỉnh lại đi lấy cho tôi một liều an thần dạng xịt cô quay người lại lắc đầu với trác mộc cường ba xem ra chúng ta không thể không trở về rồi trương lập thất thanh kêu lên tại sao chúng ta vẫn có thể thử thêm mấy lần nữa, lại chạm được vào vách đá thì sao? Đường mẫn thì tựa như sắp phát khóc lên đến nơi, nói, nếu lần này mà rút lui, chúng ta sẽ phải đợi thêm một năm nữa mới có thể leo lên được đỉnh núi tuyết này đấy. Lẽ nào thật sự không còn cách khác nữa hay sao? Đội trưởng Hồ, kinh nghiệm ở vùng cực địa của anh rất phong phú, chắc là phải có cách gì chứ? Anh thử nghĩ cách gì đi? Giáo sư Phương Tân và Lạt Ma Á là đều không lên tiếng, chắc chỉ có hai người họ đã dự liệu được kết cục này từ trước. Trác Mộc Cường Ba cũng không nói gì, có lẽ tất cả đều là số mệnh, chỉ là trở về như vậy, thực sự gã không cam tâm một chút nào, thế này có nghĩa là gì? Là thất bại ư, hai năm rồi, bao nhiêu nỗ lực bỏ ra đều trôi theo dòng nước, còn cơ hội làm lại lần nữa hay không? Đội trưởng Hồ Dương nói với những thành viên còn lại trong đội, không có cơ hội, đến cả xác suất mạo hiểm cũng không có nữa, tìm làm sao đây? Hơn nữa, Mọi người tự nhìn van khí áp của bình dưỡng khí xem, oxy còn lại không bao nhiêu nữa đâu. Trong môi trường thiếu dưỡng khí này, thể lực của chúng ta sẽ giảm xuống chỉ còn chưa đầy 30% lúc bình thường, giờ mà không trở về thì không đi nổi nữa đâu. Trong danh sách những kẻ thất bại không chỉ có một mình nhóm chúng ta, mà cho đến giờ, cả nhóm vẫn không ai thương vong gì, đó đã có thể coi là đạt được thành công rất lớn rồi. Đương nhiên, câu này phải đợi chúng ta xông qua tử vong Tây Phong đới trở về rồi mới nói được. Tôi, với cương vị là cố vấn đặc biệt của mọi người, có nghĩa vụ hiệp trợ giáo quan và sĩ quan chỉ huy giúp mọi người trở về an toàn. Những hành động mạo hiểm không thể thực hiện nổi này, tôi tuyệt đối không ủng hộ mọi người tiếp tục đâu, trừ phi lúc này, màn sương mù dày đặc che kín trời đất kia lập tức biến mất, mọi người cho rằng khả năng ấy có thể xảy ra hay không. Đường mẫn khe khẽ dựa vào người chắc một cường ba, thấp giọng hỏi, anh cường ba. Trương Lập, Nhạc Dương, Lạt Ma Á La, Giáo sư Phương Tân, Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía gã. Trác Mộc Cường ba thấy trái tim mình như nóng bừng lên, nếu gã vẫn quyết tâm kiên trì, tất cả bọn họ sẽ đều ở lại đây cùng với gã, dù là đâm đầu vào cửa tử, họ cũng không chút nề hà do dự gì. Đội trưởng cũng đưa mắt nhìn gã, ánh mắt lưỡi cánh nam cũng dịch chuyển lại phía ấy, Ba Tam lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, chố ra nhìn gã không chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi pha lẫn với kỳ vọng. Bởi vì một giấc mộng xa xăm, mà kết giao được với những người có thể giao cả tính mạng cho mình đây là điều mà chắc Mộc Cường Ba không hề nghĩ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh chụp từ kỳ lân ấy. Từ bỏ giấc mơ hay từ bỏ tính mạng của bạn bè, gã buộc phải chọn một trong hai con đường đó, cơ hồ không cần phải suy nghĩ gì, gã hắt sẽ chọn con đường đầu tiên. Tuy nói rằng lần này đã thất bại, nhưng thế không có nghĩa là bọn họ đã thất bại một cách triệt để, đầu mối vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn đó. Huống hồ, nhân sinh luận chi kỷ, một người có được mấy người bạn sống chết có nhau, chỉ một câu nói đã có thể mang tính mạng mình ra đặt ngay vào tay gã mà không hề ngần ngại không hề hối hận oán than cũng chẳng cần báo đáp nhìn những gương mặt thanh tân ấy đường mẫn trương lập nhạc dương bọn họ không thể chết được tuổi trẻ của họ chỉ mới vừa bắt đầu cuộc đời sau này của họ sẽ sán lạn rực rỡ ba tang không thể chết anh đã phải hứng chịu quá nhiều gánh nặng quá nhiều trải nghiệm anh ta đã chuộc đủ tội lỗi của mình lẽ ra phải được sống một cuộc đời mới đội trưởng lạt ma á la giáo quan lữ cánh nam giáo sư Phương Tân. Họ lại càng không thể chết, họ vốn là nhân tài của đất nước, là nhân vật đỉnh cao trong mỗi lĩnh vực, lại là những người đã dành cho gã sự giúp đỡ vô cùng lớn lao, sự tồn tại của họ có thể nói là còn quan trọng hơn sự tồn tại của bản thân gã bội phần. Nghĩ tới đây, chắc một cường ba không khỏi khẽ mỉm cười, nói, chúng ta nên nghe theo chuyên gia thôi, thế thì, rút lui vậy. Cường ba thiếu gia, Trương Lập và Nhạc Dương gần như đồng thanh kêu lên, đường mẫn thấy sống mũi mình cay cay, chừng như nước mắt sắp trào ra đến nơi. Trác Mộc Cường Ba đã từ bỏ con đường tìm kiếm mộng tưởng, việc đó chẳng khác nào cắt thịt cắt da của cô ra vậy. Lần này là cơ hội tốt nhất, bọn họ đã đến gần bạc ba la thần miếu đến vậy rồi, thế mà lại bỏ cuộc ở đây, không có lý do gì lại như thế cả. Giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên vai Trác Mộc Cường Ba, mỗi cái vỗ, đều như đánh thẳng vào sâu thẳm đáy lòng gã. Mãi tới khi giáo sư khẽ gật đầu, Trác Mộc Cường Ba mới cố nén cảm giác bi thương, gật đầu đáp lại một cách kiên nghị, quyết đoán. Đội trưởng Hồ Dương nhìn cảnh tượng ấy mà không sao hiểu nổi. Trong cả đội, anh chàng cao lớn này không phải là người lãnh đạo, cũng chẳng có điểm gì hơn người, bình thường lại biểu hiện chẳng lấy gì làm xuất sắc, sao mọi người lại đều nhìn chằm chằm vào gã ta chờ quyết định như thế. Nhưng anh đâu có biết, chắc Mộc Cường Ba không chỉ là người khởi phát và người tài trợ kinh phí cho hành động lần này, trong đội ngũ, thân phận của gã gần như là một lãnh tụ tinh thần vậy, mỗi người đều lấy gã làm trung tâm mà tụ tập lại với nhau. Giáo sư Phương Tân là người hợp tác và người chỉ đường dẫn lối cho gã, đường mẫn mong mỏi được vĩnh viên ở bên cạnh gã, Trương Lập thì từ lúc trong động băng ở khả khả Tây Lý đã thầm thề với lòng mình, Nhạc Dương thì lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm nhớ ơn người đã cởi áo bọc bọc lấy mình, rồi dùng thân thể xác thịt mà đối chọi với bảy ong sát nhân khủng khiếp. Ba Tăng thì là em trai của lão bộc trong nhà Trác Mộc Cường Ba, anh gia nhập đội ngũ này một nửa cũng là vì trả nợ ân tình, còn Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam dường như họ cũng vì cường ba thiếu ra mà xuất hiện ở đây. Một khi chắc một cường ba ngã xuống, cả nhóm người này cũng sẽ tan rã sụp đổ trong chớp mắt. Cố nhiên, võ nghệ của gã không được cao cường như Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam, tri thức của gã không được uyên bác như giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương, gã không nhạy bén như Trương Lập và Nhạc Dương, cũng không lạnh lùng bình tĩnh được như Ba tang lại càng không thông minh bằng đường mẫn. Nhưng chỉ cần gã lặng lẽ đứng ở đó là đã mang cho người bên cạnh một cảm giác yên ổn rồi gã không nhớ được, thì chỉ biết lặng lặng mà cố gắng học thuộc đi học thuộc lại, gã không làm được, thì sẽ kiên trì lặp đi lặp lặp lại động tác ấy, khi người ta nhìn thấy gã, thì trên đôi môi gã đã nở ra một nụ cười đầy tràn tự tin. Thứ tự tin ấy, có thể khiến người đối diện cũng tràn đầy tự tin theo, thân thể chính là ngôn ngữ, tuy gã không khéo ăn nói, nhưng trong vòng tay ôm siết mạnh mẽ của gã, cái bắt tay chắc nịch, rồi cả cái vỗ lên vai, hay một cú đấm vào ngực, đều khiến người ta cảm giác được sự thân thiết thành thực tất cả các động tác của gã, lúc nào cũng đều nhắc nhở mỗi một người xung quanh rằng, tôi không từ bỏ mộng tưởng, ngày mai, sẽ lại có nhiều hy vọng hơn. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, bất kể là đối mặt với khó khăn gian khổ gì, bất kể là gặp phải trở ngại, thất bại gì, chỉ cần ngẩng đầu lên, vẫn còn trông thấy cái bóng lớn như tháp sắt ấy vẫn đứng vững, rất nhiều thành viên trong đội đều có cảm giác rằng, không chuyện gì là không thể hoàn thành được. Bởi vì đây là cường ba thiếu gia, thân thể cao lớn ấy sẽ vì bọn họ mà trống lên một khoảng đất trời. Đây là một người có thân phận hết sức đặc biệt, một kẻ cố chấp theo đuổi mộng tưởng của mình, một người chỉ dựa vào hành vi của bản thân cũng có thể hiệu triệu người khác hưởng ứng và đi theo mình, gã tên là Trác Mộc Cường Ba. Những bóng người màu đỏ bận rộn hiện lên một cách rõ ràng trong ống nhòm, sau cơn cuồng loạn của gió tây, trước khi Ba Tang leo dây xuống, bọn Mặc Kin đã trở lại chỗ mỏm băng, chăm chú quan sát động hướng của đám người Trác Mộc Cường Ba. Biểu hiện của bọn Trác Mộc Cường Ba trong ống nhòm khiến Mặc Kin cứ lắc đầu mãi không thôi. Mắc nói xem ra tấm bản đồ kia cũng không chỉ rõ lối vào ở vị trí nào trên đỉnh núi ấy tìm kiểu như chúng thế kia thật chẳng khác nào mèo mù bắt nhặng tuyệt đối không có khả năng. Merkin thất vọng nói chúng bắt đầu rút lui rồi xem ra là đã bỏ cuộc sao vậy trác mộc cường ba chẳng giống tính cách của mày chút nào cả. Ivan quan sát thêm một lúc nữa nói đúng là chúng bỏ cuộc rồi đang chuẩn bị liều mạng xông qua khu gió thổi dữ dội chẳng còn gì đáng để theo dõi nữa rồi ông chủ, chúng ta cũng rút lui thôi. Merkin ấn mạnh cái ống nhòm vào tay Mark, lắc đầu nói, rút. Mark thấp giọng thì thầm, ông chủ, mặc dù xưa nay tôi chẳng lấy gì làm hảo cảm với lão già Sos ngoan cố kia cho lắm, nhưng tôi cảm thấy lão Sos ấy bình phẩm đám người này đúng lắm. Với thực lực của chúng, có thể leo lên đỉnh núi tuyết kia đã là đạt tới cực hạn rồi, dựa vào chúng để tìm bạc ba la thần miếu là chuyện hầu như vô vọng. Ông chủ, hay là chúng ta đi cướp tấm bản đồ kia về, cộng với những đầu mối khác nữa, rồi tự đi tìm còn hơn. Merkin tung chân đá một phát vào mông mắt, quát, mày hiểu cái mẹ gì? Nói đoạn, y lại ngước nhìn lên khu vực sương mù dày đặc che phủ nơi bọn trác mộc cường ba đang đứng, cởi nút cổ áo ra, rút bên dưới ống dưỡng khí ra một thanh kiếm đồng nho nhỏ. Dưới ánh sáng thanh kiếm đồng đeo ngược trước ngực này lóe lên những tia chói mắt, thân kiếm hình lăng trụ bốn mặt, bốn con quỷ tượng trưng cho si, mị, phóng, lượng bám mình trên bốn phía thân kiếm, bên dưới mỗi con quỷ đều có một hàng văn tự cổ khó hiểu, chỗ đầu đốc kiếm là một con kỳ lân kiều thư hùng nhất thể, thân kiếm và đốc kiếm nối lên với nhau, nhìn cũng có mấy phần giống với cái thấp tự ra. Cầm thanh kiếm đồng có cả hơi ấm cơ thể trong tay, nhớ lại lời gian đe của ông nội, mất kinh thầm nhủ, chắc một cường ba, có lẽ, chúng ta có số mệnh giống nhau cũng không chừng. Trên đường rút lui, vì ba tang đột nhiên mất đi khả năng khống chế bản thân, nên cần phải có người dìu đỡ. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, so với lúc sau khi bị trọng thương ở đảo huyền không tự thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém, không chỉ vì thân thể đối kháng với gió Tây làm cho sức cùng lực kiệt, mà còn cả về mặt tinh thần nữa, sĩ khí ủ rột đã lan truyền đi khắp các thành viên trong đội. Hơn nữa, trong lúc này làm thế nào để vượt qua được Tây Phong đới thêm lần nữa cũng trở thành vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt. Ban đầu, họ đã mang quyết tâm đập nồi dìm thuyền một mà vượt qua được khu vực chết người ấy, giờ đây, thuyền đã chìm, nồi đã đập, họ lại phải quay ngược trở về, không ai biết được, phải xuất hiện kỳ tích gì thì họ mới trở về thuận lợi được. Trong cơn gió tây cuồng loạn, các thành viên đội leo núi bước sâu bước nông đi trên nền tuyết phủ, chốc chốc lại có người trượt ngã. Những người trượt ngã đều không thốt lên tiếng nào, chỉ lặng lẽ bỏ dậy, hoặc giả đỡ nhau đứng lên, rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước. Chỉ có điều, lần này, hướng đi của họ lại dần rời xa nơi họ đặt hy vọng. Mũ đột đầu của ba tang đã bị giật rách, gió tây lạnh buốt khiến khóe miệng anh ta nứt nẻ như ruộng đồng mùa hạn hán gương mặt đã bị cái giá lạnh biến thành màu tím tái, trông tựa như lũ quỷ mặt xanh nanh vàng ở trốn âm ti địa ngục vậy. Hơi thở của đường mẫn, giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương nặng nề hơn một cách rõ rệt, trương lập, nhạc dương thì đã hết sạch bình dưỡng khí từ nãy, giờ hai người phải chia nhau lần lượt sử dụng một bình dự phòng, lạt ma á la vẫn đi đầu đoàn, nhưng bước chân ông rõ ràng không còn nhanh nhẹn được như khi lên đụn tuyết nữa. Chắc một cường ba theo sát phía sau vị lạt ma già, thân thể cao lớn của gã không chỉ là chỗ tránh gió cho mọi người phía sau, mà đồng thời là một cột mốc di động, mà giờ đây. Cái cột mốc này cũng đang do dự, tựa hồ đang có xu hướng rời khỏi quỹ đạo an toàn. Ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu, tất cả đều bắt đầu chất vấn mình về kết cục hành động lần này, rốt cuộc là thất bại ở chỗ nào. Con đường lúc đi và lúc về đều dài đằng đẵng như nhau, họ men theo đụn tuyết trong màn sương mù dày đặc, chỉ riêng quay trở lại dốc núi chỗ leo len thôi cũng đã tốn gần một tiếng đồng hồ rồi đã có kinh nghiệm lần trước, họ không dám lại quá gần chỗ đụn tuyết để đề phòng sụt lở lần nữa, nhưng lại cũng không dám đi quá xa để tránh lạc mất phương hướng trong sương mù, vậy nên cả đoàn chỉ có thể tiến bước trong một khoảng hẹp dài sát bên bờ đụn tuyết. Tìm được chính xác dốc núi ban đầu, họ lại đi dọc theo triển dốc, chuẩn bị rời khỏi khu vực động tuyết. Lúc đó, ở phía trước họ, sẽ là ngọn gió Tây có thể xé tan mọi thứ. Trác Mộc Cường ba đỡ ba tang bước đi, dưỡng khí của gã bị tiêu hao nhiều nhất, bình dưỡng khí dự phòng đã xuất hiện đèn đỏ cảnh báo. Giờ chỉ còn lại một bình dành cho cấp cứu ở chỗ đường mẫn, cô lấy ra, nhưng chắc một cường ba nghiêm khắc từ chối, nhớ cho kỹ, mẫn mẫn, bình này là để dành cứu mạng mọi người. Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên có tiếng nổ ầm vang, giáo sư Phương Tân vội hỏi, tuyết lở hả? Đội trưởng Hồ Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, vội hét lên, rời khỏi triền núi mau, chỉ sợ đụn tuyết khổng lồ kia sắp sập xuống rồi. Mẫn mẫn vội nhét bình dưỡng khí dự phòng ấy vào ba lô. Một xuất phát từ điển tích hạng vũ đem quân đánh quận cự lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Về sau được nhiều tướng lĩnh áp dụng trong mỗi tình huống cụ thể, vương trấn ác đánh hậu tần, lý tĩnh tập kích em sơn, nên đã trở thành thành ngữ của người Trung Quốc. Audio điện tử võ tấn bền Trong sương mù, không biết có thứ gì đó trên cao kia rơi xuống, mọi người đều đồng loạt lăn ra phía ngoài triển núi tránh né. Cũng may, diện tích bị sụt lở không lớn lắm, chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, một vật nặng đập xuống tầng đất tuyết. Bọn chắc Mộc Cường ba cũng dần lấy lại bình tĩnh, lạt ma á la cất tiếng hỏi, hình như không phải tuyết lở. Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ mọi người vừa bước đi, có mấy quả cầu tuyết đường kính chừng một mét vỡ tung tóe làm bốn năm mảnh. Đang trần trừ nghi hoặc, trên đỉnh đầu lại vang lên mấy tiếng rầm rầm nữa, đội trưởng Hồ Dương vội lăn ra xa khỏi khu vực nguy hiểm, ngước nhìn lên trên, có lẽ là những quả cầu tuyết này lăn từ mép đụn tuyết kia xuống, tuy nói rằng tầng tuyết động bên trên chỉ cách có 5-6 mét, nhưng khoảng cách ấy đã đủ khiến họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa rồi. Hết quả cầu tuyết này lại đến quả cầu tuyết khác nổ tung bên cạnh các thành viên trong đoàn leo núi, ai nấy đều phải tránh né vô cùng vất vả. Lữ cánh nam hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đội trưởng thoáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi giật mình sực hiểu ra, tuyết yêu, đây là hành vi trả thù của tuyết yêu. E rằng không chỉ có một con thôi đâu, bọn chúng biết chúng ta muốn rút lui, l đi qua bên dưới đụn tuyết, thế nên đã dùng những quả cầu tuyết này để trả thù. Nhạc Dương bực tức nói, ghét thật, khoảng cách xa như vậy, sao chúng lại thấy chúng ta trong sương mù thế nhỉ? Tôi có nhìn thấy cái quái gì đâu chứ? Giáo sư Phương Tân nói, mau rời khỏi đây, quả cầu tuyết to thế kia, bị đập chúng người thì không phải chuyện chơi đâu. Mọi người giữ một khoảng cách không gần cũng không xa đụn tuyết, mà khoảng cách này vừa hay lại chính là nơi những quả cầu tuyết kia có thể lăn xuống. Nhất thời, như thể trời đổ mưa sao băng, những vạt tuyết lóe lên bắn vào người chẳng khác nào đá vụn đập vào cơ thể, cả bọn trác mộc cường ba chỉ có thể cẩn thận hết sức né tránh những đòn tấn công từ phía trên xuống kia, chứ chẳng biết làm gì hơn. Thế nhưng, lũ tuyết yêu kia dường như hoàn toàn nắm bắt chính xác được phương vị của họ, những quả cầu tuyết lăn xuống đều cực kỳ chuẩn xác. Được một lúc, không hiểu có phải bọn tuyết yêu đã hết đạn hay vì nguyên nhân gì khác, cuối cùng những quả cầu tuyết ấy cũng không lăn xuống nữa. Nhưng bọn Trác Mộc Cường ba còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, thì đột nhiên những gò đất phình lên phía bên ngoài đụn tuyết lại phát ra những tiếng tạch tạch ù ù tựa hồ có thứ gì đó muốn phá đất chui lên. Giáo sư Phương Tân vừa nói được một câu, tốt rồi, hình như chúng không trông thấy chúng ta nữa thì phải. Bỗng nghe đội trưởng Hồ Dương thốt lên, không xong, đây là núi lửa băng, núi lửa băng sắp phun trào rồi phun trào với quy mô lớn thế này, ắt sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. A, à, mọi người, lời anh còn chưa dứt, đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một gò băng bên cạnh nổ toát ra, tựa như suối nước nóng phun trào, mặt băng, mặt tuyết kèm theo đất đá đông cứng bắn tung tóe lên cao tới hai ba chục mét, một phần bị gió tây thổi tạt qua một bên, còn những tảng đá lớn thì lại rơi thẳng xuống, nhất thời, băng đá rơi như mưa, đập xuống nền tuyết tạo thành những hố lớn. Cả đám chắc mộc cường ba kêu lên kinh hãi, hoảng hốt chạy thục mạng. Từng gò đông trướng nổ tung ra, vụn đá, vụn băng bị hất tung lên không trung. Núi lửa băng đáng sợ, quá trình phun trào hoàn toàn không khác gì núi lửa bình thường, chỉ là thứ bị phun lên không trung kia không phải nham thạch nóng bỏng mà là băng đá lạnh thấu xương. Núi lửa băng phun trào trên diện tích lớn, thêm nữa khoảng cách lại rất gần đụn tuyết kia, kết quả chính là, sau một tiếng đứt gãy, cả ngọn núi tuyết bắt đầu rung lên, tiếp liền sau đó, trong màn sương mù, một thân hình khổng lồ đổ sập xuống nền đất nơi mọi người đang đứng rung lên một chập, cái đó làm cảm giác như thể xe lửa đến gần, đồng thời mảng tuyết lớn dưới chân đã như tấm kính xuất hiện vết nứt, nhanh chóng tách rời ra, rồi bắt đầu lăn xuống theo dốc núi. Đội trưởng Hồ Dương hét lớn, mau, xông về phía trước, núi lửa băng phun trào làm đụn tuyết sụt xuống, đồng thời gây ra tuyết lở. Mau vượt qua triển núi, rời khỏi nơi này. Trong màn sương mù dày đặc và những thảm họa tự nhiên trước sau tiếp nối, cả đội đã rối loạn hết phương hướng, bị tách ra thành mấy nhóm, chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ của đồng đội mình, rồi hò hét hỏi đáp để xác định thân phận và vị trí của đối phương. Thế sụt lở của tuyết động dưới chân đã hình thành, cần phải mau chóng rời khỏi nơi đây trước khi đụn tuyết đã vỡ ra từng mảng từng mảng lớn trên kia ào ào trượt xuống. Đồng thời, phía bên trái, lại có một vạt tuyết như bức tường đổ sập đè lên trên các thành viên trong đội leo núi. Trong lúc hỗn loạn, bình dưỡng khí dự phòng kia lăn ra ngoài. Nhớ đến lời nhắc nhở của Trác Mộc Cường Ba, đường mẫn liền vươn tay ra chộp lại một cách bản năng. Vốn vị trí của cô đã ở mép dìa chỗ tuyết lở sụt xuống rồi, nhưng tuyết ở chỗ đó cũng nứt toác ra, thân thể đường mẫn lập tức mất thăng bằng, chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi trượt xuống dưới theo những vạt tuyết. Trác Mộc Cường ba đi ở phía trước, gã đã mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng lúc có cầu tuyết lăn xuống, gã đã bắt đầu để ý đến động thái của đường mẫn rồi, hiểm nỗi đường mẫn đi ở phía sau, trong sương mù mờ mịt lại không thể phân biệt được ai với ai. Bởi vậy, vừa nghe thấy tiếng kêu của đường mẫn chắc mộc cường ba lập tức giật bắn mình kinh hãi đã vượt được sang phía bên kia dốc núi gã liền đặt ba tang xuống rồi quay ngược trở lại lữ cánh nam ở gần đường mẫn hơn vừa nghe tiếng liền nhảy tới ngay vừa hay trông thấy thân thể đường mẫn trượt xuống phía dưới theo các phạt tuyết cô liền bổ nhào theo cùng lúc hướng về phía chắc mộc cường ba đang chạy đến gần hét lên đừng qua đây lữ cánh nam nương theo thế từ trên cao nhảy xuống chụp lấy hai tay đường mẫn Trác Mộc Cường ba lúc này đã đến sát sau lưng Lữ Cánh Nam, thấy đường mẫn ngã vào khu vực tuyết lở, gã nào còn nghĩ ngợi được điều gì hơn nữa, tuyết lở băng sụt gì cũng mặc, gã không chút do so dự nhảy xuống theo, tóm lấy chân Lữ Cánh Nam. Lúc này, Trương Lập đã chạy tới, nhưng vẫn còn cách bọn Trác Mộc Cường ba tới ba bốn mét, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ, dù có nhảy theo cũng không kịp tóm lấy Trác Mộc Cường ba nữa. Anh còn chưa kịp nhảy lên, đã bị lạt ma á la ở phía sau kéo giật trở lại, chỉ thấy ba bóng người như ngồi ván trượt, theo dòng tuyết lở đi càng lúc càng xa. Nhạc Dương và mấy người còn lại cũng chạy tới, lúc này ba người bọn Trác Mộc Cường ba đã biến mất trong màn sương mù mờ mịt, không thấy tâm tích đâu nữa. Đứng ở dốc núi phía bên này, chỉ thấy dòng thác tuyết như cơn lũ quét sạch tất cả cuồn cuộn tràn về phía trước, hy vọng sống sót trong dòng thác lũ ấy là bao nhiêu phần trăm, những người còn lại đều không dám tưởng tượng tiếp nữa. Đội trưởng Hồ Dương hét lên về phía dòng tuyết chảy, nếu còn sống thì phát tín hiệu cho chúng tôi, chúng tôi nhất định, nhất định sẽ tìm được ba người. Trương Lập hận lắm, tại sao, hành động cuối cùng lại thất bại như thế? Khó khăn lắm họ mới lên được đỉnh núi, nhưng lại không thấy gì cả, chẳng tìm được gì cả. Nghĩ đến chặng đường hai năm gian khổ vừa qua, lại nhớ đến tiếng nói, nụ cười của cường ba thiếu gia, anh lập tức hòa lên khóc thất thanh. Nhạc Dương đã sắp xếp ổn thỏa cho ba tang, mới lặng lẽ bước đến gần Trương Lập, điềm đạm nói, Cường Ba thiếu ra sẽ không có chuyện gì đâu. Lại nói đến ba người bọn Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, cùng bị vùi lấp trong đống tuyết lở, tình hình chẳng khác nào đám lục bình một trong dòng nước lũ, lúc thì bị tạt ngang, lúc lại xoay tròn, lúc thì lăn lông lốc, chỉ thấy trời xoay đất chuyển, không còn phân biệt đâu là Nam Bắc Đông Tây gì nữa. Nhưng ba người vẫn giữ được một chút tỉnh táo cuối cùng, không ngừng nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được buông tay ra. Cả ba đều hiểu rất rõ, chỉ cần buông tay, có lẽ họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Tỷ lệ sống sót trong tuyết lở cực kỳ thấp, một là thương vong do va chạm hoặc rơi từ trên cao xuống theo các vạt tuyết, hai là bị tầng tuyết dày nhấn chìm. Tuy hoa tuyết thoạt nhìn thì nhẹ bẫng như bông, nhưng những đụn tuyết đã tích tụ một thời gian dài mà đột nhiên sụp xuống thì mật độ hạt tuyết sẽ dày đặc như là cát chảy vậy, chỉ cần đủ sâu, những người bị vây hãm ở bên trong đó thật chẳng khác nào rơi xuống đầm lầy, càng dẫy dụa vùng vẫy thì càng lún sâu hơn, gần như là không thể bò ra ngoài được, cuối cùng sẽ bị các hạt tuyết nhỏ bé ấy đẻ cho không sao thở nổi, tắc hơi mà chết. Trong giờ phút quan trọng này, thành quả huấn luyện đặc biệt mới bộc lộ rõ ràng, lợi dụng dòng tuyết chảy cuồn cuộn xuống dốc núi, ba người gắng hết sức giữ tư thế lưng áp xuống đất, dùng ba lô để giảm bớt những thương vong do va đập gây ra, hai tay vừa nắm chặt đối phương, vừa vận lực ôm lấy đầu, bảo vệ cho vùng đầu mặt không bị những vết thương chí mạng. Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn một trước một sau, cộng thêm lữ cánh nam ở giữa đều cố gắng dùng chân khống chế phương hướng trong dòng tuyết lở, khiến cho quỹ đạo trượt của ba người luôn song song với dòng tuyết, như vậy thì thương tổn sẽ được giảm tới mức tối thiểu. Hai chân đường mẫn hễ chạm phải vật thể nào tương đối gồ lên, là liền vận hết sức đạp thật mạnh, để ba người tránh khỏi những vật thể nguy hiểm ấy. Nếu đổi lại là người khác, át đã chỉ có thể thả mình trôi xuống theo dòng tuyết, căn bản không thể tự khống chế được như vậy rồi. Tựa hồ như lại tiến hành khảo nghiệm chứng thực khả năng mật tu một lần nữa, Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Không biết bao lâu đã trôi qua, cũng không biết mình đang ở chốn nào, cứ chỉ lặp đi lặp lại một quá trình, thoát lên, thoát xuống, đột nhiên xoay trái xoay phải, rồi lại thoát cái đã lộn nhào dựng ngược, có lúc chỉ thấy trước mắt đen kịt, gần như không sao thở nổi, lúc thì trước mắt bỗng nhiên bừng sáng lên, cho đến độ khiến mắt gã gần như bị lóa, đường mẫn lại cảm giác như mình bị rơi vào một cái máy vắt quần áo khổng lồ, lực ly tâm cơ hồ muốn bơm toàn bộ máu trong cơ thể cô ra ngoài, còn lữ cánh nam thì có một cảm giác khác. Cô cảm thấy đường trượt của họ đang dần nghiêng lệch theo hướng nam, liền nghĩ, có lẽ họ đang băng qua giải gió Tây, cơn gió Tây đáng sợ đã thổi chạch hướng cả cơn lũ tuyết khổng lồ. Thế nhưng cảm giác thì rất không chính xác, liên tục bị nhồi lên xuống quay cuồng đã làm cô mất cảm giác có trọng lực, như thể một người rơi tự do từ trên cao xuống vậy, cứ muốn phán đoán xem mình bay về hướng nào, mà kỳ thực kết quả thì chỉ có một, rơi xuống địa cầu trời đất tối tăm mù mịt, chắc một cường ba không thể diễn tả được cảm giác ấy là như thế nào, có vẻ như đã dừng lại rồi, nhưng dường như lại không phải vậy, dường như gã vẫn đang xoay chuyển, không thể phân biệt được là bản thân mình xoay chuyển hay trời đất đang xoay chuyển. Bốn phía đều là bóng tối trải ra minh mang vô tận, còn gã thì vẫn không ngừng rơi xuống chỗ tối tăm sâu thẳm nhất, nhưng mãi vẫn chưa thấy đáy đâu. Trong bóng tối, có một luồng sức mạnh mà gã hoàn toàn không thể kháng cự, khiến lồng ngực gã tức nghẹn, không thể nhúc nhích, cũng không thể nào hít thở, thân thể như thùng thuốc nổ đã bị châm ngòi, khí thể không có chỗ nào phát tiết, khiến người gã nhanh chóng phình lên. a à, Trác Mộc Cường ba đột nhiên mở bừng hai mắt, vẫn còn cảm thấy đất trời xoay chuyển đảo lộn, hai tay nắm chặt, nhưng lại cảm thấy rất rõ ràng rằng trong bàn tay mình không có bất cứ thứ gì. Gã giật bắn người, lật đật bò dậy, nhưng không đứng vững nổi, loạn choạng một cái rồi ngã nhào trên nền tuyết, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bốn bề đều bị tuyết phủ, sương mù bao bọc xung quanh, một màu trắng nhờ nhờ mênh mông trải rộng, trong bao la chỉ có tiếng gió rít gào, một cảm giác hoang lương trào dâng lên trong tâm thức gã. Trong làn gió lạnh ấy không thấy bóng người nào, giữa vùng trời băng đất tuyết ấy, cơ hồ chỉ còn lại một mình chắc mộc cường ba, gã đột nhiên cảm thấy mình bất lực yếu đuối, trước sức mạnh của đại tự nhiên, con người sao có thể kháng lại nổi. Gã, mẫn mẫn, còn cả lữ cánh nam nữa, đã bị tách ra từ lúc nào. Gã ra sức bới tuyết, đào tung lên hết hố này đến hố khác, nhưng vẫn không hề có phát hiện gì, cuối cùng không kìm được hét tướng lên, mẫn mẫn. Giáo quan, hai người ở đâu, trả lời tôi đi. Giọng gã nhanh chóng bị gió tây thổi cho bay tan tác. Trác Mộc Cường ba gào lên như muốn xé cổ họng, lại ra sức hô hoán thêm mấy lần nữa. Ở phía xa giường như vẳng lại tiếng vọng, trả lời tôi. Trả lời tôi. Trác Mộc Cường ba cuốn lên, trong lòng rối loạn, cảm giác hoảng hốt và bất lực kia lại trào dâng lên trong tâm khảm, tuyết phủ minh mang vô bờ, gió núi rít gào cuồng loạn, gã phải làm một điều gì đó, nhưng lại lực bất tòng tâm, kẻ địch thì không thấy, cũng không chạm được, nhưng lại mạnh mẽ đến độ khiến người ta không thể phản kháng. Đây là số mệnh hay sao? Chắc mộc cường ba tự dày vò, tại sao, tại sao ta vẫn còn sống? Rốt cuộc là tại sao? Gã không cam tâm, không chịu bỏ cuộc, không ngừng bới đống tuyết lên, mỗi lần đào được một cái hố là lại hướng về phía khác hét lên gọi, nhưng thứ gã nhận được chỉ là câu trả lời của băng lạnh của gió rét. Phóng mắt nhìn ra xa, Giải màu trắng ấy như núi liền với chân trời, thử hỏi đến năm nào tháng nào, gã mới biết hết được đống tuyết này mà tìm thấy người trong lòng. Kêu cái gì mà kêu, cả núi cũng bị anh kêu gào làm sập xuống rồi đấy. Giọng lữ cánh nam vang lên trong màn sương mù, như cũng bị khản đặc đi vì sung huyết, nhưng âm thanh ấy lọt vào tai chắc một cường ba, thực chẳng khác gì tiếng nhạc tiên trên trời cả. Gã vội cuốn cuồng chạy về phía lữ cánh nam, lớn tiếng hỏi, giáo quan, cô. Cô không sao chứ, mẫn mẫn đâu có ở cùng với cô không? Lúc chạy gã mới nhận ra, đôi chân mình đã quỳ đến tê trồn, được vài bước gã đã lộn nhào một vòng, rồi lại bị cuồng phong thổi cho lăn lông lốc thêm mấy vòng nữa. Cả người đập mạnh vào nham thạch đông cứng, nhưng gã vẫn không cầm được mà bật cười lên. Lữ cánh nam thấy bộ dạng nhếch nhác của Trác mộc cường ba, bất giác cũng bật cười, chạy tới đỡ gã đứng lên, nói, cô ấy không sao. Hai người đều bị hôn mê, vừa nãy tôi tìm được một gốc đá ở gần đây, vốn định kéo mẫn mẫn qua đó trước, rồi mới quay lại kéo anh sau. Anh có biết là anh nặng như thế nào không hả? Được Lữ Cánh Nam dìu đỡ, hai người tập tính đi về phía hang động mà Lữ Cánh Nam nói. Chắc Mộc Cường ba cảm giác gió ở đây còn lạnh hơn ở những chỗ khác, liền hỏi, đây là chỗ nào thế? Lữ Cánh Nam lấy ra một thiết bị điện tử, nói, không biết, chúng ta trượt xuống dọc theo triển dốc, có lẽ là vùng rìa của sông Băng, khu vực đứt gãy của sông Băng có lẽ ở phía đông bắc, nếu không thì là ở phía tây bắc. Có lẽ chúng ta đang ở khoảng độ cao từ 6.000 đến 6.500 mét so với mực nước biển, không khí ở đây đã đủ để hô hấp bình thường rồi. Phải cảm tạ gió tây đấy, nó đã thổi bay hết đống tuyết trên đầu chúng ta đi, vậy nên ba chúng ta mới nhặt được cái mạng nhỏ này về. Bằng không, vừa nãy khi dừng lại, tuy rằng tôi vẫn chưa mất hết ý thức, nhưng khắp người đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết nằm đợi tuyết phủ lên trôn sống mà thôi. trác mộc cường ba nhìn thiết bị điện tử trên tay lữ cánh nam hỏi, máy hướng dẫn laser hả? Lữ cánh nam gật đầu, tôi lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser ở cửa hang, nếu lạt ma á la và mấy người kia có thể thuận lợi quay trở lại, hy vọng họ tìm thấy chúng ta. Tuy là sương mù ở chỗ này đã nhạt đi phần nào rồi, nhưng vẫn còn trong phạm vi bị mù tuyết che phủ, tầm nhìn chỉ khoảng hai ba chục mét mà gió cũng rất lớn nữa. Trác Mộc Cường ba biết rõ, đây là sương mù mê ảo mà đội trưởng Hồ Dương từng nhắc đến, chỉ dựa vào ba người họ thì không thể nào thoát ra được, cách tốt nhất chính là tìm một hang động để ẩn tránh gã chỉ một lòng muốn sớm gặp được mẫn mẫn sợ đến chậm một giây thôi sẽ lại xảy ra biến cố gì đó hoàn toàn không hề để ý đến người đàn bà đang dìu đỡ mình không hề để ý đến ánh mắt ấy đến sự tận tâm cẩn thận ấy cho tới khi vào bên trong hang động tận mắt nhìn thấy đường mẫn đang bình thản nằm trên chiếc giường xếp từ đống vải bạt rách dưới trái tim treo lửng lơ của gã mới yên tâm phần nào lại ngoảnh đầu hỏi lữ cánh nam cô ấy không sao chứ lữ cánh nam gật đầu chỉ hôn mê thôi một lúc nữa sẽ tỉnh lại Trác Mộc Cường ba ngồi xuống bên cạnh đường mẫn, đưa mắt quan sát xung quanh. Đây không phải hang động, mà chỉ là một khe nước trên vách đá, đủ chỗ cho bốn người nằm, nhìn lên khe nước phía trên có thể thấy sương mù trắng xóa. Gã đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, lúc nãy tôi gào thét gọi hai người khắp nơi, chẳng lẽ giáo quan không nghe thấy? Lữ cánh nam đáp, ờ, lúc đó đang ở trong khe nước này, bên ngoài gió lại lớn nữa. Kỳ thực, từ lúc chắc một cường ba hét gọi lần đầu, cô đã nghe thấy, đi ra ngoài cửa hang, lặng lẽ nhìn bóng hình cao lớn đang ra sức đào bới trong gió tuyết ấy từ đằng xa, chỉ thấy gã đứng sừng sững như tượng giữa đất trời. Cô không trả lời gã ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, những tiếng gọi ấy khiến cô không khỏi rung động trong lòng, ảo tưởng rằng nếu mình là người bị chôn vùi dưới tuyết, nếu có một người đàn ông như thế, một người đàn ông có thể vì mình mà quên cả bản thân, đau đớn mà nỗ lực đến phút cuối cùng, cô cảm động đến độ muốn rơi nước mắt. Chỉ tiếc rằng, không khí nhất thời trở nên một ngạt Trác Mộc Cường ba không hiểu nguyên nhân tại sao. Gã hà ra mấy hơi, dùng sức trà mạnh hai tay cho ấm, sau đó luồn vào ngực mẫn mẫn, tim vẫn đập rất mạnh mẽ, hơi thở bình ổn điều hòa, lúc ấy gã mới yên tâm hẳn. Rút tay ra ngoài, chỉ thấy vừa lạnh vừa buốt, gã không khỏi ôm chặt lấy mình, đoạn cất tiếng hỏi, nơi này hình như còn lạnh hơn cả trên đỉnh núi. Lữ cánh nam mỉm cười đáp, đương nhiên rồi, không nhìn lại xem anh đang mặc cái gì à. Lúc ấy chắc Mộc Cường ba mới để ý thấy, thì ra bộ y phục bên ngoài của gã đã rách bươm như sơ mướp ba lô cũng bị rằng rách một mảng to tướng như miệng cá sấu đồ đạc bên trong đã rơi ra bảy tám phần nhìn lại sang phía lữ cánh nam thấy quần áo cô cũng rách nát tả tơi đâu cũng thấy chỗ thủng quần áo thông thống như thế không thấy lạnh mới là lạ quần áo trên người mẫn mẫn dường như vẫn còn hoàn hảo thế nhưng đây chẳng phải là đồ của lữ cánh nam hay sao thì ra không ngờ lại là như thế trác mộc cường ba nhìn lữ cánh nam với ánh mắt cảm kích Lữ cánh nam hơi nhích người sang, trong không gian không được rộng lắm này, chỉ cần nhích một chút là thành ra ngồi sát sạt vào người Trác Mộc Cường Ba rồi. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức nói với Trác Mộc Cường Ba, mọi người ngồi sát vào với nhau thì sẽ bớt lạnh phần nào. Hơi thở thơm như mùi hoa lan lập tức làm Trác Mộc Cường Ba luống cuống, mấy lọn tóc mềm mại dính lên mặt gã, cảm giác hơi ngương ngứa. Gã hơi nhích người về phía đường mẫn theo bản năng, rồi gật đầu nói, ừm, đúng đấy, để tôi đánh thức mẫn mẫn dậy luôn, không thể để cô ấy nằm mãi như thế này được. Lữ cánh nam cục ánh mắt xuống. Đường mẫn từ từ tỉnh lại, lần này cô không khóc hoà nước nở lệ tuôn như suối, cũng không ong hẹo làm núng, tự nhiên chỉ vừa ngủ một giấc ngọt ngào thôi vậy. Trong tiềm thức của cô, chỉ cần có chắc mộc cường ba ở bên, thì dù cho trời sập xuống, mình cũng vẫn chẳng sao cả. Đầu gối lên đùi chắc mộc cường ba, cô bình tĩnh, điềm đạm mỉm cười nói, vừa nãy em mơ, mơ thấy hai chúng ta hóa thành hai con chim bay lượn tự do trên bầu trời rồi sau đó lại hóa thành hai con cá, bơi lội. Nói tới đây, giọng cô nhỏ lại, lật người thì thầm vào tai Trác Mộc Cường ba một câu gì đó, rồi lại cười hì hì. Trác Mộc Cường ba đỏ bừng mặt lên, đằng hắng một tiếng, thấp giọng nhắc, đừng phá nữa, giáo quan ở bên cạnh đấy. Đường mẫn giờ mới để ý thấy lữ cánh nam đang ngồi bên cạnh Trác Mộc Cường ba, cô áp chặt người vào ngực Trác Mộc Cường ba thêm chút nữa, rồi mới nói, a, à, giáo quan, cô vẫn ổn chứ, ba người chúng ta, cuối cùng đều vô sự cả rồi trong khe nước chật hẹp ấy, mỗi lời mỗi chữ của đường mẫn đều đập vào tai, nét mặt lữ cánh nam hết sức kỳ quái, không phải cười, cũng chẳng phải chán ghét, nhìn không ra ngưỡng mộ ao ước, cũng chẳng thấy vẻ ghen tuông đố kỵ, như cố ý kiềm chế tạo thành một gương mặt của người máy vậy. Cô lạnh lùng đáp, vẫn chưa thể nói là vô sự đâu, gió tuyết bên ngoài rất lớn, chúng ta bị vây khốn ở đây rồi. Không có thức ăn, không có vũ khí, không biết là có cơ hội ra khỏi đây không nữa. Trác Mộc Cường bao ôm lấy đường mẫn tựa như ôm một chú mèo con nằm cuộn trong lòng mình, nói, giờ chỉ hy vọng đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại có thể bình yên thoát nạn, lần theo thiết bị phát xạ laser mà tìm thấy chúng ta. Nói tới đây, gã đưa mắt nhìn ra cơn gió mỗi lúc một mạnh lên bên ngoài khe nứt, thêm một lần nữa cảm nhận được đạo lý, con người không thể đối chọi lại với trời cao. Sau khi đường mẫn tỉnh lại, không khí bên trong khe nứt dường như khác hẳn đi, có mấy lần cả ba người đều định mở miệng nói chuyện, nhưng lời ra đến miệng rồi, cơ hồ lại bị nuốt trở về. Trác Mộc Cường ba ngồi giữa hai người phụ nữ, trông thấy họ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cũng muốn nói đùa mấy câu cho không khí bớt phần căng thẳng, nhưng lại chẳng tìm được chuyện gì mà nói cả, đành hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, chốc chốc lại cười ngây ngốc một chập. Giờ đây, những gì ba người còn lại, chỉ là mấy món thiết bị điện tử chẳng dùng được vào việc gì trong ba lô lữ cánh nam, nửa bình dưỡng khí dùng rở và một cuộn dây thừng mảnh, ngoài ra thì không còn thứ gì khác nữa. Dần dần, cái lạnh bắt đầu hoành hành, trong không gian chật hẹp này bọn họ lại không thể hoạt động gì được. Vậy là cứ như từng cơn sóng thủy triều ảo tới, cái lạnh vỗ ập vào ba người quần áo rách tả tơi thông thống. Cuối cùng, chắc Mộc Cường ba cũng nhận ra, không thể tiếp tục ngồi một cách buồn tẻ như thế này mãi được, như vậy chỉ khiến người ta càng cảm thấy lạnh lẽo hơn mà thôi. Gã bắt đầu kể về cuộc đời mình, từ chuyện sáng nghiệp, hôn nhân gia đình, sau đó thì kể những chuyện về loài chó. Gã hiểu rõ rằng, các phân tử nước trong đường hô hấp của mình đang nhanh chóng mất đi, tiếp tục thế này, phổi gã có lẽ sẽ bị phù thũng mất, nhưng gã vẫn phải nói tiếp, nói tiếp. Một con được gọi là bèo tây hay bèo Nhật Bản, là một loại thực vật thủy sinh, hoa tím khá đẹp sống trôi nổi trên mặt nước. Cuốn sổ màu đen, Trương Lập Như nhớ ra điều gì đó, anh lật bìa ngoài cuốn sổ ra trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Hai hàng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ nét hiện lên trong mắt anh, tôi tên là Đường Thọ nếu ai phát hiện ra cuốn sổ này trong thi thể của tôi, xin liên hệ theo cách. Trương Lập đóng mạnh cuốn sổ lại, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Không ngờ, không ngờ lại có thể tìm thấy cuốn nhật ký của đường thọ ở chỗ này. Bên ngoài khu băng nứt, mé ngoài của Tây Phong đới, trên núi đứt đoạn ở giữa, chỗ nứt gãy phẳng gọn như bị dao cắt. Trương Lập giơ tay ra thử thăm dò sức gió, nhưng cánh tay giơ ra chẳng khác nào bị một chiếc xe hơi đang chạy như bay tông phải, tiếp đó đột nhiên bị quật vẹo xuống đất suýt chút nữa thì khiến trương lập xoay một vòng ngã lăn ra nhạc dương vội kéo trương lập trở vào phía sau mặt cắt của triển núi căng thẳng hỏi thế nào hả trương lập nhìn đội trưởng hồ dương nghi hoặc nói kỳ quái thật lúc chúng ta đến ngọn gió tây đó đẩy chúng ta đi một mạch tới chỗ đụn viết còn lúc này hình như lại thổi về phía khu băng nứt nhưng ngoài ra còn một luồng lực hút từ tây sang đông nữa hai tay đội trưởng hồ dương xoa xoa vào nhau nói không sai vòi rồng ngược này xoay chuyển như cái lồng trong máy giặt vậy, lúc thì xoay thuận chiều kim đồng hồ, lúc lại đột nhiên đổi hướng 180 độ, tỷ lệ xuất hiện của cả hai hướng xoay đều là 50%. Đến nay, vẫn chưa có kết luận cụ thể giải thích được sự hình thành của hiện tượng đặc thù này. Nhưng dù là xoay chuyển theo hướng nào, lực hút ở trung tâm bao giờ cũng theo hướng từ Tây sang Đông, khi đổi hướng thì gió sẽ dịu đi phần nào. Hiện tượng khí lưu rối loạn mà chúng ta gặp phải lúc lên núi chính là do nó đột nhiên biến hướng gây ra đấy. Đội trưởng Hồ Dương nhìn những thành viên đội leo núi đầu tóc rối bù, quần áo trên người bám đầy băng tuyết, nói, lúc này, điều chúng ta cần làm cũng giống như là lúc lên núi vậy, tất cả mọi người đều buộc chặt vào với nhau, từng bước từng bước rút trở về khu vực khe băng nứt. Vì chúng ta không còn đủ dây thừng nữa, nên mọi người đều phải cầm theo đục băng và chốt thép, phải đảm bảo rằng mỗi bước đều ghim chặt xuống tầng đất đông cứng dưới chân, để cả đội không bị gió thổi bay. Nếu như có người nào, anh ngưng lại dây lát, rồi mới tiếp tục nói, nếu người nào không cầm cự được để gió thổi bốc lên vậy thì mọi người hãy tự cắt dây đi đừng có mà để tất cả những người khác liên lụy chết theo tôi sẽ đi ở giữa đội nếu ai không làm được đích thân tôi sẽ giúp người ấy cắt đứt dây thừng tôi nói cho mọi người biết tuyệt đối tôi không nương tình gì đâu để giữ được nhiều mạng sống hơn đó sẽ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của tôi vì thế tôi hy vọng rằng trước khi mọi người bước đi một bước thì đã nghĩ kỹ về số phận của mình rồi Nghe đội trưởng Hồ Dương nói dứt lời, Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nếu cường ba thiếu ra còn ở đây, nhất định gã sẽ không đưa ra một mệnh lệnh như thế. Chắc một cường ba, cường ba thiếu ra, con người ấy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất cứ một người nào đã kết giao với gã, cho dù là kẻ thù thì trong khoảnh khắc nguy nan hiểm nghèo nhất, gã cũng sẽ đưa tay ra. Đó chính là cường ba thiếu gia của bọn họ, còn chưa đến lúc từ bỏ cuộc sống đâu, anh chàng lính đặc trùng của tôi ạ, à, bất kể là đau đớn như thế nào chăng nữa, cũng tuyệt đối không được buông tay đấy, mau câm miệng, đừng có nghĩ bậy bạ nữa, tôi sẽ không buông ra đâu, trừ phi hai người chúng ta cùng rơi xuống dưới đó. Những lời ngày trước của cường ba thiếu gia vẫn văng vẳng bên tai. bóng hình cao lớn ấy, dù cho phải đối mặt với bóng tối vô tận hay bước đường cùng không có bất cứ hy vọng nào, gã vẫn ngửa mặt lên trời mà hú vang, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. chính là thứ sức mạnh ấy đã khiến bọn họ hết lần này đến lần khác rằng thoát ra khỏi bàn tay của tử thần mà sống sót tới ngày hôm nay. Có lúc Trương Lập cảm thấy, Cường Ba thiếu gia thật sự rất ngốc nghếch, rất ngây ngô, nhưng chính sự cố chấp ấy lại khiến người ta cam tâm tình nguyện mà đi theo gã, đó là một thứ sức mạnh có thể sáng tạo nên kỳ tích lạ thường. Giờ đây, thứ sức mạnh ấy cũng tan biến theo với Cường Ba thiếu gia mất rồi. Nhìn ánh mắt hơi mơ màng của Trương Lập và Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương bổ sung thêm, vẫn là câu nói ấy, khi mọi người bị tách khỏi đội, nếu vẫn còn sống xin hãy phát ra tín hiệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm đến chỗ mọi người buộc dây thừng đi nào, vị đội trưởng có kinh nghiệm cực kỳ phong phú ở vùng địa cực này hiểu rất rõ rằng, có lúc, một câu nói mang đến cho người ta hy vọng, cho dù chỉ là lời hứa suông, cũng có thể trở thành dũng khí giúp họ kiên trì trong tuyệt cảnh khốn cùng. Họ sử dụng cách kết nút song song, mỗi người đều nối chắc với dây thừng chính, nhưng nếu có người bị tách lìa khỏi dây thừng thì cũng không ảnh hưởng gì đến những người khác. Đội trưởng Hồ Dương đi ở giữa, Lạt Ma Á La dẫn đầu, Ba Tang đoạn hậu để tiện xử lý những tình huống bất ngờ tất cả đều tay trái cầm đục băng, tay phải cầm chốt thép, cơ hồ như nằm dạp xuống mà bò về phía giải gió Tây. Nhạc Dương và Trương Lập kẹp ở giữa Lạt Ma Á La và đội trưởng Hồ Dương, cả hai lúc nào cũng nhớ đến những lúc cường ba thiếu gia vẫn còn ở bên mình, vậy là quyết định học theo sự kiên nghị của gã, ôm quyết tâm đồng sinh cộng tử, lẳng lặng nối liền dây an toàn của mình lại với nhau. Mặc dù sương mù mờ mịt bao phủ khắp trời, nhưng chắc là họ không thể lạc lối trong giải gió Tây này được, bởi gần như là gió Tây kéo họ về một hướng nhất định, có muốn lệch sang hướng khác cũng chẳng thể nào làm nổi. Cơn gió cuồng bạo còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, đội ngũ bảy người ấy tựa như một vết sẹo ngoằn ngoèo trên nền đất đông cứng vì lạnh giá, bám chặt xuống nền đất. Họ cứ thế khó nhọc bò đi trong cơn gió dữ, gió thổi mạnh có thể khiến thân thể người mất chi giác, mỗi thành viên trong đội leo núi đều không biết rằng, lần này, bọn họ sẽ vượt qua tây phong đới này như thế nào. Tất cả cảm thấy tựa hồ mình đã mất đi cả nửa thân người phía sau vậy. Đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng hò hét, băng phủ trên mặt đất bắt đầu nhiều lên rồi, gió tây cũng dần suy yếu, chúng ta đã đi qua khắp vùng trung tâm của giải gió, cố gắng lên, sắp đến khu vực khe băng nứt rồi. Trương Lập nắm chặt đục băng, mặt úp xuống nền đất, áp lực trên đỉnh đầu đúng là đã giảm bớt phần nào, nhưng chắc chắn rằng, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi cũng sẽ bị thổi bốc lên, cưỡi gió mà đi về tây. Trương Lập tưởng như các khớp xương nối ngón tay sắp bị rằng gãy ra đến nơi. Đúng thế, đúng là họ đã vượt qua được khu vực trung tâm của giải gió tây chết người ấy, nhưng đó là quá trình như thế nào kia chứ? Tay trái cầm chốt thép, giật lùi về phía sau 30 cm, cắm mạnh xuống nền đất, rồi dùng tư thế của vận động viên chạy nước rút lúc xuất phát đạp mạnh xuống nền đất đông cứng, rồi dùng mắt quan sát cái hốc người trước để lại. Những chỗ đó không thể cắm sâu xuống lần thứ hai vì rất dễ lỏng ra. Sau đó, tay phải bắt đầu lắc lắc đục băng, khi hơi lỏng ra, liền giật mạnh lên, rồi nhanh chóng bập xuống, cố định thân thể lại, như vậy thân thể mới giật lùi được chừng 30 cm. Người phía sau làm xong một loạt động tác ấy, liền báo cho người đằng trước, nối tiếp nhau lần lượt giật lùi chậm chậm, thân người buộc phải áp sát xuống mặt đất, bằng không ắt sẽ bị gió thổi bay mất. Kế đó, lại lặp lại toàn bộ những động tác đó. Khoảng cách chưa đến 500 mét mà bọn họ tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua được, chút sức lực cuối cùng cơ hồ cũng tiêu hao cạn kiệt, còn khu vực băng nứt phía sau kia nữa, thoạt nhìn thì chẳng còn bao xa, nhưng rốt cuộc là cứ đi thế này bao lâu nữa thì mới tới được đây. Đội trưởng Hồ Dương khó nhọc quay đầu lại, rồi cổ vũ mọi người: "Các bạn, cố lên. Mọi người đều làm được mà. Tất cả gắng sức cho tôi. Tôi đã thấy bờ dốc băng rồi, năm chục mét cuối cùng nữa thôi, đừng buông lỏng tay đấy nhé." Lúc nói những lời này, gần cốt toàn thân đội trưởng Hồ Dương như thể gãy lìa ra từng mẩu nhỏ, đau đến nỗi không thể nói nên lời. Anh hiểu rõ, e rằng thân thể mọi người cũng đều bị những viên đá nhỏ bay theo gió quật cho không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi băng dưới mặt đất cũng bắt đầu dày lên, điều này đối với họ cũng là một khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt. Tay trái nhạc dương bị một tảng đá lớn cao đến cả mét sượt qua, tuy đã có lớp áo dày bao bọc bên ngoài, nhưng anh vẫn cảm giác như cánh tay ấy giờ đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, cho thép bập xuống nền đất không sâu, mấy lần đều trượt ra ngoài, may còn có cái đục băng trong tay phải chống chọi được. Vốn anh đã mấy lần định làm lính đảo ngũ, nhưng cả mấy lần toàn cắt đứt dây nối giữa mình và Trương Lập, đều bị Trương Lập lườm chằm chằm, giờ thì chính bản thân anh cũng không biết làm sao mà mình kiên chỉ tới lúc này được nữa. Nhớ đến thái độ dù chết cũng không cúi đầu của cường ba thiếu gia, nhạc dương lại hạ quyết tâm tiếp tục cố gắng đến cùng. Còn 30 mét nữa, còn 20 mét nữa, còn 15 mét nữa. Đội trưởng Hồ Dương không ngừng dùng các con số để khích lệ mọi người. Chỉ cần trượt xuống được dốc băng họ sẽ không còn bị gió tây quấy nhiễu nữa, khu vực băng nước đáng sợ kia, giờ đây có thể nói là thiên đường gần với tử vong tây phong đới này nhất. Mỗi lần giơ tay trái lên, Nhạc Dương đều cảm thấy nặng nề khôn tả, anh ngọ ngoại hỏi, đội trưởng Hồ, 15 mét cuối cùng này của anh, sao mà còn dài hơn 30 mét lúc nãy thế? Thị lực của anh chắc là không có vấn đề gì đấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương liền quát, đừng phí sức nói chuyện nữa, mau bỏ giật lùi cho tôi. Con bà nó, cơn gió quái quỷ này, tôi thực không dám tin, hôm nay lại là ngày thời tiết đẹp nhất trên ngọn núi này cơ đấy. Đúng lúc này, Trương Lập đột nhiên kêu lên, xin lỗi, tôi đi trước một bước. Thì ra đục băng của anh bập xuống băng, lực chưa đủ để chạm tới tầng đất đông, lại bị gió tây lay giật, đục băng đột nhiên hất vỡ tung cả đám băng vụn ấy lên. Trương Lập chỉ thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp nhất cánh tay phải mình lên, kế đó, như thể có người nào đấy đang nắm tay mình mà giật mạnh, cả người đang nằm sát với mặt băng cứ thế từ từ bốc lên, lực kéo khủng khiếp đó nhanh chóng lan truyền tới chỗ nhạc dương và lạt ma á la. Mắt thấy mình sắp bị gió thổi bốc lên khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên của Trương Lập là toàn cắt đứt dây nối giữa mình và Nhạc Dương, chẳng ngờ Nhạc Dương đã đứng phát dậy, lưỡi dao vung lên, cắt lìa dây nối với dây thường chính. Trương Lập cười khổ một tiếng, cũng cắt luôn mối của mình với sợi thường chính, cả hai còn chưa kịp nói lời nào, đã bị gió cuốn thốc đi như quả tạ xích hai đầu bị bắn vèo khỏi máy bắn đá, chớp mắt một cái đã bay ra xa mười mấy mét, rơi thẳng xuống dốc băng tuồn tuột, rồi biến mất trong làn sương mù. Đội trưởng Hồ Dương nhìn theo hướng hai người biến mất, ngoác miệng la mắng, hai cái thằng hồ đồ. Chỉ còn năm con bà nó mét nữa thôi. Lạnh, cả trời đất chỉ còn duy nhất cảm giác ấy. Ở trong cái khe chật hẹp không biết bao lâu, gió bên ngoài mãi vẫn không thấy yếu đi chút nào, cái lạnh lan phủ khắp đất trời khiến cơ thể đông cứng, da thịt tê dại, khóe miệng khô nứt, không có bất cứ thứ gì để chống lạnh và sưởi ấm, họ hoàn toàn dựa vào chút nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể người để cầm cự đến tận bây giờ. Trác Mộc Cường bao ôm chặt đường mẫn, ngồi song song với lữ cánh nam, cái lạnh dường như đã đông cứng năng lực suy nghĩ của họ, cảm giác này khiến chắc Mộc Cường Ba hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đặt chân vào địa giới khả khả Tây Lý, nhưng lần đó đâu có rét như lần này chứ. Đường mẫn cuộn mình trong lòng chắc Mộc Cường Ba chốc chốc lại khẽ nhúc nhích, hai người má ấp tay kề ôm chặt lấy nhau. Chắc Mộc Cường Ba cởi bộ áo rách dưới của mình ra mặc ngược lại, ôm đường mẫn trước ngực như ôm đứa trẻ sơ sinh, nhưng dù là thế, cảm giác cũng không có gì khác biệt. Lạnh, lưỡi cánh nam ở cạnh đó, chỉ có thể cố gắng dựa mình sát vách đá ngồi yên lặng như một lão tăng nhập định. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ người đàn bà thép này chắc hẳn là chịu lạnh giỏi hơn hai người bọn gã. Đường Mẫn lại nhúc nhích cửa quậy trong lòng Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm như nói mơ anh cường ba à chúng ta sẽ ra khỏi nơi này chứ đúng không? Trác Mộc Cường ba nói đương nhiên em xem trời sắp tối mịt rồi đến tối sương mù sẽ tan đi chứng tỏ rằng gió cũng sẽ suy yếu lúc ấy thế nào mà chẳng ra được chứ? Hơn nữa, dù không đi được, thì chúng ta cũng đã lắp thiết bị phát xả tia laser ở ngoài kia rồi, đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại nhất định có thể tìm thấy chúng ta mà. Lúc bị rơi xuống, dường như anh có nghe đội trưởng Hồ Dương nói với Theo, bảo rằng nếu chúng ta còn sống, chỉ cần phát tín hiệu, họ nhất định sẽ tìm được. Giáo quan, cô có nghe thấy không? Lúc đó ấy, lưỡi cánh nam khẽ ửm một tiếng, cái lạnh khiến người ta chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa cơ hồ lời vừa đến miệng đã bị đông cứng lại, không thể đẩy ra tiếp được nữa. Không biết kể từ lúc nào, những câu nói của ba người mỗi lúc một ít, thời gian ngừng cũng mỗi lúc mỗi dài thêm. Thực tế là, từ bức ảnh Lạt Ma Á La, Ba tang và Trương Lập chụp được hôm trước, có thể thấy gió buổi đêm còn mạnh mẽ ác liệt hơn ban ngày rất nhiều, chắc một cường ba rất lo lắng, không biết ba người bọn gã có thể kiên trì qua được đêm nay hay không nữa. Nhưng gã tin chắc, đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm đến, chính miệng anh đã nói ra, đây là ước định, đồng thời cũng là lời hứa. Trương Lập và Nhạc Dương đều hiểu rõ, sống hay chết đều quyết định ở khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng bằng một cái chớp mắt, lần này, có lẽ họ đã thực sự đi đến tận cùng rồi, quay cuồng trên không chung, đến khi chạm đất, ấy cũng là điểm tận cùng của cuộc đời họ vậy. Hai người họ ngước mắt nhìn nhau, người vẫn đảo lộn trên không, Nhạc Dương nhìn Trương Lập chằm chằm không chớp mắt, thầm nhủ, anh ngốc thật. Khóe mắt Trương Lập thoáng hiện lên nét cười cười, ý như muốn nói, chẳng phải cậu còn ngốc hơn sao phía bên dưới hai người, rừng tháp băng tựa như đao thương kiếm kích, nhấp nhô sừng sướng chĩa thẳng lên trời, chưa nói đến chuyện bị chúng xiên vào người, mà chỉ việc rơi từ trên độ cao ấy xuống, đập vào vách băng cũng đủ đứt gân lìa xương, chết một cách đau khổ hơn bội phần rồi. Nhạc Dương nhìn xuống bên dưới, nhướng mắt lên với Trương Lập, cặp mắt trong veo ấy, toát lên vẻ ly biệt, rõ ràng ý như muốn nói, tạm biệt, chiến hữu của tôi, anh em của tôi. Trương Lập chấn tĩnh gật gật đầu, biểu thị quyết tâm xưa nay chưa từng hối hận, rồi đột nhiên gầm lên như sấm dậy, kiếp sau. Chúng ta lại làm anh em. Thân thể hai người bị gió xoay chuyển nhào lộn, đã có thể nhìn thấu qua tầng sương mù dày đặc mà thấy bầu trời xanh màu ngọc bích, xa xa phía chân trời, sao hôm đã lửng lơ treo, vầng dương đỏ ối kia vẫn chưa khuất hẳn xuống phía tây, vẫn tranh vẽ huy hoàng rực rỡ với sao trời. Cảnh sắc đẹp quá, nếu anh mà nhìn thấy, nhất định sẽ cuống lên muốn dẫn cô mẫn mẫn tới ngắm cho mà xem. Cường ba thiếu ra, tôi sẽ vẫn đi theo anh, thiết tưởng ở thế giới bên kia chắc cũng có thứ đáng để chúng ta kiếm tìm chứ nhỉ, vẫn chưa đến lúc chúng ta bỏ cuộc cơ mà. Trương Lập Thanh thản thầm nghĩ, không ngờ lại chẳng hề có lấy một chút sợ hãi cũng như hối hận, chỉ thấy thân thể mình trầm xuống, tựa hồ như bị gánh lên giữa không trung, kế đó phần lưng thấy nhói đau, có vẻ như đã đập vào vách tường nào đó. Trực giác cho Trương Lập biết, dường như anh vẫn còn sống, vừa ngoảnh đầu sang liền thấy ngay nhạc dương cũng đang ngơ ngác không biết phải làm sao thì ra một cây trụ băng cao ngất trời đã gá đúng vào phần giữa sợi dây an toàn nói liền trương lập và nhạc dương, không sai một chút nào. Họ vẫn còn cách mặt đất chừng 5 chục mét, chỉ lờ mờ nhìn thấy địa mạo bên dưới. Nhạc dương không biết mình đang muốn khóc hay là muốn cười, giọng nói cũng biến cả âm điệu, chật, xem ra ông trời vẫn chưa định cho chúng ta chết đâu. Trương Lập nói, đừng vui mừng quá sớm, cái trụ băng này, không dùng móng vuốt bám vào được, chốt thép cũng không thể đóng vào, lại không có công cụ gì khác, tôi với cậu muốn lên cũng chẳng được, muốn xuống cũng chẳng xong, treo lơ lửng ở đây từ từ chết đói, so với ngã chết luôn còn khó chịu hơn nhiều. Nhạc Dương đột nhiên bật cười nói, thế mới bảo anh ngốc, sợi dây này mà đứt, chẳng phải chúng ta sẽ rơi xuống luôn hay sao? Anh xem, chỗ rách tuyết ra kìa, sắp đứt đến nơi rồi đấy. Trương Lập cũng phỉ cười, đứt thì sao chứ? Khoảng cách cao thế này, bên dưới lại đầy những băng nhọn hoắt, cậu có thể khống chế áo cánh rơi để lượn xuống được không? Nếu không ngã chết, mà chỉ ngã cho sống dở chết dở, lúc ấy thì mới khổ đấy. Nhạc Dương nói, cũng may là trước giờ anh nơ gì cũng không được chuẩn cho lắm đấy, cái dây này, sao mãi chẳng đứt thế nhỉ? Trương Lập nói, không đứt thì thôi, sao hả, cậu muốn chết sớm chứ gì? Tôi thì không đâu, còn chưa có bạn gái mà đã chết bất minh bất bạch thế này, chẳng phải là đã sống phí cả mấy chục năm không, thật oan uổng. Nhạc Dương cũng cười cười, tôi cũng có muốn đâu, mấy năm nay đi làm lính chăm chỉ nghiêm túc quá, cũng quên cả suy nghĩ chuyện quan trọng nhất của đời người ấy rồi, có điều chết sớm thì đầu thai sớm, đợi lần sau thôi vậy. So với cứ bị treo ở đây chịu dày vò thì còn sướng hơn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đứt mẹ nó luôn cho xong, chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết rồi hay sao. Nói thực với anh, tay trái tôi tê liệt rồi, xem ra chắc là chẳng dở được áo cánh rơi ra đâu. Trương Lập nói, chật, không ngờ cậu chẳng có lòng tin vào cuộc sống gì cả, thật là khiến cô ba ba tô thất vọng quá đi một, tôi cũng nói thực với cậu, lúc ở tây phong đới, áo cánh rơi của tôi bị móc rách rồi, giờ chỉ còn là một mảnh vải rách thôi. Tôi chẳng giống cậu, cao như vậy ngã xuống thì vấn đề quái gì chứ, năm sáu chục mét có là cái đinh, tôi nhắm mắt nhảy ảo một cái xuống là xong. Phải rồi, lúc nãy sao cậu lại đột nhiên đứng lên cắt dây thế? Nhạc Dương nói, tôi thấy anh định cắt dây an toàn nối hai chúng ta lại với nhau, thế nên phải tranh cắt dây trước, không để cho anh làm lính đảo ngũ. Rồi sau này tôi lại phải ôm bộ mặt âu sầu đến khóc lóc trước mộ anh hàm ơn. Trương Lập nói, ha, cái thằng ngốc này, cậu hoàn toàn hiểu sai cả rồi, lúc ấy tôi có làm sao đâu, chỉ định kéo kéo một cái, xem cái thằng nhóc cậu có phải đã len lén cắt đứt dây rồi hay không. Cái thằng cậu đã toàn đảo ngũ mấy lần rồi chứ, ai ngờ lần này thành ra như thế, cậu chẳng nói chẳng rằng đã cắt đứt dây luôn, vậy nên tôi cũng đành phải cắt theo thôi chứ biết làm thế nào. Nhạc Dương nói, đành cái khỉ ấy mà đành, nửa người anh đã lơ lửng trên không rồi, còn nói là chẳng sao hết, chẳng sao hết thì anh nói xin lỗi xin lầm gì với đội trưởng Hồ Dương thế, hô hô. Cứ nói mãi, nói mãi, cặp huynh đệ cùng cảnh ngộ bị treo trên trụ băng nhọn cao năm 60 mét này đều phá lên cười ha ha. Treo liền một mạch hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người đều lạnh đến tưởng chừng như không chịu nổi, trên mũ đội đầu cũng đã có một lớp băng mỏng kết thành. Trong 2 tiếng đồng hồ này, mới đầu họ còn định lớn tiếng kêu cứu, hy vọng khoảng cách giữa mình và đám người đội trưởng Hồ Dương không xa lắm đội trưởng Hồ Dương vẫn có thể nghe thấy tiếng họ hô hoán, nhưng cả hai đều không biết rốt cuộc gió đã đưa họ đi tít bao xa, đằng nào thì tiếng hét cũng chẳng át được tiếng gió rít gào kia, về sau hai người lại thử dùng các loại công cụ, thận trọng đục băng, nhưng hàn băng ngàn năm cứng chẳng thua gì sắt thép, nhạc dương và trương lập lại phải cẩn thận để không làm đứt sợi dây an toàn. Sao có thể để lại dấu vết nào trên băng đá được cơ chứ, sau cùng thì chân tay của cả hai anh chàng đều cứng đờ vì lạnh, không thể nhúc nhích động đậy gì nữa, duy chỉ còn biết nghe theo ý trời thật ứng với câu nói của trương lập chỉ bằng ngã chết luôn còn sướng hơn một hồi lâu sau dây an toàn mãi vẫn không thấy đứt trương lập lại nói ê này vừa nãy bị gió thổi bay lên cảm giác thế nào nhạc dương đáp sướng giống như ngồi xe vượt núi ấy lần này đã cơn nghiền đằng vân giá vũ rồi nhé trương lập nói giống tôi thế hôm nào rảnh chúng ta đi chơi tiếp nhé nhạc dương lắc đầu thôi ạ à, thích thì anh đi mà đi tôi xin cứu. Trương Lập lại bảo, ông trời xem ra đối xử với chúng ta cũng không tệ lắm nhỉ, như thế mà còn không ngã chết. Cậu nói xem, mấy người bọn cường ba thiếu gia liệu còn sống không? Vừa nhắc tới Trác mộc cường ba, nhạc dương liền trầm hẳn xuống. Trong cơn tuyết lở như lũ cuốn ấy, hy vọng sống quả thực quá mong manh nhỏ bé, từ bấy giờ anh vẫn gắng không để mình nghĩ đến vấn đề đó. Trương Lập lại tự nói một mình, à, cậu nói xem, nếu mấy người bọn cường ba thiếu gia còn sống, mà biết chúng ta chết rồi, họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Ừm, giáo quan thì tôi chịu rồi, cô mẫn mẫn thì chắc là cảm khái lắm, chật, sau này còn ai kể chuyện cười cho tôi nghe nữa đây? Nói không chừng lại còn khóc đến ngất đi ngất lại ấy chứ nhỉ, ha ha, tại sao chúng ta cũng cũng khóc đến chết đi sống lại được thế nhỉ? Cường ba thiếu gia, nếu là cường ba thiếu gia, trương lập không sao nói tiếp được nữa, cường ba thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nếu như mình bỏ cuộc rồi, cường ba thiếu gia sẽ thế nào đây? Trương Lập, Trương Lập, Nhạc Dương kéo kéo giật giật làm Trương Lập sực tỉnh khỏi cơn trầm ngâm, thấp giọng nói, dây sắp đứt rồi, lần này chúng ta không thể chờ đợi kỳ tích phát sinh nữa. Chẳng lẽ anh không có lời gì quan trọng muốn nói với tôi à? Thế nào thì cũng phải có chuyện gì không thể buông bỏ chứ, đúng không? Trương Lập cũng đang cực lực tránh không nghĩ tới những chuyện không thể buông bỏ ấy, bị Nhạc Dương nhắc nhở, liền giật thoát người, tựa hồ như trở lại với khoảnh khắc cầu băng ở Khả Khả Tây Lý cùng chắc một cường ba lửng lơ treo trên một sợi dây thừng, đúng vậy, đời người ngắn ngủi lắm, còn rất nhiều chuyện đợi mình đi làm kia mà, thế nhưng khi thực sự tới mấy phút cuối cùng của cuộc đời, rốt cuộc là chuyện gì mới là chuyện mình muốn làm nhất nhỉ? Không ngờ, ngay sau đó, Nhạc Dương lại dùng giọng điệu của mật thám dò hỏi, "Trương Lập, tôi hỏi anh, lúc chúng ta rời khỏi Cocua, tôi thấy ánh mắt anh rất không lương thiện, giờ đã đến cửa sinh tử rồi, anh hãy nói thực đi, có phải anh có ý với cô ba Babato Tô của tôi không?" Chó Trương Lập lớn tiếng nói, không ngờ cậu lại nghĩ cả chuyện này cơ à. Lời vừa mới dứt, sợi dây níu giữ mạng sống hai người đột nhiên đứt đoạn, cả hai liền cùng lúc rơi xuống hai phía của trụ băng. Một hai anh chàng này hợp nhau, còn hợp cả về chuyện có duyên với. Phụ nữ thổ dân nữa. Gia tốc rơi tự do 9,8 mét trên dây khiến thân thể Trương Lập rơi xuống càng lúc càng nhanh. Anh chỉ hy vọng thằng nhóc nhạc dương kia có thể nhịn được đau mà giang rộng áo cánh rơi ra, còn mình thì chẳng còn cách nào nữa rồi, áo cánh rơi đã thành hai mảnh vải phất phơ, dây móc thì đã vỡ cả hộp, linh kiện vung vãi ra ngoài, đục băng và chốt thép đều bị gió thổi bay đi đâu mất chẳng rõ nữa. Nhìn thấy mình càng lúc càng đến gần những tháp băng trắng xóa, Trương Lập hy vọng có thể tìm được một điểm va chạm chuyển xác, tốt nhất là có thể ngã chết luôn một lần cho xong. Anh ngắm được một cột băng tuy không cao lắm, nhưng khá là sắc nhọn, liền giang rộng hai tay khống chế thân thể ôm lấy, ai ngợi ý đổ lại bất thành, sắp đến chỗ trụ băng thì thân thể đột nhiên không thể điều khiển, cả người lộn một vòng trượt qua, ba lô đập xuống đất. Tim trương lập thoát lại, thầm nhủ, xong rồi, xong rồi, lần này thì chắc chắn là ngã cho sống dở chết dở rồi. Thất bại quá, cảm giác được rồi, ba lô ngập xuống tuyết, tiếp đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp sẽ dội ngược lại, chắc là gãy đôi xương sống, thế mà chẳng phải là thành người thực vật hay sao. Thật đúng là, tại sao Trương Lập này lại chết khổ chết sở như thế kia chứ? Kế đó, Trương Lập cảm giác thân thể mình như đập vào một cái nệm bơm hơi khổng lồ, Hoàn toàn hóa giải hết sức rơi từ trên cao xuống, khi nén tới cực hạn, lại hơi có lực đàn hồi, làm cả người anh bật lên, cứ thế cho tới lúc nằm ịch ra đất, Trương Lập ngỡ như mình đang nằm mơ. Sao, sao lại thế này, anh giơ hai tay lên hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, không ngờ lại hoàn toàn không chút thương tổn. Trương Lập ngoảnh đầu lại nhìn cái trụ băng đã cứu mình kia, rồi bất ngờ phát hiện, đó đâu phải trụ băng cột băng gì, mà là một cái lều bạc, không biết là đã dựng lên ở đây từ bao lâu rồi. Bên trên tuyết động dày phải đến ba thước, anh đã ngã đập vào trong đống tuyết, rồi được Bạt Phủ lều làm bật tung lên. Anh, anh, Nhạc Dương cũng đã hạ xuống, trong thời khắc cuối cùng, anh chàng cũng khắc phục được cảm giác đau đớn mà giang cánh rơi ra. Nhạc Dương vừa chạm đất, liền cuống cuồng lên tìm kiếm thi thể của Trương Lập, không ngờ lại thấy anh chàng kia còn khỏe khoắn hơn cả mình đang ngồi đần thối mặt ra ở đó, lập tức vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cười đến rơi cả nước mắt. Trương Lập huồng chân chạy tới, hai người ôm chặt lấy nhau mãi không chịu buông ra, tất cả những gì muốn biểu đạt đều hòa nhập cả vào trong một cái ôm ấy, không cần nói gì nhiều nữa. Dùng cơ thể cảm giác sự thân thuộc từ cánh tay mạnh mẽ của nhau, đây chính là điều mà cường ba thiếu gia đã dạy họ, quyết tâm cùng sinh tử, sẻ chia hoạn nạn. Một lúc lâu sau, họ mới tách ra, tựa như đôi bạn thân thiết đã nhiều năm mới trùng phùng, hai tay đặt lên vai nhau, người nọ chăm chú quan sát gương mặt người kia. Không thay đổi, Trương Lập nhìn nhạc dương, vẫn là gương mặt tràn ngập ánh nắng ấy, Nhạc Dương nhìn Trương Lập, vẫn là gương mặt góc cạnh rõ ràng đó. Gần như cùng lúc, cả hai cùng ngửa mặt lên nhìn trời xanh, không hẹn mà cùng phá lên cười ha ha. Kỳ thích, tuyệt đối là kỳ thích, anh đúng là cái thằng may mắn hết sức. Nhạc Dương nhìn đống tuyết đã chóc xuống, để lộ ra nguyên hình là một chiếc lều bạt lớn. Trương Lập nói, tôi cũng có ngờ đâu, hôm nay đúng là ra cửa dẫm cứt chó. Đi nào, chúng ta thử xem là ai để lại chiếc lều này, lại còn cứu Trương Lập tôi một mạng nữa vỗ cho rơi hết tuyết phủ bốn bề, thấy đây là một chiếc lều dạng vòm thông thường cao chừng một mét, mở dây kéo cửa lều ra, thấy ở góc lều có đặt hai chiếc ba lô leo núi méo mó, chính giữa là hai cái túi ngủ gác đầu vào nhau, bên trong túi ngủ là hai cái xác đã đóng thành băng cứng đờ. Mắt của một trong hai cái xác mở to, tựa hồ như đã bị tấn công bất ngờ, một cánh tay vươn ra ngoài túi ngủ, chắc là muốn lấy vũ khí hay công cụ gì đấy. Còn cái xác kia thì vẫn ngủ thiêm thiếp say rất nồng, dường như không có cảm giác gì hết. Hai cái xác này không hề làm Trương Lập và Nhạc Dương kinh ngạc, thoạt nhìn chiếc lều vẫn còn ở đây, hai người sớm đã đoán được chủ nhân bên trong đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là ở giữa hai cái xác ấy, có đặt ngay ngắn một cái hộp bằng sắt, trên hộp có buộc hai sợi dây bạc, mỗi sợi gắn liền với cánh tay một cái xác, trên sợi dây bạc còn gắn cả chuông, ai khẽ nhúc nhích một chút là người kia sẽ tỉnh rất ngay. Trương Lập ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì thế? Anh lại gần cái hộp, lại phát hiện ra trên hộp sắt có gắn những cái khóa, nhưng đều đã bị mở, đang thất vọng mở hộp ra, thì bỗng phát hiện một cuốn số màu đen khá dày, đặt ngay ngắn giữa hộp. Nhạc Dương cẩn thận kiểm tra hai cái xác, nhận thấy thực hết sức kỳ quặc, ít nhất ở những phần cơ thể lộ ra của hai xác chết này đều không có vết thương chí mạng gì, chẳng lẽ vấn đề nằm bên trong túi ngủ. Cuốn sổ màu đen, Trương Lập như nhớ ra điều gì đó, anh lật bìa ngoài cuốn sổ ra trong tâm trạng thấp thỏm bất an hai hàng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ nét hiện lên trong mắt anh, tôi tên là Đường Thọ, nếu ai phát hiện ra cuốn sổ này trong thi thể của tôi, xin liên hệ theo cách. Trương Lập đóng mạng cuốn sổ lại, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Không ngờ, không ngờ lại có thể tìm thấy cuốn nhật ký của Đường Thọ ở chỗ này. A, à, cùng lúc đó, Nhạc Dương khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Trương Lập ngoảnh đầu, liền trông thấy một sợi dây thường đeo trên cổ tay Nhạc Dương, rồi lại thấy Nhạc Dương giật mạnh sợi dây ấy, ném xuống đất, dẫm gót chân lên. Trương Lập vội sải bước tới, dưới đất không ngờ lại là một con rắn trắng đang quằn quại dẫy ruộng, toàn thân nó trắng như tuyết, dài không đến một thước, đầu rắn đã bị vuốt băng gắn trên giày nhạc dương cắt thành ba khúc, tay nhạc dương bấu chặt vào chỗ bị cắn giữa ngón cái và ngón trỏ, rõ ràng là không ổn cho lắm. Thì ra, nhạc dương thử kéo cái túi ngủ ra, xem nguyên nhân cái chết là gì, bỗng dưng tìm thấy một cái xác rắn trắng trông như cây gậy băng, thân rắn trắng như tuyết, thẳng đờ chẳng khác nào một thanh kiếm, anh cầm con rắn nhỏ chưa đầy một thước ấy lên vung vẩy vài cái, xem ra chắc đã chết cứng rồi, nhất thời sơ ý, con rắn cứng đỡ ấy bỗng mặt lại. Nhạc dương giơ tay trái lên cản, con rắn trắng liền đập ngay một phát vào gan bàn tay anh luôn, cảm giác tê ngứa tức khắc lan đến hệ thần kinh. Nhạc dương từng thử nghiệm các loại độc rắn, lập tức có phản ứng, con rắn trắng ấy vẫn còn sống, hơn nữa còn là loại kịch độc. Trương lập nhét vội cuốn sổ nhật ký vào ba lô, tiện tay rút ra một sợi dây thừng, buộc chặt cổ tay Nhạc Dương qua lần áo. Nhạc Dương đã buông tay, đồng thời dùng miệng hút ra búng máu đầu tiên. Trương Lập hỏi, có độc hả? Nhạc Dương nhổ phẹt một đám cả máu lẫn nước bọt, khẽ gật gật đầu. Trương Lập liền ném ba lô xuống đất, kéo dây kéo, lấy hộp cấp cứu ra, tìm huyết thanh, bất kể là rắn độc gì, trước tiên cứ phải tiêm cho Nhạc Dương một mũi huyết thanh làm dịu độc tố đã, đồng thời lấy ra bình xịt thuốc ngừa rắn và phích nước, để Nhạc Dương xúc miệng xong thì uống thuốc. Một phút sau, trương lập lo lắng nhìn người bạn đồng hành hỏi thế nào rồi nhạc dương nói ghê gớm thật thế này thì là bà bà là trương lập ngẩn người ra cái gì hả trong mắt nhạc dương đảo một vòng vội lấy phích nước ra xúc miệng xem ra đầu lưỡi đã tê cứng lại mất rồi trương lập đưa mắt nhìn thấy gan bàn tay nhạc dương vẫn tím xanh tím đen lại chưa thấy đỡ hơn chút nào liền tóm lấy cổ tay định hút độc cho bạn nhạc dương giằng tay ra nhưng không được trương lập gắt đừng cử động nếu còn muốn gặp cô Babato tô của cậu thì ngoan ngoãn đứng yên đấy cho tôi. Nhạc Dương đang định nói gì đó, đột nhiên kêu lên, cẩn thận. Đồng thời vung dao lên, một con rắn trắng khác tức thì bị chém đứt làm hai đoạn giữa không chung. Trương lập cúi đầu, cái đầu rắn bị chém bay kia vừa hay sượt qua chán anh, đớp chúng vào vải lều. Trương lập kinh hãi toát hết cả mồ hôi lạnh, ai ngờ được, ở chỗ này không chỉ có một con rắn độc chứ. Nhạc Dương nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài lều vẫn còn những tiếng lạo xạo, lần theo âm thanh ấy, liền thấy ở mép lều bạt có một con rắn trắng nữa đang ngọ ngoại tính chui vào. Nhạc Dương liền nhấc chân lên giẫm chết nó ngay tại chỗ. Trương Lập đưa mắt nhìn nửa cái thân rắn không đầu vẫn nhúc nhích cửa quậy dưới đất, dòng suy nghĩ dường như đã rõ ràng hơn một chút. Anh sực nhớ đến loài rắn miết ti ở đỉnh núi tuyết trong truyền thuyết, lại còn cả tuyết phong tam thánh trong mật tông Tây Tạng nữa, rắn trắng, bọ cạp trắng, nhện trắng, những loài này đều sinh sản ở vùng lạnh giá băng hàn, thích quần cư, hại nhiều người và xúc vật, người nào trông thấy, thảy đều không sống sót. Tuy chưa thấy bọ cạp trắng, nhện trắng, nhưng con rắn trắng này, toàn thân lại óng ánh như tuyết, trốn trong khu rừng tháp băng, nếu không đụng tới thì ai có thể nhận ra được chúng đây chứ. Hai người không dám cầu thả nữa, vội dòng tay lên lắng nghe tiếng gió, sau khi xác nhận là không còn tiếng động gì lạ nữa, Trương Lập lại giúp nhạc dương hút thêm mấy miếng máu độc, cho tới khi máu dỉ ra chỗ vết thương chuyển thành màu đỏ tươi, anh mới xúc miệng uống thuốc, rửa sạch chỗ vết thương xử lý xong xuôi trương lập lại hỏi bạn thế nào rồi nhạc dương cười gượng một tiếng nói huyết thanh ấy hình như không được hiệu quả cho lắm rồi nghe bịch một tiếng cả người anh đã ngã lăn ra đất trương lập vội đỡ nhạc dương lên gắt gỏng mắng thằng nhóc này đừng có mà ngã xuống ở đây chứ tỉnh đi tỉnh đi nào con mẹ nó chúng ta đã ngã từ trên cao như thế xuống mà còn không chết bị con rắn trắng bé tí thế đập cho một phát mà cậu đã không xong rồi sao đứng lên cho tôi nhạc dương cậu là bộ đội đặc trùng cái mẹ gì thế trương lập lắc mạnh người nhạc dương nhưng vẫn không thấy phản ứng gì liền thử bắt mạch thử hơi thở cả nhịp thở lẫn mạch đập đều vẫn bình ổn chẳng qua có hơi nhanh một chút trương lập ủ rũ cẩn thận đặt nhạc dương xuống kéo xác chết ra ngoài kiểm tra tỉ mỉ một hồi đoạn đặt nhạc dương nằm trong túi ngủ rồi quay sang lục lọi ba lô của người chết trong ba lô chỉ còn lại mấy thứ công cụ nặng nề để leo trèo trên vách băng Đồ ăn và những đồ dùng thiết yếu cho sự sống đa phần đều đã bị lấy đi hết, xem ra đã có người tới đây trước họ, hoặc cũng có thể là lúc đó có ba người, vì trên hộp sắt kia có ba cái khóa, còn nguyên do tại sao người đó để lại cuốn nhật ký không mang đi, tạm thời Trương Lập chưa nghĩ tới. Trương Lập chọn một cái đục băng vừa tay, thêm một cây gậy, ngoài ra lại chọn vài thứ nữa cho vào ba lô của mình. Bỗng lại nghe có tiếng trườn bò nhúc nhích, Trương Lập giơ đục lên bập xuống, chặt đứt đầu một con rắn trắng đang có ý định chui vào lều dường như phía đông bắc lại có động tính. Không hiểu nổi là rốt cuộc là có bao nhiêu con rắn trắng nữa, lúc Trương Lập ra khỏi lều, sắc trời đã tối, bầu trời xám xì tựa như một tấm vải bọc xác chết khổng lồ. Ngay lúc ấy, Trương Lập bỗng hít vào một hơi lạnh buốt, chỉ thấy ngọn tháp băng gần đó giống một cái bụng kiến đang đẻ ấu trùng vậy, hết con rắn này đến con rắn khác trào ra khỏi đỉnh tháp, có con cuộn tròn, có con thì bò lung tung khắp bốn phía. Lũ rắn trắng anh và nhạc dương giết chết chẳng rõ đã phát ra tín hiệu gì, không ngờ lại thu hút nhiều rắn đến thế khốn kiếp thật trương lập chửi thầm trong bụng trở về lều ôm nhạc dương đang nằm trong túi ngủ dậy giọng cật vấn còn chưa tỉnh hả chúng ta phải đi thôi chỗ này sắp bị bọn rắn kia bao vây rồi nhưng nhạc dương vẫn đang hôn mê trương lập không còn cách nào đành lấy dây thừng buộc luôn bạn lên lưng cõng ra khỏi lều cũng chẳng biết phương nào hướng nào mới chuẩn đành đi xa khỏi chỗ này rồi tính sau lần này thì thật đúng là gió tuyết tơi bời rắn bạc cuồng hoan Trương Lập cóng nhạc dương trên lưng, đi qua những tháp băng nhọn hoắt, chạy về phía chân trời tối tăm mù mịt. Trong thế giới màu trắng toàn băng tuyết, không có thực vật cũng chẳng có động vật, càng không có thức ăn, tóm lai là chẳng có một thứ gì hế, và trong cái khe nhỏ rộng chưa đầy một mét này, có ba con người đang gắng gượng hết sức để chống chọi, khi cơ thể đã tiêu hao sạch năng lượng sản sinh từ thức ăn, phát ra tín hiệu về cơn đói, cái lạnh lại càng nặng nề ghê gớm hơn. Quần áo rách bươm của họ không thể ngăn cản được những xúc tu ma quái của gió của băng, thân thể chỉ biết cuộn tròn lại hết mức có thể, bao nhiêu lỗ chân lông khắp toàn thân đều đóng kín, khóe miệng khẽ run run, đó không phải là tự nguyện, mà là phản ứng bản năng của cơ thể con người. Trác Mộc Cường bao ôm chặt lấy mẫn mẫn, chỉ muốn hai người áp vào na hô chặt hơn chút nữa, gần hơn chút nữa, đẩy bật cái lạnh của cơn gió kia mang đến ra khỏi khe hở giữa hai người. Ánh mặt trời Hawaii ấm áp khó có thể tả bằng lời, cảm giác rất chân thực, anh có thể cảm nhận được, ánh dương tiếp xúc với làn da mình thật như thế nào, mỗi mảnh da nhỏ. Đường mẫn cuộn tròn mình trong lòng chắc mộc cường ba, lắp bắp kể lại những nơi ấm áp cô từng đến, câu được câu mất. Trời đã tối đen, sương mù đã tan, đường nét cổ quái của vách núi càng khiến người ta thêm lạnh giá. Mấy người bọn chắc mộc cường ba vốn định mạo hiểm xông ra, nhưng vừa mới đi tới cửa khe nước thì liền rụt trở về ngay, bởi vì họ trông thấy một tảng đá cao bằng hai người, dài bằng ba người, vù một tiếng bay qua trước mặt, không biết đi về đâu trong thế giới băng tuyết làm chúa tể tất cả này, trong thế giới gió núi có thể dẫn dắt vạn vật này, họ chỉ có thể cuộn mình ẩn nấp trong không gian chật hẹp ở đây, tựa như ba con cừu non bị thương, run rẩy nép mình vào với nhau, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Giờ đây, thể lực đã không cho phép họ thực hiện những hành động có cự ly hoạt động dài hơn nữa, cơn đói và cái rét trà đạp dày vò cả cơ thể lẫn linh hồn họ một cách tàn khốc, thân thể lạnh đến cứng đờ cả da, khiến hai người phải ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau mới đỡ được phần nào. Họ cổ vũ khích lệ lẫn nhau, không ngừng kể những cảnh tượng nắng nóng ấm áp, Hồng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, họ phải kiên trì, không được ngủ, phải chờ đợi, chờ đợi đội trưởng Hồ Dương và những người khác đến. Ngày mai, trời vừa sáng, à không, có khi trời còn chưa sáng. Nói không chừng mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương, họ, họ sẽ đến đón chúng ta thôi, không biết, không biết, đội trưởng Hồ Dương sẽ mang theo những gì nhỉ, nếu, nếu có thể mang, mang, một con bò yắc nướng thì tốt quá, giờ, giờ, anh, ăn được, hết, nguyên cả con bò yắc ấy chứ. Đội trưởng Hồ Dương còn lâu mới nghĩ tới những chuyện, ấy, hoặc, hỏa, hỏa, hỏa may, có đồ cấp cứu, thì anh ấy, còn nghĩ, đến, không, em, không hiểu, đội trưởng, Hồ Dương, kỳ thực, bên ngoài, thô lỗ, nhưng, con, người thì, tinh, tế lắm, hì, cười, cười, cái, gì em không tin à không tin hỏi giáo quan cô cô ấy chắc là biết đấy giáo quan giáo quan giáo quan lữ cánh nam không trả lời chắc mộc cường ba tức thì cảm thấy trái tim mình như thắt lại vội đưa tay huýt thử lữ cánh nam liền ngã lăn ra đất theo cái chạm tay của gã chắc mộc cường ba hơi nghiêng người ôm cả đường mẫn nhích lại gần lữ cánh nam thử chạm vào chỉ thấy thiết nương tử đã bị lạnh cứng thành một khối sắt trên người chỉ còn vài chỗ vẫn hơi mềm mềm Trác Mộc Cường ba kinh hoàng kêu lên, không, không xong rồi, gã và đường mẫn cùng ôm nhau chống lạnh, vốn tưởng rằng lữ cánh nam từng được huấn luyện mật tu, chắc rằng chịu lạnh còn giỏi hơn hai người bọn họ, không ngờ rằng cô cũng không thể chống chọi nổi cái lạnh giá kinh hồn ở chốn đây. Gã nào có biết, nếu một người đã nguội lạnh trong lòng, vậy thì thân thể nào có đang gì chứ? Trác Mộc Cường ba bắt đầu hoảng loạn, trong cái tình huống này, nếu ngã xuống ở đây, rất có khả năng lữ cánh nam sẽ không còn được thấy vầng dương của ngày hôm sau nữa gã vội hỏi làm sao làm sao làm sao bây giờ đường mẫn biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng vốn rằng cô không hề có ý định đưa ra đề nghị này nhưng giờ thì không thể không nghĩ đến nó nữa rồi đành thấp giọng run run nói bị bị đông cứng rồi chúng chúng ta ba người phải phải ôm chặt lấy nhau bằng không ai ai cũng không chịu nổi đâu trác mộc cường ba lẩm bẩm nói anh hiểu chứ thực ra chúng ta nên làm như vậy từ sớm hơn mới phải gã cởi bộ quần áo rách bươm trên người lữ cánh nam ra, ôm cả cô vào lồng ngực rộng lớn của mình, để ra thịt áp chặt vào với nhau, dùng hơi ấm cơ thể mình làm mềm đi thân thể vốn rất mềm mại nhưng đã bị giá lạnh làm cho trở nên cứng như sắt đá kia. Những va chạm băng lạnh làm ba người dần dần hồi phục, nhất thời, cả Trác mộc cường ba và đường mẫn đều không nói gì. Trong hoàn cảnh này, dường như không nên nghĩ về những điều luân lý hay đạo nghĩa, tất cả, chỉ là để sống, để tiếp tục sống thân thể băng lạnh của lữ cánh nam dần dần ấm trở lại, bắt đầu mềm đi, làn da căng đầy tính đàn hồi áp sát vào người Trác Mộc Cường Ba, dính chặt với đường mẫn. Trác Mộc Cường Ba và đường mẫn thử gọi tên lữ cánh nam, cần phải đánh thức cô tỉnh lại, không thể để mất ý thức như thế này được. Thử hết lần này tới lần khác, âm thanh run run cứ gọi mãi gọi mãi, cuối cùng cũng gọi được lữ cánh nam từ trốn âm ti địa ngục trở về, cánh tay săn chắc ấy khẽ động cựa. Rồi sau đó tựa hồ như dùng hết sức lực toàn thân, ôm chặt lấy sống lưng chắc một cường ba theo bản năng, tay kia gác lên cánh tay đường mẫn, giống như hai con chó con cùng lúc tìm thấy bầu sữa mẹ, bám chặt lấy tấm thân cao lớn tráng kiện đó, tranh giành từng tấc cơ thể một. Nước, nước, là câu đầu tiên của lữ cánh nam khi tỉnh lại, tìm nước ở đâu bây giờ? Chắc một cường ba đưa mắt nhìn đường mẫn, chỉ thấy cô giận dỗi ngoảnh đầu đi, vùi mặt vào trong ngực gã. Chắc một cường ba cẩn thận rút một cánh tay ra, vét một nắm tuyết ở chỗ rìa khe nứt, bỏ vào miệng ngậm cho tan đi, rồi mớm từng chút, từng chút một, tới khi lữ cánh nam không cần nữa mới dừng. Khi cánh tay rút vào trong đồng áo lùng thùng, một tấm thân khẽ run lên như chạm phải điện, chắc một cường ba cũng không biết nên đặt tay vào chỗ nào nữa, nhưng rồi ngay sau đó đã bị một người ôm chặt lấy, áp vào lưng cô, tựa hồ như không chịu để gã buông ra nữa. Cùng lúc ấy, không biết là cách đó bao xa, trong rừng tháp băng, Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi đối diện với nhau. Tình hình bọn họ cũng đỡ hơn một chút, trong ba lô vẫn còn nguồn lửa, lại còn cả một ít thức ăn nữa, nhưng không có lều bạt. Trương Lập cũng không biết mình đã cõng Nhạc Dương chạy được bao xa, chỉ biết là muốn tìm một nơi tương đối an toàn náu thân tạm. Trốn trời băng đất tuyết này quả thực không thể nào ngủ ngoài trời nổi, Trương Lập bất đắc dĩ, đành gõ gõ lên từng tháp băng một, anh biết rõ, ở giữa rừng tháp băng nơi lũ rắn trắng hoành hành này, nhất định không chỉ có một chiếc lều bạt. Những người từng lựa chọn đi theo lối bên dưới khu vực băng nứt, nếu nhất thời không thể vượt qua được tây phong đới, lại không muốn tay trắng ra về, nhất nhất họ đều sẽ lựa chọn khu rừng tháp băng tương đối bình yên làm nơi hạ trại. Nhưng những người ấy nào có ngờ rằng có lũ rắn trắng gần như vô hình, lại có cả tuyết yêu đáng sợ, đang chờ đợi bọn họ trong bãi tha ma màu trắng này. Trương lập chọn một chiếc lều bà to nhất, tháp băng hình thành bởi nó cũng cao nhất trong số những tháp băng tương tự. Anh kiểm tra kỹ lưỡng, sau khi xác định chắc chắn rằng không còn rắn độc, mới đặt nhạc dương vào trong lều, rồi mới tìm được một cái đèn dầu kiểu cũ, đốt cho tan băng, rồi bật lửa lên, cẩn thận dịch chuyển những xác chết đã đông cứng sang một bên, nói mấy lời tỏ lòng thành kính, rồi sắp xếp điều chỉnh một lượt các thứ bên trong. Xong xuôi đâu đấy, Trương Lập trở lại cho GLL, kiểm tra lại tình hình cơ thể nhạc dương, thăng khi này, nhịp thở nhịp tim đều đã dần trở về bình thường, chứng tỏ rằng huyết thanh kia vẫn có hiệu quả, chẳng qua nọc rắn quá độc. Trương Lập thấy bộ dạng ngủ say xưa của nhạc dương, còn mình thì chạy chối chết giữa đàn rắn bao vây, thật đúng là tức không chịu nổi, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, liền bập luôn cho nhạc dương hai cái tát bên ngoài mũ đội đầu, vừa tát vừa gọi, tỉnh đi, tỉnh lại đi. Cú đầu tiên là hy vọng nhạc dương có thể tỉnh lại, thấy anh chàng vẫn không có phản ứng, cái tát thứ hai đã nhẹ đi nhiều, đến cái thứ ba thì anh chỉ giơ tay lên mà không đánh xuống. Trương lập thở dài một tiếng, kéo thân thể nhạc dương ra lại gần cái đèn hơn chút nữa, ngồi xổm xuống bên cạnh lẩm bẩm cậu đúng là đồ ngu lâu hưởng Thái Bình, làm tôi mệt phở cả ra rồi đây này. Hôm nay xem ra chúng ta không thể không ở lại đây qua đêm rồi. Tôi đã lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser ở ngoài kia rồi, nếu đội trưởng Hồ Dương và mấy người kia không gặp phải chuyện gì, nhất định họ sẽ tìm được chúng ta. Chỉ hy vọng đêm nay gió to một chút, tốt nhất là đừng có tuyết yêu xuất hiện. Người anh em, cùng cầu nguyện với tôi nào. Một lúc sau, anh lại nói, "Mau tỉnh lại đi. Rốt cuộc là cậu định ngủ đến lúc nào thế? Tôi nói cho cậu biết, đồ ăn chỉ còn lại một chút xíu thôi đấy." cậu không dậy là tôi ăn hết tất cả đấy nhé. Này, vẫn chưa ngủ đã hả? À? Thực sự là tôi đói quá rồi, tôi để lại cho cậu một phần nhé, còn công bằng hay không ấy à? Tôi nghĩ là cũng bằng nhau đấy, nếu cậu không nói gì, tức là đồng ý rồi nhé. Thôi bỏ đi, cứ đợi cậu tỉnh lại rồi tính sau. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho tôi. Trương Lập thực sự đã hơi đói khát và mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì đợi Nhạc Dương tỉnh lại. Hơi thở, nhiệt độ, nhịp tim của Nhạc Dương đều đã hết sức bình thường, nhưng cứ mãi không chịu tỉnh dậy. Trương Lập không có việc gì làm, liền dở cuốn nhật ký của đường thọ ra xem, cố gượng chống cự lại cơn đói và cái lạnh. Nét chữ của đường thọ rắn giỏi mạnh mẽ, xem ra con người này không đơn giản chỉ là một nhà thám hiểm, thư pháp của anh ta hẳn cũng phải giỏi lắm. Trong cuốn sổ còn vẽ rất nhiều tranh, nét vẽ cũng rất đặc sắc, xứng là giai phẩm, văn hay tranh lại đẹp, mỗi trang đều thuật lại những trải nghiệm mạo hiểm vừa hiểm nguy vừa kích thích. Trương Lập Vốn chỉ định tìm những ghi chép liên quan tới Bạc Ba La thần miếu của Đường Thọ, nhưng mới lật trang đầu tiên, anh đã bị nội dung ghi chép trong đó hút chặt lấy, đồng thời không thể kiềm chế được mà muốn lật sang trang sau xem tiếp. Tuy bảo đây là cuốn sổ ghi chép, song thực sự thì nó còn hay hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết nào mà anh từng đọc, quan trọng hơn nữa, có một số nơi được nhắc đến trong nhật ký Đường Thọ, Trương Lập cũng từng đến rồi. Bởi thế, anh hiểu rõ Đường Thọ viết chân thực như thế nào, miêu tả vừa sinh động vừa cụ thể đọc mà cứ như chính mình đang ở nơi đó vậy, thật khiến người ta rung động cả tâm hồn. Thêm vào đó, lại còn cả những bức tranh minh họa đơn giản mà rõ nét kia nữa chứ. Cuốn sổ này, thật không khác nào một tập bản đồ kho báu hoàn mỹ. Phong cảnh nơi nào nên thơ như tranh vẽ, cơ quan ở đâu san sát như rừng, kiến trúc chốn nào thần kỳ khôn tả, ở đâu kinh hiểm thần bí, trong số những dụng cụ mà đường thọ sử dụng, có nhiều thứ đến cả nhóm huấn luyện đặc biệt của bọn họ cũng không có, những nơi đường thọ đi qua, so với những nơi họ đi thì hung hiểm vạn phần mỗi lần đến chỗ huyện ảo trương lập đều không tự chủ được mà dừng lại suy tư thiết kế cơ quan phải như vậy rốt cuộc là để làm gì cơ chứ nếu bản thân gặp phải tình huống đó mình sẽ xử lý như thế nào đến khi xem hết phần kỹ thuật của đường thọ anh lại không cầm lòng được mà vỗ đùi khen hay thật không ngờ lại có cách như thế nữa thì ra cơ quan này lại có tác dụng đó chết tiệt thật thế mà mình không nghĩ ra trương lập quả nhiên đã quên cả đói khát chỉ là vừa đọc vừa kinh tâm khiếp đảm, có lúc cứ suýt xoa mãi không thôi, lúc thì tràn đầy nghi vấn, lúc lại mồ hôi đầm đìa. Bây giờ, Trương Lập mới nhớ lại những gì tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân từng nói, đây là nhà thám hiểm giỏi nhất Trung Quốc, danh xưng này không phải tự dưng mà có. Trương Lập vừa bắt đầu xem đến đoạn đường thọ thâm nhập rừng nguyên sinh châu Phi, liền nghe Nhạc Dương nói, đói quá đi mất. Anh cả mừng, liền vứt cuốn nhật ký sang bên, đá vào Nhạc Dương đang nằm trong túi ngủ một phát, miệng mắng thăng khỉ này cuối cùng cũng tỉnh rồi hả tôi cóng cậu chạy đến chết đi sống lại khắp nơi còn cậu thì sướng cứ thoải mái mà nằm ngủ cho đẫy mắt ra giờ tỉnh rồi biết đó rồi hả hết đồ ăn rồi tôi ăn hết cả rồi nhạc dương thở dài một tiếng nói hiệu lực của huyết thanh ấy chậm quá không thể trách tôi được chứ chúng ta đang ở đâu vậy hình như vẫn ở trong lều hả xin hỏi anh phóng tôi chạy tháo mạng khắp nơi lúc nào thế trương lập nhảy dựng lên nói, mời cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi, ở đây không phải là cái lều ban nãy đâu đấy nhé. Dậy đi, bị cậu nói thế, tôi cũng đói sắp mềm cả người ra đây này. Nhạc Dương nói, còn gì ăn không thế, anh đúng là cái đồ. Vì đã áp người sát lại, ba người nói chuyện cũng không tốn nhiều sức nữa, ban đầu, chắc một cường ba và đường mẫn vốn ôm dính lấy nhau, thấp giọng thì thầm, chỉ có điều giờ lại thêm một cô nàng nữ cánh nam, tự nhiên rất nhiều điều trở thành cấm kỵ. Từ sau khi tỉnh lại, thần chí lữ cánh nam vẫn chưa khôi phục được trạng thái bình thường, có lúc thì kêu nóng, có lúc lại than lạnh, chắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, đó là do hệ thống điều tiết nhiệt độ cơ thể ở chung khu thần kinh đã xảy ra vấn đề. Có lúc lữ cánh nam rên dỉ nói mơ mấy tiếng chẳng ai hiểu nổi, có lúc còn nói bằng tiếng phạn, chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn chỉ biết nương theo âm điệu rời rạc cô phát ra mà trả lời, để lữ cánh nam không bị chìm vào hôn mê. Có điều, mặc dù ý thức mê loạn, nhưng lữ cánh nam vẫn ôm chặt lấy chắc Mộc Cường Ba, mấy lần suýt nữa thì đẩy cả đường mẫn ra ngoài, tựa hồ như đó là phản ứng bản năng còn lại duy nhất của cô vậy. Nhưng vẫn quá lạnh, đặc biệt là ở những chỗ đầu ngón tay ngón chân, băng lạnh tựa như một con yêu quái nước bao bọc lấy khắp xung quanh, rồi lần theo các chi chậm chậm bò lên, phủ toàn thân. Ba người lúc này giống như một cái bánh trưng lớn được bọc trong mấy lớp quần áo. Trác một cường ba căng hết mấy bộ đồ ra, các chỗ ống chân ống tay đều dùng dây thừng mảnh buộc chặt lại, cái ba lô rách của gã dùng để che những chỗ hở, còn ba lô của Lữ Cánh Nam thì bọc bên ngoài cẳng chân ba người như cái túi, nhìn như ba người họ bị trói chặt lại với nhau vậy. Thế nhưng, cũng không thể ngăn cản được cái lạnh xâm nhập, nhiệt độ cơ thể vẫn tiêu hao từng chút từng chút một mà chẳng hề được bổ sung. Nhân lúc còn cử động được, cả ba liền thử dựa vào sức ma sát mạnh của làn da hỏng lấy chút hơi ấm, nhưng năng lượng lại còn tiêu hao nhanh hơn bội phần. Lữ Cánh Nam vẫn đang nói mơ, nhưng lúc này có vài lời đã nghe được rất rõ ràng, trong đó, cô cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu, chắc một cường ba, có gì tài giỏi đâu chứ. Về sau giường như lữ cánh nam đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn cứ nửa như vô tình, nửa như hữu ý lặp đi lặp lại mãi câu nói đó. Mỗi lần nghe thấy thế, chắc một cường ba đều cảm thấy một cách rất rõ ràng, có chỗ da thịt nào đó trên cơ thể mình giống như bị kiến đốt một cái, vừa tê vừa ngứa vừa đau. Gã cũng chẳng rõ cảm giác ấy từ bên phải hay bên trái nữa, đối với gã, giờ điều ấy không hề quan trọng, mà cảm giác khô khan ngứa ngáy khủng khiếp ở cổ họng và dạ dày như bị xây khô quắt lại mới là điều khiến gã lo lắng nhất. Oxy hóa lỏng đã dùng hết từ lâu, lại phải cùng lúc đối mặt với hai người phụ nữ cần nước mà không thể nhúc nhích gì, chắc Mộc Cường Ba đành phải ngậm từng vốc tuyết vào miệng, rồi mớm từng ngụm nước tuyết vào miệng hai cô như thể chim mẹ mớm cho chim non vậy. Mọi người đều bắt đầu ho sặc sụa, đây chính là triệu chứng xuất hiện khi phổi bị úng nước. Đêm hôm đó, là đêm khó quên nhất trong đời Trác Mộc Cường Ba, Gã và hai người đàn bà đã tiếp xúc ở hình thái thân mật nhất, nguyên thủy nhất, nhưng lại không hề có bất cứ cảm xúc dục tình nào cả, làm như vậy, tất cả chỉ là để tiếp tục sống. Một thứ bản năng cầu sinh, khiến họ vứt bỏ hết mọi thứ, ôm chặt lấy nhau, khích lệ lẫn nhau, động viên an ủi lẫn nhau, chỉ mong có thể vượt qua được cái đêm tưởng chừng như không ai có thể sống sót ấy. Họ thì thầm kể cho nhau nghe những câu chuyện, nhắc nhở, cảnh cáo lẫn nhau không để người nào mất đi ý thức, họ tin chắc rằng, chỉ cần đến sáng hôm sau, chỉ cần tới hôm sau, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp, đội trưởng Hồ Dương và những người khác sẽ đến giúp họ rời khỏi chốn này. Đúng lúc cả ba người đều lạnh đến run lên lẩy bẩy, phát âm cũng không còn rõ tiếng nữa, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy, không rõ là dưới chân Đường Mẫn hay dưới chân Lữ Cánh Nam có vật gì đó vương vướng, nhất thời gã cũng không đoán ra được là thứ gì, chỉ biết là lúc dọn ba lô đã sơ ý bỏ sót mất. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận luồn qua cái chân không hiểu là của Đường Mẫn hay Lữ Cánh Nam kia lần mò sờ thử kích thước hình dáng vật nhau nhỏ kia gã hy vọng chờ mong đó chính là thứ mà giờ phút này họ đang tha thiết kỳ vọng chân đã bị lạnh đến tê liệt trác mộc cường ba cẩn thận nhấc cao lên hy vọng có thể dốc ngược cái thứ bên trong túi ra đường mẫn và lữ cánh nam rõ ràng đều nhận thấy gã có động tác lạ liền khẽ rên lên một tiếng hỏi làm cái gì thế khụ khụ trác mộc cường ba nói trong ba lô trong ba lô có thứ gì đó chúng ta cùng nhấc cao chân lên khụ, xốc ngược nó ra, khụ, rơi xuống người tôi rồi. ở đâu? khụ, đừng, đừng sợ tôi, để tôi lấy cho anh. cái này phải không? ừm, đúng nó. Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới tìm được ống tay áo, tay cầm vật nhỏ hình vuông vuông kia thỏ ra ngoài. cánh, cách, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu nhen lên, khe nước chật hẹp lập tức sáng hẳn. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều ngẩng đầu đứng dậy, nhìn vật nhỏ trong tay Trác Mộc Cường Ba như nhìn một thánh vật chiếc bật lửa hiệu Raymond, tuy rằng nơi đây không có bất cứ thứ gì có thể cháy được, nhưng chiếc bật lửa này, bản thân nó đã là nguồn lửa. Lúc này, dù chỉ là một chút ánh sáng, cũng đủ khiến lòng họ dâng lên cảm giác ấm áp rồi. Trác Mộc Cường ba đưa ngọn lửa lại gần ba người, hơi ấm khiến ba người có lại cảm giác hạnh phúc, thực sự rất muốn khóc. Trác Mộc Cường ba điều chỉnh ngọn lửa một cách thích hợp, để bật lửa có thể cháy được lâu hơn, đồng thời hỏi, ấm không? Ừm, ừ, khổ 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 cùng với tiếng ho, cả người đường mẫn và lữ cánh nam cùng gật mạnh đầu trên ngực trác mộc cường ba. Đêm hôm đó, ba người cứ ở bên ngọn lửa nhỏ như hạt đậu ấy, chịu đựng dày vò, đồng thời cũng cảm nhận hạnh phúc trong tiếng tách tách của chiếc bật lửa. Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi trong lều, đèn dầu đã tắt ngúm từ lâu, tiếng gió rít vù vù bên ngoài không ngừng quấy nhiễu. Những thứ có thể ăn được họ đều đã ăn hết, nhưng cái lạnh kinh hồn ấy tựa hồ vẫn chưa bớt đi một chút nào, ngược lại còn càng thêm kinh khủng. Trong ba lô vẫn còn một miếng lương khô cuối cùng, hai người cứ nhòm chầm chầm vào đó, không ai nhúc nhích. Để lại đi, nhìn nó, còn khiến tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn đồ ăn, cũng bớt lạnh đi phần nào đấy. Cuối cùng, nhạc dương lên tiếng. Vậy là hai người ngồi đối mặt với nhau, quấn chặt áo quần trên người lại, mắt mở chân chân nhìn miếng lương khô cuối cùng không trước mắt, họ vẫn còn thức ăn, đó chính là thứ có thể chuyển hóa thành nhiệt lượng. Cái đêm lạnh giá này không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, chẳng mấy chốc là sẽ kết thúc ngay, gắng ngượng cầm cự thêm một phút, thì trời sẽ sáng nhanh hơn một phút. Đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm tới đây, nhất định. do bắc thét gào, hết trận này rồi lại tới trận kia, Trương Lập và Nhạc Dương nhìn chăm chăm vào miếng lương khô, ngồi giúp mình cuộn tròn lại, tất cả những vải vóc có thể tìm được đều chất đống cả lên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu tận xương tủy. Hồi lâu sau, Nhạc Dương vẫn cảm thấy tim mình đã bị thấm lạnh đến tưởng chừng như sắp ngừng đập đến nơi, nghiến răng nói, Trương Lập, e rằng tôi. Nói bậy nói bạ, nghĩ cái gì đấy? Trương Lập không để anh nói dứt câu đã vội ngắt lời. Nhạc Dương nói, anh, anh nghe tôi nói hết đã, lần trước ở DSDT, không phải anh đã hỏi tôi gọi tên kẻ nào đấy à? Ờ, Trương Lập khó nhập ngoảnh đầu, tò mò đưa mắt nhìn Nhạc Dương, không hiểu đột nhiên anh chàng này lại nhắc tới chuyện đó làm gì. Nhạc Dương nói, giờ tôi có thể nói cho anh biết, kẻ đó tên là Trần Văn Kiệt, hắn là một tên tội phạm bị truy nã. Trương Lập liền hỏi, cậu với hắn có mắc mớ gì hả? Bàn tay nhạc dương khẽ run lên một chập, hai hàm răng lập cập va vào nhau, phải phải phải. Nói từ đầu, anh có biết, trước khi tôi gia nhập bộ đội Thanh Hải thì làm gì không? Trương Lập nói, cậu, cậu cũng đâu nhiều tuổi lắm, đi làm bao nhiêu năm rồi. Nhạc Dương cười khổ nói, không nhìn ra hả, trước khi tôi ở đó, là cảnh sát chống ma túy biên phòng Thủy Kim, Vân Nam. Tôi là nội gián nằm vùng được đích thân giáo quan tuyển lựa, 17 tuổi đã trà trộn vào đám buôn ma túy rồi." Trương Lập nói, "Thế tên Trần Văn Kiệt ấy, cậu quen biết với hắn ở đó à?" Nhạc Dương gật đầu, kéo thêm đống vải lùng bùng, đoạn nói tiếp, "Trước khi vượt biên thâm nhập vào ổ ma túy, thượng cấp nói với tôi, trước tôi còn một vị sư huynh nữa, anh ta sẽ chiếu cố cho tôi, nhưng tôi không biết người đó là ai, về sau mới biết là hắn." "Anh không biết bọn nghiện ma túy có thể làm những chuyện như thế nào đâu, đã lên cơn nghiện rồi." thậm chí chúng có thể tự rạch bụng moi gan moi ruột mình, làm những hành động mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Mà lúc đó, để lấy lòng tin của bọn buôn ma túy, Trần Văn Kiệt đã nghiện rất nặng, tôi cũng không thể ngờ, hắn ta lại là nội gián nằm vùng. Lúc đó, cũng vì muốn lấy lòng tin của bọn buôn ma túy, tôi từng nói với chúng rằng có cảnh sát bám nuôi tôi. Vốn là đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ai ngờ lại xảy ra sai sót, trên đường vận chuyển ma túy, ngoài cảnh sát ra, còn có một cô gái lạ bám theo chúng tôi nữa, vừa hay lại đúng tôi phát hiện ra trương lập đã lờ mờ hiểu ra khúc mắc giữa trần văn kiệt và nhạc dương là do đâu liền hỏi cô gái đó có quan hệ gì với trần văn kiệt hả nhạc dương run lên cầm cập vì rét thở dài đáp ừ những chuyện tiếp sau đó thì tôi không muốn nói nhiều nữa một cô gái bình thường lọt vào tay lũ buôn ma túy anh có thể tưởng tượng rồi đấy lúc đó trần văn kiệt vẫn ẩn nhẫn mở mắt chân chân ra nhìn người đàn bà của mình bị lũ đàn ông đó xé thành mảnh vụn hắn càng nghiện nặng hơn thậm chí còn thường xuyên xuất hiện ảo giác, nhưng lúc ấy tôi cũng không thể ngờ, tinh thần của con người lại có thể sụp đổ, hơn nữa, cũng không ngờ rằng ma túy có thể thay đổi hoàn toàn tính cách một con người. Cuối cùng, khi vụ án đi vào giai đoạn cuối, trong cuộc hỗn chiến, Trần Văn Kiệt đã phân thây tên cầm đầu bọn buôn ma túy ấy, bắn vào đầu hắn 46 phát súng. Tôi vốn định báo cáo cấp trên, nhưng lại nghĩ tới cảnh ngộ của hắn, liền giúp hắn giấu chuyện này đi. Về sau, bác sĩ tâm thần bảo với tôi lúc đó Trần Văn Kiệt đã xuất hiện khuynh hướng của chứng bệnh thích tháo dỡ mọi thứ ra, chẳng qua là căn bệnh tinh thần này rất hiếm thấy trên thế giới, khi đó dù có báo lên trên thì cũng chẳng ai nghĩ đến nó cả. Hơn thế nữa, hắn ta còn cai nghiện thành công, mọi người đều tưởng rằng hắn đã trở lại bình thường, thật không ngờ, ba tháng sau. Trương Lập càng nghe càng lạnh, chỉ thấy ánh mắt nhạc dương dại hẳn đi, anh chưa từng thấy nhạc dương thương cảm như thế bao giờ, vội nói, hắn làm gì cậu hả? Nhạc dương nghiến răng đáp, hắn lẻn vào nhà chú thím tôi, rồi. Phân thây, họ ra, nói tới đây, nhạc dương không sao ngăn mình nhớ lại cảnh tượng máu me đầm đìa ấy, khắp các bức tường đều là máu đỏ, bốn phía vung vãi thịt vụn, cảnh tượng ấy, thực chẳng khác nào địa ngục tu la ở chốn dương gian. Trương Lập không hiểu, hỏi lại, chú thím cậu. Nhạc dương đáp, ừ, chú và thím tôi cũng là một thành viên trong tập đoàn buôn bán ma túy đó, phụ trách tiêu thụ tại chỗ. Về sau bị bắt giam và được làm công tác tư tưởng, đã giúp đỡ công an. Trần Văn Kiệt chính là thông qua đường dây này mà trở thành nội gián, còn tôi cũng vì có quan hệ này nên mới được giáo quan lựa chọn nằm vùng, bằng không, anh tưởng là cứ lấy bừa một thanh niên 17 tuổi mà cũng thâm nhập được vào đường dây ma túy hay sao?" Trần Văn Kiệt cho rằng, chỉ có chú thím tôi biết được hắn đang ở đâu, đi chỗ nào, nếu không phải chú thím tôi nói với bạn gái hắn, cô ta căn bản không thể tìm được hắn, mà nếu không phải do tôi, bạn gái hắn cũng không bị phát hiện. Chính vì vậy, hắn đã sử dụng phương thức tàn nhẫn nhất hướng ngọn dao đồ tể của mình về phía chú thím tôi. Nói đến chỗ xúc động, nhạc dương gần giọng lại, thằng khốn đó, từ nhỏ tâm lý hắn đã bất bình thường rồi, hắn thích giết hại các loài động vật nhỏ, dìm chết chúng, lột ra, sau đó móc nội tạng cho vào những lọ thủy tinh, hoặc làm tiêu bản để siêu tầm. Chỉ có điều, trước nay hắn đều hành động một mình, mãi đến khi chúng tôi lục soát nơi ở của hắn thì mới phát hiện ra những thứ ấy. Có lẽ hắn làm cảnh sát, cũng chính là để hưởng thụ khoái cảm khi cầm súng bắn tội phạm đó thôi trương lập cả kinh thốt lên loại người ấy cũng có thể làm cảnh sát ư nhạc dương lắc đầu đáp anh không biết rồi bác sĩ tâm lý nói thế giới nội tâm của con người là thứ phức tạp nhất một người vĩnh viễn cũng không thể thực sự hiểu được trong lòng người khác đang nghĩ điều gì ai ai cũng có những suy nghĩ tăm tối vấn đề mấu chốt là họ có biểu hiện ra hay không mà thôi khi con người chỉ có suy nghĩ xấu họ vẫn là người bình thường nhưng nếu muốn biến những suy nghĩ đen tối ấy thành hiện thực thì sẽ là mối nguy hại cực lớn cho xã hội Rõ ràng, trong trường hợp Trần Văn Kiệt, việc sử dụng ma túy quá nhiều đã trở thành chất xúc tác cho hắn hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. Thằng khốn ấy giết chết chú thím tôi rồi cao bay xa chạy, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã hạng A trên toàn quốc, về sau tôi điều tra được hắn lộ diện lần cuối cùng ở Thanh Hải, thế nên mới chuyển đến bộ đội Thanh Hải đấy chứ. Trương Lập nhìn Nhạc Dương, hỏi, quan hệ giữa cậu và chú thím hẳn không tầm thường, phải không? Nhạc Dương hoài niệm, thở dài, hiếm khi mới thấy anh thông minh được một lần, mà không ngờ cái sự thông minh ấy lại xây dựng trên sự đau khổ của tôi không sai nhà tôi nhiều con cái lắm tôi là đứa thứ bảy còn chú thím tôi lại không có con họ thường nói đấy là báo ứng thế nên từ nhỏ tôi đã được cho sang nhà chú thím làm con nuôi chính là họ đã nuôi tôi lớn có điều họ đối với tôi thực sự rất tốt chưa bao giờ nói với tôi chuyện gì liên quan đến buôn bán ma túy cả năm đó tôi đánh nhau trốn học ăn bờ ở bụi họ cũng không bao giờ nhắc đến họ thực sự hy vọng Tôi không bao giờ dính dáng gì đến cái thứ độc hại ấy. Trương Lập cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi sự việc, đột nhiên lại thấy không còn quá lạnh nữa, gật gật đầu, chẳng trách. Nhạc Dương đột nhiên ngoảnh mặt lại, nhìn chăm chăm vào Trương Lập, nói, bác sĩ tâm lý nói, chứng bệnh này một khi đã phát thì như giã thú nếm được máu tanh, hắn sẽ tiếp tục không ngừng hành động. Vì vậy, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện, nếu đêm nay tôi không qua khỏi, anh nhất định phải tìm được hắn, ngăn hắn lại. Hứa với tôi đi. Trương Lập đột nhiên sực hiểu ra, tại sao thân thể mình không thấy lạnh nữa, đó là bởi máu nóng đang trào sôi hừng hực, cảm giác được tín nhiệm, được ủy thác ấy, khiến anh cảm thấy trên vai mình nặng mang một trách nhiệm xưa nay chưa từng có, ngoài ra còn cả tấm chân tình tha thiết nóng bỏng như lửa của nhạc dương kia nữa. Được, tôi hứa với cậu. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, nhạc dương lại tiếp lời, tôi ở Thanh Hải hai ba năm liền, cũng không thấy tin tức gì của thằng khốn đó nữa, cứ như thể là hắn bốc hơi rồi vậy. Về sau giáo quan nói, Sở tài hoa của tôi mai một, nên mới điều tôi đến đây, nhưng thực không thể ngờ được, thằng khốn đó lại xuất hiện trong đảo huyền không tự, suýt nữa thì tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Có lẽ, đó là cơ hội trời cao ban cho tôi cũng nên. Anh nhớ kỹ nhé, trên cánh tay phải hắn xăm một con thần lằn từ cổ tay kéo lên khuỷu tay, cho dù dùng laser đốt gì rồi, thì vết sẹo ấy cũng hiếm người bình thường nào có lắm. Trong đám thuộc hạ của gã Mắc nếu anh phát hiện ra tên nào như thế thì đúng là hắn rồi đấy. Trương Lập thấy Nhạc Dương nói xong, cặp môi đã xanh tím lại, tựa hồ như muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Vội nói, Nhạc Dương, cậu nói với tôi nhiều chuyện như vậy, tôi cũng có một việc, hy vọng cậu có thể giúp tôi. Di Hà, Nhạc Dương lại mở mắt ra nhìn Trương Lập. Trương Lập hít vào một hơi không khí lạnh buốt, nói, cậu có biết tại sao tôi lại đến Tây Tạng đóng quân không? Nhạc Dương lắc đầu. Trương Lập chậm rãi tiếp lời, bởi vì nghe mẹ tôi nói, cha tôi là người làm công tác khảo sát địa chất ở vùng Tây Tạng chỉ có điều, hồi tôi còn rất nhỏ, ông đã tham gia một nhiệm vụ khảo sát bí mật, rồi không bao giờ trở về nữa. Nhạc Dương đột nhiên ngồi thẳng lên, tuy dòng tư duy của anh đã sắp bị cái lạnh làm cho đông cứng lại, nhưng vẫn lập tức nắm bắt được, Trương Lập có điều gì đó muốn nói với anh. Ngay sau đó, anh liền sực nhớ đến phản ứng của Trương Lập khi nhìn thấy hình ảnh trong vách băng, kinh ngạc thốt lên, hình ảnh trong vách băng đó. Trương Lập gật gật đầu, cha tôi thường quanh năm khảo sát địa chất, hiếm khi về nhà, lần cuối cùng ông về nhà, đại khái chắc là năm tôi 7 tuổi, tuy ấn tượng rất mơ hồ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông thứ ba trong hình ảnh đó, chính là cha của tôi. Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng ông đã hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng giờ thì dường như không chỉ là như thế. Vì vậy, nếu tôi không thể vượt qua được đêm nay, nhất định cậu phải giúp tôi tra xét rõ ràng, cái gã tên là Tây Mễ đó, anh ba tang quen biết hắn đấy. Nhạc dương đờ đấn gật đầu như một cái máy, đoạn nói, tôi hiểu rồi, nếu đúng là hắn, nhất định tôi sẽ thay anh trả thù. Trương Lập run rẩy đáp, không cần sụp sôi căm phẫn lên như thế đâu, cậu làm như đêm nay chắc chắn tôi không thể qua khỏi được ấy, thế nào thì cũng phải biểu hiện ra là còn chút hy vọng gì đó chứ lại. Nhạc Dương lập tức đốc ngay, này, anh Lập, tất cả đều dựa vào anh đấy, hy vọng của tôi đều gửi gắm cả nơi anh, nhất định là anh sẽ cầm cự được mà. Trương Lập không sao nhịn nổi cười, cặp môi đã đóng băng tức thì dỉ máu, rồi lại nhanh chóng đông cứng lại, anh nói, được rồi, được rồi, ối, miệng tôi bị nứt ra rồi này. Tới đây, anh lại thở dài, cha, có điều nghĩ lại thì cậu cũng khó mà hiểu được một đứa con không cha lớn lên như thế nào đâu. Mẹ tôi đã khóc thầm sau lưng, rơi bao nhiêu giọt lệ tôi đều biết hết. Nếu ra đi như thế này, tôi thật không cam tâm chút nào. Nhạc Dương nói, anh cũng không biết, năm đó chú thím tôi tốt với tôi như thế nào đâu, họ cưng chiều tôi, đến em mơ ức gần như là tôi không thể chịu đựng nổi nữa ấy. Trong đêm gió rét cắt ra cắt thịt hoành hành ấy, hai người cứ gì dầm nói chuyện, ngậm nước mắt mà cười, run lẩy bẩy. Đêm lạnh dài đằng đẵng cuối cùng cũng bị ánh dương mang đi, chắc một cường ba ngửa mặt lên nhìn sắc trời biến ảo, vừa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ reo lên, nhìn kìa, khụ khụ khụ. Khụ, 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 mẫn mẫn, giáo quan, khụ khụ, có ánh sáng rồi, trời sáng rồi, chúng ta, chúng ta vượt qua được rồi. Ư, ừ, khụ khụ, âm thanh hồi đáp có vẻ hết sức yếu ớt đường mẫn và lữ cánh nam nằm gục trên người trác mộc cường ba đều chẳng còn hơi sức để ngẩng đầu lên thực ra từ lúc nãy có lẽ là hai ba tiếng đồng hồ trước hoặc có lẽ là bốn năm tiếng trước hai cô đã không còn mấy sức để trò chuyện nữa rồi mỗi lần trác mộc cường ba nói một chặp lại phải chú ý lắng nghe xem họ có phản ứng gì không nếu không nghe thấy gì gã liền dùng tay huých cho họ tỉnh táo lại phần nào cho tới khi nghe thấy tiếng đáp pho ve như muối gã mới yên tâm được một phần trời đúng là đã sáng rồi nhưng cả trác mộc cường ba cũng không còn sức lực để ngẩng đầu hay đứng lên nữa họ còn làm được gì chứ chỉ có thể đợi chờ mà thôi đội trưởng hồ dương và những người khác bao giờ mới tới còn phải kiên trì thêm bao lâu nữa trong lòng mỗi người đều có tính toán giới hạn cuối cùng mà mình nhẫn nại được điều trác mộc cường ba sợ nghe nhất chính là những âm thanh tựa như gửi gắm di ngôn của đường mẫn mỗi lần gã đều gắng sức ngắt lời cô đồng thời cảnh cáo họ không được nghĩ đến kết cuộc nhất định phải nghĩ rằng mình sẽ sống sót cho dù chẳng còn hơi sức để nói chuyện nữa, thì cũng vẫn phải nghĩ như thế. Cuối cùng, dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng hồi đáp của đường mẫn nữa, rồi dần dần, cả tiếng hồi đáp của Lữ Cánh Nam cũng tắt lịp, cuối cùng, đến cả tiếng nói của bản thân mình chắc Mộc Cường Ba cũng không còn nghe thấy nữa. Đúng vào lúc gã không cam lòng nhắm mắt lại, bỗng chợt nghe thấy âm thanh thô lỗ đặc trưng ấy, cùng với tiếng bước chân rồn rập, thằng tiểu tử này không ngờ lại tốt phúc đến thế đó là câu nói cuối cùng Trác Mộc Cường Ba nghe thấy trên đỉnh núi tuyết này. Về sau, Trác Mộc Cường Ba mới biết, mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương vừa xuống núi là liên hệ ngay với đại bản doanh cho Mơ và mấy đội leo núi thường trú trong dãy Himalaya để thỉnh cầu viện trợ. Đó là cả một đại gia đình quốc tế, chi viện lẫn nhau, thế nên chẳng mấy chốc đã tập hợp được hơn trăm người leo núi ngồi trực thăng cả đêm bay tới, quốc tịch thôi thì trải khắp cả thế giới. Sau khi nghiên cứu điểm phát ra tín hiệu, xác định bọn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập lần lượt gặp nguy khốn ở khoảng 6.700m trở xuống, đều không nằm trong khu vực của giải gió Tây, chỉ một phần những vận động viên leo núi hàng đầu mới dám cùng đội trưởng Hồ Dương lên núi cứu người. Tất cả những người tham gia hành động cứu viện lần này đều nói, dám can đảm leo lên núi tuyết tư tất kiệt mạc trong tình trạng không có hậu cần cứu hộ gì hết, lại còn định lên đỉnh từ phía Trung Quốc, đó thực chẳng khác nào đang tuyên chiến với tử thần. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Sự việc ngoài ý muốn lần này làm Trác Mộc Cường ba bị thương rất nặng, gã và những người khác đều được cấp cứu ở bệnh viện huyện Đạt Mã, rồi chuyển tới bệnh viện La Sa. Chân phải Trác Mộc Cường ba bị cắt đi một ngón, chân trái thì hai ngón, phổi tổn thương nghiêm trọng, nhưng điều khiến các bác sĩ kinh ngạc hơn nữa là đầu lưỡi gã cũng suýt chút nữa bị hoại tử vì phỏng lạnh. Họ đã gặp không ít người mạo hiểm leo núi tuyết, tay chân bị phỏng lạnh là chuyện bình thường, ấy là do máu không tuần hoàn đủ, nhưng đầu lưỡi bị phỏng lạnh thì thực đúng là chưa thấy bao giờ. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng, về cơ bản thì nhiệt độ luôn bằng với nhiệt độ cơ thể, lẽ nào đầu lưỡi người này lại cứ thẻ lè ra bên ngoài mãi hay sao? Các bác sĩ nào có biết rằng, chính cái lưỡi này của gã đã cứu mạng hai người phụ nữ? Được các bác sĩ cứu chữa tận tình và kịp thời, cuối cùng chắc Mộc Cường Ba mới giữ được công cụ nói năng của mình. Nằm viện nghỉ ngơi dưỡng bệnh hơn một tháng, chắc Mộc Cường Ba vẫn ho sù sụ không ngớt, phổi của gã tổn thương nghiêm trọng hơn đường mẫn và lữ cánh nam rất nhiều. Có điều, từ sau trở đi, không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra trong khe nứt chật hẹp ngày hôm ấy nữa, chỉ có điều, mỗi khi chắc Mộc Cường Ba nhìn thấy Lữ Cánh Nam, đều chỉ muốn né tránh mà không rõ lý do. Còn đường mẫn thì sao? Chẳng hiểu cô tức giận gì ai, vừa khỏe lại là đã đòi đi Mỹ tìm anh trai, khuyên giải thế nào cũng không chịu nghe. Bị đông lạnh một đêm giữa trốn trời băng đất tuyết ấy, dù là một tảng sắt thì cũng nứt toát ra, huống chi là con người. Tiêu hao thể năng quá độ, không có dưỡng khí sạch và thức ăn, đó đều là những nhân tố khiến cơ thể bị thương tổn. Tình hình Trương Lập và Nhạc Dương cũng không tốt lắm, vì mệt mỏi cực độ, cộng thêm mất nước, Trương Lập suýt chút nữa thì không qua nổi đêm hôm đó, bác sĩ nói anh bị trúng độc hệ hô hấp và thiếu kali trong máu, phải liên tục theo dõi 17 ngày trong phòng giám sát bệnh nhân nặng, bác sĩ mới bảo những người khác rằng anh đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, còn nọc rắn Nhạc Dương chúng phải cũng chưa trừ được tận gốc, dày vò anh chàng suốt hơn nửa tháng trời, ba tang thì được đưa tới một bệnh viện khác từ nguồn tin của lữ cánh nam sau lần hành động này đội ngũ của họ rất có nguy cơ sẽ bị giải thể khi trác mộc cường ba hỏi về tình hình của cương nhật phổ bạc cương lạp và mọi người ở thôn nạp lạp nhạc dương bảo gã rằng tất cả đều rất tốt họ đã chào tạm biệt chú cương nhật phổ bạc rồi chú ấy còn đến bệnh viện huyện đạt mã thăm cả bọn nữa trác mộc cường ba nghe vậy thì yên tâm nhưng nào có trông thấy nhạc dương xoay lưng về phía gã mà âm thầm gạt lệ làm sao nhạc dương quên được khi anh và Trương Lập được cứu ra khỏi rừng tháp băng, khi đi qua tòa cung điện bằng băng ấy, Trương Lập đã hôn mê bất tỉnh, nhưng Nhạc Dương thì thấy rõ mồn một, một, băng cung đã sụp đổ, cho dù có nói với những người khác rằng nơi đó từng có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ cũng chẳng ai tin. Cương Nhật Phổ bạc ngồi nghiêng nghiêng dựa vào vách băng có phòng ấn hình ảnh của Lạp Chân, Cương Lập cuộn mình nằm trong lòng anh, ngoài vết máu trên mình thì họ trông như là đang ngủ say vậy. Không hiểu vì sao, Nhạc Dương thấy đau đớn vô cùng, chỉ cần nghĩ đến Cương Lập là anh lại muốn khóc, Họ không nên chết như thế, đồng thời, anh còn nghĩ xa hơn nữa, vết thương ấy, thời gian bị thương đó. Cứ hễ nghĩ đến những chuyện ấy, Nhạc Dương lại nắm chặt tay. Nhất định là có vấn đề, nghi ngờ của giáo quan không hề sai, thế nhưng phải làm thế nào mới được đây? Hành động thất bại, kế hoạch bị hủy bỏ, có lẽ nhà nước sẽ giải tán nhóm người này, các thành viên sẽ mỗi người một nơi. Trương Lập, Nhạc Dương trở về đơn vị bộ đội địa phương, Lạt Ma Á La sẽ trở lại chùa. Đội trưởng Hồ Dương cũng quay lại tổ khảo sát khoa học nhà nước, hoặc lại được sắp xếp cho công việc khác, nữ cánh nam cũng sẽ ra đi. Tất cả những điều này đều nằm trong dữ liệu của Trác Mộc Cường 3, giáo sư Phương Tân cũng đã nhắc nhở gã từ trước, đây là một đội ngũ không hề ổn định chắc chắn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giải tán, giờ đây lại gặp thất bại lớn như vậy, chuyện bị các vị lãnh đạo cấp cao bỏ rơi cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng chuyện Ba Tăng bệnh tình chuyển biến xấu, buộc phải trở lại bệnh viện tâm thần điều trị tê hì Trác Mộc Cường 3 không ngờ tới điều khiến gã cảm thấy đau khổ nhất bất ngờ nhất là giáo sư phương tân bị thương rất nặng cái chân chưa lành hẳn của giáo sư phương tân lại bị trọng thương lần nữa lần này thì gãy cả xương đùi lúc đi qua khu vực khe băng ông không kịp né tránh đã bị một tảng băng lớn từ trên cao rơi xuống đẻ gãy lúc trác mộc cường ba vào phòng bệnh thăm giáo sư phương tân đang nghỉ ngơi cái chân đó đang được cố định bằng thạch cao treo lên cao trác mộc cường ba không sao hiểu nổi tại sao tại sao lại có tảng băng lớn từ trên cao rơi xuống, tại sao lại chỉ rơi đúng vào giáo sư Phương Tân. Hai bàn tay gã nắm lại kêu răng rắc, từ khi Trác Mộc Cường ba nhìn thấy tấm ảnh tử kỳ lân đó, người thầy mà gã tôn kính nhất, kính trọng nhất này đã giúp đỡ gã rất nhiều, mỗi câu nói của thầy đều ngấm ngầm thay đổi con người gã. Những lúc tâm trạng buồn nản, thầy giáo sẽ cổ vũ, khích lệ gã, những khi lâm vào tình thế khó khăn, thầy giáo lại chỉ bảo, dẫn đường cho gã, giáo sư Phương Tân luôn là ngọn đèn soi sáng cho cả nhóm người này, giống như nhiều năm trước, tất cả những khó khăn nghi hoặc của gã trong học thuật, trong cuộc sống đều tìm được lời giải đáp từ chỗ giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba luôn tin tưởng rằng, cho dù đội ngũ này có bị giải tán, chỉ cần có thầy giáo giúp sức, gã sẽ vẫn có thể xuất phát thêm một lần nữa, quyết đi tìm kiếm mục tiêu của đời mình, nhưng giờ đây... Vết thương của giáo sư Phương Tân sẽ khiến ông không thể hành động trong vòng 2-3 năm tới, Trác Mộc cường ba chẳng khác nào mất đi trái núi dựa lưng, chẳng khác nào mất đi nguồn trợ lực lớn nhất, mất đi trụ cột tinh thần, Gã quỳ gối một hồi lâu trước giường giáo sư Phương Tân, thầm nói với lòng, thầy giáo, thầy đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng bệnh để hai thầy trò được ở bên nhau. Đội trưởng Hồ Dương hãy còn nhớ như in sự việc xảy ra ngày hôm ấy, khi giáo sư Phương Tân tìm thấy di thể cương nhật phổ bạc và cương lạp trong băng, đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, khẽ gọi một tiếng, bạn già, rồi không quản nguy hiểm vách băng có thể sập xuống bất cứ lúc nào, cứ đứng trầm mặc trước di thể của họ một hồi rất lâu. Vì hai lượt đi về qua Tây Phong đới, thể lực tiêu hao quá nhiều, giáo sư Phương Tân hơi loạn choạng, đội trưởng Hồ Dương đã bước lên đỡ ông, cái ba lô cũng bị rơi ra lúc đó. Nhưng khi trên đầu có một tảng băng lớn rơi trở xuống, giáo sư Phương Tân đột nhiên sực tỉnh, đẩy mạnh vào người đội trưởng Hồ Dương, rồi bất chấp tính mạng lao bổ trở lại, dùng thân thể hất cái ba lô ra xa, thế nên mới bị khối băng đó đập trúng chân. Lúc ấy, giáo sư Phương Tân vẫn còn nhoẻn miệng cười, nói với đội trưởng Hồ Dương trong ba lô có máy tính sách tay, đó là toàn bộ tư liệu mà chúng ta thu thập được. Hồ Dương này, đừng nói với Cường Ba nhé, đừng bảo cậu ấy là băng cung sập rồi, cũng đừng bảo với cậu ấy Cương Lạp đi rồi. Thằng nhỏ ấy trọng tình cảm lắm, đội trưởng Hồ Dương không còn gì để nói nữa, nhớ lại lúc ấy, đến cả Lạt Ma Á La cũng chỉ biết cúi đầu thở dài. Đội trưởng Hồ Dương không nói chuyện này ra, anh hiểu tất cả những gì người chiến hữu giả của mình làm. Thời gian chậm chậm trôi, giáo sư Phương Tân từ từ tỉnh giấc, nhìn thấy Trác Mộc Cường Ba đang quỳ bên giường, trong mắt ông, gã vĩnh viễn vẫn chỉ là đứa trẻ to đầu cố chấp, ra sức đặt câu hỏi. Giáo sư Phương Tân khẽ vuốt vuốt mái tóc vẫn còn rối bù của gã, hỏi khẽ, Cường Ba à, cậu làm sao thế? Cậu đang khóc à, đừng đau lòng quá, cậu vẫn còn chưa gục ngã mà, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, chẳng phải vậy sao? Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói, thầy giáo, chân của thầy. Giáo sư Phương Tân phá lên cười ha hả, chân của tôi vẫn còn may mắn lắm, ít nhất thì cũng không đến nỗi như mấy đầu ngón chân của cậu, bị cắt rồi hả? Có biết không, khi chúng tôi trở về thôn Nạp Lạp, người dân đều ngấm ngầm gật đầu, bất kể là đội leo núi giỏi giang cỡ nào, đã leo lên thần sơn tư tất kiệt mạc thì nhiều nhất cũng chỉ trở về được một nửa, đây là định luật rồi. Nhưng ngày hôm sau, khi Hồ Dương đưa tất cả các cậu về, đám dân làng đó kinh ngạc thế nào chắc cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Chúng ta lại tạo ra một kỳ tích rồi đấy. Trác Mộc Cường ba thương tâm ngượng cười, đột nhiên cảm giác bi phẫn lại trào dâng lên trong tâm khảm, thầy giáo làm tất cả mọi điều, tất cả mọi điều chỉ vì gã, vậy mà gã lại đã khiến người thầy tôn kính của mình phải thất vọng. Giáo sư Phương Tân thản nhiên nói tiếp, "Được rồi, nếu cậu còn khóc trong phòng bệnh của tôi nữa, thì tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu nữa. Đừng khóc như đàn bà thế chứ, tuy lần này thất bại rồi, nhưng hành động của chúng ta đã kết thúc đâu?" Trác Mộc Cường ba luôn luôn tự tin mà tôi quen biết đi đâu mất rồi hả? gã trác mộc cường ba tung hoành trốn thương trường, nói cười vui vẻ kia đâu mất rồi. Cậu có phải trẻ con đâu, gặp phải chút chuyện nhỏ như thế mà đã thúc thiết vậy sao? Lau khô nước mắt đi, nói cho tôi biết, lần này tại sao chúng ta lại thất bại? Trác mộc cường ba dần lấy lại bình tĩnh, trong cuộc đời này, gã chỉ khóc vì hai người duy nhất, một chính là em gái gã, người thứ hai, chính là người thầy vĩ đại này. Gã hoang mang đáp, tôi, tôi không biết. Giáo sư Phương Tân liền phê bình, hừ không biết hả những lời như vậy mà thốt ra từ miệng của trác mộc cường ba cậu hay sao không đánh trận khi không chắc thắng không thực hiện kế hoạch không kết quả lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày thất bại này hay sao lần thất bại này nguyên nhân then chốt nằm ở chính chúng ta đấy trác mộc cường ba lấy lại bình tĩnh trầm ngâm nhắc lại chính chúng ta giáo sư phương tân nói phải rồi chính bản thân chúng ta cậu thử nghĩ xem chúng ta liều sống liều chết đoạt được địa đồ bên trong đảo huyền không tự có phải chúng ta có tự tin một cách mù quáng hay không tại sao chúng ta dám khẳng định tấm bản đồ đó nhất định sẽ chỉ đường cho chúng ta tìm đến bạc ba la thần miếu tìm được tử kỳ lân trước khi băng qua núi tuyết có phải chúng ta đã quá tự tin rồi hay không chúng ta chắc chắn vượt qua được tử vong tây phong đới ư chúng ta nhất định mạnh hơn không biết bao nhiêu đoàn leo núi đi trước mình ư cậu còn nhớ chúng ta lấy được tư liệu ở chỗ giáo quan lữ cánh nam không có bao nhiêu đoàn leo núi đã dựa theo bản đồ của Morgan lên núi tuyết tư tất kiệt mạc ấy chứ, rồi có bao nhiêu người sống sót trở về được. Lúc ấy cậu có từng nghĩ đến vấn đề này hay chưa? Nếu như thất bại, cả đội chúng ta sẽ như thế nào? Giải tán như thế nào? Cậu có từng hỏi Hồ Dương và Lữ Cánh Nam những chuyện này hay chưa? Giáo sư Phương Tân không kìm được, lại đưa tay xoa nhẹ lên đầu chắc một cường ba đang ngẩn ra bên giường mình, thở dài nói, cậu nghĩ cho thật kỹ đi, Tuy rằng mang lòng tự tin nhất định thành công đi làm việc gì đó là thái độ tích cực, nhưng nếu quá tự tin một cách mù quáng thì lại là đại kỵ trong công tác khảo sát khoa học đó. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý trước đi, nếu nhà nước có thái độ gì với hành động của chúng ta lần này thì sẽ đến trong mấy ngày tới đây thôi. Lời của giáo sư xưa nay rất chuẩn xác, ba hôm sau, Lư Cánh Nam mang đến một tin tức khiến tâm trạng mọi người đều hết sức nặng nề, đội ngũ tạp nham này của họ đã chính thức bị giải thể mọi người chỉ có hai ngày chuẩn bị để trở về vị trí ban đầu của mình. Ai nấy đều hết sức kích động, phẫn nộ, Trương Lập và Nhạc Dương kêu ca nhiều nhất, Lữ Cánh Nam chỉ điềm đạm nói, quả thực chúng ta đã tiêu phí rất nhiều tài nguyên của nhà nước, mà mọi người cũng biết rồi đấy, lần hành động này có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự tồn vong của cả đội chúng ta. Trương Lập gần như nhảy dựng lên, lẽ nào tất cả những chuyện chúng ta làm, liều mạng đi tìm kiếm, tất cả chỉ là tiêu phí tài nguyên của nhà nước thôi hay sao? nhạc dương cũng không sao dồn nén được lửa giận trong lòng hét váng lên thế cái lũ chuyên gia kia thì hơn gì chúng ta chứ lữ cánh nam vỗ vai hai người nói tiết kiệm sức đi đừng kêu gào ở đây làm gì mệnh lệnh của cấp trên không thể cãi trở về thu dọn hành trang ngày mai quay lại đơn vị của các cậu đi nhạc dương vẫn không ngừng lầu bào kêu la cũng lắm thì không làm nữa có gì hay đâu chứ giọng lữ cánh nam bỗng nghiêm lại không được làm loạn lên như thế đừng quên cậu thuộc binh chủng gì tự tiện bỏ đi là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó. Dứt lời, cô liền ho lên vì quá xúc động, nhạc dương tức thì ủ rũ như cọng bún thiêu. Trương Lập cũng trầm hẳn xuống, anh chợt nghĩ đến cường ba thiếu gia, bọn họ chỉ là những người nhận lệnh tham gia hành động lần này, có thành công hay không cũng không quan hệ gì nhiều đến bản thân họ, bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay mà đi, nhẹ nhàng giải thoát, còn cường ba thiếu gia thì sao chứ? Cường ba thiếu gia phải làm thế nào đây? Giáo sư Phương Tân bị thương đến nông nỗi thế, một mình cường ba thiếu gia chỉ e không thể nào tiếp tục tìm kiếm giấc mơ của mình rồi, cuối cùng đành phải bỏ cuộc hay sao? Xem ra, mơ mộng rốt cuộc vẫn chỉ là mộng mơ. Trong phòng bệnh, chắc một cường ba nhìn giáo sư Phương Tân, tựa như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, cúi đầu nói, đã nhận được thông báo chính thức rồi, đội ngũ của chúng ta. Bị giải thể. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn chắc Mộc Cường Ba, cũng có phần thương cảm, mệt mỏi nói, rốt cuộc. Vẫn là kết quả đó. Trác Mộc Cường Ba nói, Nhạc Dương và Trương Lập ngày mai sẽ phải đi, đợi lát nữa họ sẽ tới thăm thầy. Cả đội trưởng Hồ Dương cũng phải lên đường, anh ấy muốn nói chuyện riêng với thầy. Giáo sư Phương Tân thoáng ngạc nhiên, nhanh như vậy sao? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đúng vậy, họ đều là thành phần tinh anh cốt cán ở đơn vị của mình, chỗ nào cũng cần họ cả, thượng cấp thông báo giải tán nhóm của chúng ta, đơn vị của họ tự nhiên là muốn họ trở về càng sớm càng tốt. Giáo sư Phương Tân ngượng cười, phải rồi, cũng nên trở về chứ, nên đi thì cũng phải đi thôi. Cường ba à, còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không? Chắc một cường ba lại gật đầu, còn nhớ, thầy đã nói, điều chúng ta nên làm khi tham gia huấn luyện đặc biệt, trước tiên là phải học nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều, nếu đến một ngày nào đó, nhóm người này bị giải tán, chúng ta sẽ tự đi tìm một mình. Thế nhưng, giờ thầy đang. Giáo sư Phương Tân xua tay nói, một chút thương tích nhỏ này không đáng ngại, có lẽ tôi không thể tham gia hành động thực tế được nữa, nhưng tôi có thể bảo đảm hậu cần cho mọi người mà, phân tích dữ liệu, thu thập tài nguyên, những việc ấy tôi vẫn còn làm được. Không, Trác Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên, "Đủ rồi, thầy giáo, những gì thầy làm đã quá đủ rồi. Cho dù tôi có muốn lên đường lần nữa thì cũng sẽ dựa vào sức của mình để thực hiện, thầy hãy nghỉ ngơi đi, đừng thêm vất vả vì tôi nữa." Giáo sư Phương Tân nghe vậy liền đanh nét mặt lại, nói năng kiểu gì thế? thấy sức khỏe tôi không tốt nữa, là muốn đá tôi sang một bên đấy hả? Trác Mộc Cường ba cuống quyết, không phải tôi có ý đó, thầy biết mà, thầy giáo. Tôi, tôi. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, đương nhiên là tôi hiểu ý của cậu. Được rồi, chuyện của tôi không cần cậu lo lắng, vậy bây giờ kế hoạch của cậu như thế nào? Bây giờ hả, Trác Mộc Cường ba thẹn mướt mồ hôi, mấy ngày nay gã chìm đắm trong nỗi phiền não vì cả nhóm sắp bị giải thể, ngày nào cũng đứng ngồi không yên. Mẫn mẫn lại ở tiết tận nước Mỹ xa xôi, gọi điện ba bốn lần rồi vẫn không nghe, trong lòng ủ rũ ngổn ngang trăm mối, làm gì đã nghĩ đến kế hoạch kế sách gì chứ? Giáo sư Phương Tân liền trách, cậu thấy đấy, lại hành động theo cảm tính rồi đúng không? Giờ tình huống chúng ta đang phải đối diện cũng giống như là trước khi tham gia vào nhóm huấn luyện đặc biệt này vậy, chúng ta sẽ mất đi hầu hết các nguồn tư liệu, song những gì chúng ta có được cũng cực kỳ quan trọng, đó là tin tức. So với hai năm trước, có thể nói chúng ta đã từ hoàn toàn không hề biết gì đạt đến mức độ tương đối hiểu về bạc ba la thần miếu, thậm chí còn hiểu biết hơn cả những tổ chức đã tìm kiếm bạc ba la thần miếu từ rất sớm kia nữa. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Phải rồi, giáo sư Phương Tân nghiêm túc nói, tôi cần một câu trả lời khẳng định, cậu lựa chọn bỏ cuộc hay là tiếp tục hành trình này? Chắc Mộc Cường Ba cũng trịnh trọng đáp lời, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Audio điện tử võ tấn bền Giáo sư Phương Tân gật đầu nói, vậy thì tốt. Những điều cậu cần làm lúc này, thứ nhất là phân tích, sắp xếp, tập trung tất cả những nguồn lực của chúng ta, xem xem còn lại bao nhiêu vốn giữ nhà. Thứ hai là bổ sung và hoàn thiện. Việc cuối cùng là tìm kiếm những người hợp tác mới. Sức một người chắc chắn không thể hoàn thành được hành trình mạo hiểm này đâu. Trác Mộc Cường ba trầm tư nói, nguồn lực, chúng ta còn lại nguồn lực gì cơ chứ? Giáo sư Phương Tân đáp, nguồn lực con người. Đầu tiên là Mẫn Mẫn, cô ấy chắc chắn sẽ đi. Sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt, cô ấy đã trở thành trợ thủ không thể thiếu của cậu rồi. Trác Mộc Cường ba lo lắng nói, mẫn mẫn, mẫn mẫn, thời gian này cô ấy chẳng buồn để ý gì đến tôi cả. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, qua một thời gian là ổn thỏa thôi, người ta dù sao cũng là con gái, nhất thời cũng khó mà chấp nhận được chứ. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, cậu chơi cái trò. Cái trò ngủ chung một bao ấy, đừng nói là mẫn mẫn, đổi lại thì ai cũng không chấp nhận được đâu sắc mặt chắc một cường ba lúc đỏ lúc trắng, đây là chuyện gã không muốn nhắc đến nhất trong quãng thời gian này. Giáo sư Phương Tân dường như không để ý thấy, lại tiếp tục luôn, còn những người khác, Lạt Ma Á La thì phải xem ý hướng của ông ấy thế nào đã, có điều chắc là hy vọng không lớn lắm, phía Hồ Dương thì tôi có thể giúp cậu làm công tác tư tưởng, nếu gần đây anh ta không có hạng mục khảo sát nào, tôi chắc tám phần có thể thuyết phục được. Ừm, những người khác thì khó đấy, muốn tìm những người vừa có kinh nghiệm vừa dám mạo hiểm lại đáng tin cậy thực sự là quá khó. Thực ra, nghe cậu kể về tay son nào đó gặp trong rừng rậm châu Mỹ kia, tôi cảm thấy người này có thể tin được, dù sao thì cũng trải hoạn nạn rồi, tiếc là cậu lại không có cách gì liên lạc được với người ta. Còn tuyển chọn những người khác, e là phải tìm tiến sĩ cổ Tuấn Nhân nhờ ông ấy giúp cho, ông ấy có biết nhiều về các nhà thám hiểm trên thế giới, có thể tìm được một ít tư liệu. Thứ nữa là nguồn lực tài chính, về mặt này tuy rằng không phải là vấn đề đối với cậu, nhưng tốt nhất cậu vẫn nên bớt chút thời gian mà xem lại công ty của mình đi, đừng để khi tìm thấy tử kỳ lân thì công ty cũng bị cậu làm cho phá sản luôn. Còn về nguồn vật lực công cụ, đối với chúng ta thì đây là mặt thiếu thốn nhất, mặc dù có thể thông qua đức nhân lão ra để xoay sở một số vật tư quân dục, nhưng so với nhóm huấn luyện đặc biệt thì thực là kém quá xa. Những trang bị trên người chúng ta, có rất nhiều thứ được sản xuất đặc biệt, đừng nói là không bán trên thị trường, ngay cả các đơn vị bộ đội cũng không tìm được đâu. Chỉ còn cách hỏi Lữ Cánh Nam xem, sau hành động lần này, những thiết bị đặc biệt ấy sẽ xử lý như thế nào, nếu không được, e rằng chúng ta phải thông quan những đường dây đặc biệt để tìm mua một số đồ thay thế kém hơn một chút vậy. Nguồn thông tin thì tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, về mặt này không cần phải lo lắng. Nghe những lời thầy giáo nói, chắc Mộc Cường Ba chỉ còn biết gật đầu liên liệu. Đang như vậy thì Trương Lập và Nhạc Dương đến để chào giáo sư Phương Tân, Lữ Cánh Nam gọi chắc Mộc Cường Ba ra ngoài trao đổi một số thủ tục giải tán bao gồm cả vấn đề tiền bạc, nhân lực, vật lực. Trác Mộc Cường Ba nhận được câu trả lời khẳng định, những trang bị nhà nước cung cấp, tuy rằng được sản xuất nhờ sự tài trợ của gã, nhưng đều thuộc về cơ mật cấp quốc gia, dù một con ốc, một cái đinh vít cũng không thể lưu lạc ra ngoài, mà số dư trong quỹ tiền của gã cũng vừa vặn dùng hết, còn lại chỉ chưa đầy 3 chữ số. Trác Mộc Cường Ba giống như người làm chuyện trái với lòng, không dám đối mặt với ánh mắt lữ cánh nam, trao đổi xong mọi sự vụ liền bỏ đi như chạy tháo thân cầm theo cuốn sổ tài khoản chỉ còn chưa đầy ba chữ số và một chồng hóa đơn thanh toán dày sụ, cười khổ trở về phòng bệnh. Bên kia, Trương Lập và Nhạc Dương cũng vừa rời khỏi phòng bệnh của giáo sư Phương Tân, không biết họ và giáo sư đã nói chuyện gì mà mặt hai người đều đầm đìa nước mắt. Vừa trông thấy chắc một cường ba, Nhạc Dương liền chạy tới ôm chặt, khóc hòa lên, cường ba thiếu ra, anh có người thầy tốt quá. Chắc Mộc Cường Ba nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Không có những lời lưu luyến, cũng không có buổi chia tay bịn dịn, cơ hồ tất cả mọi người đều không muốn đối mặt với sự giải tán tàn khốc này. Lạt ma á la hành tung phiêu hốt, đến đi đều không định trước, chỉ có mình lữ cánh nam biết ông đã rời đi. Trương Lập và Nhạc Dương cũng len lén bỏ đi, họ không muốn mà cũng không biết phải đối mặt với tình cảnh biệt ly ấy như thế nào, đành để lại lá thư ngắn ngủi, đại ý nói là rất vui vì được tham gia vào nhóm, cảm ơn giáo quan đã bồi dưỡng và cường ba thiếu gia đã nhiều lần chiếu cố, cổ vũ cường ba thiếu gia chớ có nản lòng, sau này cần tiếp tục nỗ lực, nếu có cơ hội xông pha khói lửa sẽ quyết chẳng từ nan. Trác Mộc Cường ba đọc bức thư từ biệt viết ngập ngừng, lời lẽ chẳng ra đâu vào đâu của họ mà dở khóc dở cười, đưa cho giáo sư Phương Tân xem, ông cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, hai người chỉ viết một bức thư, không ngờ lại còn liên danh ký tên vào nữa. Sau đó, giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương còn nói chuyện với nhau rất lâu, kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ thấy ông mặt ủ mày trao mà lắc đầu. Trác Mộc Cường ba biết quá nửa là do đội trưởng Hồ Dương không thể lưu lại. Giáo sư không nói, gã cũng không muốn hỏi thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Lữ Cánh Nam mặc quân phục, đeo ba lô, chặn Trác Mộc Cường ba ở hành lang bệnh viện. Trác Mộc Cường ba không khỏi có chút thất vọng trong lòng, đường mẫn đi rồi, Trương Lập, Nhạc Dương cũng đi rồi, giờ đến cả giáo quan Lữ Cánh Nam cũng đi nốt, gã thẽ thọt nói, cô, cô cũng chuẩn bị lên đường hả, giáo quan. Lữ Cánh Nam mỉm cười như có phần chế diễu, nói, chịu nói chuyện với tôi rồi à? Nếu hôm nay tôi không chặn anh ở đây, có phải anh không định chào tạm biệt tôi hay không thế? Làm, làm gì có, Lữ Cánh Nam vừa cười, chắc Mộc Cường ba liền giật thoát mình, bắt đầu thấy hơi căng thẳng, lại húng hắng ho mấy tiếng. Ánh mắt Lữ Cánh Nam hơi có chút rối loạn, người đàn ông cao lớn tinh thần mệt mỏi, sắc mặt vàng vọt, đầu tóc rối bời này có còn là Cường ba thiếu ra trí khí ngút trời, khí thế ép người hay không? Cô bâng khuâng giơ tay lên, định vuốt vuốt lại mái tóc rối bù cho Trác Mộc Cường ba. Gã hơi nghiêng người tránh đi, Lư Cánh Nam cũng sực nhớ ra thân phận của mình, bàn tay xứng lại giữa không chung, không nhích thêm được phân nào nữa, cô chăm chú nhìn Trác Mộc Cường ba, trong ánh mắt là quyết tâm ly biệt, Trác Mộc Cường ba chỉ biết nhìn xuống mũi giày, không dám đối mặt. Cuối cùng, Lư Cánh Nam cũng rút tay trở về, khẽ nói, anh, hãy bảo trọng, cô cũng thế, giáo quan lữ cánh nam đột nhiên rút ở túi áo may ở mặt bên trong bộ quân trang ra một tờ giấy gấp gọn gàng ngập ngừng nói cái này trác mộc cường ba như bị kích điện vội giật lùi một bước gặp phải tình huống như thế này thực sự gã không biết nên xử lý ra sao nữa lữ cánh nam mặt lạnh như băng gắt lên ra lệnh tránh cái gì tôi đáng sợ thế sao lại đây cầm lấy trác mộc cường ba lúng túng nói giáo quan cô biết rồi đấy tôi lữ cánh nam nhét mẩu giấy vào tay trác mộc cường ba hai hàng lông mày thanh tú nhướng lên trong danh sách này có cách thức liên hệ với các thành viên trong tổ nghiên cứu bạc ba la thần miếu chắc rằng các anh sẽ cần đến đừng nhìn tôi với ánh mắt đó giờ là xã hội gì rồi anh nghĩ tôi là hạng người như thế nào chứ hả lại hiểu lầm người ta rồi trác mộc cường ba xấu hổ đến nước chỉ hận không tìm được cái rãnh nào dưới đất mà chui xuống gã vội nói cảm ơn khụ khụ cảm ơn giáo quan thấy lữ cánh nam lại nhíu mày Gã vội giải thích, "Khụ. Khụ, tôi biết, tuy nói như vậy, hơi quá khách sáo, nhưng ngoài hai chữ cảm ơn đó ra, tôi thực sự không tìm được lời nào để biểu đạt. Chắc Mộc Cường Ba hiểu rõ, Lữ Cánh Nam đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ bọn họ rồi." Lữ Cánh Nam điềm đạm nói, "Đừng nghĩ phức tạp thế, đây là phương thức liên hệ tôi có được khi dùng thân phận cá nhân trao đổi với những chuyên gia đó, giáo sư Phương Tân có lẽ cũng biết được ít nhiều, nhưng chắc là không đầy đủ." tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi, giờ thì đi đây. Nói xong, cô sải chân bước đi, cuối cùng cũng lướt qua bên vai Trác Mộc Cường Ba. Gã lặng lẽ đi theo ra khỏi cổng bệnh viện, biển người minh mông, lữ cánh nam không quay đầu lại nữa. Yorkshire nằm ở miền đông nước Anh, là một thành phố quan trọng đã chứng kiến nhiều sự kiện trong lịch sử nước Anh, đến với Yorkshire, tựa hồ như đã vượt qua đường hầm thời gian để trở về thời Trung Cổ vậy một. Nơi này có đại giáo đường Gothic lớn nhất phương quốc Anh có điều sau tới đây không phải để hoài cổ, y đang chậm rãi thả bộ bên bờ sông Devon, tay cầm một tập báo cáo. đã đi khắp mấy trường đại học nổi tiếng, liên hệ cả đám chuyên gia có uy tín, kết quả nghiên cứu đều như nhau hết cả. tâm trạng của y lúc này rất phức tạp, nửa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, nửa kia lại thất vọng. kết quả nghiên cứu cho thấy, tiến hóa thể mà y cho rằng là một sinh vật nằm giữa ranh giới động vật và thực vật kia, hoàn toàn không phải như những gì y tưởng tượng, đó chỉ là một đám kết cấu dạng bào tử tương tự như châm khuẩn chúng có số lượng cực nhiều, ký sinh lên quần thể chủ như con san hô vậy, bình thường những sinh vật này hoàn toàn ở trong trạng thái mầm, tự hình thành nên một bong bóng khí, sinh mệnh hoàn toàn ở trạng thái đình trệ, một khi gặp nước, chúng sẽ khôi phục sức sống nhanh chóng, ngoài bành trướng về thể tích, chúng còn sinh trưởng nhanh chóng theo phương thức đặc hữu của vi khuẩn, cơ hồ mỗi phút đều tăng trưởng theo cấp số nhân, thêm nữa là chúng sinh trưởng theo kiểu này mầm phân tách, giữa các cá thể dường như được nối liền bằng liên kết phân tử. Để chiếm được nhiều không gian sinh tồn hơn, hút được nhiều nước hơn, chúng sẽ co cùng về chỗ nào có nước, khi ấy thì luồng lực bạo phát ra sẽ cực kỳ khủng khiếp, dù chỉ là một sợi mảnh bằng đầu ngón tay, thì lực kéo cũng có thể lên tới trên trăm kg. Mặc dù đây không phải là giống sinh vật mà Sox kỳ vọng, nhưng dù sao nó cũng là một phát hiện kinh người khiến cả giới sinh vật học phải rung động. Sox phòng qua một khoảnh rừng, những bóng người trong trường đại học dần thưa thớt. Đến chỗ vắng không một bóng người, y mới dừng lại, điềm đạm cất tiếng, còn muốn theo bao lâu nữa đi ra đây, y biết, khoảng thời gian này mình đều bị người khác theo dõi. Lần này theo dõi một cách trắng trợn như vậy, rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị để lộ mặt rồi. Một bóng đen lướt qua, người kia không ngờ lại nhảy thẳng từ trên một chạc ba cao gần chục mét xuống, tiếp đất nhẹ nhàng như không, chỉ thấy y mỉm cười nói, cảnh giác cao lắm, sauce. Nếu chắc một cường ba ở đây, hẳn gã cũng phải giật mình kinh ngạc rồi. Người đó chẳng phải ai khác, mà chính là quý ông người anh có mái tóc bạch kim, son. So liếc mắt nhìn son một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ khinh thường nói, còn tưởng là ai, hóa ra là anh, luật sư son. Không phải anh là người của tổ đê sao? Tại sao theo dõi tôi? Lẽ nào định nhúng tay vào chuyện của tổ tê bọn tôi? Tổ tê à, nét mặt son như cười mà không phải cười, hờ hững nói, cha cha, tổ tê của mấy người hóa ra vẫn còn tồn tại à? Tôi cứ tưởng tổ tê đó sớm đã bị giải tán từ lâu rồi chứ, mạo muội hỏi một câu, tổ tê ấy còn bao nhiêu người vậy? Người quyết sách của các anh đâu rồi? Hình như nhiều năm nay cũng không thấy anh ta xuất hiện nhỉ? Sos trợn mắt nghiến răng giận dữ, nhưng lúc này y còn chưa dám ra tay. Tạm chưa nói đến chuyện đối phương biên chế hoàn chỉnh, đội trưởng rất lợi hại, chỉ riêng tên Son này, bản thân y đã không chắc có thể thu phục được. Nghe nói Son là một thuộc ngữ giả, người hiểu ngôn ngữ thực vật kiêm thao thú sư, còn bản thân y chỉ là một thao thú sư, chỉ có thể cùng một đẳng cấp với son hoặc thậm chí là còn kém hơn. Sauce cố nén lửa giận trong lòng xuống, gần giọng nói, đừng nói lăng nhăng nữa, muốn gì thì nói thẳng ra xem nào. Son làm bộ uể oải nói, là thế này, tôi cảm thấy dạo này anh và gã mất kinh kia đi lại rất mật thiết, cơ hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh biết rồi mà, người trong tổ chức chúng ta ít nhiều đều có tính hiếu kỳ, tôi thực không kìm lòng được, nên muốn hỏi tử xem rốt cuộc bọn anh đang tìm thứ gì thôi. Sos nghe vậy thì yên tâm phần nào, xem ra gã tóc bạc này vẫn chưa biết được sự tình, y thản nhiên đáp, anh cũng hiếu kỳ quá đấy, có điều như vậy dường như hơi vượt ranh giới rồi thì phải, đó không phải vấn đề anh nên quan tâm đâu. Nếu muốn liên thủ, thì đội trưởng của anh phải lộ mặt trực tiếp thương lượng với đội trưởng của chúng tôi. Anh tưởng theo dõi tôi thì thăm dò được tin tức gì chắc. E là phải khiến anh thất vọng rồi, gần đây tôi chỉ làm một số nghiên cứu chuyên ngành, tàn những thứ anh không hứng thú gì đâu. Son bị từ chối, nhưng vẫn chẳng hề để tâm, ừm, theo những gì tôi quan sát được, dường như chỉ có anh và Merkin đang làm ăn gì với nhau thôi, có thấy người quyết sách của các anh tham gia đâu nhỉ. Đằng nào thì chúng tôi gần đây cũng dối việc, lâu lắm chưa có hành động mạo hiểm nào liên hiệp người của mấy tổ lại rồi, sao anh không nghĩ đến chuyện để chúng tôi gia nhập với nhỉ? Tôi có thể giúp các anh rất nhiều đấy. Lời gợi ý của Son hoàn toàn chẳng hề khiến Sos hứng thú, ngược lại còn làm giấy lên ý muốn giết người trong y. Sos hiểu rõ, trong tổ chức, thực lực quyết định tất cả mọi thứ khác. Son gia nhập vào, tức là cả nhóm của hắn cũng gia nhập, còn phía mình lại chỉ có Y và Muckin. Huống hồ, bọn họ đã tốn rất nhiều tinh lực cho bạc ba la thần miếu, lúc này tự dưng Son xuất hiện đòi gia nhập, chẳng phải muốn cướp tay trên thì là muốn gì chứ. Mà Y còn liên tiếp nhắc đến người quyết sách nữa, Hễ nghĩ đến con người đáng sợ ấy, khóe mắt Sos lại giật giật, nếu thực sự để người đó biết chuyện, Y và Muckin còn gì nữa chứ. Nghĩ đến đó, Sos liền kẹp báo cáo vào nách, chậm rãi im lặng cho tay vào túi. Son vừa thấy tình thế bất ổn, vội tranh lên tiếng trước, sao hả, muốn giết người diệt khẩu à? Anh cứ thử đi, xem lũ động vật nhỏ của anh nhanh hay súng tôi nhanh hơn. Y lùi lại hai bước rồi nói tiếp, nếu anh không hoan nghênh tôi gia nhập thì thôi vậy, đảm bảo sẽ không quấy nhiễu chuyện của các anh nữa, đâu cần phải liều mạng đến thế chứ. Tạm biệt, dứt lời, Y liền tung mình nhảy lên cây, nhấp nhô mấy cái, bóng đã khuất dần xa. Sos hướng về phía son biến mất, lớn tiếng với theo, nhờ anh chuyển lời đến đội trưởng của các anh, nói là người quyết sách có lời hỏi thăm. Nói xong, sắc mặt y tối sầm lại, thầm nhủ, hy vọng ba chữ người quyết sách đó có thể trấn áp được hắn. Son, rốt cuộc mày biết được những gì rồi. Phòng bệnh im ắng hẳn, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại chắc một cường ba và giáo sư Phương Tân, tất cả lại trở về như hai năm trước. Ngồi nhìn phòng bệnh trống vắng thanh thang, nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt trong bệnh viện nửa năm trước, Trác Mộc Cường ba không khỏi thẫn thờ dầu dĩ, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng khó tả. Nhớ lại, hai năm nay mình đã làm những gì rồi. Giống như là vừa diễn một vở hài kịch đen tối, cuối cùng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Giáo sư Phương Tân cũng nhìn ra nỗi hoang mang bối rối của Trác Mộc Cường ba. Để gã có thêm lòng tin, ông đề nghị gã khoảng thời gian này nên quay lại công ty xem chuyện làm ăn thế nào. Trác Mộc Cường ba cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mà cũng đã đến lúc phải liên hệ với người ở công ty rồi, Chẳng ngờ, vừa bấm điện thoại, trong lòng Trác Mộc Cường Ba đã dâng lên một thứ dự cảm bất thường. Cú điện thoại đầu tiên là trực tiếp gọi cho Đồng Phương Chính, điện thoại di động mãi không có người bắt máy, cú thứ hai, gã gọi cho văn phòng tổng công ty, nhưng số này đã ngừng hoạt động, cú điện thoại thứ ba là gọi đến trung tâm phục vụ khách hàng, đó là đường dây nóng 24 trên 24, nhưng cũng bị ngắt số. Trác Mộc Cường Ba cố che đậy nỗi sợ hãi trong lòng, nói với giáo sư Phương Tân rằng mình ra ngoài một chút rồi vội vàng chạy đến đại bản doanh công ty. Trác Mộc Cường ba bắt xe đi tới trụ sở chính của tập đoàn Thiên sư, trên đường không ngừng gọi vào những số máy quen thuộc, nhưng không phải đã tắt máy thì cũng đã đổi số, càng đến gần trụ sở, tâm trạng gã càng nôn nóng không yên. Lúc đến cổng tập đoàn, cả người Trác Mộc Cường ba dường như lạnh ngắt, trên cánh cổng quen thuộc kia, không phải treo biển trung tâm nuôi luyện chó Ngao Thiên sư nữa, mà là một tấm biển viết xưởng gia công thịt đông lạnh Hoa Liên. Bảo vệ đóng chặt cửa không cho vào công ty mới cũng nghiêm khắc quy định nhân viên không được tùy tiện nói chuyện với người ngoài, chắc Mộc Cường Ba đành phải đi tìm những người ở xung quanh đấy thăm dò tin tức. Tập đoàn Thiên Sư hả? Ừm, anh hỏi cái công ty hồi trước nuôi chó ngao ấy hả? Sập từ lâu rồi, công ty ấy phá sản rồi. Nghe nói còn nợ người ta vô khối tiền cơ, còn chỗ này, ngân hàng niêm phong chờ phát mãi rồi. Sao lại phá sản à? Cái này thì tôi không được rõ lắm, cũng lâu rồi mà. À, cái công ty nuôi chó ngao ấy hả? tôi biết đấy. Ừm, xem nào, đại khái khoảng nửa năm trước, nghe nói tổng giám đốc công ty ấy ôm tiền bỏ trốn rồi. Cậu không biết đâu, lúc đó rất nhiều người nuôi chó ngao đến đây, làm ầm hết cả lên, nghe đâu bảo công ty đã lừa tiền của họ, kẻ thì đập tường, kẻ thì cướp đồ. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy trời xoay đất chuyển, lập tức như người lạc hồn lạc phách. Công ty này ca cô phải một sớm một chiều mà xây dựng nên, đã bao nhiêu người đổ cả máu và mồ hôi vào đây, bao nhiêu năm gian khổ vật lộn, đó không chỉ là tâm huyết của riêng mình gã nữa rồi, có thể nói, nửa đời trước của gã và công ty này đã hòa nhập làm một. Thế nhưng, tại sao chỉ trong một đêm công ty đã phá sản đóng cửa? Chắc Mộc Cường ba nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi. Đồng Phương Chính không phải là lính mới trên thương trường, cũng không phải kẻ cố chấp bảo thủ, cho dù đối mặt với nguy cơ to lớn, họ đồng cũng vẫn có thủ đoạn biến báo vượt qua được, vậy nên gã mới yên tâm mà giao công ty cho anh ta toàn quyền phụ trách. Đồng thời, tình bạn giữa gã và đồng phương chính cũng không phải chỉ có một hai ngày chắc mộc cường ba đủ tự tin để cho rằng mình hiểu rõ đồng phương chính là người như thế nào trước đây gã ra ngoài lùng tìm chó quý nhiều như thế công ty vẫn vận hành bình thường lần này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi chắc mộc cường ba nghĩ vắt óc cũng không sao hiểu nổi chỉ ngầm thở than phương chính ơi là phương chính rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì giờ anh đang ở chốn nào rồi liên là cả ngày trời Trác Mộc Cường ba lật tung tất cả các sổ điện thoại và những số lưu trong máy di động, cuối cùng cũng gọi được cho một nhân viên cũ. Người này đã lớn tuổi, từng tham gia đội lùng chó ngao những thời kỳ đầu, Trác Mộc Cường ba gọi ông là Lão Vượng. Thông qua Lão Vượng, gã lại liên lạc được với mấy người khác, đại để cũng nắm được nội tình của sự việc. Nửa năm trước, công ty gặp phải chuyện công nhân đầu độc chó ngao giống và chó dại, danh tiếng trong giới bị giảm sút rất nhiều, thêm nữa là các nhà đầu tư độc lập không ngừng tăng thêm, cộng với sự cạnh tranh của các công ty khác công ty bắt đầu xuất hiện khủng hoảng vốn lúc ấy đồng phương chính đã đưa ra một kế hoạch phát triển để giải quyết mối nguy trước mắt kế hoạch này chính là sử dụng phương thức dây chuyền bán những con ngao mới sinh hoặc đang phát triển cho tuyến dưới nuôi dưỡng đồng thời thu một khoản phí nuôi dưỡng đặc biệt không nhỏ công ty hứa với các hộ nuôi khi chó ngao trưởng thành và sinh ra thế hệ sau sẽ mua lại ngao con với giá cao như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn Đồng Phương Chính đã tập hợp được đủ số vốn cần thiết để đưa công ty vượt qua tình trạng khó khăn, nhưng vấn đề là, khi lũ chó ngao thế hệ sau ra đời, công ty sẽ phải trả một khoản lớn gấp bội để mua lại từ những hộ nuôi cá thể kia, nếu không mở ra được con đường kinh doanh nào mới, công ty ắt sẽ phá sản chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên Trác Mộc Cường ba hiểu rõ kế hoạch này lợi chỗ nào hại chỗ nào, trong giới nuôi trồng, kế hoạch này gọi là kế hoạch chuột hải ly hoặc kế hoạch thuốc đốc, là một điển hình của việc hại người mà không được lợi gì, Dùng cách này để tạm giải quyết vấn đề tài chính thực chẳng khác nào dùng rượu độc giải khát, để rồi cuối cùng nhất định sẽ gây ra cục diện không thể khống chế trong ngành nuôi dưỡng chó ngao này. Bởi cho nuôi dưỡng trên quy mô lớn như vậy chẳng những không thể bảo đảm chất lượng, mà còn phá hoại quy tắc trò chơi kinh doanh, cuối cùng sẽ khiến hàng thứ phẩm tràn lan khắp nơi, bất kể là hộ nuôi lớn hay nhỏ, kết quả sau cùng đều không hề sáng sủa. Đồng phương chính không thể không biết sự nguy hại của kế hoạch này, chắc một cường ba thực không hiểu nổi tại sao anh ta lại mạo hiểm như thế. Bạn đang đọc chuyện được tại. Trùng hợp là, khi Đồng Phương Chính đưa ra kế hoạch này, cũng đúng là lúc Trác Mộc Cường 3 đang không rõ sống chết ở rừng già châu Mỹ, mấy thành viên cấp cao định báo cáo tình hình với Trác Mộc Cường 3, nhưng liên lạc thế nào cũng không được. Sau đó khi Đồng Phương Chính đảm bảo có thể tìm được đường dây tiêu thụ hợp lý. Ngoài ra, sau sự kiện đầu độc chó ngao giống, Đồng Phương Chính đã điều một số nhân viên cao cấp đi, rồi nhân sự kiện phản đối này, anh ta lại thay đổi một số nhân sự nữa về cơ bản đã khiến các thành viên cao cấp trong tập đoàn nhất trí với quyết định của mình. Mà lúc đó, kế hoạch này thực tình cũng đã giải quyết được vấn đề thiếu vốn của công ty, vì vậy nên các công nhân ở dưới không chú ý đến. "Chú, một, trong cuộc nội chiến hai đóa hoa hồng năm 1455 đến năm 1485, gia tộc Yorkshire là trung tâm của một trong hai phe tham chiến, hoa hồng bạch phe còn lại tập trung quanh gia tộc Lancashire, hoa hồng nhung." Lạt Ma Á là cười khổ nói, "Vấn đề là chưa từng có ai trông thấy hay nghe về thứ sinh vật cổ dùng để rửa máu ấy, chúng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, tiếp, vì những kinh sách cổ mà tôi đã tra đọc không được đầy đủ, nên không tìm ra cách nào khác nữa. Nếu nói còn phương pháp khác có thể trừ được cổ độc, những kinh sách hoàn chỉnh ấy chỉ có thể ở tồn tại ở một nơi duy nhất. Trước khi bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt, Trác Mộc Cường Ba đi qua cổng công ty, thấy tấm bảng vẫn còn đó kỳ thực bên trong đã như một mớ bỏng bong cả rồi, còn khi công ty đóng cửa, gã lại đang trong đợt huấn luyện cuối cùng, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, cả công ty trên dưới rối loạn như tơ vò, mà không thể nào liên lạc được với Trác Mộc Cường Ba. Kết quả cuối cùng chính là những điều Trác Mộc Cường Ba nghe được, cả tập đoàn nuôi dưỡng huấn luyện chó ngao Tây Tạng của gã chỉ một đêm đã tuyên bố đóng cửa, xin phép được phá sản, trước mắt còn nợ hơn 20 triệu NDT. Người đại diện trước pháp luật đồng phương chính đến nay đã không thấy tâm tích, khắp cả nước hãy còn hơn 2.000 công nhân vẫn chưa nhận được đồng tiền thôi việc nào, lại còn phải tự bù tiền mình ra để đóng bảo hiểm xã hội nữa. Mấy người công nhân già khóc nức nở trong điện thoại, đều nói có Tổng Giám Đốc Trác trở về thì tốt quá rồi, với thanh danh của Tổng Giám Đốc Trác, nhất định sẽ nhanh chóng xây dựng lại công ty như xưa. Nghe tiếng nói xuất phát từ đáy lòng của những người công nhân ấy, Trác Mộc Cường Ba không biết nên an ủi họ thế nào nữa, những người đó đã vì công ty vất vả cả đời, vậy mà về già lại chẳng nhận được chút tiền dưỡng lão gã làm sao mà nói với những người công nhân ấy rằng, hiện giờ gã cũng hoàn toàn tay trắng, không xu dính túi, mở lại công ty ư. Lấy gì mà mở đây? Giờ đây, trong cơ sở nuôi luyện ngày trước, muốn tìm một sợi long chó ngao e rằng cũng khó nữa là. Còn một việc khiến Trác Mộc Cường ba càng thêm chán nản hơn nữa, là lúc chưa đến thời kỳ chó ngao trưởng thành sinh đẻ, đồng phương chính đã đột nhiên dùng một khoản tiền lớn theo đuổi một con ngao giá cắt cổ. Mà lúc đó Trác Mộc Cường ba cũng đã mất liên lạc hơn 2 tháng, tin đồn nổi lên khắp nơi, khiến cho cả dây chuyền nuôi dưỡng, huấn luyện sụp đổ trong chớp mắt, không thể thu hồi lại tiền bán chó ngao từ các đại lý, đồng thời những hộ nuôi chó ngao cấp dưới lại bắt đầu đến đòi tiền nuôi dưỡng, thật đúng là dậu đổ bìm leo, cây đổ khỉ tan. Trác Mộc Cường ba không sao hiểu nổi, đồng phương chính làm vậy rốt cuộc là vì cái gì, đãi ngộ của họ đồng ở công ty không thể nói là không cao, làm như vậy thì anh ta có lợi lộc gì cơ chứ. Đồng phương chính điều động mấy triệu tiền mặt theo đuổi một con chó ngao giá trên trời, dẫn đến cả sản nghiệp trị giá mấy chục triệu ndt sụp đổ chỉ là một trò bịp do người khác kỳ công sắp đặt rồi còn bổ nhiệm một loạt lãnh đạo không có năng lực điều mấy thành viên cốt cán đi hết hơn thế nữa những con ngao giống đặc biệt đưa tới các hộ nuôi cá thể đa phần đều là chó bình thường phải khi lớn lên mới dần lộ mặt tất cả những hành vi này cuối cùng đã khiến cả công ty sập trong nháy mắt cách làm như thế trừ phi là quyết trí phá hoại công ty thực sự không còn cách giải thích nào khác cả trác mộc cường ba thật không sao hiểu nổi gã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được đồng phương chính để hỏi cho rõ ngọn ngành. Lúc Trác Mộc Cường ba kéo lê thân thể mệt mỏi trở về bệnh viện, giáo sư Phương Tân cũng vừa đặt điện thoại di động xuống, nhún vai nói, các chuyên gia đó đều rất trung thành với chức trách của mình, đã biết đội của chúng ta bị giải tán rồi. Họ không chịu tiếp tục cung cấp thông tin nữa đâu, xem ra chúng ta vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi. Hử, cậu sao thế? Cường ba, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba lúc này và lúc trước khi đi, trông tựa như hai người hoàn toàn khác biệt. Trác Mộc Cường Ba cố che đậy, bộ phấn trấn đáp, ừm, không có gì, chỉ hơi mệt một chút thôi, nhưng trong lòng bỗng thắt lại, ho sù sụ không ngừng. Trác Mộc Cường Ba ho đến đỏ cả mặt, liên tiếp xua tay về phía giáo sư Phương Tân, tỏ ý mình không sao. Gã không có ý định nói chuyện mình vừa biết được ấy cho giáo sư, ông đã quá mệt mỏi rồi, không thể để ông thêm lo lắng cho gã nữa. Giáo sư Phương Tân nói: Bác sĩ nói khoảng thời gian này cậu không thể hoạt động quá độ, tâm trạng cũng không thể quá kích động, nói chuyện gì cũng không được nói nhanh quá. Trác Mộc Cường Ba đã lấy lại được chút bình tĩnh, khẽ gật đầu, động tác cứng đờ máy móc. Giáo sư Phương Tân lại tiếp lời, hừm, cũng phải thôi, khoảng thời gian này chúng ta cứ bôn ba khắp nơi không chịu ngừng chân bước, ngày nào cũng qua lại với thần chết, cũng chưa có lúc nào được nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, lần này nên nghỉ ngơi mấy tháng, thư giãn thần kinh đã quá mệt mỏi. Cậu xem tôi đấy, giờ thì không thể không nghỉ ngơi được rồi trác mộc cường ba nói thầy giáo khụ khụ tôi muốn rời khỏi Sa một thời gian đi tìm mấy người bạn cũ giáo sư phương tân gật đầu tán thành cũng được nói không chừng họ sẽ giúp được cậu cũng nên định bao giờ đi thế trác mộc cường ba đáp tôi hy vọng có thể đi càng sớm càng tốt nhưng thầy giáo khụ khụ giáo sư phương tân thong dong nói sợ cái gì chân tôi đã bị treo lên ở đây rồi còn sợ tôi chạy đi đâu mất chắc. Trác Mộc Cường ba rối rít lắc đầu, "Không phải, thầy giáo, tôi đi thì lấy ai chăm sóc cho thầy bây giờ?" Giáo sư Phương Tân phì cười, "Tôi lớn từng này tuổi đầu rồi, còn cần ai chăm sóc nữa chứ. Cậu có việc thì cứ đi làm đi, không cần lo cho tôi." Trác Mộc Cường ba do dự suy tính mãi, rồi đi tìm cô y tá dặn đi dặn lại nhờ chăm sóc cho giáo sư. Sau đó, gã lại gọi điện cho Đường Mẫn, nhưng vẫn không gọi được. Trác Mộc Cường ba cáo tiết, đấm mạnh một cú lên bứ tường bệnh viện, giận dữ nói, con nhỏ không hiểu chuyện này, rốt cuộc là định tắt máy đến bao giờ nữa đây. Gã thầm nhủ, hôm đó chính em đề nghị chuyện ấy, anh cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu không làm như vậy, giờ chắc chúng ta đã thành ba cái xác cứng đơ ra rồi, có gì hay ho đâu chứ. Chuyện đã qua lâu như thế rồi, em vẫn còn giận cái nỗi gì nữa đây. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba tìm được chú Ba La, nhờ chú để ý chăm nom cho thầy giáo mình rốt cuộc cũng sắp xếp xong xuôi, chắc Mộc Cường Ba nói với giáo sư Phương Tân, có thể ngày mai tôi sẽ đi luôn. À, nếu có chuyện gì, thầy nhất định phải liên lạc với tôi đấy nhé. Giáo sư Phương Tân ra hiệu bảo gã yên tâm, rồi hai người lại nói chuyện rất lâu, trong lòng chắc Mộc Cường Ba có điều lo lắng, 10 câu chỉ nghe lọt hai ba câu vào tai. Ngày hôm sau, chắc Mộc Cường Ba đáp xe bắt đầu hành trình truy tìm đồng phương chính của gã. Dựa vào tin tức do mấy công nhân già kia tiết lộ, Trác Mộc Cường ba phía tây thì lên Tân Cương, phía nam thì xuống Vân Nam, phía bắc qua tận Nguyệt Hắc Long Giang, phía đông thì tiết lên mãi Thượng Hải, gần như là đi khắp cả nước. Đồng Phương Chính cơ hồ có ý tránh mặt gã, mỗi lần gã nghe ngóng được tin tức về họ Đồng, anh ta luôn rời khỏi nơi đó trước khi Trác Mộc Cường ba tới nơi. Trác Mộc Cường ba nổi tính cố chấp, cứ thế theo đuổi hơn một tháng trời, đến khi ở Thượng Hải, gã chính mắt trông thấy tổng công ty nuôi luyện chó ngao Thiên Sư ở Thượng Hải đã đổi thành công ty nuôi luyện chó ngao Phương Chính, gã dường như mới hiểu ra một điều, đây, chính là đáp án. Trong khoảng thời gian bôn ba này, chắc Mộc Cường Ba đã liên lạc được với khá nhiều công nhân và cán bộ cũ, hầu hết mọi người đều tỏ ý muốn xây dựng lại công ty. Nhưng chuyện đó đâu phải dễ dàng, trước tiên là không có vốn, thứ nữa là không có chó ngao giống. Lúc công ty bị phá sản, chó ngao giống đều đã được bán hạ giá đi cả rồi. Nghĩ lại thì chắc đa phần đã bị công ty nuôi luyện chó ngao phương chính kia thu mua hết cả. Không có hai thứ cơ bản đó, muốn làm lớn làm mạnh trong nghề nuôi chó ngao này, căn bản chỉ là chuyện ăn không nói có. Lúc này, có công nhân đưa ra kiến nghị, nói không phải tổng giám đốc Trác đang tìm kiếm từ kỳ lân, vậy thì việc xây dựng lại công ty sẽ không chỉ là chuyện nói xuông trên giấy nữa. Với quan hệ và sức ảnh hưởng của tổng giám đốc Trác, muốn kiếm được một hai chục triệu tiền đầu tư mạo hiểm đâu phải vấn đề gì lớn. Sau rồi, trong vòng một hai năm sẽ có thể mở rộng các kênh bán hàng, tiếp quản lại ba thị trường lớn là châu Á châu Mỹ và châu Âu, cả công ty rồi sẽ trở lại như xưa thôi. Kiến nghị này của người nào đưa ra thì chắc Mộc Cường Ba cũng quên mất rồi, nhưng chắc chắn là gã ghi nhớ nội dung, chẳng qua chỉ là tạm thời gác lại không nghĩ đến nó nữa. Gã mệt rồi, chưa bao giờ gã mệt mỏi như thế này, không chỉ bởi bị phản bội và thất bại, đội ngũ giải tán, cái chân gãy của giáo sư Phương Tân, mẫn mẫn bỏ đi xa, lữ cánh nam cũng ra đi, nỗi chua sót của các công nhân viên cũ, tất thảy đều là những trái núi nặng nề, đè lên mái đầu cao mét tám mấy kia của gã đến nỗi không sao ngẩng lên nổi. Trác Mộc Cường ba không lập tức rời khỏi Thượng Hải ngay, gã trọ lại trong một nhà nghỉ bình dân ở ngoại thành Thượng Hải, số tiền ít ỏi còn lại trên người toàn bộ đều dùng để trả tiền thuê trọ, cuộc sống thì tự lo lấy. Mỗi sáng sớm gã lại xách một cái giỏ che nhỏ, mặc cả mặc lẽ với người bán hàng một mớ rau chỉ đáng hai hào, đến trưa thì nhóm lò than đến nỗi mặt mũi đen nhẻm. Nhà trọ này chỉ có nhà vệ sinh công cộng, tấm ván kê trên hố xí dường như có thể gãy lìa bất cứ lúc nào, cả nhà tắm cũng phải dùng chung, mỗi hôm chỉ bật nước nóng trong nửa tiếng, tắm rửa xúc miệng đun nước giặt rũ, tất cả đều phải hoàn thành trong nửa tiếng đồng hồ này. Phòng trọ của gã rộng chưa được 5 mét vuông, một cái giường đã chiếm nửa diện tích, bên dưới cửa sổ là chợ rau, hàng ngày chưa đến 4 giờ sáng đã bắt đầu huyên náo ẩm ý, tối thì lại có chợ đêm, những người ăn đêm cứ phải làm ẩm ý lên đến 1-2 giờ sáng mới chịu thôi. Nếu rời khỏi Thượng Hải, cuộc sống của gã có lẽ sẽ tốt hơn phần nào, nhưng tạm thời chắc Mộc Cường ba chưa muốn đi. Gã cũng không nói những chuyện mình đã gặp phải hơn một tháng nay với những người thân, mà chỉ liên hệ với một số bạn bè làm ăn trong quá khứ, hy vọng mình ngã ở đâu thì có thể dựa vào đôi bàn tay mà đứng lên ở chính nơi đó. Gã còn hy vọng có thể nghĩ được cách gì đó giúp những công nhân cũ, đã vì gã mà mất đi nguồn thu nhập nuôi sống gia đình. Nhưng bạn bè làm ăn trên thương trường đa phần đều là hạng chỉ nói chuyện làm ăn, khi đã mất đi vốn liếng và địa vị, đồng thời anh cũng mất đi quyền lợi nói chuyện với họ một cách bình đẳng hầu hết những người đó đều tỏ ý nếu cuộc sống của trác mộc cường ba gặp khó khăn bọn họ có thể viện trợ nhân đạo một khoản còn việc gã muốn phát triển công ty trở lại và giúp đỡ đám công nhân cũ kia thì lại là chuyện khác thị trường ngày nay đã không còn là thị trường mà trác mộc cường ba độc bá thiên hạ như thuở trước nữa rồi gã định dựa vào cái gì để mà đứng lên trở lại được chứ nếu không có những hạng mục đầu tư tốt nhất công ty căn bản không thể sinh tồn nổi gã sẽ lấy gì ra mà nuôi sống đám công nhân viên chỉ biết dựa xào sự cứu tế kia chứ các bạn bè trên thương trường đều cho rằng tạm thời họ chưa nhìn thấy tiền đồ phát triển của trác mộc cường ba thế nên không cần thiết phải đầu tư kiểu không lợi nhuận như thế còn tử kỳ lân à khi họ tận mắt nhìn thấy tận tay sờ thấy tử kỳ lân rồi hãy nói trác mộc cường ba nghĩ tới gia đình tuy rằng nhà gã không phải là không có tiền gần như tùy tiện nhặt một món đồ lên cũng đáng giá cả chục nghìn ndt rồi nhưng những thứ đó đều không thuộc về Trác Mộc Cường Ba, thậm chí còn có nhiều thứ không thuộc về gia đình nữa, chúng thuộc về nhà nước, gọi là quốc bảo, những thứ ấy chỉ có thể đặt trong nhà, một khi xuất hiện trên thị trường, người bán ắt sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, những người thân mà gã có thể nghĩ tới chỉ còn ba người, một là giáo sư Phương Tân, một là Mẫn Mẫn, còn một người nữa là anh, vợ cũ Trác Mộc Cường Ba cả ba người này gã đều không thể mở miệng nhờ giúp đỡ được. Lẽ nào lại bảo thầy giáo đầu tư vốn cho mình? Trác Mộc Cường Ba còn chẳng dám nghĩ đến điều đó nữa, còn muốn thầy giáo làm gì nữa đây, vì gã, giáo sư Phương Tân đã vất vả không quản ngày đêm, gãy cả một chân, thậm chí lúc gã rời khỏi bệnh viện, giáo sư vẫn còn căn dặn lo lắng cho gã, lẽ nào gã lại giống như một con đỉa hút máu, phải hút sạch máu thịt của thầy giáo mình mới chịu buông tha hay sao? Gia cảnh mẫn mẫn rất khá, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, càng nghiêm trọng hơn là hai ba tháng nay cô đều cố ý tránh mặt gã, đến giờ chắc Mộc Cường ba cũng vẫn không rõ mình đã nói gì hay làm gì có lỗi với cô. Còn anh, với cô thì lại càng không thể được, tuy rằng chắc chắn anh sẽ giúp đỡ gã, nhưng mà... Tiếng nức nở buồn bã của những công nhân viên cũ trong điện thoại vẫn vang vẳng bên tai chắc Mộc Cường ba, nhưng bản thân gã trong nhất thời cũng không sao thay đổi được điều gì. Gã trở nên trầm luân, tinh thần xa sút hàng ngày, sau 2 giờ sáng, đêm khuya, tâm trí cũng tĩnh lặng. Nhưng chắc Mộc Cường Ba vẫn không sao ngủ được, gã bắt đầu phản tỉnh, hay là những điều gã đã làm trước đây thực sự đều là sai lầm tại sao anh phải đưa con gái rời xa gã đó là công ty của gã vậy mà gã lại rất yên tâm giao cho người khác quản lý đúng như giáo sư phương tân vẫn nói gã quá dễ dàng tin vào người khác thế nhưng tại sao những người gã tín nhiệm như thế lại đều phản bội gã rốt cuộc là gã đã sai ở chỗ nào phải làm thế nào mới là chính xác đúng đắn đây gã nghĩ rất lâu rất lâu mà cũng không nghĩ ra được điều gì chỉ thấy dường như mình sắp suy sụp đến nơi. Trác Mộc Cường ba không vì vậy mà bỏ cuộc, trước mắt, gã đang nghĩ cách làm sao liên lạc được với Đồng Phương Chính, nhất định gã phải đối mặt nói chuyện với anh ta một lần. Công ty của gã phải đóng cửa, Đồng Phương Chính tự mở công ty riêng, tất cả những điều đó đều có thể chấp nhận được, thế nhưng, anh ta cũng không nên đối đãi với những công nhân viên cũ như vậy chứ. Trác Mộc Cường ba vẫn ôm một tia hy vọng mong manh mong rằng Đồng Phương Chính có thể giải quyết một phần vấn đề cuộc sống của những công nhân cũ đó nhưng đồng phương chính sống chết qgx không chịu liên hệ với trác mộc cường ba gã cứ gọi điện thoại liên tục cuối cùng cũng đến một ngày nhân viên trực điện thoại bảo gã để lại địa chỉ đến lúc sẽ có người tìm gã liên lạc trác mộc cường ba cứ ngỡ rằng minh đã thấy hy vọng không ngờ gã lại bị thêm một lần đau đớn nữa vừa đưa địa chỉ được hai hôm đã có người tìm đến tận cửa trác mộc cường ba gặp ở lối đi dưới nhà một người mập lùn tóc húi cua trước tiên đối phương đưa mắt nhìn gã một lượt tựa như đang nhớ lại gì đó rồi cười tít mắt bước lên hỏi xin hỏi có phải ông trác mộc cường ba không ạ trác mộc cường ba tưởng đó là người đồng phương chính phái tới lên khách khí đáp đúng tôi là trác mộc cường ba anh là người mập đó ra vẻ thần bí nói tôi nghe nói ông trác đang tìm kiếm một ngôi chùa miếu gì cổ xưa lắm phải không trác mộc cường ba cảnh giác quan sát đối phương chuyện về bạc ba la thần miếu vô cùng bí mật đến cả đồng phương chính cũng chỉ biết gã đang tìm kiếm tử kỳ lân mà thôi cũng có nghĩa là tên mập này không có quan hệ gì với họ đồng đó cả nhìn bộ dạng của hắn dường như đã nghe ngóng được chuyện mình tìm kiếm bạc ba la thần miếu ở đâu đó giờ đến để thăm dò tin tức trác mộc cường ba trực tiếp nói luôn tôi có quen anh không nhỉ tên mập đó bẽn lẽn cười nói không quen nhưng có điều tôi nghe nói ông trác đây có nắm được một số thông tin liên quan đến ngôi chùa cổ đó trác mộc cường ba liền thẳng thừng cự tuyệt xin lỗi tâm trạng của tôi đang không được tốt lắm giờ không muốn nói chuyện với anh tốt nhất là anh nên biến mất khỏi mắt tôi trước khi tâm trạng tôi tồi tệ hết mức chịu đựng thì hơn. Nói xong, gã liền quay người đi luôn, chỉ để lại một cái bóng cho tên mập kia. Tên mập đó lẩm bẩm nói, quả nhiên là rất khó tiếp cận, thất bại rồi mà vẫn còn cứng đầu như vậy. Giờ đây khi không có tiền, nói chuyện gì cũng chỉ là nói suông. tuy chắc Mộc Cường Ba không biết tin tức lộ ra từ đâu, nhưng gã cực kỳ căm ghét những kẻ nhiệt TNFS tìm kiếm báu vật chỉ vì lòng tham kia. Gã trở về phòng, chỉ muốn sớm liên lạc được với đồng phương chính giải quyết vấn đề cuộc sống cho những công nhân viên gặp khó khăn gọi điện mãi nhưng bên kia vẫn yêu cầu gã đợi thêm một ngày hai ngày ba ngày ba ngày sau cuối cùng lại có một người tìm đến tận cửa thật không ngờ lần này lại là một người trác mộc cường ba không quen biết người đàn ông trung niên áo quần chỉnh chu này tự xưng là người nuôi dưỡng chó ngao họ kim tên là bất hoán trác mộc cường ba lịch sự mời ông ta vào phòng Người khách lạ nâng cặp kính gọng vàng lên quan sát kỹ lưỡng căn phòng nhỏ nơi chắc một cường ba thuê trọ, rồi lại đưa mắt nhìn gã, chỉ thấy áo quần vải xanh, giày thể thao dính đầy bùn, tóc rối bời, dâu ria lởm chởm, bèn lắc đầu nói, ôi chao, ông chủ chắc từng một thuở giàu sang bậc nhất mà ở nơi này hay sao? Không phải là cố ý giả nghèo trước mặt chúng tôi đấy chứ? Chắc một cường ba thản nhiên đáp, ông xem tôi có giống như người giả bộ không? Ông xưng là người nuôi chó ngao, vậy thì có gì cứ nói thẳng ra đi. Kim bất hoán gật đầu, được, sảng khoái lắm, ông chủ chắc quả không hổ là người làm ăn. Tôi nói thẳng ra vậy, tôi đại diện cho 42 hộ nuôi chó ngao giống đặc biệt ở Thượng Hải này đến tìm ông. Chắc Mộc Cường ba lạnh thoát người, không ngờ bọn họ lại tìm được đến đây. Sau khi công ty xin phép được phá sản, tất cả các khoản nợ đều do ngân hàng ủy thác phân phối, những người tổn thất lớn nhất chính là những hộ nuôi dưỡng chó ngao giống ở cấp dưới này. Họ đã trả giá trên trời để mua về một lũ chó con bình thường, còn kế hoạch mua lại mà công ty đã hứa thì không hề được thực thi. thì ra người này không ngờ là đến để đòi nợ. tuy nói sau khi xin phép phá sản, món nợ hơn hai chục triệu sẽ tự động hủy bỏ, nhưng về mặt đạo nghĩa, bất luận thế nào chắc Mộc Cường ba cũng không thể chấp nhận được điều ấy. Gã đã biết giá một con chó ngao giống không phải con số nhỏ, đối với gia đình khá giả một chút cũng đã là đòn giáng. nếu là gia đình hoàn cảnh khó khăn, gã thậm chí còn không dám tưởng tượng cuộc sống của họ sau này sẽ như thế nào nữa. Kim bất hoán thấy tình trạng hiện nay của Trác Mộc Cường ba, bản thân cũng thấy ngại mở miệng, ông ta gãi gãi đầu nói, đằng nào cũng đã đến đây, thôi thì tôi cũng mang lời của mọi người nói ra vậy. Ông chủ Trác, tuy rằng hiện nay có lẽ ông sống cũng tương đối khốn đốn, nhưng mà, hành vi lừa đảo của công ty các ông đã khiến rất nhiều gia đình và cá nhân còn sống thảm hơn ông bây giờ gấp mười mấy lần ấy chứ. Chỉ riêng một điểm này thôi, ông đã phải cho những hộ nuôi chó ngao chúng tôi một lời giải thích rồi. Trác Mộc Cường ba đứng thẳng người dậy, anh ấy náy nói, tôi hiểu cảm nhận của mọi người, thật lòng tôi rất xin lỗi. Lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng công ty chúng tôi như thế, bản thân tôi từng là người lãnh đạo cao nhất công ty, khụ. Trách nhiệm này, tôi không thể đùn đẩy cho ai được. Tôi cũng rất hy vọng có thể cho những khách hàng đã bị tổn thất một đáp án khiến họ hài lòng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bồi thường cho họ. Ông nói đi, bây giờ mọi người cần tôi làm gì? Việc này... Kim bất hoán hiển nhiên không ngờ con người trước đây từng là tổng giám đốc một công ty lớn này lại dễ nói chuyện như thế, thái độ còn hết sức thành khẩn nghiêm túc nữa. Ông ta vốn đến là để đòi nợ, nhưng nhìn bộ dạng này của Trác Mộc Cường Ba, có vẻ như muốn gã nôn ra khoản tiền kia là điều không thể. Kim bất hoán nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói, nói thực với ông, ông chủ Trác ạ, à, tôi vốn đại biểu cho mọi người đến đòi lại khoản nợ kia, nhưng với tình hình trước mắt của ông, đề nghị này dường như không được thực tế cho lắm tôi tin là ông có thành ý xin lỗi mọi người, như vậy đi, hay là ông đích thân đi với tôi một chuyến, nói mấy câu nhận lỗi với mọi người, tôi nghĩ đám người chúng tôi cũng không phải là hạng không biết nể nang gì, không hiểu ý ông chủ chắc như thế nào. Chắc Mộc Cường ba trầm ngâm đáp, không được, tôi không thể đi với ông, tôi còn phải ở đây đợi một người quan trọng. Tôi cũng hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết khó khăn cho các công nhân viên và những hộ nuôi chó như các vị, thế nên mấy ngày này tôi không thể đi đâu được. Khổ khổ. Trác Mộc Cường ba dạo này đã không còn ho nữa, giờ nhất thời cuống lên, lại ho sù sụ, sụ. Kim Bất Hoán nói: "Ừm, um, nếu ông chủ Trác cảm thấy không tiện đi, để tôi nghĩ xem nào. Ông viết cho tôi một bức thư được chứ? Tôi cần một bức thư xin lỗi chính thức của ông." Trác Mộc Cường ba sảng khoái nói: "Được, tôi còn có thể đảm bảo với mọi người, khụ, nếu tôi xây dựng lại được công ty, tôi sẽ đền bù tất cả những tổn thất mà công ty chúng tôi gây ra cho những hộ nuôi chó các vị." Khụ khụ. Gã cầm bút viết một bức thư xin lỗi, đồng thời hỏi rõ các khoản nợ, trực tiếp viết thành một tờ giấy nợ, ký tên mình bên dưới. Làm như vậy, gã đã tự chặn đường lui của chính mình. Nhất định gã phải trả món nợ này. Đây chính là tín điều làm người của gã. Kim bất hoán cầm thư xin lỗi và giấy nợ, không ngớt gật đầu, rồi xé ngay tờ giấy nợ chắc một cường ba viết cho mình trước mặt gã, nghiêm nghị nói: Được. Tôi tin ông, tôi cũng là người làm ăn, ông chủ chắc có hào khí và tự tin như vậy tin rằng ông nhất định sẽ quật khởi trở lại. Những chuyện xưa thôi không nhắc tới nữa, tôi chỉ người làm ăn nhỏ, nhưng nếu ông mở lại công ty, tôi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Tạm biệt. Kim Bất Hoán đã đi rất xa, chắc Mộc Cường Ba mới sực nghĩ tới một vấn đề, sao ông ta tìm được đến nơi gã ở trọ này chứ? Chính là vấn đề mà chắc Mộc Cường Ba nghĩ mãi cũng không hiểu này đã mang đến phiền phức rất lớn cho gã. Lúc này, gã không sao tưởng tượng được, Kim Bất Hoán mới chỉ là khởi đầu hơn nữa còn đại biểu cho nhóm những hộ nuôi cho ngao tổn thất tương đối nhỏ. Ở căn nhà trọ ấy, chắc một cường ba chưa đợi được đồng phương chính thì đã có hết đợt này đến đợt khác những hộ nuôi chó ngao đến tìm. Công ty thiên sư của gã đã phá sản, mà trong hợp đồng ban đầu ký kết cũng không ghi rõ tiêu chuẩn giám định của chó ngao giống, họ là những người bị hại vô tội nhất, thậm chí một đồng tiền bồi thường cũng không có. Nhìn những người quần áo lam lũ, cả nhà dắt díu nhau đến tìm mình, chắc một cường ba lặng ngắt không nói gì. Thôi thì đủ các loại người, có người chửi rủa xa xả, có người khóc lóc ỉ ôi, đòi bán con bán cái trước mặt gã, lại có người cắt tay tự sát nữa. Trác Mộc Cường ba lặng lẽ chịu đựng đủ lời chửi bới, đủ lời nguyên rủa ác độc và cả những hành vi xâm phạm làm nhục nhân cách gã nữa. Nhìn ánh mắt phẫn hận của lũ trẻ con, vẻ thê lương buồn thảm của những người đàn ông, đàn bà, nét mặt bi phẫn mà bất lực của những người cao tuổi, gã bỗng dưng thấy sợ hãi, không có dũng khí đối mặt với cảnh khốn cùng này. Chẳng mấy chốc, những người xung quanh đều phát hiện ra có một đám người vây chặt một người đàn ông cao lớn người đó mặt mày gầy guộc hình dung tiểu tụy hơn nữa còn không ngừng ho sù sụ, sụ giống như một người bệnh lao sắp chết đến nơi rồi vậy mỗi ngày ra ngoài người đó đều phải khom lưng cúi mình rất nhiều cà chua thối hồng thối trứng gà bùn đất bay rào rào về phía gã cả lũ trẻ con xung quanh cũng học theo nhặt đá ném người đó dù sao thì gã cũng đâu đánh trả lại ức hiếp những người không đánh trả thì dường như là một điểm chung của loài người Cư dân xung quanh đều không biết xảy ra chuyện gì, tại sao những người kia lại đòi đánh đòi giết người đàn ông cao lớn ấy, khi hỏi rõ sự tình, ai nấy đều lắc đầu thở dài, tạo nghiệt mà. Khoảng thời gian tiếp sau đó trở thành những ngày tháng dày vò nhất trong đời Trác Mộc Cường Ba. Mỗi ngày đều bị những âm thanh phẫn nộ pha lẫn thê lương bao vây, dường như không lúc nào ngơi suốt 24 tiếng đồng hồ, trên cửa bị bôi đầy các thứ ô uế bẩn thỉu và những dòng chữ đỏ như máu, dù đi tới đâu cũng có người đuổi theo chửi mắng gã đánh gã, khóc lóc với gã, cầu xin gã. Chắc một cường ba, người đàn ông cao 1m8 vạm vỡ ấy, không ngờ lại bị người ta vây trong căn phòng nhỏ chưa đầy 5 mét vuông mà không dám ra ngoài. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, gã đã gầy đi trông thấy. Chắc một cường ba ẩn nhẫn chịu đựng những lời nhức móc, trong lòng vẫn không ngừng tự trách bản thân, tinh thần bị dày vò, nhưng từ đầu chí cuối gã vẫn không nghĩ được, tất cả những chuyện ấy rốt cuộc tại sao lại xảy ra. Cho đến một hôm, một nhân viên cũng không quản ngại đường xa tìm đến căn nhà nhỏ gã thuê trọ chắc một cường ba mới vỡ lẽ tổng giám đốc chắc anh ở đây thật à anh vẫn ở đây làm gì chứ mau chạy đi có người đã đưa địa chỉ này của anh lên mạng còn cố tình ghi rõ thân phận người chịu trách nhiệm pháp lý của công ty thiên sư trước đây của anh nữa thêm vào có mấy trang mạng khoa trương thổi phồng lên giờ tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi tất cả các hộ nuôi chó ngao trên toàn quốc đều đang đến đây cả đấy khoản nợ hai chục triệu đó chỉ là con số tuyên bố ra lúc xin tòa án cho phá sản thôi, kỳ thực không biết lúc đó đã nợ bao nhiêu tiền rồi, phúc lợi đãi ngộ của tất cả công nhân viên năm đó đều tăng lên gấp đôi hoặc hơn cơ mà. Tổng giám đốc chắc, anh nghĩ thử xem, điều đó phải đổi bằng bao nhiêu gia đình thê lý tử tán, tan cửa nát nhà chứ. Đám người kia coi như là còn văn minh, những đám tới sau mới là những người bị hại thê thảm nhát, tin tức bị biết kín nhất. Bọn họ chẳng biết gì hết, chỉ biết anh chính là người chịu trách nhiệm, giờ họ đã chẳng còn gì nữa rồi, không đến tìm anh để than nghèo kẻ khổ đòi nợ đâu, mà là đến để liều mạng đấy. Tổng giám đốc chắc, anh không hề biết gì cả, đây không phải lỗi của anh, hậu quả này không nên do anh gánh chịu mới phải. Chạy, chắc một cường ba cười thê thảm, chạy đi đâu bây giờ? Những người đó tín nhiệm công ty chúng ta nên mới mua chó ngao giống do chúng ta cung cấp, giờ đây họ thê ly tử tán, tan cửa nát nhà, thế mà tôi lại chạy sao? Trách nhiệm này tôi không nên gánh vác, vậy thì cũng phải có người gánh vác trách nhiệm này chứ. Ai, ai đứng ra gánh vác trách nhiệm này đây? Người công nhân cũng lẩm bẩm nói, anh đừng nổi nóng, tổng giám đốc chắc, tôi biết tâm trạng anh không dễ chịu chút nào. Nói thực lòng, chiều này của giám đốc đồng cũng tuyệt tình quá, hợp đồng khi ấy chế định tương đối tỉ mỉ, giờ đây công ty phá sản, những hộ nuôi chó ngao đó căn bản không thể kiện cáo được bất cứ ai, cầm bản hợp đồng đó, dù kiện thế nào thì họ cũng thua thôi. Tình cảnh của họ đúng là rất thê thảm, chúng ta có thể thương hại họ, nhưng mà, tổng giám đốc chắc, anh cứ nhẫn nhục chịu đựng họ xỉ vả như vậy cũng có tác dụng gì đâu chứ. Nếu thực lòng anh muốn giúp đỡ họ, giúp đỡ những công nhân viên cũ như chúng tôi. Vậy thì xin anh hãy đứng dậy đi, chỉ cần Tổng Giám Đốc Trác vung tay hô một tiếng, những người cũng như chúng tôi ắt sẽ đều theo anh, chúng ta làm lại từ đầu. Tổng Giám Đốc Trác tôi, tôi theo anh 10 năm rồi, tìm chó ngao giống, khai thác thị trường, xây dựng cơ sở, khó khăn gì mà tôi chưa vượt qua chứ. Hồi đó, bọn tôi ngày ngày thấy anh cũng lao động với các nhân viên, chúng ta làm hăng say biết nhường nào. Tổng giám đốc Trác, chỉ cần anh không ngã xuống, thế nào chúng ta cũng có ngày đứng lên được. Tổng giám đốc Trác, na nói câu gì đi chứ, người công nhân cũng cứ nói mãi, nói mãi, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Trác Mộc Cường bao ôm chặt bờ vai anh ta, hồi lâu sau cũng không nói được lời nào. Bao nhiêu đôi mắt, bao nhiêu giọng nói, bao nhiêu nguyện vọng, tất cả đều quấy tung lên thành một đống trong óc Trác Mộc Cường ba, Khiến lòng gã đau như dao cắt, đầu muốn vỡ tung ra, chỉ trong vòng 1 2 tháng ngắn ngủi, gã đã nếm đủ lòng người ấm lạnh, gã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Từ đầu chí cuối gã vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Đồng Phương Chính lại làm như vậy, tại sao, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt gã đến thế. Đó có còn là Đồng Phương Chính mà gã đã quen biết nữa hay không? Một đêm mưa to như thác, gã chạy đến cửa công ty nuôi luyện chó Ngao Phương Chính mà gào lên, "Đồng Phương Chính, tại sao?" Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Anh ra đây, tại sao anh trốn tránh không muốn gặp tôi? Anh ra đây, chỉ có cơn mưa lạnh vô tình đáp trả lại tiếng hét của gã. Rồi sau đó, gã đổ bệnh. Một loạt đòn dáng liên tiếp đã khiến người đàn ông có tấm thân như sắt thép này ngã bệnh. Người đàn ông đã từng băng qua rừng mưa nhiệt đới, leo núi tuyết, xuống mộ cổ, chạm vào đủ thứ cơ quan bẫy dập, bất cứ hoàn cảnh tự nhiên tàn khốc nào cũng không thể khiến gã gục ngã cuối cùng cũng ngã bệnh người bạn hợp tác mà gã thành tâm đối đãi coi như anh em đã bán đứng gã gã thực không sao hiểu nổi người bạn mà gã hiểu rõ đã quen biết nhiều năm kia sao lại đột nhiên trở mặt vô tình dùng kế tàn độc ép buộc gã đến nước cùng đường tuyệt lộ như thế nhưng chuyện xảy ra tiếp sau đó chắc mộc cường ba lại càng không thể ngờ đến Trác Mộc Cường Ba nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện ở Thượng Hải, một mình ngửa mặt lên trần nhà. Gã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, nếu không phải trước đây đã mua bảo hiểm y tế, e rằng giờ đây cả tiền nằm viện gã cũng chẳng trả nổi nữa. Một bác sĩ trẻ đeo kính cầm bệnh án đến trước giường Trác Mộc Cường Ba, cất tiếng hỏi, "Ông Trác phải không? Là thế này, lát nữa chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông, hy vọng ông có thể hợp tác." "Cái gì mà xét nghiệm?" Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra tôi chỉ bị cảm nặng, giờ đã đỡ nhiều rồi, sao còn phải xét nghiệm nữa? Người bác sĩ trẻ giải thích, ông chắc, là thế này, chúng tôi phát hiện máu của ông có chút bất thường, để xác định nguyên nhân căn bệnh, chúng tôi dự tính sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông. Đây chỉ là phẫu thuật rất nhỏ, đảm bảo sẽ không gây bất cứ tổn thương gì cho ông cả. Một khi xác định được nguyên nhân căn bệnh rồi, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại phương án trị liệu, cũng là để ông sớm ngày bình phục thôi. Sau khi rút tủy, mãi vẫn chưa thấy các bác sĩ trả lời, Trác Mộc Cường Ba lấy làm khó chịu, chuẩn bị xuất viện thì lúc này một vị bác sĩ họ Đại mới ngập ngừng hỏi, "Ông Trác, ông có một mình thôi à? Gia đình có người thân nào đến không?" Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, "Gã cũng biết, bác sĩ trong bệnh viện hỏi bệnh nhân có người thân nào ở đây không, điều này chẳng phải là tin tốt lành gì?" Ngữ khí bỗng trở nên nặng nề, "Không có, tôi chỉ có một mình ở Thượng Hải, có chuyện gì, anh cứ trực tiếp nói với tôi là được. Đừng vòng vo tam quốc nữa, có chuyện gì, tôi có thể chịu đựng được hết." lẽ nào có u bướu gì hả hay là tôi đã bị bệnh ết thấy bác sĩ đại hơi do dự trác mộc cường ba lại nói nếu không có chuyện gì vậy thì tôi làm thủ tục xuất viện đây khi ấy bác sĩ đại mới nói ông trác mộc cường ba với cương vị là bác sĩ điều trị của ông tôi có nghĩa vụ phải thông báo với ông rằng thông qua kết quả phân tích vì sống chúng tôi sơ bộ chẩn đoán ông mắc chứng tế bảo máu biến dị ác hóa trác mộc cường ba ngẩn ra mấy giây rồi mới hỏi thế thế nghĩa là sao bác sĩ đại đáp nói cách khác chính là ông bị ung thư máu máu trong người chắc mộc cường ba như sôi lên cuồn cuộn quả tim đập bình 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 như muốn phát cuồng ung thư máu chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta phải kinh khiếp bác sĩ đại cúi đầu nói tiếp có lẽ tôi nên dùng phương pháp biểu đạt uyển chuyển hơn nhưng dù như thế nào cũng đều là một kết quả đó tôi cho rằng trực tiếp nói thẳng ra với anh vẫn tốt hơn hơn nữa theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi đây là loại hình ung thư máu mới nằm ngoài phạm vi hiểu biết của y học hiện nay. Chúng tôi, ừm, có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc với ca bệnh như thế này. Chắc một cường ba đời người ra, xưa nay gã chưa từng nghĩ đến, mình và chữ ung thư sẽ có liên hệ với nhau, lại còn là một dạng ung thư máu hoàn toàn mới, đến cả bệnh viện nổi tiếng hàng đầu như ở đây cũng mới lần đầu tiếp xúc nữa chứ. Gã không sao hiểu nổi, thân thể mình như thế này, sao lại có duyên với bệnh ung thư được cơ chứ? Lẽ nào, lần này đúng là gặp tai nạn khó thoát rồi. Kế đó, bác sĩ đại lại nói rất nhiều, toàn là những lời mấy vị bác sĩ ở bệnh viện Lơ Sa đã từng nói với Lạt Ma Á La và mấy người khác, đại ý là mong gã phối hợp với bệnh viện triển khai công việc, gắng hết sức điều trị, còn có thể miễn phí trị liệu, dù sao thì đây cũng là một căn bệnh hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có báo cáo y học nào cả ở trong và ngoài nước nhắc đến. Chắc Mộc Cường ba nghe nửa hiểu nửa không, nhất thời gã đã, đã mất đi năng lực tư duy, Hồi lâu sau mới có phản ứng, lẩm bẩm nói, căn bệnh, căn bệnh này của tôi có chữa được không? Bác sĩ đại đáp, ờ, chuyện này thì tôi rất khó đảm bảo với anh, vì những triệu chứng xuất hiện trên người anh chúng tôi cũng chưa gặp bao giờ. Trước mắt, để xử lý những ca bệnh tương tự, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp thay tủy sống và hóa trị liệu. Hiện nay, việc trị liệu bệnh máu trắng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những năm 90 rồi, tỷ lệ sống là 50%. Đương nhiên Tỷ lệ chữa khỏi ở một số loại hình bệnh máu trắng còn có thể cao hơn một chút nữa. Trác Mộc Cường ba biết, tỷ lệ chữa khỏi mà bác sĩ nói là chỉ tỷ lệ sống sót sau 5 năm quan sát kể từ khi kết thúc điều trị. Như vậy mà chỉ có 50% còn bệnh mà gã mắc, lại là một loại hình cả bác sĩ cũng chưa từng thấy bao giờ, tỷ lệ sống sót liệu có bao nhiêu chứ? 10%, 20%, gã nghĩ tới đây, liền hỏi luôn. Bác sĩ đại lắc đầu, tôi không dám khẳng định, nhưng bệnh tình của anh đã nghiêm trọng lắm rồi có thể cầm cự đến lúc này, thậm chí là khiến tôi kinh ngạc trước tình trạng sức khỏe của anh đấy. Trác Mộc Cường ba ngây ra, nói như vậy có khác nào bảo với gã rằng, bệnh của anh hết chữa được rồi, ở lại cho chúng tôi làm thí nghiệm đi. Bác sĩ Đại cũng biết mình lỡ lời, vội bổ sung, nhưng, dù chỉ có một phần trăm, một phần nghìn, một phần vạn hy vọng, anh cũng phải kiên trì. Trác Mộc Cường ba xua tay nói, bác sĩ, anh nói cho tôi biết, nếu tôi không tiếp nhận điều trị, thì còn sống được bao lâu nữa? Bác sĩ đại nhìn gã với ánh mắt cảm thông, trầm giọng nói, nếu dựa theo tình trạng của anh bây giờ, có thể sống được hơn một năm nữa là kỳ tích rồi. Một năm, thì ra, tôi chỉ còn một năm nữa thôi sao? Trác Mộc Cường ba chán ngán ủ rột quay người đi. Bác sĩ đại vội cuống quyết nói, anh Trác, anh thật sự không suy nghĩ gì về đề nghị của tôi sao? Nếu anh chịu nghĩ một chút, anh sẽ thấy mình làm vậy là cống hiến cho toàn nhân loại đấy. Bác sĩ đại không nói thì còn đỡ, nói vậy trác mộc cường ba thật chỉ muốn kéo anh ta xuống dần cho một trận cống hiến cho toàn nhân loại ư dựa vào cái gì mà muốn hy sinh một mình tôi để cống hiến cho toàn nhân loại chứ bác sĩ đại thấy trác mộc cường ba kiên quyết không chịu đành thở dài vỗ vỗ lên lưng gã nói thôi anh về nhà bảo vợ nấu cho mấy món ngon đi du lịch thăm thú mọi nơi hưởng thụ cuộc sống đi vậy trác mộc cường ba thật lòng chỉ muốn chửi cho anh ta mấy câu có cái kiểu nói chuyện như vậy sao anh làm bác sĩ cái rắm chó gì thế, nhưng cuối cùng, gã vẫn nhẫn nhịn, hưởng thụ cuộc sống đi vậy, gã trầm ngâm lặp lại câu nói đó, thân tâm đều quá mệt mỏi, vốn chỉ muốn khóc sống lên, nhưng kết quả thành ra một nụ cười thê lương méo sạch. Trác Mộc Cường ba kéo lê bước chân nặng nề ra đến đại sảnh bệnh viện, ngửa mặt lên nhìn mái vòm, thấy bên trên dán đầy gạch men sứ ghép thành hình Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các thiên sứ. Trác Mộc Cường ba thầm đau đớn nói, lẽ nào, thực sự là trời muốn giết ta? rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì chứ? Đúng khoảnh khắc chắc Mộc Cường Ba đặt chân bước ra khỏi bệnh viện, gã đột nhiên nhớ lại ánh mắt kiên quyết của Lữ Cánh Nam lúc chia tay, cô nói với gã hãy bảo trọng, tại sao cô lại nói câu ấy? Lẽ nào cô đã biết được điều gì đó rồi sao? Cô biết từ lúc nào? Gần đây gã chỉ nằm bệnh viện hai lần, một lần là hơn nửa năm trước, lần đó ngoài truyền máu cho mẫn mẫn, còn làm gì nữa nhỉ? À, đúng là lần đó, phải rồi, mình mắc bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, Sao bản thân lại hoàn toàn không có cảm giác gì thế nhỉ? Điều này hoàn toàn không hề phù hợp với những lý thuyết của y học hiện đại một chút nào cả. Cuối cùng, chắc Mộc Cường Ba cũng hiểu ra, từ cổ độc mà Lữ Cánh Nam hết lượt này tới lượt khác nhấn mạnh nghĩa là gì. Gã đã trúng phải cổ độc, gã cũng nhớ lại nét mặt của Lạt Ma Á La khi thấy mình ngâm trong hồ nước, đó tuyệt đối không phải niềm hân hoan vì đã trị dứt bệnh, mà ngược lại còn có chút gì đó nặng nề hơn. Cổ độc mà gã trúng phải căn bản chưa được giải trừ đi hết mà đã ăn sâu vào cốt tủy, từ đó đến nay vẫn không ngừng gặm nhấm sinh mạng của gã. Đội trưởng Hồ Dương về sau đã từng nhắc đến, lúc băng qua núi tuyết, vì một lý do gì đó mà Lữ Cánh Nam không thể để chậm trễ thêm một năm, chắc là vì một người nào đó, hóa ra kẻ ấy không phải ai khác, mà lại chính là gã. Lạt Ma Á La, Lữ Cánh Nam, bọn họ đã biết gã là người chúng cổ độc, cũng biết gã không còn sống được bao lâu nữa, nhưng đồng thời họ cũng bó tay không biết phải làm sao và cũng biết y học hiện đại sẽ không thể làm gì trước thứ cổ độc quái ác này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lữ Cánh Nam nôn nóng muốn tìm được bạc ba la thần miếu như vậy, không chỉ vì ngày tháng của gã chẳng còn được bao lam, mà còn bởi cô hy vọng có thể tìm được phương pháp chữa trị cho gã trong thần miếu. Chắc một cường ba tưởng chừng như mặt đất dưới chân trầm hẳn xuống, thì ra mình không còn bao nhiêu ngày tháng trên đời này nữa rồi. Quét, tiếng còi xe làm gã giật mình sực tỉnh, chắc một cường ba vất vả né tránh mấy chiếc xe lao tới, Bản thân gã cũng không hiểu làm thế nào mà gã về được căn phòng nhỏ đó, tựa hồ những lời mắng nhiếc, những cú đánh đập kia đều không gợi cho gã bất cứ cảm giác gì. Những thứ ô uế bẩn thỉu ném lên mình, gã cũng coi như không thấy. Mấy ngày liền, gã đi khắp các bệnh viện ở Thượng Hải, đáp án vẫn giống hệt như nhau, gã bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng sống được bao lâu nữa, nếu ở lại thì được miễn phí trị liệu, làm vật thí nghiệm cho y học, còn muốn về nhà thì cứ về mà ngoan ngoãn chờ chết. Gã vẫn còn một năm nữa một năm thì làm được những gì chứ? chắc Mộc Cường ba cần được nói chuyện. Gã rất muốn tìm một người chịu lắng nghe tâm sự của mình, nhưng tìm người đó ở đâu đây? Gã nhớ đến những người thân, cha, mẹ, không thể nói, mẫn mẫn, ừm, con nhỏ đó, anh. Cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa, gã cầm chiếc điện thoại lên tay, chỉ tiếc là đầu dây bên kia mãi vẫn không có ai nghe máy. Một lần, hai lần, ba lần, âm bận trong điện thoại vang lên liền mấy tiếng đồng hồ bàn tay chắc Mộc Cường Ba đã không còn sức mà giơ điện thoại lên nữa. Gã dựa người dưới cửa sổ, ngồi sát vào tường, bên ngoài vừa tối vừa lạnh, trong lòng vừa buồn vừa khổ, bên cạnh không có lấy một người để dốc bầu tâm sự. Gã có cảm giác, mình như thể một đứa con côi bị vứt bỏ giữa chốn hoang dã, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy bầu trời tan tóc, thú rừng vây quanh, vậy mà còn muốn giúp đỡ những người nghèo khổ khó khăn kia nữa chứ, thật nực cười, thì dão còn chẳng mang nổi mình ốc. Trong một đêm, hai bên tóc mai của Trác Mộc Cường Ba đã lấm tấm điểm bạc, cả con người gã dường như cũng hoàn toàn biến đổi. Trác Mộc Cường Ba gọi điện thoại, tìm bạn cũ vay 20.000 NDT. Đổi lại là lúc trước, gã không bao giờ mở miệng vay bạn bè số tiền như thế, nhưng giờ thì tớ cả đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Gã muốn hưởng thụ cuộc sống này, sống như thế nào mới coi là hưởng thụ đây, Trác Mộc Cường Ba cũng không rõ nữa. Trong thế giới của gã, cuộc sống chính là liên tục khiêu chiến với những khó khăn tưởng chừng không thể chiến thắng được, gã đã từng vô số lần thành công, mà cho dù thất bại thì cũng lập tức đứng lên được, mà còn đứng cao hơn trước, nhìn xa hơn trước khi bị vấp ngã nữa. Cho tới lần này, gã mới thực sự nếm trải mùi vị của thất bại, cảm giác thất bại triệt để ấy. Trước ông trời, sức người sao mà nhỏ bé mong manh đến thế? Con người có thể đấu tranh với số phận, nhưng sức một người liệu có thể ngăn cản được ngọn núi lửa sắp bùng phát hay không? Không thể. Con người có thể khiêu chiến với cực hạn, vượt qua bản thân, nhưng sức một người liệu có thể khiến cả địa cầu ngừng quay hay không? Không thể, con người có thể chiến thắng tất thảy đồng loại của mình, có lẽ còn có thể chinh phục tất cả những động vật khác nữa, nhưng với sức một người, có thể khiến bãi bể thành nương dâu, thời không xoay chuyển, trăng chuyển sao rời hay không? Không thể, không thể, không thể. Trác Mộc Cường Ba từng tin tưởng rằng, chỉ cần nỗ lực thì nhất định có thể thành công, nhưng lần này, dường như đường hướng của gã đã sai lầm, Tử Kỳ Lân là một thần thoại, nó chỉ nên tồn tại trong những câu chuyện cổ tích, người phàm không được khinh nhờn mà chạm đến. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại một câu cách ngôn cổ xưa, đại ý nói rằng, thần thánh trên trời đã sáng tạo ra thế giới này, nhưng lại giấu bản tướng của nó đi, khiến người ta không nhìn thấy, nếu để con người phát hiện ra bản chất của thế giới này, thế chẳng phải người ấy đã trở thành thần rồi hay sao? Phàm có người nào muốn đi tìm chân tướng, ắt sẽ bị trời chu đất diệt. Giờ đây, tất cả những gì gã đang làm, tựa hồ đang muốn bưng một câu chuyện thần thoại ra hiện thực rành rành, vì vậy, hiện thực ắt sẽ dáng trả cho gã một đòn vô tình, trời và người cùng oán hận, nhân thần thảy đều căm phẫn, tất cả đều vô tình tước đoạt mọi thứ gã từng sở hữu, đánh gã rơi xuống chốn địa ngục nhân gian không thể ngóc đầu lên nổi nữa. Mình đã mất gia đình, lại mất cả phương hướng để nỗ lực cố gắng, giờ thì cả sự nghiệp và sinh mệnh cũng mất luôn, đúng là đã không còn gì cả, trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, mình sẽ sống vì cái gì đây? ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì chứ? Trác Mộc Cường ba cầm khoản tiền kia, chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ nơi gã ngày ngày bị nhiếc móc chửi bới, bắt đầu ra ra vào vào các quán rượu, sàn nhảy, để tiếng nhạc cuồng loạn và rượu mạnh cháy cổ họng khiến gã tê liệt, quên đi hết thảy mọi phiền não, quên rằng mình đang sống hay đang chết, quên hết mọi sự đã xảy ra, chỉ coi như là một giấc mộng. Đó chỉ có thể là một giấc mộng mà thôi, nếu không phải mộng, tại sao chỉ trong một đêm, gã lại chẳng còn gì hết như thế? thế nhưng mỗi khi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, ánh dương chói mắt lay động bên cạnh gã, người đi đường qua qua lại lại, họ cũng nhúc nhích đờ đẫn như những cái máy. tại sao họ cứ theo gã mãi như thế? những gương mặt đờ đẫn không chút biểu cảm ấy, sao lại áp sát vào mặt gã như thế? giấc mộng tàn khốc đáng sợ ấy lại tái hiện một lần nữa, hết sức chân thực. vậy là gã chỉ có thể tiếp tục kiếm tìm cơn say. mỗi lần uống đến trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ. Trác Mộc Cường Ba lại thỏa mãn ngắm nhìn những thân thể vặn vẹo trên sàn nhảy kia, những người đó chỉ biết tìm kiếm khoái cảm trong sự ma sát với những làn da chẳng hề quen thuộc, sống cho qua một đêm dưới tác dụng hưng phấn của chất cồn. Ha ha, đây chính là hưởng thụ cuộc sống, thì ra đây chính là hưởng thụ cuộc sống. Gã hài lòng lắc lư cái bàn mà hát vang, khoan khoái cười rộ lên, nhưng lần nào cũng cười ra nước mắt. Lại một buổi hoàng hôn nữa trôi qua, Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại nơi góc phố, sao mình lại ở đây nhỉ? bị ai ném ra chăng? Gã chẳng còn nhớ những chuyện ấy nữa. Người qua đường cũng chẳng ai có thể nhận ra, gã đàn ông cao lớn nằm vật ra nơi góc đường kia đã từng trường mặt trên trang bìa vô số tạp chí, từng khẳng khái hùng hồn trình bày ở vô số hội nghị. Giờ đây, gã chỉ là một gã say nằm vật ra bên lề đường mà thôi. Chắc một cường ba loạn trọng bò dậy, việc đầu tiên mà gã thường làm trong những tình huống như thế này, chính là dùng đầu đập mạnh mấy cái vào góc tường. Đau, đau quá, không ngờ vẫn còn cảm giác đau đớn, thì ra hôm nay mình vẫn còn sống à? Hôm nay, lại đi đâu bây giờ? Gã hoang mang lê bước, giống như đa số những người khác, để mặc đôi chân đưa mình đến nơi tiếp theo. Phía trước đâu đâu cũng là đường, căn bản không cần phải lựa chọn, đã đi theo hướng nào, thì cứ tiếp tục theo hướng đó mà đi, xe hơi phải nhường đường cho mình, người đi bộ cũng phải né tránh mình, ha ha, giữa trời đất này, vẫn là mình to nhất. Nhưng ở phía sau, lúc nào cũng vẳng lại những lời bình luận, thằng kia điên rồi, nhìn bộ dạng hắn mà xem, quá nửa là thằng biên, muốn chết hả, đồ ngu. Ha ha, chẳng sao cả, biên cũng được, ngốc cũng xong, ai cần quan tâm chứ. Nhớ năm xưa, thằng ngu ta đây đã từng khiến bao nhiêu kẻ trong các người sùng bái ngưỡng mộ. Ha ha, thì ra các người lai thích ngưỡng mộ lũ hâm lũ ngu như thế. Không, những kẻ đó không sùng bái thằng biên, thằng ngốc này, hộ sùng bái những thứ bên ngoài của mình, họ sùng bái những thứ mà khi ấy mình sở hữu, còn mình, mình chẳng là gì cả, thì ra mình chẳng là gì cả. Quái lạ thật, tại sao mình lại đi hai chân trên đường phố thế này nhỉ, rốt cuộc mình là cái gì đây? Mùi hương quen thuộc bay ra từ trong cánh cửa, chắc Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, động tác như thể nhánh cây hòe khô sắp lìa cành, quán rượu hẹn hò, bốn chữ ấy đập vào mắt gã, những ngọn đèn neon bao quanh các con chữ đã lập lòe chớp tắt. Quán rượu hẹn hò, vừa nhìn thấy bốn chữ ấy, tựa như có một chậu nước lạnh rội từ đầu đến chân, chắc Mộc Cường ba nhìn xuống chân mình lẩm bẩm hỏi, mày dẫn tao đến đây hả? mười mấy năm trước, chính ở trong quán rượu nhỏ này, gã đã hẹn anh lần đầu tiên. hai năm trước, cũng chính trong quán rượu này, gã dùng chất cồn để cáo biệt cuộc sống vợ chồng với cô. lần đó, gã cũng thất ý đến cùng cực, uống rượu xong liền nổi điên lên, bị một đám người đánh cho phải nằm viện cả tháng. mười mấy năm rồi, các kiến trúc xung quanh đều đã thay đổi, còn nó thì vẫn nhấp nháy những ngọn đèn neon nhỏ xíu kia, không hề thay đổi chút nào. hôm nay, gã lại vô tình đi đến nơi này, đây chẳng phải là số mệnh thì là gì? Hóa ra, số mệnh của con người, chính là đi vòng quanh một tâm điểm vô hình, hết vòng này rồi lại đến vòng khác, con người ta cứ tưởng rằng mình đã thoát khỏi vòng tròn ấy, kỳ thực, họ vẫn cứ đang chuyển động xung quanh vòng tròn vận mệnh của mình đấy thôi. Chác một cường ba lê đôi chân nặng như đổ trì, từng bước từng bước tiến về phía cánh cửa vận mệnh kia. Một tên bảo kê mặt mũi trông như hung thần ác sát sông tới, nhưng lại lập tức khom lưng cúi đầu cười tuyết miệng trước một tờ giấy đỏ. Ông chủ, mời đi lối này một gã cao lớn dâu ria xồm xoàm, lại cứ muốn giả giọng đàn bà con gái, thực chẳng ra sao. Trác Mộc Cường ba nhìn tờ giấy màu đỏ có phép trong tay mình, thầm nhủ, thì ra nó chính là cái tâm điểm vô hình kia, nhưng tại sao giờ Minh lại nhìn thấy nó rồi? Đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp lại tối tăm, liền tới một sàn nhảy lớn có thể chứa hai ba trăm người cùng khiêu vũ. Tiếng nhạc ầm ầm nghe điếc cả màng nhĩ, ánh đèn mê loạn nhấp nháy liên hồi, ở sâu trong sàn nhảy, có một bục nhỏ kê cao hẳn lên, bên trên là mấy cô giá gầy guộc ăn mặc thiếu vải đến đáng thương đang ra sức nhảy nhót, ban nhạc rock phía sau đánh phèn đánh la váng cả óc. Xung quanh sàn nhảy là một vòng lan can, đó là khu kê bàn ghế ngồi nghỉ, chia làm hai tầng trên dưới, đủ các loại thức uống có cồn, đang được nhanh chóng tiêu thụ. Trác Mộc Cường ba đến trước quầy ba, chọn một góc đã từng thân thuộc ngồi xuống, rồi lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của gã. Không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, không nhớ được mình từng là ai, đây chính là hiệu quả mà Trác Mộc Cường ba muốn lãng quên thời gian quên cả khái niệm đúng sai đây có lẽ chính là sự hưởng thụ cuộc sống mà vị bác sĩ kia nói rồi ê xem kìa đại ca hình như lại là thằng đó anh còn nhớ hắn không chính là cái lần mà tôi đánh sướng tay nhất đó sao mà quên được chứ chính là thằng ma men hai năm trước con bà nó tao nhớ rõ lắm ha ha lần này hình như hắn lại bị đòn gì còn nặng hơn lần trước thì phải khục 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 thật đúng là vừa nhìn thấy hắn là tay tôi thấy ngứa ngáy rồi hơn hai chục người vừa bước vào quán rượu là một nhóm thế lực gần như là xã hội đen, các quán rượu ở khu vực này đều do chúng bảo kê, có ai muốn sinh sự thì phải hỏi chúng trước, thế nhưng, nếu chúng muốn kiếm ai gây phiền phức, vậy thì, kẻ đó coi như đen đuổi rồi. Kẻ cầm đầu bọn này tên là Dương Biên, mặt đen nhẻm, lông mày trái xém, mũi sư tử, miệng rộng như miệng cá sấu, cao chừng mét 85, nặng khoảng 108 cân, từng đánh kích bốc chui ở Quảng Châu, về sau phạm tội nên phải lưu lạc khắp nơi, đến khi sóng lặng gió êm hắn mới dám trở về thượng hải từ đó đã bớt phóng túng đi nhiều hai năm trước hắn vừa trông thấy trác mộc cường ba là đã thấy bực mình con người hắn khó chịu nhất chính là những kẻ gây áp lực với mình lúc trác mộc cường ba thất ý hắn liền ra mặt gây hấn hai người một lời không hợp liền lao vào đánh nhau tối tăm mặt mũi kết quả cuối cùng là trác mộc cường ba bị người ta khiêng vào bệnh viện lần đó dương điền nghe nói người bị hắn đánh không chết tự nhiên thở phào nhẹ nhõm chỉ là hắn không ngờ được thoát cái đã hai năm trôi qua kẻ kia vẫn còn dám trở lại đây lần nữa hắn thầm nhủ hay đấy thực là rất hay đấy dương điền dẫn theo đám tay chân tới phía sau quầy ba vỗ vỗ lên đầu trác mộc cường ba nói này anh bạn còn nhớ tao không trác mộc cường ba mở mắt hờ hờ liếc nhìn dương điền một cái rồi cười cười dơ ly rượu lên nào cạn ly dứt lời lại đặt mạnh ly rượu xuống quầy ba rượu tràn hết cả ra ngoài đầu gã cũng gục xuống trở lại Dương Điền nhún vai cười cười, nắm tóc Trác Mộc Cường ba nhấc lên châm chọc, hả, không nhận ra hả. Nhưng mà tao còn nhớ mày đó, hư. Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt mông lung của Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, rồi tát bốp một cái rõ mạnh vào mặt gã. Đầu óc Trác Mộc Cường ba đang ở trong trạng thái mất cân bằng, đến cả bản thân là ai gã còn chẳng nhận ra huống hồ người khác. Chỉ thấy gã mơ màng nhìn gương mặt xấu xí kia, dường như là có quen biết, ai vậy nhỉ? Dương Điền gật đầu nói tiếp, nhận ra tao rồi hả? sao lần này không dám đánh trả nữa hả nhìn tao đây này tránh cái gì mà tránh nhìn thử bộ dạng trông như con gấu của mày xem thật khiến người ta muốn mửa nói đoạn hắn lại tỏ vẻ thương hại sao mày còn dám đến đây nữa không sợ bọn tao dần chết hả hay là mày coi thường dương lão ngũ tao đây hừ hắn nhổ một bãi nước bọt vào ly rượu của trác mộc cường ba dơ cao quá đầu gã rồi nói uống đi uống rồi tao thả cho mà đi những người xung quanh đều cười ồ lên bình thường cả đám này cũng hay sinh sự đánh nhau, rất thích lấy việc bắt nạt những kẻ ngốc nghếch làm trò vui. Trác Mộc Cường ba dường như đã hiểu Dương Điền nói gì, liền dơ ly rượu lên, gõ gõ xuống mặt bàn, nói, cạn ly. Kế đó, gã ngửa đầu ra, tựa như muốn uống ly rượu có nước bọt ấy. Dương Điền hài lòng nhìn cảnh tượng đó, hắn thích thấy người khác khuất phục, đặc biệt là những kẻ trông cao lớn hơn hắn khuất phục trước hắn. Không ngờ, Trác Mộc Cường ba đột nhiên vung tay, cả rượu lẫn dãi rất đều hắt cả lên mặt Dương Điền, rồi phá lên cười ha hả, liên tục gõ ly rượu không xuống quầy ba. Dương Điền giận tím mặt, đưa tay áo lên lau rượu đi, gần giọng nói, mày muốn chết. Một nắm tay mang theo sức mạnh đến 280 cân nhằm thẳng sống mũi chắc một cường ba đấm tới. Có lẽ tư thế Dương Điền không được chuẩn lắm, hoặc khoảng cách giữa hắn và chắc một cường ba quá gần, hoặc cũng có thể là hắn ra tay quá chậm, tóm lại, chắc một cường ba đã nhẹ nhàng tránh khỏi cú đấm thẳng ấy của hắn, tựa hồ như một hành vi bản năng vô ý thức. kế đó, gã xoay người đánh ra một cùi trò, đập mạnh đầu dương điền xuống quầy ba, rồi lại bật tương lên như quả bóng bàn, nước bọt bắn tung tóe, trông thực thảm hại vô cùng. Dương điền tỉnh táo lại, lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn gã say đứng trước mặt mình. nhanh quá, ra tay nhanh quá, so với hai năm trước, tựa hồ như là hai con người hoàn toàn khác vậy. hắn thầm lưỡng lự, thằng khốn kiếp, rốt cuộc là say thật hay đang giả say? hắn đến báo mối thù hai năm về trước ư. Một tên lâu la đi theo dương biển thấy đại ca chịu thiệt, liền tiện tay nhặt một chai bia lên, đập thẳng xuống đầu trác mộc cường ba. Cú đánh ấy khiến gã phần nào tỉnh táo, vừa nãy là cảm giác gì vậy? Đau à, lẽ nào trời đã lại sáng rồi? Sao mình vẫn ở trong quán rượu thế nhỉ? Lần này không bị người ta quảng ra à? Ừm, tay vẫn còn cầm ly này. Xem ra uống nhiều quá rồi, sao đến cả tử lượng cũng càng lúc càng kém thế này chứ? Rượu đâu, trác mộc cường ba giống lên hoàn toàn không để mắt đến cả đám người đang vây xung quanh dương điền giật mình kinh hãi đầu thằng khốn này làm bằng sắt chắc cả cái chai đập vào đầu mà vẫn không hề hấn gì là sao trác mộc cường ba lại hướng về phía dương điền đập tay xuống quầy ba quát lên rượu rượu đâu dương điền thấy cảnh đó dường như không phải đối phương đang làm bộ liền nghĩ cú đánh vừa nãy chắc chắn chỉ là trùng hợp con bà nó ông mày thật đen đủi không ngờ lại bị hắn vội ý đánh chúng một cùi trỏ. Hắn lại xông tới, nhấc chắc một cường ba lên, hắn học quát, con mẹ nhà mày là cái thá gì chứ mà dám mượn rượu làm càn ở địa bàn của tao hả? Lần này thì chắc Mộc Cường Ba đã nhận ra hắn, hai mắt gã sáng bừng lên, lật tay nắm lấy cổ áo Dương Điền, trong giọng cơ hồ pha lẫn cả niềm hoan hỉ, tôi. Tôi nhận ra anh rồi, anh là người lần trước đã đánh tôi, cú đấm mạnh lắm, nào, đánh tôi đi, cho anh đánh tôi đấy, đánh chết tôi đi dương điền ngẩn người ra yêu cầu này chẳng phải rất hợp tâm ý hắn hay sao thằng này muốn chết thật chắc ngay sau đó hắn lại nghe chắc mộc cường bao uy hiếp anh không đánh chết tôi thì tôi đánh chết anh đấy dương điền lúc này vẫn chưa ý thức được câu nói đó có nghĩa như thế nào với mình chỉ thầm nhủ thằng biên này đồng thời hắn nhấn giọng nói tự mày muốn đấy nhé a à, lại một cú đấm toàn lực nữa kế đó tay trái hắn ôm chặt lấy cổ tay phải kêu giống lên chỉ thấy không biết từ lúc nào trác mộc cường ba đã xách một cái ghế sắt chắn ngang trước ngực một đấm của dương điền vừa hay trúng vào ống sắt chân ghế suýt chút nữa là gãy xương ngón tay hai mắt trác mộc cường ba lờ đờ vì say rượu nói đừng đừng đánh lên người chỗ đó không không có cảm giác đánh chỗ này này gã chỉ lên đầu mình nói tiếp đánh chỗ này này dương điền vẫn đang ôm cổ tay dậm chân nhảy tưng tưng ngoác miệng ra chửi con bà con mẹ nhà nó đánh cho tao đánh chết cha nó đi cho tao. Hai ba chục tên lâu la liền nhất loạt xông lên, lập tức vây kín chắc Mộc Cường ba vào giữa. Cổ tay Dương Điền cuối cùng cũng bất đau một chút, hắn muốn xem thử kẻ bị vây đánh kia rốt cuộc đã chết hay chưa, liền kéo mấy tên đệ tử đang sướng sờ ngơ ngẩn bên cạnh mình ra, cút xéo, để tao tự tay làm thịt nó. Lời vừa mới dứt, mấy thằng du côn ở trước mặt hắn liền bay vèo ra ngoài như bị nổ bom, vòng vây liền hở ra một chỗ khuyết. Chỉ thấy chắc một cường ba đang đứng giữa cả đám người, hai mắt phằn lên những tia máu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhìn bộ dạng như thể đứng còn chẳng vững. Thế nhưng, mười mấy người đang nằm dưới chân gã ôm những bộ phận khác nhau trên cơ thể mà giống gào đau đớn kia là thế nào? Thật đúng là gặp ma rồi. Mấy tên thanh niên du đáng còn lại đều nhìn gã say ở giữa kia với ánh mắt kính nể và sợ hãi, tên nào tên nấy đều nắm chặt bàn tay đến nỗi run lên bần bật. Trác Mộc Cường ba loạn choạng bước về phía trước, chúng liền vội vàng lùi lại nhường ra một con đường gã cứ bước thấp bước cao đi về phía dương điền bước chân đung đưa lảo đảo như ngọn nến trước gió nhưng khắp người lại toát lên sát khí đằng đằng khiến dương điền bất giác thấy căng thẳng tột cùng trong lòng cứ chăn đi trở lại chuyện gì thế này rốt cuộc là chuyện gì thế này dương điền không dám chậm trễ vội vung tay trái đấm ra một đấm trước nhưng đòn này lại chỉ là hư chiêu cú móc câu tay phải sau đó mới là đòn sát thủ lực đạo mạnh mẽ khôn cùng trên võ đài cú móc câu này của hắn đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ có điều lần này tuyệt chiêu của hắn lại đấm vào khoảng không. Chẳng rõ như thế nào, gã cao lớn kia cứ loạn choáng liêu siêu bước tới, nhưng bên trái, rồi lắc bên phải, cả hai cú đấm của hắn đều không trúng mục tiêu. Dương Điền đang định rụt tay về tấn công tiếp, đã thấy vùng bụng đau nhói lên. Nắm đấm của Trác Mộc Cường Ba đã mạnh mẽ lún sâu vào bụng hắn. Ăn một cú đấm này, Dương Điền mới biết thế nào gọi là nắm đấm thép, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn trào ra đằng mồm vậy. Tôi bảo anh đánh tôi, đó là vì tôi coi trọng anh. Lại một đấm nữa, cảm giác đau đớn từ má trái dương điền lan truyền đi, kèm theo đó là tiếng xương gãy vụn và mấy chiếc răng rơi xuống. Cái đau giống như những gợn sóng trên mặt nước, từ má hắn lan đi khắp nửa người bên trái, dương điền chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, nhất thời mặt mũi nhòe nhẹt nhẹ những nước bọt, máu tươi phọt ra theo tiếng kêu kinh hoàng. Anh lại bảo lũ nào đến đánh tôi thế, lần này, trung tâm cảm giác đau đớn chuyển sang má bên phải, trước mắt chỉ thấy sao dụng là tả, Đầu lưỡi lệch sang một bên, não bộ và cơ thể gần như mất liên hệ, chính bản thân Dương Điền cũng không biết mình xoay sang hướng nào nữa. Lẽ nào cái thân tôi đây, tùy tiện người nào cũng đánh cũng chửi được chắc, sống mũi Dương Điền bị đập cho nở tuyết ra, cả những ngôi sao đang bay lượn trước mắt kia cũng không thấy đâu nữa, cảm giác ấy sao mà nóng bừng bừng, cay xè. Có phải tùy tiện ai cũng đánh được tôi đâu, thân thể hắn bay lên không chung, rồi rơi dầm xuống đất, mình mẩy tứ chi cơ hồ cùng lúc cảm thấy đau đớn đến không sao chịu đựng nổi, đồng thời, sâu thẳm trong lòng Dương Điền dâng lên một ý nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chết là cái chắc. Lẽ nào trời sinh ra tôi đã khốn nạn rồi, một sung lực mạnh mẽ từ sống lưng lan tỏa đi khắp cơ thể, gãy rồi, chắc chắn là gãy rồi, xem ra nửa đời sau của mình phải bán thân bất toại rồi. Trác Mộc Cường ba nói xong, liền cắp tên du côn Dương Điền đang sùi bọt mép, tay chân rũ rượi dưới nách, nắm tóc hắn dơ lên bắt nhìn thẳng vào mình vẫn nộ gần giọng nói đi tôi có làm gì có lỗi với anh không có lẽ là bởi bản năng sau cùng của con người dương điền đột nhiên tỉnh lại khóc hòa lên nức nở không có trác mộc cường ba lại hỏi anh nói xem tôi có tốt với anh không dương điền ngần ngừ nói cũng cũng tốt trác mộc cường ba hơi vận sức vào cánh tay dương điền lập tức giống lên như lợn bị chọc tiết vội gật đầu lia lịa tốt tốt trác mộc cường ba lại kích động hét lên vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao lại phải dày vò tôi? Vấn đề này không dễ trả lời chút nào, trả lời sai ắt sẽ nguy đến tính mạng. Nhất thời Dương Điền cũng đờ người ra, hiểm nỗi cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta, tình hình hết sức nguy ngập, biết trả lời thế nào bây giờ? Hay là miệng sùi bọt mép, tứ chi quấy loạn lên cho qua đi vậy? Trác Mộc Cường ba lại nhấc đầu hắn lên, để đối phương nhìn mình, nghiến răng rít lên, nói đi, nói. Anh đã biết lỗi hay chưa? Dương Điền nhăn nhó vì đau đớn, hai hàng nước mắt rỉ ra, Ai Oán kêu lên, "Đại ca, tôi sai rồi." Trác Mộc Cường ba như thể người đang hấp hối được nghe câu mà mình muốn nghe nhất trước khi nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả, nhẹ nhàng đặt Dương Điền xuống đất, ánh mắt mơ hồ như đã tỉnh táo hơn phần nào, rồi cũng cất giọng Ai Oán chẳng kém, nói, "Anh đã biết sai rồi, vậy tại sao tôi bảo anh đánh tôi, anh lại không ra tay? Chẳng lẽ anh quên tôi đã bảo rằng anh không đánh chết tôi, tôi sẽ đánh chết anh à. Nghe câu nói này, Dương Điền lại càng thêm đau nhói trong lòng, đại ca à, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng thực sự là tôi không đánh chết được anh đâu. Cứ đánh tiếp thế này, cả tôi và đám đàn em kia sợ là chết trước cả anh ấy chứ. Ôi! Hắn khóc hòa lên, biết sai rồi hả, Trác một cường ba lão đảo đứng dậy, nhìn Dương Điền nằm thẳng cẳng dưới đất, chắp tay sau lưng nói, đến đi, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, lần này tôi không đánh trả đâu, dù anh đánh chết tôi cũng không đánh trả đâu. Dứt lời, gã thậm chí còn nhắm cả mắt lại. Cơ hội, Dương Điền thấy cơ hội hiếm gặp, liền dùng cả tay lẫn chân, vừa bò vừa trườn lao ra ngoài cửa. Được một quãng xa, hắn mới đứng lên, khập khiếng dẫn mấy tên đàn em vẫn còn nhúc nhích được bỏ chạy thục mạc, đồng thời lại sợ chắc một cường ba đuổi theo, còn không quên an ủi gã mấy câu, đại ca, hôm nay tôi không đánh chết được anh, hôm khác, hôm khác, đợi tôi gọi đủ anh em, mang đủ đồ đến. ôi cha, hắn chập choạng ngã bổ nhào ra đất, rồi lại cuống cuồng bò dậy chạy thêm mấy bước nữa. con mẹ nó, thằng khốn ấy sao thế nhỉ? so với hai năm trước thực đúng là một trời một vực. quái đàn đích chịu được. một tên đàn em đang ôm cánh tay đứng bên trái hắn nói. dương điền hừ mạnh một tiếng. tên lâu la đang bịt mũi đứng bên phải lên tiếng, đúng là suối quẩy, thằng khốn ấy hai năm nay rốt cuộc đã đi đâu? chẳng lẽ là lên thiếu lâm tự? Dương Điền lại hừ mạnh hai tiếng. Một tên ôm ngực phía sau, oàn người xuống nói, đại ca, lẽ nào? Lẽ nào chúng ta cho qua chuyện này ư? Một tên mắt sưng húp lên như gấu mèo, mặt mày xanh đỏ tím vàng như bôi phẩm màu cao nhau, thì còn làm gì được nữa? Hai mấy thằng còn bị người ta đánh cho bổ nghiêng bổ ngửa. Ai bảo tao cho qua chứ? Dương Điền gầm lên, còn bà đứa nào dám nói bỏ qua lần nữa, tao cắt con bà nó đi cho chó ăn bây giờ. Đi, gọi hết tất cả lại đây cho tao. Có đồ gì cũng cầm hết đến, lần này không đánh chết thằng chó ấy, tao không thèm mang họ điền nữa. Phía sau có người thầm nghi hoặc, hình như, đại ca có phải họ điền đâu nhỉ? Cả đám vội vội vàng vàng đi tìm thêm đồng bọn, không ai để ý phía sau ngọn đèn đường có hai người đeo chiếc ba lô to sù sụ đang nhìn chầm chầm vào chúng. Đêm đã khuya thế này, là ai được nhỉ? Chỉ nghe thấy người hơi lùn hơn đứng bên trái nói, có lầm không vậy, hai mươi mấy người mà đánh không lại một người, cái bọn này kém quá đi mất. Người cao rong ròng đứng bên phải nói, cậu nói xem, người mà chúng nói tới đó liệu có thể nào là cường ba thiếu ra không? Người lùn kia nói, ừm, um, không biết nữa, có điều, hình như địa chỉ mà giáo sư Phương Tân cho chúng ta, quán rượu hẹn hò cũng gần ngay đây thôi. Cha, có điều những kiến trúc xung quanh thay đổi nhiều quá, giáo sư lại không đến đây cả mấy năm nay rồi, với thủ đoạn điều tra của tôi mà giờ cũng không tìm được đường đâu nữa, hay là chúng ta cứ lần theo đường đi ra của bọn kia tìm thử xem sao nhỉ? Người cao nói: "À, tôi bảo này, nếu Cường Ba thiếu gia uống say thật rồi, hai người chúng ta chỉ sợ không thể chế phục được anh ấy đâu, hay là cứ liên hệ với giáo quan và những người khác trước đã." Người lùn hơn gật đầu nói: "Phải đấy, giáo quan đi hướng nam, nếu tìm được thì đã gọi điện cho chúng ta rồi." "Ừm, chúng ta tìm được chỗ ấy rồi sẽ gọi luôn cho giáo quan vậy." "Say rồi, thật sự say rồi sao? Thật sự say rồi, còn biết được mình đã say hay sao?" Trác Mộc Cường ba ngồi một mình trước quầy ba chống trơ, người bên trong đã chạy mất tiệt từ lúc trận ổ đã bắt đầu, giờ thì đúng là tịch không một bóng người. Một tên bảo kê định quay lại thu dọn tàn cục, vừa thấy gã hung thần vẫn còn ngồi thù lù ở đó, sợ đến nỗi vãi cả dám ra, chạy liền một mạch. Trác Mộc Cường ba thỏa sức chọn rượu trên quầy, mặc xác là rượu vàng hay trắng hay đỏ, gã cứ uống hết chai này đến chai khác. Cảm giác mấy thứ này vào bụng khoái thật, cổ họng như có than hồng đang cháy, lồng ngực như có ngọn lửa đang thiêu, não bộ và cơ thể như đã tách lìa ra làm hai ngả, phiêu hốt giữa tầng không, mỗi một bước chân đều như dẫm lên mây lên gió. Mỗi lần nốc vào một ngụm, gã lại tiện tay đập luôn chai đi, chắc một cường ba cứ thế thỏa sức phá hoại trong quầy rượu và sàn nhảy không một bóng người, đá gãy lan can, lật bàn lật ghế. Gã cảm thấy sâu bên trong cơ thể mình có một xung động, xung động muốn phá tung tất thảy mọi ước thúc. Trận ẩu đả vừa rồi như một ngòi nổ, làm sức mạnh ẩn tàng bên trong cơ thể gã bùng lên, Trác Mộc Cường ba lập tức cảm thấy xung quanh có một sức mạnh vô hình đang áp chế mình, gã muốn hất tung nó lên, hất tung hết thảy lên. Đấm đá đã mệt nhoài, gã lại ngồi xuống quầy ba, há miệng tu rượu ừng ực. Tu xong lại đập chai, đập chai xong rồi lại tu. Trong ly, từng đợt sóng rượu dập dềnh lan đi, còn trong mắt Trác Mộc Cường ba, lại xuất hiện một gương mặt thân quen, anh phải không? Không, đó là con gái gã, nó cười trông thật vui vẻ xiết bao, hẳn là nó phải hạnh phúc lắm, sao? sao lại trở nên lùn tịt một mẩu thế kia? Đa cát, sao đa cát vẫn chưa về làng, sao lại mọc cả dâu nữa kia? Ô, thì ra là cương nhật phổ bạc, anh và cương lạp vẫn khỏe chứ? Người ở bên cạnh cương lạp sao hung dữ thế? Đội trưởng Hồ Dương, sao đột nhiên lại thấy đội trưởng Hồ Dương thế này? Anh ấy đang mắng chửi mình à? Trương Lập, Ba Tăng, Nhạc Dương, sao lại là họ? Họ đến tìm mình về đội sao? Ha ha, không đúng, đã bị giải tán rồi kia mà cái đội ngũ này của chúng ta vốn không thể dài lâu mà. Vừa nghĩ đến nhóm huấn luyện đặc biệt, trong ly rượu lại lập tức xuất hiện hình bóng của Lữ Cánh Nam và Lạt Ma Á La. Lữ Cánh Nam đang cười, Lạt Ma Á La trông rất tử bi. Tạm biệt, không biết đời này có còn cơ hội gặp lại hai người không nữa. Rượu trong ly lại dập dềnh gợn sóng, lần này thì gương mặt đường mẫn hiện lên rõ mồn một, gương mặt trông như búp bê bằng sứ ấy, miệng cười tươi như hoa. Mẫn mẫn à, mẫn mẫn, suốt cuộc em đi đâu rồi? Hồi trước em không muốn liên lạc với anh, còn giờ đây thì anh không dám liên lạc với em nữa rồi. Thôi bỏ đi, cắt đứt đi, giải tán đi. Vậy là tốt nhất em nên quên anh đi. Xin lỗi, đã nói là sẽ đưa em đi xem Tử Kỳ Lân, nhưng anh không làm được. Làn sóng lại dập dình, cái bóng ngoài vệ uy phong lấm lấm giữa chốn sơn lâm kia, không phải Tử Kỳ Lân thì là gì? Tử Kỳ Lân, a, à, Tử Kỳ Lân, mày đừng đi, đợi tao với. Đợi tao với, trong tiềm thức của Trác Mộc Cường ba. Gã càng lúc càng đến gần tử kỳ lân hơn nhưng sao tử kỳ lân lại càng lúc càng không giống như trong tưởng tượng vậy sao lông mày lại màu xám sao mũi mày nhọn thế ánh mắt tang thương cao viện ấy a à, là vua sói mà tao còn nhớ mày đã rời khỏi bầy sói một mình lên ngọn núi cô lẻ ấy hướng đầu về phía bộ lạc trong đêm trăng đó mới là nơi thuộc về mày mà thật ngưỡng mộ không cần nghĩ ngợi gì từ đầu mày đã biết mình thuộc về nơi đâu còn tao thì sao tao thuộc về nơi nào mày đi đâu thế Đợi tao với, người bên cạnh mày là ai thế? Cô bé áo trắng kia là ai thế? Vua sói, mày đi với cô bé ấy à? Cô bé áo trắng quay người lại, gương mặt thanh tú ấy, nụ cười thuần khiết ngây thơ ấy, đôi mắt to trong sáng ấy, "Ồ, em gái mình mà, em gái chắc mộc cường ba mấp máy môi, dường như đang nói, anh à, phải sống cho tốt nhé, phải cố gắng sống cho tốt nhé." Đột nhiên, bên cạnh em gái gã lại xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ, trông chúng cao lớn vạm vỡ quá, chúng muốn bắt em gái đưa đi chắc một cường ba không sao ngăn được mình gầm lên, trả em gái lại cho tao. Chờ thấy trên chán đau đau, hóa ra gã đã đập đầu vào mép ly rượu, hình ảnh vua sói, em gái gã và cả những kẻ thần bí kia đều tan biến, duy chỉ còn lại sóng rượu dập dành. Anh à, anh phải sống cho tốt đấy nhé. Giọng em gái vẫn còn văng vẳng bên tai. Em à, anh khổ quá, em có biết không? Em gái ngốc của anh. Chắc một cường ba không cầm được nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống ly rượu, phá tan một giấc u mộng, thật nên sống cho tốt hay sao? Em gái, em nói cho anh biết đi, anh nghe em đây, tất cả đều nghe theo em hết, anh không để bất cứ ai làm thương tổn em nữa. Trác Mộc Cường ba ủ rũ ngồi gục xuống, nửa đời như áng mây trôi, một ly rượu đầy, chua cay mặn ngọt thảy đều ở trong đó cả. Đời người cũng như rượu vậy, thời trai trẻ tráng niên thì là cao lương, khát vọng ôm lấy cả trời xanh thăm thẳm, càng mọc càng lớn, bước vào xã hội cũng như thể vào lò nấu rượu, ngũ cốc tạp lương, các loại men rượu trộn khuấy vào nhau, cứ nhào đi nhào lại nhiều lần, cái gọi là vận mệnh, chính là hết lần này đến lần khác vùng vẫy thoát khỏi đó, đến khi cao tuổi, cũng đã không thể biết đến cái đạo nước chảy bèo trôi, biết rằng số mệnh là không thể cưỡng cãi, bao nhiêu sắc màu, rồi đến rốt ráo cũng trở thành trong suốt mà thôi. Thanh hương u uất kia đã ẩn sâu vào bên trong, để càng lâu, lại càng ngọt dịu, nhưng nhìn bề ngoài thì lại không khác gì nước lã cả. Trác Mộc Cường ba nâng ly lên uống cạn, trong lòng bỗng hiện lên hình bóng của Babato, không ngờ gã vẫn chưa quên cô. Số mệnh của cô có phải cũng long đong lận đận như mình hay không? Bên tai gã tựa như có người đang thầm thì: kẻ địch mà ta không nhìn thấy mới là kẻ đáng sợ nhất. Kẻ địch mà ta không nhìn thấy, đúng thế, ha ha. giờ đây gã cũng đang bị kẻ địch mà gã không nhìn thấy giày vò cho chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn đây. Tại sao? mỗi lần nhớ đến câu nói ấy, trong lòng gã đều dâng lên một dự cảm mạnh mẽ và đáng sợ nhưng lại không thể nào hiểu nổi đáng sợ ở chỗ nào, kẻ địch mà ta không nhìn thấy, không nhìn thấy. Những cái bóng cao lớn mờ mờ đã bắt cóc em gái gã lại một lần nữa choán tầm nhìn của Trác Mộc Cường Ba. Đoàng, một tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, Trác Mộc Cường Ba cúi đầu, máu tươi đỏ hồng đã nhuộm thắm chiếc áo ngoài, chúng, chúng đạn rồi. Dương Điền đắc ý thổi phù khói bay ra nơi nòng súng, gã đàn em mặt mũi bị đánh cho chỗ xanh chỗ tím bên cạnh hỏi, đại ca, sao không bắn chết hắn luôn đi cho rồi? Dương Điền nghiêng nghiêng đầu, cạo cạo ngón tay nói, một phát bắn chết thì tiện cho hắn quá. Giờ phế của hắn một cánh tay đã, như vậy mà còn không đập chết được hắn, thì tao còn lăn lộn giang hồ làm gì nữa chứ. Nói đoạn, hắn quay sang bảo Trác Mộc Cường Ba, người anh em, tao trở lại đây. Không phải mày muốn chết sao, để tao thỏa mãn mày nhé, chúng mày đâu, xông lên hết cho tao. Chúng nào có ngờ, trong mắt Trác Mộc Cường Ba, tất cả đều là những cái bóng mơ hồ, những tên lai lịch bất minh ấy, chính bọn chúng đã bắt cóc em gái gã. Liêu mạng với chúng. Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, chốc chốc lại có tên bị hất văng lên cao, bay tít ra xa. Một tên cầm vỏ chai vỡ sắc nhọn đâm vào lưng Trác Mộc Cường Ba, nhưng bị bắp thịt dày cứng chắc của gã kẹp chặt, không rút ra được. Trác Mộc Cường Ba lật ngược tay quật ra một đòn, tên kia chỉ thấy cả chiếc búa sắt to như cái sẻng hốt rác đập thẳng vào mặt mình, xoay tít thò lò ngã lăn bổ xuống đất, lại có tên khác cầm ống sắt quật vào chỗ Trác Mộc Cường ba bị trúng đạn trên cánh tay, vai gã liên huyết lên, hất văng cái ống sắt, Cây đó vung chân tung ra một gước tên kia lập tức ôm bụng cong người như con tôm rồi gục xuống, xoạt, một thanh đao chém tới, Trác Mộc Cường ba né được, nhưng vẫn bị để lại một vệt máu kéo từ vai trái xuống lưng bên phải. Cánh tay gã vươn ra, bóp vào cổ họng tên cầm đao, nhấc lên trước mặt, rồi ngửa đầu đập mạnh vào đầu hắn một phát, tên du côn đáng thương thấy như hỏa tinh đụng phải địa cầu, hai tai lùng bùng như có sấm nổ, trong mắt như thể có núi lửa phun trào, lanh canh lanh canh, một sợi xích sắt quấn lấy cánh tay bị thương của Trác Mộc Cường Ba, gã liền đổi tay kéo lại, vận sức mạnh, hất vang tên ấy đi như ném quả chùy xích, làm cả đám xung quanh giạt ra xa. Trong mắt Trác Mộc Cường Ba, trước sau trái phải, đầu đầu cũng có kẻ địch. Tại sao lại có nhiều kẻ địch đến thế? Nhiều quá, sao mà đánh mãi cũng không hết? Tại sao? Tại sao các người lại cướp đi em gái duy nhất của ta? Trả em gái cho ta tất cả bọn côn đồ đều đang run rẩy tất cả bọn chúng. Mặc dù chúng đông hơn rất nhiều, kẻ địch thì chỉ có một, nhưng... Mái tóc xóa ra ấy, hai hàm răng nghiến chặt lại ấy. Trông kẻ đó chẳng khác nào hùng sư mãnh thú, vũ khí lại gần gã cũng đều trở thành vũ khí của gã. Bất cứ kẻ nào ở gần gã trong phạm vi một mét, ắt đều phải nếm trải cảm giác đau đớn chỉ muốn chết. Lũ côn đồ vốn hung hăng càn quấy, giờ đây tên nào tên nấy đều thấy kinh khiếp, sợ hãi khôn cùng chúng chưa từng gặp kẻ nào điên dại như vậy, thân thể đó dường như đúc từ sắt thép, động tác lại nhanh nhẹn chẳng khác nào một bóng ma, sức mạnh cơ hồ như vô cùng vô tận, đánh thế nào cũng không khiến gã gục ngã, mà hễ kẻ nào bị gã đánh chúng một đòn thì về cơ bản đều không còn khả năng hoạt động được nữa. Người đàn ông đó rõ ràng đã bị chém trúng nhiều chỗ trên người, da thịt toác ra, toàn thân đẫm máu, vậy mà gã vẫn đứng sừng sướng hiên ngang như thể một vị ma thần đáng sợ vậy. Bọn chúng đã ẩu đả vô số trận, đánh nhau với vô số người, nhưng xưa nay chưa từng có lần nào bao nhiêu người cùng vây đánh một người như vậy, cũng chưa có trận đánh nào lại kinh tâm khiếp hồn như thế. Càng về sau, cơ hồ như bọn chúng chỉ còn biết chặn đỡ, chứ không thể nào mà cũng không dám tấn công đối phương nữa, cứ như chính chúng mới là người bị đánh vậy, còn kẻ kia, một gã say bị thương một cánh tay, mới là kẻ muốn đuổi tận giết tuyệt hơn trăm người bọn chúng. Đó là lần thứ tư Dương Điền bị đánh văng ra khỏi đám người, cuối cùng hắn cũng không sao áp chế nổi nỗi sợ hãi nữa kẻ mà bọn hắn đang phải đối mặt đây nào có phải con người cái tên toàn thân đầy máu như điên như cuồng kia có khác nào ác quỷ từ trốn địa ngục âm ty chui lên đâu hắn chưa bao giờ sợ đến thế theo điều tra của bọn đàn em gã hồi trước đối phương chỉ là một doanh nhân bình thường cùng lắm là vóc dáng cao lớn hơn một chút lần đầu tiên chẳng qua cũng đánh ngang tay với hắn mà thôi khoảng thời gian này cái thằng khốn kiếp đó rốt cuộc đã làm gì sao chỉ mới hai năm không gặp gã đã biến thành một cỗ máy chiến đấu đáng sợ khủng khiếp như thế nhìn thân thể máu thịt bầy nhầy của trác mộc cường ba dương điền thực sự không hiểu nổi rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến đối phương không gục ngã trác mộc cường ba lúc này hoàn toàn không cảm giác thấy máu me khắp người mình trong mắt chỉ còn có những bóng hình mờ mờ ảo ảo trong lòng không ngừng hét lên em gái em đã thấy chưa anh anh đánh bại hết cả bọn chúng rồi chúng nó chạy hết rồi chúng nó sợ rồi anh không ngã xuống anh không gục ngã nhất định nhất định anh sẽ cứu em trở về. Súng, súng đâu, đưa súng cho tao, Dương Điền hét lên, giật khẩu súng trong tay tên đàn em, nhưng bàn tay cầm súng cứ lắc lư run rẩy, không thể nào ngắn được chắc một cường ba giữa đám người. Hắn liền dơ súng bắn chỉ thiên, đồng thời quát lên với lũ đàn em sớm đã giặt ra kia, tránh ra hết cho tao. Cả lũ liền nhanh chóng giặt ra, chỉ để lại một mình chắc một cường ba ở giữa, dưới chân là một lũ đang lăn lộn rên rỉ. Trên người gã, chỗ nào cũng có vết thương, máu thấm đẫm hết áo quần nhưng vẫn sừng sướng hiên ngang đặc biệt là đôi mắt ấy tựa như hai tia chớp sạch nát bầu trời đêm tĩnh mịch ánh mắt đó làm dương điền run lên đây còn là con người sao con mẹ nó thằng khốn này là cái gì vậy dương điền khó nhọc nuốt nước bọt đánh ực từ từ đưa nòng súng xuống không ngờ cổ tay hắn đột nhiên bị người ta nắm chặt không thể nhích động dương điền tức điên người ngoảnh đầu lại nhìn thử xem kẻ nào to gan dám ngăn cản hắn chỉ thấy đó là một anh chàng trẻ tuổi nét mặt cương nghị lưng đeo một cái ba lô to tướng miệng thở hổn hển không ngừng như chẳng còn hơi sức để nói nữa nhưng cánh tay anh ta thì lại như một gọng kìm thép hắn rằng ra mấy lượt cũng đều không nhúc nhích được một chút nào chỉ nghe anh chàng kia khó nhọc nói cuối cùng cũng kịp dương điền đã bao giờ bị thế này liền giống lên một tiếng rút tay giật khẩu súng về định cho thằng danh kia một phát vào mặt không ngờ bàn tay anh chàng kia khẽ bấu lên thân súng một cái hắn thử thế nào cũng không thể bóp cò nổi chỉ nghe đối phương thở hổn hển nói, súng, không chơi như vậy đâu. Dương Điền giật súng về, giật mãi cũng không được, liền kéo cánh tay, cái đó tấn chân lên gối vào bụng dưới anh chàng kia, nào ngờ, anh ta chỉ cần một tay cũng dễ dàng ấn chặt đầu gối của hắn xuống. Ba gã tiểu đệ phía sau thấy đại ca bị khống chế, liền xông lên giúp sức, anh chàng kia chẳng buồn nhìn, tung chân lên quét một vòng, đã hất văng cả ba tên ra xa. Dương Điền chửi thề trong bụng, không biết đã bao nhiêu lần, xem ra hôm nay đúng là gặp cả lò cả lũ nhà quỷ rồi, lại thêm một thằng quát con lợi hại nữa ở đâu chui ra đây. Hắn buông tay bỏ súng, đồng thời xoay người đá tạt ngang một cú, chỉ thấy anh chàng kia nhẹ nhàng né tránh, lại còn đưa tay đẩy cú đá của hắn sang một bên. Dương Điền lại hất chân đá văng khẩu súng đi, rồi vội vàng nhảy lui hai bước, quát lên với đám đàn em, nhìn cái mẹ gì mà nhìn. Xông lên cho tao. Lại một trận hỗn chiến nữa, chỉ có điều lần này đối thủ từ một đã biến thành hai người, chẳng mấy chốc, lại từ hai biến thành ba người. Phía trước có ba tên cầm chân anh chàng trẻ tuổi, một tên phía sau giơ cao chai rượu định đánh lén, đột nhiên chai rượu trong tay hắn bị người khác giữ chặt, tên đó ngoảnh đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào trong quán rượu đã có thêm một người cao lớn dâu ria xồm xoàm, tướng mạo dữ tợn, chỉ thấy anh ta nắm vào thân chai rượu nói, muốn đánh lén hả, trò này không hay chút nào đâu. Nói xong, liền vận sức vào bàn tay, không ngờ đã tay không bóp vỡ nát cả chai rượu thủy tinh tên côn đồ kia bị mảnh chai bắn tung tóe vào, lập tức ôm mặt kêu toáng lên. Có hai tên cầm đao, chuẩn bị đâm vào lưng Trác Mộc Cường ba, đột nhiên thấy cổ tay nhói lên, đưa mắt nhìn thì hai thanh đao đã biến đâu không rõ, đột nhiên ở giữa lù lù xuất hiện một gương mặt cười cười. Cả hai còn chưa kịp phản ứng gì, hai cánh tay người đó đã vung lên, sống đao đập vào gáy, cả hai lập tức ngã lăn ra đất. Một tên khác cầm hai chai rượu, gión rén định lại gần, phía trước bỗng dưng xuất hiện một người đầu chọc hóa ra là một lão hòa thượng đứng cản đường hắn liền đập luôn chai rượu xuống quát lớn cút xéo lão hòa thượng chọc đầu kia tay vẫn bắt ấn phật mở mắt nhìn hắn như thể không có chuyện gì xảy ra vậy hắn càng cuống hơn chai rượu còn lại cũng vung xuống ối lão hòa thượng chọc đầu tựa như vẫn không có chuyện gì đột nhiên vươn ra một bàn tay ấn vào ngực hắn tên côn đồ ấy chưa bao giờ có cảm giác nào như thế tựa như có vô số dòng khí lưu đang chạy loạn lên bên trong cơ thể Nhìn lại mới nhận ra rằng cả người mình đã bay tung lên rồi Càng nhiều người càng loạn Người bên ngoài không đánh vào được Người bên trong không thoát ra nổi Bỗng nhiên chỉ thấy một cô gái thân hình rắn giỏi Ở bên ngoài đám người vin tường bật lên Rồi bám theo vách tường đạp chân bước Càng lúc càng cao Chạy một mạch hơn 10 bước trước bao con mắt tròn xoe chố ra nhìn Đoạn cô nhún người bật mạnh Nhảy vào giữa bảy người đang ẩu đà Thân thể vừa chạm đất đã xoay tròn một vòng Hai tay vung lên Lập tức cả một đống người đổ dạp xuống như dạ nghề cao cường quá, lũ côn đồ đều đờ cả người, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Có kẻ lanh lợi tinh minh, thấy tình thế không ổn, toàn lẳng lặng rút lui, xong vừa ra đến cửa, đã thấy một cô gái trẻ nhỏ nhắn xinh đẹp đứng chắn ở đó. Đang chuẩn bị dặn ra một nụ cười với người đẹp, thì bỗng dưng thấy trước mặt tối sầm, lúc ngã xuống vẫn còn đang suy nghĩ, hình như mình bị thứ gì đánh chúng à? Mình bị thứ gì đánh ngã rồi à? Còn những kẻ chạy tán loạn cũng bị một người đàn ông khác chặn lại. Người này không cao lớn lắm, chân vòng kiềng, đầu húi cua, mặt lạnh như băng, ánh mắt dữ dằn như sói, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, kẻ nào đụng phải anh ta không gãy tay thì cũng gãy chân. Những kẻ ngã xuống càng lúc càng nhiều, mấy người đeo ba lô kia ngược lại càng lúc càng khinh khoái nhẹ nhàng, hai anh chàng trẻ tuổi thậm chí còn bỏ kẹo cao su ra nhai, ngoài ra cả người đàn ông dâu ria cũng rút thuốc ra hút. Dương Điền xem xét tình thế, biết chuyện chẳng lành, cứ tiếp tục đánh thế này, người của mình chắc chắn đều làm bao cát cho người ta tập luyện hết. Hắn vội hét lên, dừng tay, dừng tay lại hết cho tao. Mấy tên du thủ du thực còn sót lại vội dắt díu nhau chạy ra sau lưng dương biển, chố mắt lên nhìn mấy người đeo ba lô mới xuất hiện. Ngoài chắc một cường ba vẫn còn dày già với mấy tên du côn cứ liều chết bám chặt lấy gã, đám người còn lại đều không truy kích, đút hai tay vào túi quần, nét mặt như cười mà không phải cười nhìn đám địa đầu xa, khiến tên nào tên nấy đều lấy làm căng thẳng khi chúng nhận ra mấy người này vẫn còn đeo ba lô cả đám lại nháo nhào thêm một bận nữa bọn chúng bị bao vây rồi cả trăm con người không ngờ lại bị bảy người bao vây tên nào tên nấy thầm nghĩ chúng ta sẽ bị giết hết à liệu có cơ hội chạy thoát không bảy người đeo ba lô ấy có cả nam lẫn nữ có già có trẻ nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung đó chính là đôi mắt ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt gã say kia không còn đáng sợ hơn gã ấy rất nhiều đó là ánh mắt như thế nào chứ đó là ánh mắt coi thường thần chết. Trong những cặp mắt ấy, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của chính bản thân mình. Dương Điền tuyệt vọng cất tiếng hỏi, rốt cuộc, các người là ai vậy? Anh chàng trẻ tuổi rong dỏng cao kia bước đến bên cạnh hắn, chẳng hề e ngại nhìn tên côn đồ cao lớn hơn mình cả một cái đầu, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa đáp, sư đoàn 101, đội đặc trùng hải lục không quân số 1, mã số 107.657. Nói đoạn, anh liếc sang phía Trác Mộc Cường ba tiếp lời, đó là đội trưởng của chúng tôi." Dương Điền thấn người ra, hắn không nghe lầm đấy chứ. "Bộ đội, đặc, đặc chủng." Anh chàng kia búng lên má hắn, nói tiếp, "anh bạn, còn muốn gây phiền phức nữa không? Cứ cân nhắc kỹ đi nhé." Dương Điền ủ rũ gục đầu xuống, nếu là thế lực xã hội đen nào khác, may ra hắn còn có thể giành lại địa bàn, nhưng người ta đã lôi cái danh bộ đội đặc chủng ra, cho dù thế lực bọn hắn có mạnh hơn gấp 10 lần nữa lại cho hắn thêm 10 cái gan nữa, Dương Điền cũng không đời nào dám đụng đến quân đội. Mà thân thủ đám người này thế nào hắn đã tận mắt chứng kiến rồi, ít nhất thì dù tin này có lan ra cũng không đến nỗi mất mặt, còn chuyện tại sao trong bộ đội đặc trùng lại có cả nhà sư thì hắn cũng chẳng còn nghĩ đến nữa. Cảnh tượng sau trận hỗn chiến thực tan hoang điêu tàn, kẻ nào còn bò được, còn lăn được thì đều bám đuôi Dương Điền lần đi mất. Đánh nhau cả đêm, chắc một cường ba cũng dần tỉnh hơi men, tuy trước mắt gã vẫn là những cái bóng mờ mờ ảo ảo, nhưng ý thức đã tỉnh táo ra, bao nhiêu vết thương khắp người cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi. Đồng thời, trận ác đấu này đã phát tiết ra ngoài tất cả những nỗi nhục, sự bi phẫn mà gã phải chịu đựng suốt thời gian vừa qua, những bi quan, thất vọng ứ động trong lòng cũng dần dịu bớt. Gã mệt mỏi gục xuống, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một lúc, mệt quá, sống như vậy thực sự rất mệt. Tại sao, tại sao khi tham gia những đợt huấn luyện chẳng khác nào dày vò đài đoạ, trải qua những chặng đường sinh tử khiến thần kinh căng ra, mình không hề thấy mệt mỏi, mà khi hưởng thụ cuộc sống, thân tâm lại mệt mỏi tới nhường này. Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu có phản ứng, vừa nãy những kẻ đánh nhau với gã, không phải kẻ địch đáng sợ trong ảo giác, mà đều là lũ lưu manh ở khu vực này. Chúng đi hết rồi sao? Sao vẫn còn mấy tên ở đây thế? Đột nhiên, một người lao bổ về phía gã, Trác Mộc Cường Ba giật thoát mình, vốn chuẩn bị đón đỡ, bỗng nhận ra cơ thể mình như đã bị thoát lực, cánh tay không sao nhấc lên nổi. Chỉ thấy cái bóng kia lao thẳng vào lòng gã trong ánh mắt mơ hồ cả gã tựa như có bóng nhạn lướt qua a à, em gái trác mộc cường ba thầm run lên một luồng sức mạnh trào dâng lên gã ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy chỉ nghe em gái gã khóc nức nở nói em không làm bậy nữa hu hu em hu hu em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu không đây không phải giọng em gái giọng nói này là của mẫn mẫn trác mộc cường ba không sao tin nổi gã nâng gương mặt đó lên trong mơ hồ chỉ thấy ánh mắt giống hệt như ánh mắt em gái mình, muốn được người ta thương yêu, được người ta quý mến. Trác Mộc Cường ba lắc mạnh đầu, không phải đang nằm mơ đấy chứ. Gã rụi mắt thật mạnh, cảnh tượng phía trước dần trở nên rõ rệt hơn, vậy là, những gương mặt thân quen kia, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt gã. Trương Lập, Nhạc Dương, Ba tang Đội trưởng Hồ Dương, Lạt Ma Á La, Lữ Cánh Nam còn cả mẫn mẫn đang trong lòng gã nữa. Trác Mộc Cường ba cửa quậy đứng lên, trong lòng vẫn tự hỏi, mình đang nằm mơ sao? Hay là vẫn chưa tỉnh rượu? Nhưng ý thức lại nhắc nhở gã rằng, đây không phải là mơ, những gương mặt ấy đều đang ở ngay trước mắt gã, còn cả tấm thân mềm mại dịu dàng mà gã đang ôm trong vòng tay nữa, mùi hương cơ thể sao mà quen thuộc, đây không phải là mơ. Chuyện tiên hiệp Trong sự trầm mặc của những ánh mắt, Trương Lập nói một câu làm chắc một cường ba run lên, cường ba thiếu ra, trở về đội thôi, chúng tôi đang đợi anh đó. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, những đôi mắt trong veo ấy đều hướng về phía gã đầy cổ vũ, khích lệ. Nếu trên đời này còn thứ gì khiến Trác Mộc Cường ba hồi tưởng lại tình cảm ấm áp của nhân gian, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là những chiến hữu đã từng cùng gã vào sinh ra tử này đây. Họ đã dắt tay nhau hết lần này đến lần khác vượt khỏi tay thần chết, mỗi một người đều hiểu rõ và đều giữ vững một niềm tin ấy. Bất kể trước mặt có nguy hiểm như nào, bất kể tương lai sẽ gặp những ngăn trở gì, họ cũng vẫn hết lần này đến lần khác, dắt nhau thoát khỏi bàn tay thần chết mọi người đều không bỏ cuộc. Trác Mộc Cường ba được đường mẫn dìu đỡ, loạn choạng bước về phía những chiến hữu ngày nào, xúc động nói, mọi người. Không phải mọi người đều đã trở về rồi hay sao? Nhạc Dương nở một nụ cười ngập tràn ánh nắng, nói, Cường ba thiếu ra, đội của chúng ta đã giải tán hơn 4 tháng rồi, cả một quãng thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Chẳng phải vậy sao, ha ha. Trác Mộc Cường ba bỗng lảo đảo như muốn ngã, lúc này, đường mẫn đang đỡ gã giơ bàn tay lên nói, ối, máu. Nhạc dương và mấy người nữa vội bước tới đỡ, anh cởi áo ngoài chắc mộc cường ba ra, nhìn vết đạn bắn trên vai, nói, không có gì, vết thương nhỏ thôi, đến bệnh viện xử lý một chút là xong. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, cường ba thiếu ra, sao anh lại ra nông nỗi này thế? Trương lập gõ nhẹ lên đầu nhạc dương, trách móc, cậu vẫn cứ nói cái kiểu thẳng đùn đùa thế à, đừng có học theo đội trưởng Hồ Dương chứ lại. Đội trưởng Hồ Dương trừng mắt lên, quát, cậu nhóc, đây là ưu điểm của tôi đấy, đừng có mà bảo đấy là khuyết điểm nữa. Lữ cánh nam lúc này mới lên tiếng, đừng làm ôn nữa, đưa anh ta đến bệnh viện trước đã. Trong sự vây bọc của những chiến hữu thân thiết, chắc một cường ba được khiêng ra ngoài hành lang quán rượu. Ngoài cửa hơi hửng sáng, đến giờ gã mới phát hiện thấy ở chân trời đã xuất hiện tia nắng đầu tiên. Sau nhiều ngày chìm đắm trong men rượu, gã một lần nữa tỉnh lại khi trời sáng. Audio điện tử võ tấn bền Trên đường, trong lòng Trác Mộc Cường ba như có trăm cảm xúc cùng đan sen, đồng thời cũng đầy những nghi hoặc, gã thực không sao hiểu nổi, tại sao mọi người lại trở về hết như vậy. Khi gã hỏi, Trương Lập liền làm bộ hờ hững như không, nói, tôi ra quân rồi. Kế đó lại cười cười, kỳ thực, khi anh gặp tôi lần đầu tiên, tôi chỉ còn nửa năm nữa là ra quân được rồi. Tôi phục vụ quá thời hạn đấy chứ, tiếc là không đòi được thêm đồng trợ cấp nào. Ha ha! Cả nhạc dương cũng thế à. Chật, đừng nhắc đến thằng ngốc ấy nữa, nếu không phải cậu ta làm thủ tục dề dà, chúng tôi đã trở lại sớm được hai tháng rồi. Nhạc dương lào bào, đương nhiên rồi, đơn vị của tôi đâu dễ thả người như thế, nói gì thì tôi cũng là thành phần tinh anh trong đơn vị. Ai giống như anh, vừa viết báo cáo xong đã được cấp trên phê chuẩn luôn rồi, cứ như là sợ không đẩy đi được ấy. Cậu nói cái gì, nói lại xem nào, tôi đây đã hết tuổi phục vụ trong quân từ lâu rồi, họ dám không cho chắc ánh mắt trác mộc cường ba chuyển sang phía lữ cánh nam chỉ thấy cô mỉm cười nói tôi thì rất đơn giản đây là một đất nước tự do dân chủ anh có quyền lựa chọn nghề nghiệp cho mình nếu tôi muốn đi cũng không ai giữ tôi lại được trác mộc cường ba lại nhìn đội trưởng hồ dương anh này vội nói đừng nhìn tôi với ánh mắt đó tôi thì không vĩ đại như thế đâu nghề nghiệp của tôi cũng không phải loại nghề tự do mà tôi và nhà nước lại còn ký hợp đồng rồi nữa sở dĩ tôi đến được là vì mấy kế hoạch khảo sát gần đây đều nằm trong giai đoạn chế định, nhàn dỗi quá, lại không chịu được sự quấy dày của giáo sư Phương Tân, coi như mua chút nhân tình vậy. Đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi, hết sức may mắn là viên đạn lại xuyên qua khoảng trống giữa xương vai và xương quay xanh, không tổn thương đến động mạch và gân cốt. Những vết thương ngoài da khác thì có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn hở cả thịt, các bác sĩ giải các vết thương ra, làm sạch rồi cầm máu. Trác Mộc Cường ba được sắp xếp cho nằm viện theo dõi một tuần, vì các vết thương quá nhiều, băng quấn khắp người, trông chắc một cường ba như cái xác ướp vậy. Nằm trên giường, gã chỉ có thể trợn mắt ra mà nhìn các chiến hữu. Đường mẫn thấy chắc một cường ba băng bó khắp người, không khỏi nước mắt lã trã. Đội trưởng Hồ Dương liền nửa đùa nửa thật nói, chút thương tích nhỏ này đáng gì chứ, mọi người ở đây ai chẳng là ổ bệnh, xét ra thì bệnh viện là nơi chúng ta thường qua lại nhất đó. Nghe nhạc Dương và Trương Lập mỗi người một câu giải thích, chắc một cường ba mới dần dần vỡ lẽ. Thì ra, Trương Lập và Nhạc Dương sớm đã bị giáo sư Phương Tân thuyết phục, cả hai đều sẵn sàng tiếp tục giúp họ tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Hai anh chàng thương lượng, trở về sẽ làm thủ tục gia quân luôn. Sau khi xử lý xong xuôi các việc cá nhân, sẽ quay lại bệnh viện tập hợp. Gã rời bệnh viện lơ xa chưa được bao lâu, thì Trương Lập đã hừng hực quay lại. Biết chuyện gã đã ra ngoài, Trương Lập liền về quê một chuyến, rồi đi thanh hải đợi Nhạc Dương. Còn đội trưởng Hồ Dương thì từ đó tới giờ vẫn ở lơ xa. Nghe nói. Lạt Ma Á La là người đầu tiên quay lại bệnh viện. Ông trở về thương lượng với các lãnh đạo tôn giáo, cảm thấy cần phải tiếp tục tìm kiếm tử kỳ lân và bạc ba la thần miếu, nên đã trở lại tiếp tục tìm kiếm các đầu mối. Trong khoảng thời gian gã lùng tìm đồng phương chính, rồi sống một mình ở Thượng Hải, mọi người đều lục tục trở về bệnh viện, chuẩn bị đợi chắc một cường ba để cho gã một niềm vui bất ngờ. Ai liệu được rằng, chẳng những không đợi được gã, mà cả liên lạc cũng không sao liên lạc được. Lúc đó, chính là lúc gã biết được mạng sống mình chẳng còn được mấy ngày chán nản ủ rột đến cực điểm họ đi nghe ngóng khắp nơi cuối cùng nhạc dương đã tra ra được tin tức phá sản của công ty thiên sư giáo sư phương tân liền hỏi mấy người bạn nuôi cháu ngao cũ nhưng không ai có tin tức của trác mộc cường ba cả mọi người vốn tưởng gã chỉ bị chấn động nhỏ mấy ngày rồi sẽ khôi phục nhưng lạt ma á la lại tiết lộ gã đã trúng phải cổ độc khi ấy mọi người mới ý thức được tình hình bất ổn Đặc biệt là khi Nhạc Dương tìm được trên mạng cảnh ngộ và địa chỉ của Trác Mộc Cường Ba ở Thượng Hải, mọi người liền lập tức đến đây ngay. Chỉ có điều, lúc đó gã đã không còn sống trong nhà trọ nhỏ đó nữa. Thượng Hải rộng mênh mông, người đông như biển, họ đã tìm kiếm khắp nơi mà cũng vẫn chưa thấy đầu mối gì. Về sau, dựa theo trí nhớ của giáo sư Phương Tân, suy đoán gã sẽ đến quán rượu hẹn hò, cả đám mới đi cả đêm tới đó, khổ nỗi ở đây ngõ ngách chẳng chịt, phải đi vòng vòng đến hoa cả mắt một. Nhạc Dương và Trương Lập phát hiện ra quán rượu này đầu tiên, nhưng lúc đó họ thấy gã đang say, nên không dám kinh động, thêm nữa là Lữ Cánh Nam và những người khác không tìm được đường. Hai anh chàng đành phải quay lại dẫn lối cho họ, có điều, sau cũng coi như là kịp thời xuất hiện. Nhạc Dương vui vẻ nói, sức phá hoại của cường ba thiếu ra thật kinh người, giống như người máy trong phim Mỹ ấy, lúc đó tôi và Trương Lập trông thấy, thật không dám kêu lên thành tiếng nữa. Chẳng may anh đã say đến độ không nhận ra chúng tôi nữa, vậy thì thảm rồi. Nhạc Dương còn định nói tiếp nữa thì đường mẫn đã ngắt lời, được rồi, núi mạng được rồi đây, giáo sư Phương Tân muốn nói chuyện với anh này, anh Cường Ba. Chắc một Cường Ba cầm ống nghe, âm lượng đã được đường mẫn vặn lên mức cao nhất, mọi người ai cũng đều giỏng tai lên lắng nghe. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Khi giáo sư Phương Tân nhìn thấy Trác Mộc Cường Ba nằm trên giường bệnh, khắp người quấn đầy băng trắng như xác ướp qua webcam, ông cũng không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, tiếng giáo sư vọng ra khỏi ống nghe, sao lại ra nông nỗi này trác mộc cường ba không biết nói gì người gã không dám đối mặt nhất chính là thầy giáo của mình giọng giáo sư phương tân pha lẫn vẻ châm biếm tôi biết rồi nhìn bộ dạng cậu chắc là bỏ cuộc rồi đúng không trác mộc cường ba líu diếu đáp thầy giáo tôi giáo sư phương tân nghiêm khắc nói tình hình của cậu tôi đã biết hết cả rồi chỉ là không thể ngờ được cậu lại bỏ cuộc nhanh như thế thôi giờ cậu tính thế nào nằm trên giường bấm đốt ngón tay tính ngày tháng hả sống được một ngày thì tính một ngày hả chắc mộc cường ba ảm đạm cúi đầu giáo sư phương tân lại tiếp lời cường ba ơi là cường ba cậu có gì mà phải cậu sợ cái gì cơ chứ điều gì đã khiến cậu bỏ cuộc công ty phá sản hay sinh mệnh chỉ còn kéo dài được một năm nữa hay là cả hai khả năng chịu đựng của cậu chỉ có vậy thôi à tôi còn nhớ cậu đâu phải là kẻ sợ chết ở mai a ở đào huyền không tự ở tư tất kiệt mạc có lần nào mà mọi người không lấy mạng ra đánh cực đâu còn cậu có lần nào không phải đã trải hết cửu tử nhất sinh mới sống sót trở về hay không? Nếu không phải cái chân này của tôi gãy rồi, tôi cũng chuẩn bị mang cả cái mạng già này ra theo cậu tiếp tục tìm kiếm nữa đấy. Còn cậu, chẳng qua chỉ trúng chút cổ độc vớ vẩn, khắp người từ trên xuống dưới không đau cũng không ngứa, lại còn cả một năm thời gian, cậu sợ cái gì chứ? Còn nếu vì chuyện công ty đóng cửa, cái công ty đó của cậu, năm lần bảy lượt lên voi xuống chó, chắc cậu quên rồi à? Lần đó cậu đem thế chấp hết nhà của mấy người bạn cùng sáng lập công ty chỉ để tranh mua một con chó ngao con tầm thường, cậu nói nhất định sẽ có lời, kết quả thì sao, con chó nhỏ bị ỉa chảy lăn đùng ra chết, mười mấy người các cậu đều giúp cả vào một căn nhà nhỏ rột nước suốt một năm trời, không phải vẫn cười nói vui vẻ đấy sao. Cái công ty đó của cậu thì khác gì cậu đâu chứ, lúc nào chẳng quanh quẩn bên bờ sinh tử, chính bản thân cậu đã sáng tạo ra những kỳ tích khởi từ hồi sinh ấy, chẳng lẽ quên hết rồi sao lúc đó cậu nói với tôi thế nào nhỉ? Đã xác định là việc cần làm thì cứ phóng tay mà làm. Thế bây giờ, cậu đã mất cái dũng khí phóng tay mà làm đó rồi sao? Trác Mộc Cường ba im thiên thít, gã lờ mờ cảm thấy, lần này hoàn toàn khác với những lần trước đó, nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào thì nhất thời gã cũng không sao nói ra được, chỉ đành câm như hến mà nghe. Giáo sư Phương Tân lại đổi giọng, nhẹ nhàng nói, Cường ba à, cậu nói cho tôi biết đi, lần này, rốt cuộc là khó khăn gì khiến cậu không thể vượt qua. Cậu nói đi, nếu đúng là khó khăn cậu không thể vượt qua thật, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Trác Mộc Cường ba kêu lên, thầy giáo, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Không, giáo sư Phương Tân nói như chém đinh chặt sắt, sao cậu có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Cha mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đợi con trai về phụng dưỡng, tình yêu của cậu, chẳng phải đứng ngay bên đấy hay sao, bạn bè cậu, nhưng anh em cùng chung sinh tử hoạn nạn, người nào người nấy đều đang nhìn cậu đó, cậu còn ăn được uống được, chạy được nhảy được, cả người vẫn hừng ngực sức sống. Nào thì gia đình, tình yêu, sức khỏe, bạn bè, không thiếu thứ gì, sao cậu có thể nói là không còn gì nữa chứ? Thứ mà cậu bảo không còn gì nữa ấy, là cái gì chứ? Cậu bảo cậu không có tiền chứ gì? Hay là cậu bảo cậu không có quyền? Hay là những nụ cười, những lời xun xoe ton hót, vinh hoa phú quý lúc cậu có cả tiền lẫn quyền, những thứ đó hết rồi phải không? lẽ nào cậu không thể buông bỏ những thứ ấy trác mộc cường ba đần mặt ra bị giáo sư phương tân nói cho một chàng như vậy bản thân gã cũng bắt đầu thấy mơ hồ trong lòng thầm tự nhủ lẽ nào mình thực sự để ý đến những thứ đó hay sao không đúng mình để tâm những thứ ấy lúc nào chứ nhưng nghe thầy giáo nói chẳng phải thứ gì mình cũng có hay sao việc gì mà phải buồn nản thương tâm như thế chứ rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào nhỉ Trương Lập và Nhạc Dương đều ngấm ngầm giơ ngón tay cái lên, đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Giáo sư Phương Tân quả nhiên là giáo sư Phương Tân, tài hùng biện đúng là tuyệt thế vô song, chẳng trách cả hạng người thành tinh như đội trưởng Hồ Dương cũng bị ông thuyết phục, đồng thời hai người lại nghĩ, hôm đó ở trong phòng bệnh mình cũng bị giáo sư Phương Tân làm cho cảm động đến khóc hòa, chỉ tay lên trời mà thể sẽ giúp đỡ cường ba thiếu gia, không biết là có phải bị khẩu tài của ông giáo sư già này làm cho mê muội không nhỉ. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, còn nhớ câu cách ngôn đó không? Tôi ủ rũ chán nản vì mất một đôi giày, cho đến khi tôi trông thấy trên phố có người mất cả đôi chân. Cường ba à, cậu đã đến mức sơn cùng thủy tận đâu, cũng đâu thể nói là gặp phải thảm cảnh gì kinh khiếp lắm. Thái độ vĩnh viễn không bao giờ khuất phục trước kia của cậu, tinh thần hướng đến ngao học của cậu, lẽ nào đó chỉ là tự khoe khoang khoác lác thôi hay sao? Có người còn thảm hơn cậu gấp 100 lần, anh ta vẫn phải kiên cường mà sống tiếp đấy thôi. Chuyện xảy ra đột một lần này, đối với cậu là một chấn động, nhưng tuyệt đối không chấn động đến nỗi cậu không sao phấn chấn lên nổi. Tôi tin chắc rằng, chắc một cường ba mà tôi quen biết, tuyệt đối có thể đứng lên vượt qua cửa ải khó khăn này. Cậu đừng quên ý nghĩa cái tên của mình, dù là chuyện không thể xảy ra, ở trước mặt cậu, cũng phải trở thành có thể. Cô ưng không rũ lông cánh, sao có thể bay cao? Giao long không thoát phải, sao có thể bay lượn trốn cung mây? Tôi hy vọng, trải qua cơn quằn quại đau đớn sống không bằng chết này, cậu có thể. Tuyệt địa trùng sinh hãy nhìn những người ở bên cạnh cậu kia đi, tại sao họ lại ở đó. Giờ đây, tìm kiếm bạc ba la thần miếu và tử kỳ lân không chỉ là mộng tưởng của cá nhân cậu nữa rồi. Đó là mộng tưởng của cả một nhóm người, sức một người có lẽ không lớn, nhưng khi một đám người tụ tập với nhau, sức mạnh của họ, ắt có thể thay trời đổi đất. Giáo sư Phương Tân nói liền một hơi, làm cả bọn mẫn mẫn, trương lập lệ nóng lưng trong. Trác Mộc Cường ba thầm gào thét trong lòng, kỳ thực, cho dù giáo sư Phương Tân không nói ra những lời này, chỉ cần thấy những chiến hữu ngày trước từng người từng người một đứng trước mặt mình, trong mắt gã đã bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng rồi. Giờ đây, luồng sức mạnh ấy lại càng lúc càng lớn, khiến cho máu trong người gã lại sôi lên sùng sục. Giáo sư Phương Tân vẫn nói tiếp, "Tôi biết, trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc, có lẽ không mở nút thắt này ra, cậu vẫn không thể nào yên lòng được. Còn về cổ độc trong người cậu, thì để Lạt Ma Á la đích thân nói cho cậu nghe vậy." Lạt Ma Á la gật đầu nói, "Là thế này, trong cánh cửa sinh mệnh cường ba thiếu gia đã bị thứ xương mù kia phun trúng, bước đầu tôi cho rằng, đó là ni thích bộ đà, ý nghĩa chính là chỉ địa ngục thứ hai trong bát hàn địa ngục, trong thiệt quang ký tập thứ 11 có viết, ni thích bộ đà, nghĩa là mụn vỡ. Lạnh giá kinh người, thân mọc mụn mà nứt nẻ ra. Tứ A hàm mộ chép lại ghi rằng, ni thích phù đà, là tên địa ngục trốn hàm địa. Ý nói là, vì lạnh giá mà toàn thân nứt nẻ mọc mụn, sau đó vỡ tung. Sau đó tôi phát hiện, sau khi ngâm nước, Cổ độc trong người cậu không hề mất đi, mà đã ngấm vào trong máu, khi đó khóe miệng cậu bị đổi màu xanh chính là minh chứng. Khi về đến thôn công bố, tôi hỏi các vị trưởng lão, họ nói rằng có lẽ cậu đã trúng phải ôn bát la ở tầng thứ 6 trong ý cảnh bát hàn địa ngục, tiếng phản nghĩa là thanh liên hoa. Thứ cổ độc đó ngấm vào máu, tuần hoàn lưu chuyển, cuối cùng toàn thân chuyển sang màu xanh tím mà chết. Nhưng bọn họ cũng chỉ hiểu mỗi khái niệm, biết rằng ý nghĩa của thanh liên hoa là đền tội. Đại khái là cho người chúng cổ độc 2 năm thời gian để hành thiện tích đức, giảm bớt tội nghiệp, bằng không ắt sẽ chết trong thống khổ tột cùng. Sau chuyến đi đảo huyền không tự, tôi đã trở về chùa, tra đọc rất nhiều thư tịch cổ, nhưng lúc đó ít thời gian quá, không tìm được hết các tư liệu liên quan, mà chỉ được các vị thánh tăng trí giả chỉ cho vài điều, biết rằng trong vòng 2 năm cậu sẽ không gặp phải chuyện gì. Chúng tôi không nói với cậu ngay, là vì sợ cậu có thêm gánh nặng tâm lý, dù sao thì tư tưởng của con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình có điều chúng tôi cũng không ngờ lại thành ra vậy. Kỳ thực, lần này chúng tôi không từ mà biệt, chính là để giúp cậu cha tìm xem cổ độc trên người rốt cuộc là cái gì. Lạt ma á là nói liền một hơi dài, đột nhiên ngưng lại dây lát. Mọi người đều tập trung lắng nghe, trường lập, đường mẫn đều không chịu được, buột miệng hỏi, rốt cuộc là cái gì vậy? Lạt ma á là nhíu mày trầm tư, cơ hồ đang tìm một cách giải thích để mọi người có thể nghe hiểu. Cuối cùng, hai hàng lông mày của ông cũng giãn ra, tôi giải thích thế này nhé, như vậy thì dễ hiểu hơn một chút, đó là một loại vi sinh vật, hết sức nhỏ, so với các loại vi khuẩn, virus bây giờ thì có lẽ còn nhỏ hơn nhiều, nhỏ đến nỗi dùng kính hiển vi thường cũng căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng, cần phải dùng kính hiển vi điện tử mới thấy được diện mạo thực sự của chúng. Loại vi sinh vật này thấm vào tế bào máu của cậu, chúng sẽ dùng vách tế bào máu của cậu làm thức ăn, đồng thời sinh sôi nảy nở trong cơ thể. Như mọi người đã biết rồi đấy, thời gian sống của tế bào máu không dài lắm, vì tủy sống sẽ không ngừng sinh ra các tế bào máu mới, vì vậy trước mắt, cường ba thiếu gia và lũ vi sinh vật kia chỉ có quan hệ giữa vật chủ và ký sinh trùng, các tế bào máu của cậu trở thành lương thực của chúng, chỉ cần tế bào máu của cậu có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng, thân thể cậu sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng số lượng của chúng vẫn không ngừng tăng lên từng ngày, cho tới một ngày, tế bào máu sinh ra trong cơ thể cậu không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng, thì mạng của cậu cũng kết thúc ở đó. Đường Mẫn cuống quyết nói, có cách gì cứu chữa không? Nhạc Dương nói, ăn nhiều trứng gà cho bổ máu. Trương Lập cũng nêu ý kiến, có thể thay máu mà. Lạt Ma Á la lắc đầu nói, loại vi sinh vật này, phân bố rất đều đặn trên từng tế bào máu một, từng tế bào một, bao gồm tất cả những tế bào đã thành hình và chưa thành hình. Các bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra, phát hiện tủy sống của cường ba thiếu da khác thường, đó chính là vì những vi sinh vật kia đã bám chặt vào biểu bì của những tế bào tạo máu, thoạt nhìn thì giống như là tế bào tạo máu có vấn đề, thế nên họ mới đưa ra kết luận rằng cậu ấy bị ung thư máu. Với kỹ thuật y học hiện nay, có thể thay máu nhưng không thay được toàn bộ tủy sống. Chỉ cần còn lại một tế bào, thứ vi sinh vật kia sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Phương pháp thay tủy trong việc trị liệu bệnh ung thư máu hiện nay là trước tiên giết chết các tế bào mắc bệnh, sau đó tiến hành cấy tủy sống mới vào, cậu không thể nói là giết hết tất cả tế bào máu, phải không? Hơn nữa, tôi nghĩ là thứ vi sinh vật ấy rất khó tiêu diệt đó. Lạt Ma Á là đưa mắt nhìn mọi người, nói tiếp, có lẽ chúng có kết cấu nha bào riêng, có phôi nang riêng. Vi sinh vật có thể sống cả nghìn năm trong trạng thái chết giả như thế, e rằng không phải dễ mà trừ diệt được đâu. Ba tang nội nhiên hỏi, nếu đến một ngày nào đó, tế bào máu trong cơ thể cường ba thiếu ra không thể cung ứng cho những vi sinh vật ấy, kết quả sẽ thế nào? Lạt Ma Á là đáp, các loại tế bào máu khác nhau có công dụng khác nhau, có loại dùng để cầm máu có loại để thanh trừ vi khuẩn, có loại để vận chuyển dưỡng khí. Một khi các tế bào máu không thể cung ứng cho những vi sinh vật đó, chúng sẽ ăn thủng vách tế bào, khiến một lượng lớn tế bào máu cùng lúc chết đi. Lúc đó, máu trong người cường ba thiếu da sẽ mất hết công năng vốn có, thân thể tím tái vì thiếu oxy, tất cả cơ quan nội tạng bắt đầu suy kiệt, vì vậy không thể xử lý được các vi khuẩn mà sinh ra hoại huyết. Vi khuẩn sinh sôi nảy nở với số lượng lớn khiến cả người cậu ấy phình lên, vì không có tác nhân làm đông máu, nên toàn thân sẽ chảy máu không ngừng. Nếu thật sự đến lúc đó, cho dùn dùng bất cứ phương pháp trị liệu nào cũng chẳng ích gì cả. Mọi người nghe vậy đều bần thần người ra, một người phình lên như quả nho màu tím, toàn thân chảy máu, đó là trạng thái như thế nào chứ, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến người ta phải sờn cả gai ốc lên rồi. Cổ độc, ba tam thấp giọng lặp lại từ ngữ ấy hai lần, đột nhiên toàn thân run lên một chập, thật hy vọng cả đời này cũng không phải tiếp xúc với thứ đáng sợ ấy. Đường mẫn cơ hồ muốn khóc, lẽ nào, lẽ nào thực sự không có cách gì sao? Đại sư, những vị hoạt Phật, Kim Cương Thánh Sứ, Thượng Sư, họ cũng không có cách gì sao? Lạt Ma Á La giải thích, dựa trên những ghi chép trong thư tịch cổ, loại cổ độc này có một phương pháp hóa giải rất đặc biệt, dịch từ tiếng phạn ra, thì nghĩa là rửa máu, nó cần dùng đến một loại sinh vật khác, để thực hiện. Một số thao tác rất cổ xưa. Khi Lạt Ma Á La nói có cách hóa giải, mọi người lại tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe, nhưng lúc nghe ông nói đến một loại sinh vật khác, cả bọn lại nổi hết da gà lên. Có trời mới biết cổ độc mà tôn giáo kia sử dụng là kiểu gì chứ? Lạt ma á là cười khổ nói, vấn đề là, chưa từng có ai trông thấy hay nghe về thứ sinh vật cổ dùng để rửa máu ấy, chúng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, nói, vì những sách cổ mà tôi đã tra đọc không được đầy đủ, nên không tìm ra cách nào khác nữa. Nếu nói còn phương pháp khác có thể loại trừ được cổ độc, những kinh sách hoàn chỉnh ấy chỉ có thể tồn tại ở một nơi duy nhất bạc ba la thần miếu gần như tất cả mọi người đều đồng thanh thốt lên lạt ma á la gật gật đầu nói đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi nói với cường ba thiếu gia trác mộc cường ba lẩm bẩm nói như vậy trừ phi thực sự muốn từ bỏ mạng sống muốn tự sát bằng không bất kể là vì xây dựng lại công ty hay là vì để mình tiếp tục được sống tôi cũng không thể không tiếp tục hành trình kiếm tìm nơi thần bí ấy bạc ba la thần miếu Lạt Ma Á là đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: "Cường Ba thiếu gia, cậu còn nhớ đa cát không? Có lẽ đây chính là số mệnh, số mệnh của cậu đó." Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân, trong màn hình ánh lên những tia nhìn khích lệ, giáo sư đang thầm gật đầu. Gã xoay qua phía phòng bệnh, mỗi một người đang đứng bên giường gã lúc này đây, đều nhìn gã với ánh mắt kỳ vọng. Gã mỉm cười, nói: "Xem ra, tất cả đều do số mệnh an bài cả rồi, tôi còn phải nghĩ suy do dự gì nữa chứ?" Thật sự tôi không thể ngờ, trong lúc gian nan khó khăn nhất, mọi người lại kéo tôi trở về. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Vậy thì, chúng ta làm lại từ đầu thôi. Bàn tay quấn đầy băng của gã, nắm chặt lấy tay lạt ma á la, kế đó, là trương lập, ba tang, lữ cánh nam. Hết người này đến người kia, tay của tất cả mọi người, lại tề tựu về bên nhau một lần nữa. Một phố Tây ở Thượng Hải là khu phố cũ, đường nhỏ ngõ nhỏ đan sen chẳng chịt, lại thêm chính quyền thành phố cấm tiệt các loại phương tiện có động cơ, nên họ tìm chắc Mộc Cường Ba vất vả như thế cũng là hợp lý. Giáo sư Phương Tân viết trong tài liệu như thế này, không nghi ngờ gì nữa, Hitler là một kẻ cuồng tín sùng bái năng lực siêu tự nhiên, tư tưởng này đã thúc giục y cùng một số quan chức cấp cao cũng sùng bái năng lực siêu tự nhiên khác, tiến hành nhiều hoạt động bí mật, bao gồm cả việc thành lập lực lượng Waffen SS và Hiệp hội Di sản Tổ tiên, rồi những hành động tìm kiếm chén thánh, mũi giáo thần thánh, nghiên cứu văn tự cổ, Đặc biệt là sự kiện Tây Tạng. Thấy Cường Ba thiếu gia ý chí đã khôi phục, mọi người đều hân hoan cổ vũ, không tránh khỏi huyên náo một hồi. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, một cô y tá lập tức đi vào nhắc nhở, nói bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, không nên chui rúc hết cả vào đây như thế này, để lại một hai người chăm sóc là được rồi, những người khác phải ra ngoài hết. Lúc này chắc Mộc Cường Ba đã bình tĩnh trở lại sau cơn say và sau những xúc cảm kích động dồn dập, trong lòng vẫn còn nhiều điều nghi vấn, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi thế nào giáo sư Phương Tân ở đầu máy bên kia dường như nhìn thấu tâm sự của gã, khi mọi người chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh để chắc Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn ở lại với nhau, giọng giáo sư liền vang lên qua loa máy tính, cánh nam, đại sư nữa, về số tài liệu hai người gửi cho tôi đó, tôi vẫn còn vài vấn đề muốn hỏi, hai người ở lại một chút đã nhé. Trương Lập đề nghị, ở gần đấy có siêu thị, mọi người ra đó mua ít đồ. Vậy là, Lưu Cánh Nam và Lạt Ma Á la ở lại, còn những người khác đều ra ngoài mua sắm. Trong lúc y tá vào đo huyết áp, nhiệt độ cho chắc mộc cường ba, Lữ Cánh Nam nói chuyện với giáo sư Phương Tân. Sau khi cô y tá đi khỏi, chắc mộc cường ba nhìn bóng lưng Lữ Cánh Nam, thấp giọng thì thào hỏi, đại sư, có một chuyện tôi không được rõ cho lắm. Gã ngưng lại dây lát, rồi hỏi thẳng, Trương Lập, Nhạc Dương trở lại giúp tôi, điều này tôi có thể lý giải được, Ba tang và đội trưởng Hồ Dương tôi cũng có thể lý giải, nhưng trường hợp của đại sư và Cánh Nam thì khiến tôi lấy làm bất ngờ. Với năng lực và bản lĩnh của hai người, hoàn toàn có thể tìm được một đội ngũ tốt hơn nhiều cho dù gia nhập đội tìm kiếm của nhà nước cũng không thành vấn đề gì đúng không tại sao hai người lại chọn tôi lạt ma á là đứng lên ra đóng cửa phòng bệnh lữ cánh nam chỉ liếc một cái như đã sớm đoán được trác mộc cường ba sẽ chất vấn chuyện này lạt ma á là bước trở lại bên cạnh giường bệnh của trác mộc cường ba từ tốn ừm cường ba thiếu ra có một số chuyện chúng tôi vẫn chưa nói với cậu hiện giờ tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải cho cậu biết rồi Trác Mộc Cường ba trận tròn mắt, im lặng lắng nghe. Lạt Ma Á La nói, năm xưa, toàn bộ đạo quân ánh sáng biến mất trong một đêm, chuyện này tuy rất bí mật, nhưng dù sao cũng đã để nhiều gia tộc lớn và hoàng gia hay biết rồi, nhưng vẫn còn một chuyện bí mật hơn, thậm chí cả hoàng gia năm đó cũng không hề biết đến. Đó chính là, không phải toàn bộ đạo quân ánh sáng đã bỏ đi, họ vẫn còn để lại ở thế giới này một cánh quân nhỏ. Cánh quân này, toàn bộ là những đứa trẻ 12, 13 tuổi, vẫn còn chưa hoàn thành quá trình huấn luyện cũng có nghĩa là những đứa trẻ này chưa phải là chiến binh thực thụ của đạo quân ánh sáng, mà chỉ là lực lượng hậu bị, trong đó có rất nhiều đứa thậm chí chỉ mới vừa được chọn vào huấn luyện mà thôi. Những đứa trẻ này hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đã xảy đến với các thành viên trưởng thành của đạo quân ánh sáng, cũng không hề biết họ cất giấu bí mật gì, có lẽ chính vì lý do đó, chúng mới bị bỏ lại, bị giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Tương truyền, những đứa trẻ này vẫn ở lại nơi bí mật đó, tiếp tục tiếp nhận huấn luyện từ những đứa lớn hơn còn được lệnh không được ra ngoài, phải ở nguyên tại chỗ đợi đạo quân ánh sáng phái người đến đón đi. Nhưng chúng cứ đợi mãi, đợi mãi đến khi trưởng thành rồi mà vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì liên quan tới đạo quân ánh sáng. Bọn chúng đã bị bỏ rơi. Về sau, khi chúng ra khỏi sơn cốc bí mật đó, Cao Nguyên đã giấy lên vô số cuộc tranh đoạt, chiến tranh nổ ra khắp nơi, cánh quân bị đạo quân ánh sáng bỏ lại này trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng đã phát triển thành một tổ chức đặc thù, được người đời gọi là mật tu giả, cũng chính là Chúng tôi, Trác Mộc Cường ba từ đầu chí cuối vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm chấn động dữ dội, nếu không phải bị băng bó khắp người, chỉ e gã đã ngồi bật dậy từ lâu rồi. Mặc dù gã cũng mang máng cảm thấy Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam hình như liên quan gì đó với Đạo Quân Ánh Sáng, thậm chí còn từng nghĩ rằng họ chính là hậu duệ của bộ tộc Qua Ba, nhưng đáp án của Lạt Ma Á La vẫn khiến gã nhất thời khó mà chấp nhận nổi, thật không ngờ bọn họ lại chính là Đạo Quân Ánh Sáng. Cánh quân bị bỏ rơi của Đạo Quân Ánh Sáng Gã liếc nhìn giáo sư Phương Tân đang nói chuyện với Lữ Cánh Nam qua máy tính, chắc giáo sư cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của gã và Lạt Ma Á La, nhưng phản ứng của ông cho thấy rõ ràng giáo sư đã biết chuyện này từ trước rồi. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hết kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì thân thủ đó, cùng với sự hiểu biết của Lạt Ma Á La về bộ tộc Qua Ba cũng như đạo quân ánh sáng, lẽ ra gã phải nghĩ ra từ lâu rồi mới đúng, chẳng qua là từ đó tới giờ gã vẫn luôn cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra mà thôi. Tại sao đạo quân ánh sáng bỏ rơi họ? vì họ không hề biết chuyện xảy ra năm đó hay sao hay vì đạo quân không muốn để lũ trẻ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ấy tại sao lại không đưa lũ trẻ đó trở về nơi quần cư của bộ tộc qua ba có điều rất hiển nhiên là năm đó đạo quân ánh sáng không hề muốn người trong bộ tộc mình biết chuyện vậy thì chuyện không đưa lũ trẻ về cũng có thể lý giải rồi nhưng giờ mấy người bọn lạt ma á là muốn tìm đạo quân ánh sáng để làm gì muốn đòi họ cho một lời giải thích về vận mệnh bị bỏ rơi của mình ngày đó hay sao chỉ trong chốc lát, vô số câu hỏi cùng lúc ùn lên trong óc gã. Lạt ma á la như nhìn thấu tâm tư của Trác Mộc Cường Ba, lại nói tiếp, đạo quân ánh sáng năm đó không chỉ mang đi tất cả châu báu trong tứ phương miếu, mà còn toàn bộ kinh điển nữa. Nếu trong tứ phương miếu chỉ cất giữ điển tịch của bản giáo và Phật giáo thì cũng chẳng sao, nhưng ở đó còn cất giấu cả giáo lý duy nhất và toàn bộ nghi thức điển lễ của qua ba tộc chúng tôi. Công việc truyền thừa tín ngưỡng trong qua ba tộc trước nay đều do đại bản ba và các tế sư thuộc hạ của mình hoàn thành. Đồng thời họ cũng là người phụ trách giải đáp những nghi hoặc trong lòng tộc nhân và những thắc mắc về giáo lý, giáo nghĩa. Nhưng khi đạo quân ánh sáng biến mất, họ cũng biến mất theo. Cậu biết rồi đó, người qua ba không có chữ viết, đại đa số binh sĩ của đạo quân ánh sáng cũng không biết chữ. Trác Mộc Cường ba gật đầu, điều này thì gã hiểu được, hơn nữa, ở thời cổ đại một vị quân vương chỉ cần đạo quân hùng mạnh của mình có thể nghe hiểu mệnh lệnh và chấp hành mệnh lệnh là đã đủ lắm rồi, không cần binh sĩ phải có đầu óc thông minh. Tri thức uyên bác để làm gì? Lạt Ma Á La lại kể tiếp, duy chỉ có những binh sĩ canh gác Tứ Phương Miếu, vì được tiếp xúc và bảo quản điển tịch, có một số rất ít người đã biết chữ, đồng thời còn ghi chép lại những giáo lý được đại bản ba truyền dạy, phụng thờ làm thánh điển, đem bảo tồn chung với những kinh sách khác trong Tứ Phương Miếu. Bộ thánh điển đó chính là toàn bộ tín ngưỡng của bộ tộc Qua Ba chúng tôi và cũng là bộ duy nhất còn sót lại trên đời này. Trác Mộc Cường Ba bừng tỉnh ngộ, cũng có nghĩa là hai người muốn tìm lại Pháp Sư Á là một nói, tín ngưỡng của chúng tôi vốn từng trải qua một thời kỳ phồn vinh, không thể nào không có dấu vết gì trong lịch sử được, ít ra thì cũng phải có vị trí nhất định trong giới tôn giáo dối ren phức tạp thời đó mới đúng. Nhưng chính vì hơn trăm năm loạn lạc sau khi lãng đạt mã diệt Phật, tôn giáo của chúng tôi và bạc ba la thần miếu đã bị lịch sử triệt để lãng quên. Sau này, tôn giáo của chúng tôi cũng giống như nhiều tôn giáo bị biến mất khác, chỉ có thể tìm được một số ít phục tàng trong đống hoang tàn đổ nát bị tàn phá bởi ngọn lửa chiến tranh nhưng chúng tôi đã mất đi cả tên tôn giáo của mình, quên cả giáo nghĩa, giáo lý, chỉ còn lại một số ít những người tu hành địa vị thấp kém, chỉ biết tuân theo phương cách các bậc tiền bối để lại, dựa vào những kinh sách thiếu đầu thiếu đuôi mà lẳng lặng tu hành. Giờ đây, tôn giáo của chúng tôi giống như Phật giáo không có Phật Pháp, cơ đốc giáo không có kinh thánh vậy. Một thời gian rất dài, những người tu hành thậm chí còn không biết tại sao mình lại tu luyện như vậy, tu luyện như vậy để làm gì. Trong rất nhiều ký lục tu hành của các bậc tiền bối viết kín đặc hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Hơn một nghìn năm nay, chúng tôi vẫn luôn đi tìm lại thánh điển của mình, không hề từ bỏ. Trác Mộc Cường ba thận trọng đưa mắt liếc lữ cánh nam một cái, rồi hạ giọng hỏi, vậy cánh nam cũng là người qua ba à? Không, lữ cánh nam tuy là mật tu giả, nhưng lại không phải là người qua ba, cô ấy thuộc về dòng ngoài. Thực ra, chuyện mật tu giả chúng tôi là hậu duệ của đạo quân ánh sáng và bộ tộc qua ba ban đầu cô ấy cũng không hề hay biết, sau khi đến thôn công bố, cô ấy mới dần hiểu được sự tình. Vì mật tu giả không có điện đường của tôn giáo mình, nên từ rất lâu về trước, tổ tiên chúng tôi đã dung nhập vào các tôn giáo khác, đồng thời lan tỏa ra các tổ chức tôn giáo ở xung quanh. Đến giờ thì cả mấy hệ phái lớn của Phật giáo tạng truyền đều có mật tu giả. Tại Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á cũng có mật tu giả. Phát triển từ đó đến nay, các mật tu giả dòng ngoài đã rất đông, có điều, họ tuyệt đối không hề hay biết chút gì về ngọn nguồn cũng như truyền thừa của đạo quân ánh sáng hết. Nói đến đây, Pháp Sư Á là hai mắt sáng rực lên, nhìn thẳng vào mắt Trác Mộc Cường Ba, tiếp lời, những chuyện này, chúng tôi từ đó tới giờ vẫn chưa nói với cậu, chính là vì từ khi nhà thám hiểm người anh tên Morton Stanley kia bỗng dưng xuất hiện, các tổ chức, các nhóm người tìm kiếm bạc ba la thần miếu quả thực là quá nhiều, nếu để bọn họ biết được thân phận của chúng tôi thì... Vì vậy, Chuyện này ngoài cậu và giáo sư Phương Tân Gia, những người khác. Tôi biết rồi, chắc Mộc Cường Ba đã hiểu ý của pháp sư Á La, liền hứa sẽ bảo mật. Đoạn gã lại hỏi, nói như vậy là, lúc trước pháp sư nói với chúng tôi rằng mình không hiểu biết gì về tôn giáo thần bí kia, thì ra chỉ không muốn chúng tôi biết được thân phận thực sự của các vị thôi. Không, pháp sư Á La cải chính, đám mật tu giả bị bỏ rơi chúng tôi đã hoàn toàn mất đi tất cả những gì liên quan đến tôn giáo trước kia vì vậy cũng có thể nói là căn bản không hiểu gì về nó hết tôn giáo được hình thành khi nào hưng thịnh vào đời nào giáo lý như thế nào phân thuộc ra sao đã từng làm được những gì tất cả những điều ấy chúng tôi đều hoàn toàn không hề hay biết còn như đảo huyền không tự một công trình huy hoàng rực rỡ như thế mà chúng tôi cũng chẳng biết nó ở nơi đâu chẳng qua chỉ là xem được hình vẽ trong một vài kinh sách tản mát còn sót lại mà thôi còn cả cánh cửa sinh mệnh ở thôn công bố nữa đó có lẽ là một thánh đàn trong giáo những người sáng lập ra thôn công bố, cũng là đồng bào trong giáo. Nhưng chúng tôi đã đứt liên lạc từ gần nghìn năm nay rồi. Cả những thứ cổ trùng đó nữa, kinh sách ghi chép về thứ này cực kỳ ít, mà đại đa số đều đã bị thất lạc cả. Còn như giống dây leo trong đảo huyền không tự, rồi tử vong trùng, không khí nén, hồ cường toan. Chúng tôi cũng như các cậu thôi, nghe cũng chưa từng nghe tới chứ đừng nói là hiểu biết về chúng. Trác Mộc Cường Ba khẽ thở dài một tiếng, lại nói, nhưng Pháp Sư vẫn chưa trả lời tôi, tại sao hai người lại sẵn lòng giúp đỡ tôi như vậy? Hiện giờ điều kiện của chúng tôi so với đội chuyên gia của nhà nước thì kém nhiều lắm lắm cơ mà. Bởi vì cậu là thánh sứ, Pháp Sư Á La nhìn chắc một cường ba nhân mặt nhíu mày dưới lớp băng bó, nói bằng giọng khẳng định, kỳ thực, trong đám mật tu giả chúng tôi, từ xưa đã có lời đồn như vậy. Chỉ có thánh sứ mới mở được cánh cửa lớn của bạc ba la thần miếu. Vì vậy, bất kể thế nào, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu, trừ phi cậu muốn bỏ cuộc. Các trưởng lão thôn công bố xưa nay vốn không chịu gặp người ngoài, chính là sau khi gặp mặt Pháp Sư Á La mới đồng ý tiếp gã. Trác Mộc Cường ba tức thì nhớ lại được chuyện này, vội hỏi, đúng rồi, Pháp Sư, hai người và dân thôn công bố chắc cùng một tôn giáo đúng không? Vậy tại sao họ nghĩ tôi là thánh sứ thế? Mà cả mất kinh nữa, sao hắn cũng thành thánh sứ được? Không biết nữa, Pháp Sư Á La cười khổ lắc đầu, Cường ba thiếu ra, cậu vẫn chưa hiểu, chúng tôi đã không liên hệ gì với nhau hơn một nghìn năm nay rồi, bọn họ không biết đến sự tồn tại của chúng tôi, chúng tôi cũng không biết rằng có họ tồn tại trên đời này. Lời thề mà họ tuân thủ ấy là do tổ tiên truyền lại, vì vậy, bất cứ ai cũng không thể thăm dò bí mật của họ được. Có điều, theo suy đoán của tôi, những người gọi là thánh sứ có lẽ là một quần thể đặc thù, giống như trong 100.000 người mới có một người thuộc nhóm máu AB âm tính vậy. Nhưng quần thể này, không chỉ có một hoặc hai thôi, bằng không thì không thể nào giải thích nổi, tại sao cả trong đám người nước ngoài cũng xuất hiện thánh sứ được. Cuối cùng, pháp sư nói, giờ thì Cường Ba thiếu gia không còn nghi ngại gì nữa chứ. Tuy mục tiêu của chúng ta khác nhau, nhưng lại có chung một đích đến. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Cường Ba thiếu gia ạ. À. Không, chớ nên nói vậy, Trác Mộc Cường Ba vội đáp, là mọi người đang giúp đỡ tôi, pháp sư Á La, cả giáo quan nữa, không có hai người thì không thể có tôi ngày hôm nay được. Lúc này, giáo sư Phương Tân đã thảo luận xong với Lữ Cánh Nam, quay sang bảo Trác Mộc Cường Ba, được rồi, Cường Ba à, giờ thì cậu đã rõ thân phận của Pháp Sư, tôi nghĩ những nghi vấn trong lòng chắc hẳn cũng đã được tháo gỡ rồi phải không, để tôi cho cậu biết kế hoạch và các sắp xếp của chúng ta trong bước tiếp theo. Lữ cánh nam xoay máy tính về phía Trác Mộc Cường ba để gã nghe được rõ hơn chút nữa. Giọng giáo sư Phương Tân vang lên, mấy hôm nữa Pháp Sư Á La sẽ trở lại chỗ tôn giáo của họ để thu thập thêm tư liệu, cánh nam cũng phải trở về Tây Tạng, đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập cần đi mua thêm vũ khí trang bị, Nhạc Dương và Ba Tăng thì đi lần theo một đầu mối khác, trong thời gian dưỡng thương, mẫn mẫn sẽ ở lại chăm sóc cậu. Trác Mộc Cường Ba hỏi, thầy giáo, thầy vừa nói đầu mối phải không? Chẳng phải đầu mối của chúng ta đã đứt đoạn rồi sao? Còn đầu mối gì nữa? Giáo sư Phương Tân ở phía bên kia bật cười đáp, cậu có điều chưa biết rồi, Cường Ba à? Mặc dù những đầu mối rõ ràng nhất đều đã đứt đoạn, nhưng các đầu mối khác thì vẫn có thể tiếp tục lần theo. Chẳng những vậy, giờ đây đầu mối của chúng ta còn nhiều hơn trước rất nhiều nữa. Nhìn bộ dạng như muốn ngồi bật dậy của Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân liền giải thích, vì lúc đó chúng ta giải tán bất ngờ quá, nên rất nhiều đầu mối còn chưa kịp chỉnh lý sắp xếp lại, thời gian sau này thì lại không thể nào liên lạc được với cậu. Cậu thử nghĩ lại xem, những văn bản chúng ta chụp trong địa cung ở châu Mỹ chẳng phải là vẫn chưa dịch được hết hay sao? Còn nữa, cổ cách kim thư mà các chuyên gia cho chúng ta cũng mới chỉ dịch được có phần đầu tiên, không đúng à? chúng ta không thể dịch được toàn bộ, không có nghĩa là các chuyên gia cũng đỉnh đốn không thể tiến lên. Vừa nãy tôi và cánh nam chính là thảo luận về những bản dịch mới đó đấy. Hơn nữa, chúng ta còn có mấy đầu mối khác nữa. Đang nói chuyện thì mấy người bọn Trương Lập quay lại, túi lớn túi nhỏ các thức ăn dinh dưỡng và hoa quả chất đầy giường. Cả bọn đang cao hứng vui vẻ thì thầm đùa cợt mấy câu gì đó, chợt nghe chắc Mộc Cường ba hỏi, nhạc dương, chúng ta phát hiện ra đầu mối gì mới hả? Sao tôi không thấy có gì nhỉ? Nhạc Dương kéo một chiếc ghế xếp ngồi xuống, một tay đặt lên thành ghế, đầu gục xuống tay, không chút khách khí nhận quả dương mai đường mẫn đưa cho, vừa nhét vào miệng nhồm nhòm vừa nói: Cường ba thiếu ra, còn nhớ cái xác chết của tên lính Nazi đó không? Chúng ta tìm được trong cái xác ấy một bao thuốc có chữ viết, anh vẫn nhớ chứ? Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, rồi ừm một tiếng, gật đầu. Nhạc Dương lại tiếp lời: Giáo sư Phương Tân đã nhờ chuyên gia dịch được rồi. Đầu mối này thì cả tổ chuyên gia cũng không biết đâu đấy. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, sững sờ nói, không, không trình lên à. Chỉ nghe nhạc dương gái gái đầu đáp, chuyện này à, lúc đó đi cũng hơi vội, nói giải tán là giải tán luôn, nên tôi quên bén đi mất. Giáo sư Phương Tân nói, trong thời gian tinh thần cậu bị sa sút tôi đã tìm các chuyên gia giải nghĩa những văn tự đó, chúng được viết bằng mật mã quân Đức thường sử dụng trong Thế chiến thứ hai, muốn đọc được cũng phải tốn không ít công sức. Giờ chúng ta đã biết ý nghĩa mà chữ là, trở lại căn cứ địa số 3, tìm kiếm, phá giải, chỉ một câu như thế thôi. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện được một số đầu mối khác trên bao thuốc đó. Thời gian sản xuất của bao thuốc là khoảng năm 1945, cũng là năm quân Đức chiến bại, như vậy có nghĩa là rất có khả năng bọn họ chưa trở về căn cứ địa. Còn chuyện tìm kiếm và phá giải cái gì, theo tôi, cần phải tiến hành điều tra kỹ hơn. Trên thực tế, chúng tôi đã tra xét được một số rồi. Năm đó Đảng Nazi cho xây dựng mấy căn cứ trên đất Tây Tạng chỉ có điều tấm bản đồ chú thích vị trí của chúng giờ có lẽ đang lưu trữ bên Nga. Chỉ cần tìm được vị trí của căn cứ số 3, nói không chừng chúng ta sẽ có thêm phát hiện gì mới cũng nên. À, đúng rồi, còn một đầu mối quan trọng nữa, Trương Lập đã mang đến cho cậu rồi đây. Trương Lập đưa mắt nhìn chắc một cường ba, lẳng lặng lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa da màu đen dày cộp, đặt lên ngực gã. Chắc một cường ba thoáng sững sờ, rồi sực nhớ ra, kêu lên kinh ngạc, nhật ký của đường thọ chỉ thấy mẫn mẫn bên cạnh gã khẽ gật đầu trác mộc cường ba mừng rỡ ngồi bật dậy suýt chút nữa làm những vết thương khắp người vỡ ra bạn đang đọc truyện được tại các cậu phát hiện ở đâu thế trương lập và nhạc dương nhìn nhau cười cười nói thế nào nhỉ có thể coi như là ông trời gửi tặng cho cũng được lúc mới về bệnh viện vì bị giải tán gấp quá nên cũng không kịp kể cho kỹ càng với mọi người sau đó hai anh chàng liền thuật lại một lượt chuyện mình gặp hiểm nguy trên đường trở lại tây phong đới rồi bị gió thổi đi thế nào, rơi xuống lều bạt thế nào. Trác Mộc Cường Ba nghe xong mới biết cuốn nhật ký của Đường Thọ này quả nhiên xuất hiện rất ly kỳ. Gã cười cười nói, sao các cậu không giao ra cho cấp trên? Trương Lập Hạ giọng thì thầm, dù sao thì cũng có ai biết đâu. Nhạc Dương biện bạch, cái này lẽ ra phải là tài sản cá nhân của Mẫn Mẫn chứ. Trác Mộc Cường Ba cầm cuốn nhật ký lên, không thể chờ được, chỉ muốn lật tìm những ghi chép có liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu nhưng lật dở mấy chục trang rồi cũng không thấy gì. Trương Lập đứng bên cạnh bèn giải thích, không cần tìm đâu, cường ba thiếu ra, mấy trang đó bị người ta xé đi rồi. Chắc là lúc đầu có ba nhân viên kiểm lâm rời khỏi trạm bảo hộ khả khá Tây Lý, họ có lẽ đã lần theo những gì ghi trong nhật ký mà đến được rừng tháp băng, nhưng khi chúng tôi phát hiện ra cuốn nhật ký này thì chỉ có hai cái xác thôi. Cũng có nghĩa là, còn một kẻ khác, kẻ này đã thoát khỏi lũ dân trắng. Hắn chỉ mang theo những trang bị thiết thực nhất, đến cả cuốn nhật ký này, Hắn cũng chê quá nặng nề mà chỉ xé đi mấy trang liên quan. Chúng tôi đã xem đi xem lại rồi, chỉ có những trải nghiệm mạo hiểm của đường thọ ở các nơi khác thôi, không hề có bất kỳ nội dung nào đề cập đến bạc ba la thần miếu cả. trác một cường ba cụt hướng gập cuốn nhật ký lại, nói, thì ra là thế. Nhạc dương liền cổ động tinh thần, nhưng cũng đừng nản lòng thế, cường ba thiếu ra, anh vẫn chưa xem kỹ cuốn nhật ký đó mà, nội dung trong đó giúp chúng ta rất nhiều đấy. Đường thọ đã mua loại vũ khí. Trang bị nào ở nước nào, thông qua mối trợ đen nào, tất cả đều được ghi chép rất kỹ càng trong nhật ký. Đối với chúng ta mà nói, bản thân điều này đã là một sự giúp đỡ không nhỏ rồi. Có một số công cụ anh ta nhắc đến trong nhật ký còn tiên tiến hơn, thực dụng hơn loại mà chúng ta từng sử dụng. Còn có cả một số đồ tự chế nữa, đến Trương Lập cũng không thể không thừa nhận, anh trai mẫn mẫn đích thực là một thiên tài. Không ai có thể ngờ rằng, anh ta có thể tự chế ra những trang thiết bị hoàn mỹ như vậy. Nhắc đến đường thọ ánh mắt đường mẫn tối sầm đi, anh trai cô giờ này vẫn không biết đang lưu lạc ở chốn nào. Trương Lập bổ sung thêm, không sai, có cuốn nhật ký này, chúng ta coi như đã có một quyển đại toàn thư về trang bị cao cấp khi tiến vào vùng hoang vu không bóng người, tiết kiệm rất nhiều công sức khi mua sắm thiết bị khí giới. Hơn nữa, đường thọ còn có thói quen tổng kết một cách ngắn gọn đơn giản, mỗi khi kết thúc một hành trình mạo hiểm, anh ta đều tổng kết lại bằng mấy chữ. Anh nhìn phía trước kia xem, anh ta kể lại chuyện một mình vào động băng, cũng gặp phải lũ chuột khủng khiếp ấy, lại còn có cả băng lở nữa, so với những gì chúng ta trải qua thì không hề thua kém chút nào, nhưng tổng kết của anh ta chỉ là dễ hơn so với dự tính, có vậy thôi. Rừng nguyên sinh ở Phi châu trong miêu tả của anh ta còn hung hiểm hơn rừng nhiệt đới Amazon chúng ta đã băng qua nhiều, vậy mà anh ta chỉ tổng kết bằng có ba chữ cũng tạm được. Anh ta xông vào một ngôi mộ Pharaoh vẫn chưa được khai quật ở Ai Cập, cũng gặp phải cả bẫy chẳng thua kém gì trong đảo Huyền Không Tự. Người Ai Cập cổ đại lợi dụng thực vật mục nát phân hủy để chế tạo khí độc, lợi dụng sức chảy của cát để tạo ra vô số cạm bẫy, ngoài ra còn dùng chuỗi thức ăn liên hoàn để nuôi dưỡng rất nhiều loài động vật thích hợp sống trong cát. Nhưng đường thọ bình luận lần mạo hiểm ấy như thế nào chứ, tương đối kích thích, có bốn chữ thôi. Thế nhưng, anh thử dở trang cuối cùng ra xem xem, mấy chữ chưa bị xé đi ấy, chắc đó là những chữ cuối cùng đường thọ viết trước khi rút lui đấy. Một kể từ đây, Á La đã bộc lộ thân phận, nên sẽ gọi ông là Pháp Sư Á La chứ không phải Lạt Ma Á La nữa. Trác Mộc Cường ba lật tìm đến trang cuối cùng, quả nhiên phía trước có dấu vết bị giật đi mất mấy trang, câu cuối cùng kia chỉ ngắn ngủn có vài chữ, đáng sợ quá. Không thể nào qua được, đến rồi, mấy chữ này đều viết rất tháo, đặc biệt là chữ rồi cuối cùng, nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, vạch một nét ngang rách cả giấy, so với chữ viết cương nghị mạnh mẽ ở phía trên của đường thọ thì thật như hai người hoàn toàn khác nhau viết ra. Có thể nhận thấy, Lúc đường thọ ngấm ngầm viết lại những trải nghiệm của mình, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. rốt cuộc là anh ta đã nhìn thấy thứ gì chứ? Chắc Mộc Cường ba nhớ tới ba tang, và cả gã điên ở mông hà kia nữa, tất cả các hành vi điên khùng quái đản của họ lại xuất hiện trong đầu gã một lần nữa. Trương lập cảm khái thở dài, từ các đoạn ghi chép trước đó của đường thọ, có thể thấy năng lực của anh ta chắc là cao hơn trình độ hiện nay của chúng ta nhiều, thậm chí tôi còn có cảm giác, thân thủ của người này dường như còn nhanh nhẹn hơn cả Pháp Sư Á La, còn tri thức của anh ta thì đúng là gần như bao la vạn tượng, không gì là không biết. Thật khó mà tưởng tượng nổi, anh ta lại chỉ ngang tầm tuổi tôi thôi đấy. Nhạc Dương liếc mắt nhìn sang Đường Mẫn, nói, anh đừng có mà ở đây nói sằng nói bậy dọa người ta nữa, nếu một người như thế mà còn bị khiếp hãi đến đến tinh thần sụp đổ, vậy thì chúng ta làm sao mà đi được chứ? Đường Mẫn lắc đầu, "Không, mọi người còn chưa hiểu anh trai tôi đâu, anh ấy còn mạnh hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng nhiều." Tôi còn nhớ, có lần tôi từng thấy anh ấy tập luyện, hồi trước cũng không biết là huấn luyện kiểu gì, giờ nhớ lại rồi, hình như là mang nặng 50 cân leo vách đá một tay hay sao đó. Bốc phét, nhạc dương liếc nhìn đường mẫn, điệu bộ như thể muốn nói tôi chẳng tin đâu. Đường mẫn dầu môi lên lườm anh chàng một cái. Trương Lập nói, chuyện này không quan trọng, tôi cũng thừa nhận đúng là anh ta mạnh hơn chúng ta thật. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và đường thọ chính là, anh ta lúc nào cũng một mình đi mạo hiểm, còn chúng ta là cả một nhóm người. Đây chính là ưu thế của chúng ta đó. Giáo sư Phương Tân nói, ngoài chuyện này ra, còn thân phận thánh sứ của cậu nữa, cộng các điểm này lại thì chúng ta có ưu thế hơn. Giờ cậu đã nắm rõ toàn bộ tình hình rồi chứ, vậy thì, chúng ta cứ tiến hành theo phân công ban đầu thôi. Tư liệu từ thời thế chiến thứ hai chắc là đã được giải mật, trước mắt chúng tôi vẫn đang thử liên hệ với phía Nga coi sao, Nhạc Dương và Ba Tăng sẽ phụ trách mặt này. Hai người sẽ sang Moscow một chuyến, để xem có lấy được bản photo bản đồ của quân Đức hay không. Trác Mộc Cường Ba nói, "Vậy, vậy thì sau khi lành vết thương, tôi sẽ làm gì?" Giáo sư Phương Tân cười cười nói, "Cậu ấy à, không cần đợi vết thương lành hẳn đâu, tôi sẽ chuyển hết các thông tin chúng ta đang có và sau này sẽ có cho cậu qua mạng internet, hai chúng ta sẽ cùng phối hợp tìm ra các đầu mối, sau đó thì phải xem cậu có thể dẫn dắt mọi người tìm được bạc Ba La thần miếu hay không thôi, đội trưởng." "Đội trưởng?" Trác Mộc Cường Ba ngây người, chỉ vào mặt mình, tôi ư? Tôi làm đội trưởng, chỉ thấy mọi người xung quanh gã đều gật đầu mỉm cười. Giáo sư Phương Tân nói, trong một nhóm, cần phải có người ra lệnh, bằng không tất cả sẽ không thể nào xuất phát được, đây là kết quả do mọi người cùng thương thảo, cậu tương đối thích hợp với vị trí này, hãy cố mà phát huy tài năng lãnh đạo của mình đi nhé. Trương Lập cũng nói, Cường Ba thiếu gia, anh làm đội trưởng cũng hợp lắm mà, có gì không ổn đâu chứ. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không được, không được nếu là một mình tôi đi tìm thần miếu có lẽ tôi sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề này thật nhưng sau khi ở với mọi người một thời gian lâu như thế tôi cũng đã hiểu rõ từng người rồi nếu luận về thân thủ tôi không thể so bì với pháp sư á la và giáo quan lữ cánh nam còn luận khả năng cơ biến tôi cũng không bằng trương lập nhạc dương luận về học thức tôi lại càng không theo kịp thầy giáo và đội trưởng hồ dương nếu để tôi là người ra lệnh sẽ chẳng có lợi gì cho mọi người đâu trước nay giáo quan vẫn lãnh đạo chúng ta mà nên để cô ấy tiếp tục đảm nhiệm vị trí đó mới đúng lữ cánh nam nói tôi đã không còn là giáo quan của mọi người nữa rồi cũng không còn gì mới hơn để dạy các bạn nữa giờ tôi chỉ là một thành viên trong nhóm mà thôi hiệu suất và tỷ lệ hành động thành công của một đội ngũ quyết định bởi năng lực chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo cần phải tuyệt đối phục tùng mọi sự sắp xếp của lãnh đạo trên chiến trường dù là cấp trên lệnh cho mình đi hy sinh cũng không thể có bất cứ chút do dự nào nếu để tôi đảm nhiệm vai trò này cô liếc mắt sang nhìn trương lập và nhạc dương đoạn tiếp lời trước tiên là hai cậu lính này sẽ không ngừng chất vấn anh còn nhớ trên đường họ đã đặt ra với tôi bao nhiêu câu hỏi hay không dưới sự dẫn dắt của tôi đội ngũ này đã quen thói tản mạn thiếu tập trung rồi nếu tiếp tục để tôi dẫn đội sẽ chỉ tiếp tục tản mạn nữa thôi còn anh cường ba thiếu gia không biết anh có để ý thấy hay không những kiến nghị hoặc yêu cầu anh đưa ra bọn họ đều lập tức ghi lời thực hiện mà chẳng hề hỏi xem tại sao cái gọi là khí chất lãnh đạo có liên quan rất chặt chẽ với tướng mạo và hình thể, anh chính là người có thứ khí chất ấy, khí chất khiến người ta sẵn lòng phục tùng, sẵn lòng đi theo. Hơn nữa, năng lực xét đoán toàn cục của anh cũng không thua bất cứ người nào ở đây cả, chẳng qua là khi mới bắt đầu, những thứ anh được tiếp xúc vẫn còn quá ít, vẫn còn nằm trong quá trình học tập mài rũa, nên mới không chịu dễ dàng phát biểu ý kiến mà thôi. Giờ đây, mọi người đã đứng cùng một vị trí, những ưu thế của anh liền nổi bật hẳn lên tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh chúng ta sẽ không đi lầm đường lạc lối đâu nói xong cô lại nhìn sang phía đường mẫn trong ánh mắt thoáng lộ vẻ bất lực trác mộc cường ba vẫn nói vậy thì có thể để đội trưởng hồ dương dẫn dắt mọi người mà kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã của đội trưởng hết sức phong phú từ trước đến nay anh ấy luôn là người dẫn đầu anh ấy đội trưởng hồ dương vội ngắt lời gã này đừng có dắt vàng lên mặt tôi nữa cậu tưởng đây là việc gì chứ tôi không làm đâu tôi chẳng qua chỉ có một chút xíu kinh nghiệm khảo sát khoa học ở vùng cực địa thôi, còn rừng rậm nguyên sinh hay gì gì khác thì chưa đi bao giờ cả. Hơn nữa, tôi vào nhóm sau mọi người, đến lúc đó chỉ huy bất lợi, chắc chắn sẽ bị mắng chửi thê thảm cho mà xem. Anh bước lên phía trước vỗ vỗ lên bờ vai quấn băng chẳng chịt của Trác Mộc Cường Ba, nói, cậu cứ yên tâm mà làm cái chức đội trưởng tiền đồ rộng mở này đi, đừng đùn đi đẩy lại nữa. Theo tôi ấy à, ngoài làm đội trưởng ra thì cậu chẳng còn làm được việc gì khác nữa đâu. Giáo sư Phương Tân nói: "Đã nghe thấy chưa, cậu vốn đã có thể coi là người khởi xướng hành động lần này, đến cả tôi còn bị cậu kéo vào vũng nước này rồi còn gì, giờ cậu có muốn không phụ trách cũng không được nữa, mạng của mọi người đều giao cả cho cậu đấy." Ngay tức khắc, Trương Lập là người đầu tiên hưởng ứng. Anh chàng vỗ vỗ lên tay Trác Mộc Cường Ba một cách tượng trưng, nói: "Giao cả cho anh đấy, đội trưởng." Nhạc Dương cũng cười cười đập tay vào tay Trác Mộc Cường Ba, nói: mạng của tôi cũng giao cho anh đây, cường ba thiếu gia. Đường mẫn nhẹ nhàng luồn tay vào lớp băng, ánh mắt kiên nghị của cô như thể đang nói, sống làm người của anh, chết làm ma của anh. Lữ cánh nam bắt tay chắc một cường ba mạnh đến nỗi gã thấy hơi đau. Ánh mắt ấy, ánh mắt ấy sao giống đường mẫn thế, chắc một cường ba lắc mạnh đầu, còn ánh mắt gì nữa chứ, chắc chắn là mình đã hiểu lầm rồi, ôi, lại hiểu lầm nữa rồi. Ba tang cũng bước lại gần, vẫn lạnh lùng như từ trước đến nay, tôi đã hứa với anh trai là sẽ lấy tính mạng này ra bảo vệ cậu. Nhìn những đôi mắt tràn đầy lòng tin và sự tiến nhiệm dành cho mình, sóng lòng chắc Mộc Cường ba dâng trào cuồn cuộn, lập tức cảm thấy trách nhiệm và áp lực đè nặng trên vai. Mọi người ở lại bệnh viện với chắc Mộc Cường ba thêm một ngày, lần lượt kể ra những chuyện vụn vặt mình gặp phải sau khi giải tán. Chỉ riêng chắc Mộc Cường ba đã trôn vùi những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm ấy xuống đáy lòng, thành ra mọi người cũng không nhắc đến nữa. Buổi tối, Bác sĩ lại tới cảnh cáo Trác Mộc Cường ba phải giữ yên tĩnh, nghỉ ngơi cho sớm. cả bọn mới chia tay nhau tản đi, lại nói sáng sớm mai sẽ quay lại. duy chỉ có Đường Mẫn ở lại chăm sóc gã. Trác Mộc Cường ba phát hiện ra, từ sau khi Đường Mẫn rời xa mình, lần trở lại này dường như càng tỏ ra quấn quýt dựa dẫm vào gã nhiều hơn, tựa hồ như sẵn sàng sinh ly tử biệt bất cứ lúc nào vậy. Bản tính trẻ con rốt cuộc vẫn không thay đổi chút nào, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ. Nhân lúc mình đang bị thương nặng, Đường Mẫn mềm lòng gã vội hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc lúc ở trên núi tuyết mình đã làm sai chuyện gì tại sao cô lại tức giận bỏ đi như thế chẳng ngờ nghe chắc một cường ba truy vấn chuyện ấy đường mẫn bỗng hỏi lại gã một cách hết sức nghiêm túc hết sức chính thức anh cường ba anh nói thật với em đi rốt cuộc là anh có trong lòng anh có một chút một chút tình cảm nào với giáo quan hay không em biết trước giờ giáo quan vẫn có ý với anh em không phải là con mù lẽ nào lại không nhìn ra được chứ Trác Mộc Cường ba đáp như chém đinh chặt sắt, không có, xưa nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó, em chắc cũng phải hiểu anh chứ, đã bao giờ anh hai lòng ba dạ đâu. Có phải, có phải vì chuyện này và lần đó nên em mới giận dữ phải không? Đường Mẫn nói, anh, anh, hôm đó anh nói lẽ ra phải làm vậy từ sớm rồi. Anh, anh có phải đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi đúng không? Trác Mộc Cường ba thầm giật thoát mình, thì ra là nói sai câu này đồng thời gã cũng ngấm ngầm suy nghĩ lẽ nào trong tiềm thức của bản thân thật sự đã nghĩ như thế hay sao không đúng không thể có suy nghĩ ấy trong đầu được chắc chắn mình một lòng một giả với mẫn mẫn mà từ khi xuất hiện trong cuộc đời mình cô ấy đã chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của mình rồi mẫn mẫn hiểu được ý người hết sức tâm đầu ý hợp với mình lại có thể vì mình mà không từ vất vả nhọc nhằn liều chết quên sống mình sao có thể nghĩ đến một người đàn bà nào khác ngoài cô ấy được nữa chứ trác mộc cường ba đã hiểu đầu đuôi sự việc bèn chất vấn ngược lại chúng ta quen nhau đâu phải một hai ngày sao em lại nảy ra những suy nghĩ vô duyên vô cớ như thế mẫn mẫn em không còn là cô bé con nữa mà đã thành người lớn rồi em phải biết rằng giữa những người yêu nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau chúng ta phải đem mạng mình giao cho nhau đồng sinh cộng tử thì mới có thể đi tiếp được em không nên nghi ngờ anh như thế đường mẫn dịu dàng phủ phục lên ngực trác mộc cường ba sống mũi cay cay lẩm bẩm nói cường ba à anh có biết không, em sợ lắm ấy. Em sợ có một ngày nào đó, anh sẽ rời xa xem. Em xin anh đấy, đừng bao giờ bỏ rơi em được không, đừng bỏ mặc em. Em biết, em chỉ biết khóc lóc thôi, chẳng giúp gì được anh cả, em. Em không xứng với anh như là giáo quan, em cũng không giỏi giang được như cô ấy, em chỉ có anh thôi. Em thực sự sợ mất anh lắm, đang nói, đột nhiên cô khóc nấc lên gì gì. Chắc một cường ba vuốt ve mái tóc xanh mềm mượt của cô, nhẹ nhàng nói, em làm sao vậy? Tại sao lại không tin ở bản thân mình như thế? Trong mắt em, tình yêu của chúng ta mong manh yếu đuối, không chịu được một chút khảo nghiệm như vậy hay sao? Hay là ngày mai chúng ta lập tức đi làm đăng ký kết hôn, em thấy có được không? Đường Mẫn ngẩng đầu lên, lau lau gương mặt xinh xắn, đang khóc lại bật cười khúc khích, rồi lắc đầu nói, "Không, em không muốn như thế, cảm giác cứ như ép hôn anh không bằng." Nhưng mà, sau khi tìm được bạc Ba La thần miếu, em muốn anh đường đường chính chính cầu hôn người ta, phải tổ chức hôn lễ thật lớn vào nữa. Anh nói xem có được không? Nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khẩn nài của đường mẫn, chắc một cường ba nâng gương mặt yêu kiều nhỏ nhắn ấy lên, ánh mắt ấy, và đôi mắt năm xưa sao mà giống nhau đến thế, ánh mắt ấy, gã thực không thể nào từ chối được. Ừm, anh hứa với em, em thích ra biển du lịch phải không? Chúng ta có thể sang Croatia mua một hòn đảo nhỏ, trời trong gió nhẹ thì ta cùng cưỡi thuyền ra biển, còn có thể nuôi chó con, dê con trên đảo nữa, đó sẽ là thế giới của riêng hai chúng ta thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây nó, em có thích không? Hai mắt đường mẫn long lanh những giọt lệ hạnh phúc, gật đầu thật mạnh. Thấy khúc mắc trong lòng người yêu đã được tháo gỡ, chắc một cường ba cũng được an ủi phần nào, đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Bạc ba la thần miếu, bạc ba la thần miếu mà dễ tìm như vậy hay sao? Thời điểm tốt nhất đã lỡ mất rồi, làm sao bọn gã có thể leo lên núi tuyết được nữa đây? Nơi đó, căn bản là không thể nào leo lên được. Nghĩ tới đây, gã thực nôn nóng muốn liên lạc lại với giáo sư Phương Tân lần nữa, dẫu có đầy đủ các trang thiết bị, nhưng làm sao vừa tây phong đới một lần nữa đây. Còn cả màn sương mù mờ mịt phủ kín đất trời kia nữa, lẽ nào giáo sư Phương Tân đã có phương cách gì mới? Chắc mộc cường ba vừa vỗ về được đường mẫn yên lòng, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mở. Hóa ra là lữ cánh nam đi rồi quay lại, đường mẫn liền quay sang rót cho cô một cốc nước lọc, lữ cánh nam nhìn trác mộc cường ba nói có chuyện này tôi muốn nói riêng với anh đường mẫn cũng hiểu chuyện liền nói phải rồi anh cường ba anh muốn ăn đêm đúng không em ra ngoài mua đồ về cho anh nhé hai người cứ nói chuyện đi đi ra đến cửa cô liền liếc về phía trác mộc cường ba một cái nhìn cảnh cáo nếu không phải trác mộc cường ba đang bị băng kín mít từ đầu tới chân nhất định lữ cánh nam sẽ nhận ra gã đã vã mồ hôi đầm đìa mãi tới lúc bước chân đường mẫn đi xa rồi Trác Mộc Cường Ba mới dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng biết, giáo quan đến tìm mình vào giờ này, chắc chắn là có chuyện gì đặc biệt quan trọng lắm, bèn nói, mời cô ngồi, giáo quan. Lữ Cánh Nam nói, mẫn mẫn không sao chứ? Hình như vừa khóc à. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không, không có gì đâu. Giáo quan có chuyện gì vậy? Lữ Cánh Nam nói, lần này, vì anh đã là đội trưởng, nên có hai chuyện tôi cần phải cho anh biết. Thứ nhất, chính là chuyện lần trước tôi từng nói với anh rồi. Trong đội của chúng ta, không chừng có một hoặc một vài người là quân nằm vùng của các tổ chức tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu khác, giờ anh đã là người phụ trách chung, tôi và pháp sư Á La hy vọng rằng những tin tức tư liệu mà anh nhận được từ các nguồn khác nhau, chỉ giới hạn hai người là anh và giáo sư Phương Tân được biết, không nên tiết lộ cho người thứ ba. Việc này chính là điều mà Trác Mộc Cường ba cảm thấy phản cảm nhất, gã lạnh lùng nói, giống như hồi trước các vị vẫn làm phải không? Cứ để mọi người mù mù mờ mờ chẳng biết gì đi theo mình là được không cần biết sẽ phải đi đâu cũng không biết là phải tìm cái gì xin lỗi chuyện này tôi không làm được lữ giáo quan cô đã bao giờ từng nghĩ cả đội này mỗi một con người đều đã sẵn sàng giao tính mệnh mình vào tay chắc mộc cường ba tôi chúng ta ai ai cũng đều vùng vẫy đấu tranh trên làn sinh tử mới sống được tới ngày hôm nay họ có lý do gì để lừa gạt tôi chứ có lý do gì để bán đứng tất cả mọi người chứ vì cớ gì mà họ lại không thể biết những thông tin chúng ta đã nắm trong tay chứ vì cớ gì mà không thể biết những chuyện mình sắp phải đối mặt chứ? Vì cớ gì mà không thể biết nơi chúng ta sẽ đi chứ? Lữ giáo quan, nói thật lòng với cô, trước giờ tôi luôn rất khó chịu với cách làm này của mọi người. Lần leo núi tuyết thất bại này, một phần nguyên nhân chính là do tin tức không được rõ ràng đó. Lữ cánh nam nói, anh có biết không? Lần trước ở đảo huyền không tự, Pháp sư Á La đã xác nhận, người đàn ông đang chuẩn bị mở cánh cửa cấm kỵ mà chúng ta gặp trong địa cung Mai ha, chính là một tên trong nhóm của Mekin. Chuyện này không phải trùng hợp, mà là bọn Merkin đã nắm rõ được hành tung của chúng ta." Trác Mộc Cường ba nói cứng, "Lần đó không phải chúng ta đã bị nghe trộm hay sao? Giáo quan sao có thể khẳng định chắc chắn là do người của chúng ta tiết lộ ra chứ? Còn nữa, chẳng phải các vị vẫn luôn nghi ngờ tất cả mọi người khác trong nhóm sao? Lần này sao lại không nghi ngờ tôi nữa vậy?" Lữ Cánh Nam khẽ cắn môi, tựa hồ đang chuẩn bị nói gì đó với y, xong cuối cùng vẫn gìm lại được, chỉ thấp giọng nói, "Không phải, thực ra Chúng tôi chưa từng nghi ngờ anh và giáo sư Phương Tân, người chúng tôi nghi ngờ là người khác." Trác Mộc Cường ba cười nhạt nói, "Hư, đủ rồi, tôi thật không sao hiểu nổi, mọi người đều là chiến hữu cùng sống cùng chết, vậy mà lại phải nghi kỵ lẫn nhau, như vậy thì hợp tác phòng còn ý nghĩa gì nữa?" Lữ Cánh Nam, tôi hỏi cô, nếu tôi và cô hợp tác làm ăn, nhưng chỉ cần cô đưa tiền cho tôi, rồi tôi cứ nói đi nói lại với cô rằng, nhất định sẽ kiếm được tiền. Nhưng tôi kiếm tiền như thế nào? giờ đã làm được những gì rồi, nhất loạt những điều ấy tôi đều không nói cho cô, vậy thì cô sẽ nghĩ sao? Sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà đưa tiền cho tôi luôn hả? Đấy mới chỉ là nói chuyện làm ăn đơn giản, còn chuyện mà chúng ta đang phải đối mặt đây, là việc bất cứ lúc nào cũng có thể nguy đến tính mạng, một hành động tập thể như vậy, sao tôi dám có gì che giấu với các thành viên trong đội được chứ? Theo tôi thấy, chắc là cô đã làm công tác bảo mật cho nhà nước lâu quá rồi đấy. Lữ cánh nam nghĩ ngợi dây lát, rồi thỏa hiệp, Vậy cũng được, nếu anh vẫn kiên trì phong cách xử sự, sự của mình, vậy thì tôi cũng chỉ còn cách nói thực với anh, những thông tin về tôn giáo của chúng tôi cung cấp cho anh sẽ không toàn diện nữa, mà là có lựa chọn, đồng thời, chúng tôi vẫn hy vọng anh có thể giúp chúng tôi bảo mật, như vậy có được không? Trác Mộc Cường ba gật đầu, "Ừm, về những thông tin liên quan đến tôn giáo của các vị, tôi có thể đảm bảo với cô, sẽ chỉ có tôi và giáo sư Phương Tân biết được những thông tin này. Nhưng còn những đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta đã phát hiện, đã nắm được, tôi nhất định sẽ để tất cả mọi người trong đội cùng được biết." Lữ Cánh Nam lẩm bẩm nói, "Vậy được, còn chuyện thứ hai." Hai hàng lông mày cô nhíu chặt lại, rõ ràng có vẻ rất bất an. Trác Mộc Cường ba chỉ lặng yên, chờ cô nói tiếp. Cuối cùng, sau một hồi do dự thật lâu, Lữ Cánh Nam mới cắn cắn môi như thể hạ quyết tâm gì đó, nói, "Cường ba thiếu gia, tuy cơ thể anh vẫn chưa xuất hiện dị trạng gì, nhưng về mặt thể chất thì đã xảy ra những thay đổi vi tế." những vi sinh vật ấy sẽ ảnh hưởng đến lượng dưỡng khí được vận chuyển tới các tế bào trong cơ thể anh, tình trạng này đang diễn ra và không thể nào xoay chuyển được. Anh muốn giữ được sức khỏe như trước đây, thì cần phải cải thiện ở mặt khác. Trác Mộc Cường Ba không ngờ chuyện thứ hai cô muốn nói lại liên quan đến sức khỏe của mình, vội hỏi, làm thế nào? Uống thuốc hả? Không, Lữ Cánh Nam nói, đây mới là mục đích chính tối nay tôi tới tìm anh. Kể từ hôm nay, tôi sẽ dạy anh. Hô ấp, hô hấp. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc nói, bất giác nhớ lại thí nghiệm hô hấp mà trước đây pháp sư Á La bảo mình làm. Không sai, Lữ Cánh Nam khẳng định, hô hấp là bản năng sinh tồn mà mỗi người đều học được ngay sau khi được cắt nhau thai, chính vì đây là một thứ bản năng, nên trong mắt người bình thường, hô hấp đã trở thành một việc bình thường đến không thể còn gì bình thường hơn. Nhưng sự thực thì, hô hấp có thể tạo ra thay đổi rất lớn đối với thể chất của một con người. Môn khí công trong trung y coi trọng luyện một hơi thở trong y học có những chứng bệnh như hô hấp khó khăn, chúng độc hô hấp tính kiềm, chúng độc hô hấp tính axit, còn cả phương pháp hô hấp đặc biệt ở vùng cao mà chúng tôi đã huấn luyện mọi người nữa, hô hấp có quan hệ cực kỳ mật thiết với cơ thể người. Thông qua hô hấp, thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn cả huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa, đồng thời cũng hoàn thiện môi trường nội thể, đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn. Nói đoạn, Lưu Cánh Nam đặt một cái hộp vuông bằng giấy bìa lên đầu giường Trác Mộc Cường 3, mở hộp ra, bên trong hình như là một chiếc áo di lê thể thao và cả một tập giấy viết tay nữa trác mộc cường ba hỏi đây là gì vậy lữ cánh nam nói đây là áo lót đàn hồi có thể tự động qua rút điều khiển bằng chip điện tử đợi sau khi các vết thương lành lặn anh hãy mặc vào nó có thể giúp anh khống chế nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở trong thời gian đầu sẽ hỗ trợ anh rất nhiều khi đã quen với kiểu hô hấp này rồi thì không cần dùng đến nữa còn những tài liệu chép tay này là một số điều tâm đắc của tôi khi nghiên cứu phương pháp hô hấp của mật tu giả, anh phải học thuộc lòng nó trước. Phương pháp hô hấp mà tôi sắp dạy cho anh đây, ừm, đó là một phương pháp rèn luyện thân thể do tôi tự lĩnh ngộ ra, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với tôn giáo của chúng tôi cả, anh có thể yên tâm mà tu luyện. Tuy Lữ Cánh Nam nói như vậy, nhưng trong lòng chắc Mộc Cường Ba hiểu rất rõ, đây rõ ràng chuyện giấu đầu lòi đuôi, làm gì có phương pháp tự mình lĩnh ngộ cơ chứ, đó nhất định là cơ sở nền tảng của mật tu còn gã thì ngay cả khảo hạch mang tính thử nghiệm của mật tu giả cũng không thể vượt qua được còn tập giấy chép tay kia thì càng không cần phải nói rõ ràng chính là những thứ pháp sư á là ngày ngày minh tưởng mà ghi chép lại sau chuyến đi đảo huyền không tự xem ra rõ ràng là pháp sư á là đã ủy thác cho lữ cánh nam truyền thụ cho gã vậy mà cô cứ nằng nặc nói là tự mình lĩnh ngộ không biết tôn giáo thần bí này có quy định gì về chuyện tùy tiện truyền thụ pháp môn cơ bản cho người ngoài hay không nhưng cứ nhìn cung cách xử sự, sự cẩn trọng của họ thường ngày thì có thể thấy, Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La nhất định là đã mạo hiểm rất lớn khi làm vậy. Lữ Cánh Nam nói tiếp, phương pháp này thuộc về một nhánh của Mật tông, cũng là bắt đầu từ Thất Đại Sát Khắc La, Sát Khắc La, hay còn gọi là Kháp Khắc La, hoặc Sát Khắc Thụy, dịch ý tiếng Phạn là Luân xa, cũng chính là bảy mạch lớn trong cơ thể người. Theo cách nói của Mật tu giả chúng tôi, cơ thể người có bảy đại mạch luân, ba đại kinh mạch đây chính là học thuyết kinh mạch đặc biệt chỉ riêng vùng Tây Tạng chúng ta và khu vực xung quanh mới có, tương đồng với kỳ kinh bát mạch và 702 huyệt vị của khí công trung nguyên, nhưng lại là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nền tảng chia làm khí, mạch, luân, điểm. Khí trong cơ thể người chia làm hai loại lớn, lần lượt là căn bản khí và chi phân khí, mỗi loại lại chia làm năm loại nhỏ. Khí là động năng của sinh mệnh, nếu có trở ngại sai khác gì, tất sẽ sinh ra bệnh tật. Mạch là quỹ đạo mà khí vận hành trong đó, có thể chia ra làm ba loại. Thứ nhất là thủy mạch, từ đỉnh đầu chạy xuống đến tủy sống và các mạch nhánh khác, là loại mạch màu trắng. Bạch sắc thủy mạch có hai vạn bốn nghìn đường. Thứ hai là huyết mạch, từ giữa thân thể vươn lên trên, tựa như một cây mã não đỏ, thuộc loại tĩnh mạch, có hai màu đen trắng, hắc bạch tĩnh mạch có hai vạn bốn nghìn đường. Thứ ba là khí mạch, khí huyết tương hợp vận hành, cùng hướng lên trên như hắc bạch tĩnh mạch, khí huyết mạch màu đỏ, thuộc loại động mạch hồng huyết động mạch có hai vạn bốn nghìn đường. Lữ cánh nam nhắc đi nhắc lại mấy lần, yêu cầu chắc mộc cường ba bắt buộc phải nhớ thật kỹ các tinh yếu về khí, mạch, luân, điểm. Tuy nhiên một lúc gã chẳng thể nào ghi nhớ được hết lượng thông tin lớn như thế. Lữ cánh nam cũng không quá khắt khe, bảo không sao, sau này cô sẽ đến giúp gã học thuộc. Nhưng tối hôm nay thì chắc Mộc Cường Ba cần phải nhớ cho rõ hướng đi của mấy đường mệnh mạch chủ yếu và phương hướng chuyển động của các mạch luân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của minh tưởng và ý thức. Cuối cùng, cô nói, có câu, mạch phi phong sở thừa chính là muốn nói mạch dựa vào hô hấp để duy trì, còn mạch phi thức sở y, ý, ý là mạch dựa vào ý thức để hoàn thành, nó chịu sự khống chế của ý thức, vì vậy, trước tiên anh cần phải kiên trì dùng ý niệm tưởng tượng mỗi ngày mấy lượt rằng, mạch luân hay luân xa ở dưới cùng của anh đang chậm chậm chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, thời gian minh tưởng không giới hạn, nhưng nhất định phải cảm giác được khi nào nơi mà anh tưởng tượng kia dần dần phát nhiệt nóng lên thì dừng. Sáng sớm tỉnh dậy, Trước giờ cơm trưa, trước khi đi ngủ, ba khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng, anh nhất định phải nhớ cho kỹ. Thời gian còn lại, tốt nhất cũng cứ theo cách tôi đã bày cho mà minh tưởng, trước sau không nên cách nhau quá gần, cũng không nên cách quá xa. Hôm nay chỉ nói đến vậy thôi, tôi đi luôn đây. Trác Mộc Cường ba thấy Lữ Cánh Nam đứng lên, cũng biết thời gian không còn sớm sủa gì nữa, bèn nói, "Cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô, nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến cả pháp sư Á La nữa." giờ tôi đang như thế này, không thể tiến cô ra ngoài được rồi. Lữ cánh nam hờ hững nói với vẻ chán nản thất vọng, cần gì phải khách khí thế. Cô quay người đi, thấy đường mẫn vẫn chưa trở lại, lúc ra tới cửa rồi lại nói, chuyện về hô hấp hôm nay, cường ba thiếu ra, tôi hy vọng. Tốt nhất anh không nói với bất cứ ai. Chắc một cường ba lập tức hiểu ngay ra, chuyện lén truyền phương pháp mật tu này nhất định là đại kỵ của các mật tu giả, đến cả Pháp Sư Á là cũng không dám đích thân truyền thụ, mà để lữ cánh nam thay mình làm việc đó lữ cánh nam rốt cuộc đã phải liều thế nào thôi bỏ đi không nghĩ nữa lữ cánh nam truyền thụ xong khẩu quyết và phương pháp rồi mới nói vậy tức là đã tự đẩy chính bản thân mình bước vào con đường không thể quay về gã còn làm được gì nữa chứ trác mộc cường ba vội nói tôi hiểu tôi hứa với cô lữ cánh nam ngoảnh đầu lại nói với giọng hơi pha lẫn chút hồ nghi tôi nói là bất cứ ai kể cả thầy giáo của anh và trác mộc cường ba gật đầu cam đoan Tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ giữ kín. Lữ cánh nam mỉm cười như thể được an ủi, đẩy cửa đi ra. Nhìn theo bóng lưng cô xa dần, chắc Mộc Cường ba thầm nhủ với lòng, cánh nam và mẫn mẫn dường như là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cô ấy làm chuyện gì cũng đều dứt khoát nhanh nhẹn, không hề ngượng nhiều gượng gạo chút nào, nhưng mà, cô làm vậy, thật không đáng chút nào. Từ sau bận đó, lưu cánh nam thường ngấm ngầm chỉ dẫn cho chắc Mộc Cường ba cách hô hấp, hít thở, cho tới khi gã hoàn toàn nắm được phương pháp hô hấp đặc biệt ấy. Nhưng đó là việc sau này, tạm thời không nhắc đến ở đây. Lữ cánh nam đi rồi, mẫn mẫn vẫn chưa quay lại, cũng chẳng biết có phải cô lại đi nói chuyện gì đó với lữ cánh nam rồi hay không. Chắc một cường ba cũng lười chẳng buồn nghĩ ngợi, chỉ đưa bàn tay quấn đầy băng gạc ấn lên con chuột máy tính, tìm giáo sư Phương Tân để nói ra những nghi vấn của mình khi nãy. Đã kết nối thành công, trong cửa sổ webcam, giáo sư Phương Tân đeo kính lão, đang ngồi ở đầu giường sắp xếp một đống tài liệu lớn. Nghe xong câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba, ông cười cười nói, đúng là sức người không thể nào đi xuyên gió ở khu vực ấy thật, nhưng ai bảo là chúng ta vẫn phải băng qua Tây Phong đấy đâu. Nhưng mà, không đi băng qua giải gió Tây ấy, làm sao chúng ta tìm được lối vào địa điểm đó? Chẳng lẽ, còn con đường nào khác nữa ư? Giáo sư Phương Tân nói, vì cậu vẫn chưa bình phục, nên tôi định mấy hôm nữa mới cho cậu biết tình hình hiện tại của chúng ta, nhưng cậu đã nôn nóng muốn biết như vậy thì nói luôn cũng được. Cường ba à, cậu có cảm thấy mình đã lơ là xem nhẹ điều gì không? Trác Mộc Cường ba hỏi, điều gì kia? Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói, cậu thử nghĩ mà xem, Lữ Cánh Nam đã miêu tả ngọn núi tuyết ấy với chúng ta như thế nào chứ? Hàng năm, từ đầu tháng 5 đến trung tuần tháng 9 là mùa mưa ở đó, gió mùa đông nam dữ dội tạo thành khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 2 năm sau, Khí hậu lại bị dòng không khí lạnh tây bắc mạnh mẽ khống chế, nhưng mà, cậu thử nhớ lại một chút xem nào, ban đầu cậu kể với tôi, Đường Thọ, Ba Tang đã tới vùng Tịnh Thổ ấy vào khoảng thời gian nào vậy? Trác Mộc Cường ba ngẩn người ra mất một lúc, hình như lúc đó đúng là gã cũng biết thời gian bọn Ba Tang tìm được nơi ấy, có điều, sự việc trôi qua quá lâu, gã sớm đã quên mất tiêu rồi, nhưng có một điểm thì chắc chắn là gã nhớ rất rõ, bọn Ba Tang đã từng nhiều lần đi qua nơi đó hơn nữa gió Tây mà Ba Tang và đám đồng bọn săn trộm của anh ta gặp phải ở Tây Phong đới rõ ràng là không cùng đẳng cấp với đợt gió bọn gã đụng phải trong chuyến đi trước. Đi bộ 15 ngày trời trong sức gió như thế, dẫu là siêu nhân cũng không làm được. Giáo sư Phương Tân nhắc nhở gã, quên mất rồi hả? Vậy thì để tôi trả lời cho cậu, dựa theo những ghi chép trước đây và những gì mẫn mẫn, Ba Tang nhớ được, đường thọ được phát hiện vào khoảng tháng 6, còn bọn Ba Tang thì đã đi qua đó rất nhiều lần, hơn nữa lần nào cũng bình yên trở về, chỉ có lần cuối cùng mới bị tiêu diệt toàn bộ mà thôi. Nơi mà họ phát hiện ra là do một người trong bọn ngẫu nhiên trượt chân rơi xuống, lại vẫn dùng bộ đàm liên lạc với nhau được, còn chỗ chúng ta đi thì như thế nào chứ? Căn bản không thể bật được các thiết bị điện tử lên, điều này có ý nghĩa gì nào? Chắc một cường ba trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ nào, nơi chúng ta đi và nơi họ tình cờ phát hiện ra, không phải là một. Giáo sư Phương Tân gật đầu, cũng có khả năng này, có điều, chúng ta còn có thể giải thích theo một cách khác, đó chính là Ba Tang và Đường Thọ đã cùng đến một nơi, nhưng nơi mà chúng ta tìm được lần này không phải. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng tấm bản đồ đó, tấm bản đồ phát hiện được trong Đảo Huyền Không tự, lẽ nào các chuyên gia đã phán đoán sai, hay là nơi chúng ta tìm đến đó mới là Bạc Ba La Thần Miếu thực sự, còn địa điểm mà Ba Tang và Đường Thọ phát hiện chỉ là một nơi khác. Thầy giáo, tôi bắt đầu thấy lẫn lộn rồi, rốt cuộc là như thế nào vậy? giáo sư Phương Tân lấy đầu ngón tay gõ gõ vào ống kính webcam. Trác Mộc Cường ba cảm giác như ông đang gõ lên chán mình, bất giác hơi lùi về sau một chút. Chỉ nghe giáo sư mỉm cười nói, cậu ấy à, giờ mới nghĩ tới vấn đề này. Đây, đây chính là điểm mà chúng ta đã bỏ sót, tất cả chúng ta, tất cả chúng ta đều không để ý đến điểm này. Giáo sư Phương Tân ngưng lại dây lát, rồi tiếp lời, sau khi tấm bản đồ chúng ta lấy được trong đảo huyền không tự được các chuyên gia nghiệm chứng, dường như không một ai nghi ngờ tính xác thực của nó tất cả đều cứ dập khuôn theo bản đồ ấy mãi cho tới khi nhìn thấy những xác chết treo ngược trong khe băng nứt tôi mới sực nghĩ ra nếu tấm bản đồ ấy là giả thì sao trác mộc cường ba lập tức nói nhưng mà các chuyên gia đã giám định rồi tấm bản đồ đó rõ ràng là cổ vật từ nghìn năm trước cơ mà giáo sư phương tân nói không sai tấm bản đồ đó đúng là cổ vật từ nghìn năm trước nhưng thử nghĩ lại những cạm bẫy mà chúng ta gặp phải ở cánh cửa sinh mệnh ở đào huyền không tự mà xem trí tuệ của người xưa bao la phức tạp nhường nào ai có thể đảm bảo tấm bản đồ đó không phải là vật do những người qua ba bảo vệ bạc ba la thần miếu từ ngàn năm trước ngụy tạo ra chứ hơn nữa cậu nghĩ lại cho kỹ xem tấm bản đồ đó lấy ở đâu ra vậy trác mộc cường ba nói là pháp sư á là đoạt được trong tay mertzin gã lập tức sực hiểu ra thốt lên a à, tên mertzin đó giáo sư phương tân gật đầu nói rất có khả năng này phải biết là chúng ta là những người đầu tiên đến được tế đàn mạn Đà La, nhưng lúc đó chúng ta đâu có phát hiện được gì. vậy bọn Muskin tìm thấy tấm bản đồ ấy ở chỗ nào được? về sau theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, tấm bản đồ đó và tấm bản đồ chúng ta phát hiện ra trong mật thất cổ cách có khả năng được làm từ cùng một bộ da sói. đây cũng là vấn đề mà tôi với Hồ Dương cứ tranh luận mãi, nghĩ mãi mà cũng chưa tìm được lời giải thích nào hợp lý. giờ nghĩ lại, nếu nói tấm bản đồ trong tay chúng ta vốn chính là tấm bản đồ mà Stanley từng lấy đi khỏi mật thất cổ cách, cũng chính là tấm bản đồ từng khiến vô số tổ chức và thế lực tranh đoạt rồi cuối cùng biến mất và không rõ lưu lạc nơi nào thì sao. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không khó lý giải tại sao dọc đường lại phát hiện ra nhiều xác chết như thế, đó chính là thi thể của những người thám hiểm trước, bởi vì chúng ta đã đi lại con đường của tất cả những kẻ đi trước ấy. Giáo sư Phương Tân nói một chàng như súng liên thanh, làm chắc một cường ba nghe mà ông hết cả đầu, quan hệ bên trong rắc rối lằng nhằng. Vòng qua vòng lại, lúc thì là bản đồ của bọn gã, lúc lại là bản đồ của bọn mất kinh, một lúc sau lại biến thành tấm bản đồ mà vô số kẻ đi tìm bạc ba la thần miếu từng ra sức tranh đoạt, rốt cuộc tấm bản đồ nào là tấm bản đồ nào đây? Gã gá gãi đầu gãi tai nói, đợi, đợi chút đã, thầy giáo. Gã sắp xếp lại tư duy, đoạn mới nói, thầy giáo, để tôi lặp lại ý thầy đã nhé. Thầy muốn nói, tấm bản đồ mà chúng ta cướp được trong tay mất ở đảo huyền không tự vốn chính là tấm bản đồ đã bị Morton Stanley lấy đi trong mật thất cổ cách, cũng chính là tấm bản đồ mà vô số đội thám hiểm trước chúng ta đã lấy làm căn cứ để đi tìm bạc ba la thần miếu. Bởi vậy, các chuyên gia mới đưa ra kết luận rằng hai tấm bản đồ ấy được làm từ cùng một bộ da sói. Tấm bản đồ trong tay chúng ta, vốn chỉ là một cái bẫy do Merkin bày ra mà thôi. Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định, không sai, như vậy là đã có thể giải thích tại sao các chuyên gia lại đưa ra kết luận hai tấm bản đồ được làm từ cùng một bộ da sói, bởi vì chúng vốn được đặt ở cùng một nơi, chứ không phải phân tán ở hai nơi khác nhau và cách nhau mấy trăm năm, đồng thời cũng giải thích được tại sao dọc đường lại phát hiện ra nhiều xác chết đến thế, bởi vì người ta sớm đã dựa theo tấm bản đồ ấy mà đi tìm bạc Ba La Thần Miếu từ lâu lắm rồi và tất cả đều thất bại hết. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng tại sao hắn lại làm vậy chứ? Giáo sư Phương Tân nói, rất đơn giản, nếu tấm bản đồ này là do Mokerin cố ý chuẩn bị cho chúng ta, thì chắc chắn hắn đã đến núi tuyết đó rồi. Hơn nữa, hắn cũng biết nơi đó đáng sợ như thế nào, đồng thời cũng biết được rằng, ở đó căn bản không thể nào tìm được lối vào Bạc Ba La Thần Miếu. Hắn làm như vậy, chỉ có một mục đích thôi, chính là muốn khiến cho chúng ta thất bại. Cậu thử nghĩ xem, chúng ta đang điều tra hắn, hắn cũng đang điều tra chúng ta, từ trước đến nay cũng chỉ có hai nhóm chúng ta và hắn là đã đến địa cung Mai Ha và phát hiện ra những đầu mối mới, về sau cũng chỉ có hai nhóm này cùng lúc lần theo các đầu mối mới đó mà tìm đến Đảo Huyền Không Tự nếu nói có phát hiện gì mang tính đột phá thì cũng chỉ có thể là một trong hai nhóm này mà thôi